mạnh nhất đồ long hệ thống, tập 54, vật này đang tại dần dần ảnh hưởng tâm trí của ta, ta có thể cảm thấy, nó dưới mắt tản mát ra sức mạnh, chỉ là trong đó một phần rất nhỏ, vẻn vẹn như thế, liền để Khương U kiên kỵ như vậy, kiếm tay lai đạo, nàng mặc dù không có nói tiếp, nhưng mà Tri Văn cùng Bắc Nguyệt Lãnh Thu cũng nghe minh bạch, một phần rất nhỏ sức mạnh liền để đế cảnh tồn tại kiên kỵ, có thể tưởng tượng được cái này ma tổ chi tâm tích chứa toàn bộ lực lượng khủng bố cỡ nào, nếu như hắn tràn vào kiếm tây lai lực, lượng trong cơ thể nhiều hơn nửa mấy phần. Có lẽ, kiếm tây lai thần trí cũng sẽ bị đoạt đi, đến lúc đó, kiếm tây lai sẽ hóa thân thành ma tổ, vẫn là quên mất ký ức, trở thành một mới tinh tồn tại, đây đều là không nói chính xác sự tình, thánh nữ, ngài thật sự không thể thoát khỏi viên này ma tổ chi tâm sao. Bắc Nguyệt Lãnh Thu có chút lo lắng nói, không thể thoát khỏi, Ninh Kỳ nao nao, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia quá dị ý nghĩ, liếc mắt nhìn kiếm tay lai tay phải, thấp giọng nói, kiếm di, ngươi lỏng không được tay, phải không? Ân. Ừ. Kiếm tay lai gật gật đầu, trong mắt cũng thoáng qua vẻ uể oải chi sắc, kể từ nàng bắt lấy viên này ma tổ chi tâm phía sau, muốn lại buông tay, cũng đã là một chuyện rất khó, bất luận là ngủ cũng tốt, ăn cũng được, viên này ma tổ chi tâm từ đầu đến cuối gắt gao hút lại lòng bàn tay của nàng, căn bản tránh thoát không xong, bằng không lấy kiếm tay lai tâm trí, coi như ma tổ chi tâm sẽ cho nàng mang đến lực lượng đáng sợ nàng cũng sẽ lựa chọn nghĩ biện pháp khác tới thu hoạch sức mạnh trong đó mà không phải cả ngày nắm nó nếu là lại tiếp tục như vậy kiếm di chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng ninh kỳ trong mắt lóe lên một tia lo lắng hắn đã thử qua đụng vào ma tổ chi tâm nhưng hệ thống lại không có bất luận cái gì nhắc nhở ma tổ chi tâm tự hồ đối với hắn cũng không có hứng thú cũng không có những thứ khác gì tượng xuất hiện muốn hoàn thành hệ thống an bài qest up lever chân chính nhận được ma tổ chi tâm đầu tiên muốn để nó từ kiếm tay lai trong tay thoát ly mới được. Tứ sư đệ, người ở đây tiên giới ngay ngô lâu, kiến thức cũng so với chúng ta rộng, nhưng có biện pháp giúp ta một chút nương. Tri văn nhìn về phía Ninh Kỳ, đạo, có thể thử một lần, bất quá, chúng ta bây giờ hẳn là khởi hành rời đi Nam Nhạc Tinh, miễn cho Khương U lấy lại tinh thần lại theo bên trên. Ninh Kỳ đạo, Khương U lần này là bị sợ chạy, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền sẽ nghĩ thông suốt Ninh Kỳ căn bản không có có thế uy hiếp được thủ đoạn của hắn, đến lúc đó nhất định sẽ lại theo đi lên, coi như hắn bởi vì kiên kỵ kiếm tay Lai trong tay ma tổ chi tâm không dám động thủ, bị một cái tiên đế đi theo phía sau cái mông, từ đầu đến cuối không phải rất thư. Dùng sự tình, đi đâu? Kiếm Tây Lai ánh mắt hơi động một chút, tổ tinh A. À. Ninh Kỳ cười nói, tổ tinh thượng có vị kia thanh bào lão giả tỏa trấn, cho Khương U 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám tự tiện vào tổ tinh. Trước đây thanh bào lão giả một kiếm chém giết vọng nguyệt tiên đế, sau đó lại một kiếm giết khương gia bảy tên tiên đế, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực coi như không phải tu sĩ bước thứ ba, cũng ít nhất tại bước thứ hai bên trong vô địch, chờ đến tổ tinh, thì có bó lớn thời gian dùng để giải quyết viên này ma tổ chi tâm, trong truyền thuyết tiên nhân nơi phát nguyên. Kiếm Tây Lai nào nào, Ninh Kỳ nghe vậy cười cười, xem ra kiếm tay Lai tam nữ tại trong tiên giới, đã biết rồi không ít chuyện, bốn người chuẩn bị lúc rời đi, cơ vân phỉ tự hồ phát giác ra, tìm được Ninh Kỳ, Ninh Công Tử, ngươi là dự định rời đi nam nhạc tinh sao? Cơ vân phỉ miễn cười nói, kiếm tay lai tam nữ đứng tại ninh kỳ bên cạnh, trong đó tri văn cùng bắt nguyệt lãnh thu nhìn qua cơ vân phỉ ánh mắt, đều mang một tia cổ quái, tri văn tự hồ có chút nghĩ nhạt, mà bắt nguyệt lãnh thu lại u oán rất, ân. Ninh kỳ cười gật gật đầu, cái kia thuận buồn xuôi gió, sau này có rảnh rỗi, ta sẽ đi tổ tinh. Cơ vân phỉ cười vỗ vỗ ninh kỳ bả vai, sau đó hướng kiếm tay lai tam nữ hành lễ nói, ba vị tiền bối cũng chậm đi. Tiền bối, nếu không phải ma tổ lòng duyên cớ, liền xem như kiếm tay lai tu vi cũng không sánh được cơ vân phỉ, tri văn cùng bắt nguyệt lãnh thu tự nhiên biết điểm này, gặp cơ vân phỉ xưng mình là tiền bối, thần sắc có chút mất tự nhiên, ngược lại là kiếm tay lai miễn cười gật gật đầu, sâu trong vũ trụ, nơi đây khoảng cách nam nhạc tinh cực xa, ở giữa cách mấy khỏa cấp 5 tinh cầu, Khương U một mực nắm lấy Khương không chạy tới ở đây, mới dừng lại thân hình, không đúng. Khương U thần sắc hơi đổi, lão tổ khương không có chút sợ hãi nhìn xem khương u không biết nhà mình vị lão tổ này rốt cuộc là nổi điên làm gì như thế nào nhìn thấy cái kia thà bắt huyền liền như là tựa như thấy quỷ hay là ta phía trước câu nói kia chạy trở về trong tộc lúc nào các ngươi những thứ này mèo ba chân cũng có thể tại tiên giới làm loạn nhớ kỹ ta lần sau không muốn gặp lại ngươi khương u lạnh lùng nhìn về phía khương không quát lớn khương không trong lòng giận dữ mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra mảy may chỉ có thể một mặt hết sức sợ sệt gật gật đầu hành lễ nói tiểu nhân cái này liền hồi tộc bên trong. Còn chưa dứt lời mà, Khương không đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã đã mất đi Khương U thân ảnh, Khương không thấy thế, thần sắc lập tức trở nên có chút âm ngoan, đáng chết lão thái giám, nhất định là những năm này thương thế không cách nào khỏi hẳn, lúc này mới trở nên hỉ nộ vô thường đứng lên, ta đường đường thái ất chân tiên, coi như tại trong tộc không quá địa vị, đến nơi này trong tiên giới, còn không phải siêu nhất lưu một dạng tồn tại, tiên quân không ra, lan gia không ra, ai là địch thủ của ta vậy mà ngay trước. Mặt của nhiều người như vậy quát mắng ta, thật là đáng chết, đáng chết a à, Khương không cắn răng nghiến lợi nhìn qua hư không, ánh mắt cừu hận vô cùng, ngay sau đó, khóe miệng của hắn câu lên một tia nhe răng cười, thấp giọng lẩm bẩm, hắc hắc, cái này lão thái giám tự hồ sợ ta nhìn thấy nữ tử kia vật trong tay, đó nhất định là kiện bảo bối, không nói ta Khương gia, còn lại tám nhà mạnh hơn hắn tồn tại đều vượt qua. 20 số, tin tức này hẳn là có thể doanh số bán hàng tiền. Ý niệm tới đây, Khương không trong tay lấy ra một khối ngọc bài, sau đó tâm thần hơi động một chút, cả người liền biến mất ở tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở một tòa trong cự thành. Tòa thành lớn này tự hồ bị một loại huyền diệu khó giải thích trận pháp bao phủ, cả tòa thành lớn tản ra một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng, như một đầu hằng cổ liền tồn tại cự thú một dạng, phủ phục trên mặt đất. Ở đây, chính là trong tiên giới thần bí nhất địa phương một trong, Khương gia thánh địa, cho dù là Lan gia tiên đế, cũng chỉ tới qua như vậy một lần, cả tòa thành lớn tiếng người huyên náo. Nếu có ngoại giới tiên nhân xuất hiện ở nơi đây, nhất định sẽ bị chấn kinh, bởi vì trên đường phố đi lại những tiên nhân kia, trên mỗi một người đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, Đại La, huyền tiên khắp nơi có thể thấy được, liền xem Như Khương. Khoảng không dạng này thái ớt chân tiên, cũng sẽ không ít đến đi đâu, mà trong tiên giới được vinh dự tiên đế phía dưới mạnh nhất tiên quân cấp tồn tại, cũng có rất nhiều, Khương không đang hướng tự thành bên trong một tòa tản ra thần thánh khí tức công trình kiến trúc mà đi ở nơi này trên đường liền gặp ít nhất ba cái tiên quân cấp tồn tại, không bao lâu, Khương không xuất hiện ở một tòa đại điện trước mặt, cửa đại điện đứng hai tên khí tức so với hắn đều phải kinh khủng tiên nhân, đang nhàn nhạt nhìn qua Khương không, Khương không, nghe nói ngươi ở đây bên ngoài qua khoái hoặc tiêu sái, hôm nay tới đây làm gì làm chi, trong đó một tên tiên nhân thản nhiên nói, Khương Lê, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Khương Hạo Lão Tổ. Khương không thấp giọng nói, bị hắn xưng là Khương Lê Thái ức chân tiên nhàn nhạt phủi hắn một mắt, cùng mặt khác một danh thái ất chân tiên nhìn nhau một phen, tự hồ còn tự mình truyền âm vài câu, lúc này mới chậm trải đạo, Khương Hạo lão tổ đang lúc bế quan khổ tu, không tiếp khách, ngươi vẫn là trở về đi. Khương không không những không giận mà còn lấy làm mừng, đối phương nói như vậy ít nhất chứng minh Khương Hạo lão tổ không hề rời đi Khương gia thánh địa, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi đi bẩm báo một tiếng, tin tưởng Khương Hạo lão tổ hội kiến ta. Khương không đạo, can hệ trọng đại. Khương Lê trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, ngươi có thể có chuyện gì, nghe nói ngươi gần nhất tại ngoại giới thu không thiếu đệ tử, dự định tu luyện bộ kia ma công, thân là ta Khương gia tử đệ, ngươi có chút bất nhập lưu, Khương không nao nao, sắc mặt biến đến có chút xanh xám đứng lên, hắn không biết mình lặng lẽ việc làm, vì sao lại bị Khương Lê biết, nhưng dưới mắt hắn là tối trọng yếu lô đỉnh đã bị hủy, bộ kia ma công cũng không phải việc cấp bách, chỉ cần đem miệng tin truyền cho Khương Hạo, hắn tin tưởng mình có thể có được thưởng. Ban thưởng tất nhiên muốn viễn siêu bộ kia ma công mang tới hiệu quả và lợi ích khương lê ta với ngươi ở giữa những cái kia thù hận sau này có thời gian rảnh ngươi tự nhiên có thể tới tìm ta tính toán nhưng bây giờ ta muốn nói cho khương hạo lão tổ chuyện kia liên quan đến khương hạo lão tổ tu hành ngươi nếu là ngăn chặn không báo sau này khương hạo lão tổ vấn tội đứng lên ngươi không có quả ngon để ăn khương không cười lạnh một tiếng khương lê thần sắc hơi đổi ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi trong lòng hơi có kiên kỵ tính toán ta đi bẩm báo một tiếng. Mặt khác một danh thái ớt chân tiên thản nhiên nói, nói xong, hắn liền quay người vào đại điện, Khương không liền cùng Khương Lê ở ngoài cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ, không bao lâu, cái kia danh thái ớt chân tiên đi ra, hướng Khương không đạo, Khương hạo lão tổ muốn gặp ngươi, đi theo ta. Đa tạ. Khương không hướng đối phương cười cười, có chút tựa như khiêu khích phủi Khương Lê một mắt, đi theo cái kia danh thái ớt chân tiên tiến vào đại điện, Khương Lê thần sắc xanh mét nhìn qua Khương không bóng lưng, không biết suy nghĩ cái gì, lão tổ liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Dẫn Đường Thái ớt chân tiên đứng tại một gian thạch thất bên ngoài, thấp giọng nói, Khương Không gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, liền đẩy cửa vào, trong thạch thất không gian sau bên ngoài nhìn phải lớn hơn rất nhiều, nhưng là vô cùng u ám, giống như một tòa mô hình nhỏ vũ trụ một dạng, có điểm điểm tinh quang tô điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại môn tự động đóng lại, Khương Không hơi biến sắc mặt, hướng về nơi xa một đạo bóng lưng chắp tay hành lễ nói: tam phòng tử đệ khương không gặp qua khương hạo lão tổ hồi lâu một thanh âm chậm rãi vang lên tam phòng tử đệ ngươi cũng đã biết ta cùng với khương u quan hệ trong đó thủy hỏa bất dung ngươi hôm nay dám đến gặp ta là khương u ý tứ khương không vội vàng nói cũng không phải khương u lão tổ ý tứ a à, bóng lưng kia chậm rãi xoay người chỉ thấy mặt mũi của hắn lại cùng khương u có tám phần tương tự nếu không nhìn kỹ phản phất một cái khác khương u bây giờ trên khuôn mặt của hắn lộ ra một tia tò mò, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Khương không, vậy ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì? Khương không cúi đầu xuống, đạo, đệ tử lần này tại Nam Nhạc Tinh gặp được Khương U Lão Tổ. Một phen tự thuật, Khương không đem Nam Nhạc Tinh thượng chứng kiến hết thảy nói một lần, thà Bắc huyền, kẻ này không phải đoạn thời gian trước địa tiên bản đệ nhất sao, làm sao lại cùng Khương U nhận biết, ngươi nói Khương U rất sợ hắn. Khương hạo thần sắc khẽ biến, tự hồ, là như thế này khương không cũng có chút không quá xác định ha ha đây không phải trọng điểm trọng điểm là khương u nghĩ tại ba nữ nhân kia trên thân được cái gì theo ta được biết nữ nhân đối với hắn thế nhưng là vô dụng trước kia thấy hắn mang về hai đạo nữ tử thần hồn ta đã cảm thấy khương u tâm tính phải chăng đã biến thái bây giờ xem ra thật đúng là như thế khương hạo ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng khương không thần sắc có chút lúng túng vội vàng nói khương hạo lão tổ căn cứ ta thấy ta cảm thấy cái kia ba tên trên người nữ tử, chỉ sợ có một dạng không được bảo bối. Ân, ừ, có lẽ vậy, chỉ là ngươi thân là Khương U, cháu chắc, hẳn là cái này bối phận A, à, vì sao muốn bán đứng lão tổ nhà ngươi? Khương Hạo nhàn nhạt nhìn xem Khương không, Khương không trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, bán đứng, không có bán đứng A, à, đệ tử biết được chuyện này, cảm thấy can hệ trọng đại, Khương U lão tổ có lẽ cần người giúp đỡ, lúc này mới đến đây cầu kiến ngài. Phải không, không tệ, về sau lại muốn tiếp lại lệ. Khương Hạo cười cười, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng qua, khương không trong tay liền nhiều hơn một cây trường kiếm, khương không cúi đầu xem xét, ngạc nhiên hướng Khương Hạo hành lễ nói: "Đa tạ Khương Hạo lão tổ." Một tin tức đổi lấy một kiện cực phẩm đạo khí, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là kiếm lời lớn, cho dù Khương gia là thiên đạo gia tộc, gia sản dòng họ cực kỳ khổng lồ, tu hành tài nguyên nhiều dọa người, nhưng mà, Khương gia con em nhân số cũng không ít ngược lại có cực kỳ cạnh tranh kịch liệt, Khương Không ban đầu địa vị liền hơi thấp, kể từ tiếng giai đến thái ớt chân tiên sau đó, được một kiện phẩm chất cực thấp thượng phẩm đạo khí, dùng một chút chính là dùng đến bây giờ, món kia thượng phẩm đạo khí đi qua vô số trận chiến đấu, tu tu bổ bổ, đã sớm sắp chi trì không nổi, bây giờ được một kiện tiên quân mới có tư cách sử dụng. Cực phẩm đạo khí, đối với Khương Không tới nói, chiến lực ít nhất tăng lên mấy lần, người nói Khương U xuất hiện ở Nam Nhạc Tinh, đúng không? Khương Hạo cười nói: Khương không vội vàng gật đầu, sau một khắc, hắn đã cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người đã xuất hiện ở thạch thất bên ngoài, đang ở bên ngoài chờ đợi cái kia danh thái ớt chân tiên nhãn bên trong thoáng qua vẻ hồ nghi, dường như đang ngờ tới Khương không cùng Khương Hạo nói cái gì, có hay không được chỗ tốt gì, lại có 7, 8 ngày, hẳn là liền đến tổ tinh. Ninh Kỳ nhìn lướt qua bốn phía tinh vực, đạo, trước đây văn thắng văn rõ ràng hai huynh muội dẫn hắn đến đây tổ tinh thời điểm, chính là đi con đường này, Ninh Kỳ trong đầu còn có chút tán dương ấn tượng vậy thì tăng tốc điểm tốc độ, kiếm tay lai mỉm cười, một cổ mênh mông cùng cuộn khí tức đáng sợ từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, bọc lại Ninh Kỳ cùng tri văn hai nữ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng tổ tinh phương hướng bay đi, Ninh Kỳ không để cho các nàng ở tại tạo hóa lĩnh vực nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất là sợ Khương U đuổi theo, nếu như kiếm. Tây lai tam nữ tại tạo hóa lĩnh vực, lấy Khương U thực lực, rất có thể sẽ trong nháy mắt chế trụ Ninh Kỳ. Nhưng hắn không có cơ hội đem kiếm tay lai phóng xuất, chỉ có kiếm tay lai ở bên ngoài, mới có thể để cho Khương U xuất hiện thời điểm có chỗ kiên kỵ, không dám ra tay. Đến nỗi điểm thứ hai, kiếm tay lai giờ khắc này ở ma tổ lòng gia trì, mặc dù thần thông cùng tiên đế so sánh còn có chênh lệch, nhưng ở phương diện tốc độ, nhưng là thắng qua có chớp mắt chính vạn dặm cùng cự ưng hình thái ninh kỳ, đi tới tổ tinh, ha ha, muốn cho lão gia hỏa kia bảo vệ các ngươi sao, đừng quên, huyền tiên trở lên tồn tại dám đi tổ tinh hắn đồng dạng chiếu rãm không lầm, các ngươi đi, cũng giống vậy muốn bị chém giết các ngươi hà tất tiến đến chịu chết, một thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, kiếm tay lai thân hình có chút dừng lại, chỉ thấy trước mọi người phương và dặm chỗ bên trong hư không, đứng một thân ảnh, đang tự tiếu phi tiếu nhìn xem Ninh Kỳ bốn người, gia hỏa này không tính quá ngu, vẫn là kịp phản ứng A. Ninh Kỳ nhìn xem Khương U, thầm nghĩ đến, tri văn cùng bắt nguyệt lạnh thu sắc mặt khó coi, kiếm tay lai nhàn nhạt nhìn qua Khương U, mỉm cười nói, ta đi tổ tinh có thể chết hay không, không mượn ngươi xen vào, ngược lại là ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Ha ha! Khương U nhìn lướt qua kiếm tay lai trong tay ma tổ chi tâm, có viên này ma tổ chi tâm tại, thật sự là hắn không tốt cùng kiếm tay lai động thủ, đó dù sao cũng là trong truyền thuyết bước thứ tư tu sĩ ma tổ vật lưu lại, trong đó có thể ẩn chứa ma tổ suốt đời tinh hoa, tùy tiện lỗ hổng một chút đi ra, đều đủ đem bước thứ hai tu sĩ giết tới một vạn lần, một trăm ngàn lần, nhưng mà, kiếm tay lai đánh giá thấp hắn đối với Ninh Kỳ oán hận, ta hôm nay không muốn ngăn ngươi, các ngươi có thể đi tổ tinh, ta không ngăn cản, ta muốn chính là, hắn. Khương U đưa tay chỉ Ninh Kỳ, ngươi muốn ta, đừng quên, ngươi là thái giám, hai chúng ta không thể nào. Ninh Kỳ một mặt kinh ngạc nói, Khương U sắc mặt lúc trắng lúc xanh, người biết chuyện này ít vô cùng, ít nhất, kiếm tay lai tam nữ phía trước phải không biết đến, cho nên hắn mới có thể dùng thu ba người các nàng làm thiếp hầu lý do dụ hoặc các nàng đem ma tổ chi tâm giao ra, bây giờ bị Ninh Kỳ một ngụm nói ra nhiều năm ẩn tật, mấu chốt là cái này ẩn tật vẫn là ninh kỳ một tay tạo thành lập tức nhường khương u vừa thẹn vừa giận lửa giận trong lòng không thể nén bốc cháy lên ha ha tri văn cùng bắt nguyệt lạnh thu phát ra một hồi cười khẽ kiếm tay lai tự tiếu phi tiếu nhìn xem khương u đạo ngươi đi đi người ta sẽ không đưa cho ngươi nếu là muốn tự ra tay tới cướp xem là ngươi chết vẫn là chúng ta chết nói kiếm tay lai chậm rãi nâng tay phải lên ma tổ chi tâm lên khí tức tựa hồ càng phát hùng hậu màu vàng thiêu đốt vết tích sáng mấy phần Hướng kiếm Tây Lai thể nội phun trào đi sức mạnh trong nháy mắt nhiều mấy thành. Khương U thần sắc âm tình bất định, hắn không nghĩ tới kiếm Tây Lai cùng Ninh Kỳ quan hệ trong đó sẽ tốt như thế. Ngươi có biết hay không? Ngươi cách cái chết không xa. Khương U lạnh lùng nhìn xem kiếm Tây Lai, đó là ta chính mình sự tình. Kiếm Tây Lai mỉm cười nói, chỉ cần ngươi đem kẻ này giao cho ta, ma tổ chi tâm ta có thể không cần. Các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đã như thế, ngươi mới có một tia cơ hội tìm được áp chế lại ma tổ lòng biện pháp bằng không ngươi một ngày nào đó sẽ bị thay vào đó khương u đạo đi thôi kiếm tay lai hướng ninh kỳ cười cười không có chút nào để ý tới khương u ý tứ đúng lúc này lại một đường thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong hư không ngay sau đó đạo thân ảnh kia không nói một lời trực tiếp một kiếm hướng ninh kỳ bốn người chém tới trường hồng một dạng kiếm khí mục tiêu chân chính dường như là kiếm tay lai tay phải khương hạo khương u có chút chấn kinh hắn không rõ khương hạo vì đột phá đến bước thứ ba một mực tại trong tộc quanh năm bế quan, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, là trùng hợp, vẫn là, liên thủ, giải quyết nữ tử kia, những chuyện khác để sau hãy nói. Khương Hạo thanh âm tại Khương U vang lên bên tai, Khương U thấy thế, khẽ cắn môi, trực tiếp ra tay, trong tiên giới, chính thành chính tiên nhân chỉ biết là Lan Gia tiên đế là thế gian này duy nhất đế cảnh tồn tại, nếu là bị bọn hắn nhìn thấy dưới mắt một màn này, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm, hai đại tiên đế liên thủ trấn áp, thanh thế bực này, biết bao khủng bố, oanh, bên mông cùng cuộn ma khí từ kiếm tây lai thể nội tuôn trào ra trực tiếp ngăn cản khương hạo một kiếm kia cùng khương u theo tới thủ đoạn song phương lập tức đã biến thành dằn co trạng thái khương u cùng khương hạo cách vài dặm mà đứng lặng hư không nhìn qua ninh kỳ bốn người ta đây một kiếm liền xem như tiên đế bên trong có thể đỡ cũng không có mấy cái tăng thêm khương u mặc dù còn không cách nào cùng tổ tinh vị kia cùng so sánh nhưng nếu là lan gia tên kia đều phải bị chút vết thương nhỏ cô nương trên tay ngươi vật này rất đáng gờm a Khương Hạo mỉm cười nói, ánh mắt của hắn đảo qua Ma Tổ Chi Tâm, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, vật này hắn tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng đột nhiên có chút không nhớ gì cả, đồ vật như thế nào có thể làm cho một cái tu vi bất quá địa ma nữ tử ngăn cản được hai tên tiên đế giáp công, đối với kiếm tay lai tu vi, Khương Hạo một mắt liền có thể nhìn ra, cho nên tại thêm chút suy tư sau đó, không cần Khương u cùng kiếm tay lai mở miệng, trong óc hắn liền thoáng qua một tia điện, đối với Ma Tổ lòng lai lịch, có mấy phần ngờ tới viên này tảng đá không phải là trong truyền thuyết ma tổ viên tịch sau đó lưu lại ma tổ chi tâm a à. khương hạo nói xong phát hiện khương u thần sắc hơi đổi nhịn không được cười dài nói ha 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 không nghĩ tới truyền thuyết là có thật ma tổ vậy mà thật sự lưu lại một trái tim khương u ngươi biết được chuyện này không hơn báo trong tộc là dự định nuốt chuyên viên này ma tổ chi tâm ngươi cũng đã biết coi như ngươi nhận được trong đó sức mạnh ngươi cũng sẽ bởi vậy nhập ma trở thành một đầu triệt triệt để để ma tộc vận khí tốt có thể có thế giữ lại thần trí, vận khí không tốt, vậy ngươi liền không phải ngươi. Không mượn ngươi xen vào. Khương U lạnh trên một tiếng, ngươi là như thế nào biết được ta ở chỗ này? Ngươi cũng không can thiệp được. Khương Hạo mỉm cười nói, Ninh Kỳ nhìn một chút Khương Hạo, lại nhìn một chút Khương U, phát hiện hai người dáng dấp phi thường giống, rất có thể là loại kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra xong bào thai, bất quá, giữa hai người quan hệ, tự hồ có chút vấn đề, còn tốt, hôm nay có ma tổ chi tâm nơi tay, ngược lại là không có bị hai người giết đi chỉ là ninh kỳ nhìn kiếm tây lai một mắt trong mắt vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất kiếm tây lai thời khắc này thần thái đã có có chút biến hóa bởi vì vừa mới ma tổ chi tâm trong nháy mắt bột phát ra sức mạnh có không ít lưu lại ở kiếm tây lai thể nội nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không bao lâu kiếm tây lai cũng sẽ bị ma tổ chi tâm thôn phệ vị cô nương này ngươi nên nhìn ra ta theo khương u quan hệ không tốt nếu như ngươi đem viên này ma tổ chi tâm giao cho ta ta không chỉ bảo đảm các ngươi một mạng, còn giúp các ngươi đem Khương U giết đi, khoản giao dịch này, có làm hay không phải? Khương Hạo hướng kiếm Tây Lai cười nói, Khương Hạo. Khương U lập tức đối với Khương Hạo trợn mắt nhìn, không muốn đóng kịch, các ngươi hôm nay coi như hai người liên thủ, cũng lưu không được chúng ta, hà tất lãng phí thời gian. Kiếm Tây Lai thản nhiên nói, ngô, đích thật là lưu không được, bất quá, dây dưa một chút thời gian cũng là có thể, cô nương, ngươi bây giờ hẳn là cũng không dễ chịu a. À bước thứ tư đại năng vật lưu lại liền xem như ta như vậy tiên đế đều không thể tiếp nhận huống chi là ngươi chỉ cần ngươi không ngừng sử dụng nó sức mạnh không bao lâu ngươi thân thể này đoán chừng liền trực tiếp bôn hội không còn nhục thân chịu tải ma tổ lòng sức mạnh ngươi cảm thấy ta và khương u liên thủ còn không trấn áp được chỉ là một khỏa không còn ý chí trái tim sao khương hạo cười nói ngươi ngược lại là nhắc nhở ta kiếm tây lai cười cười ninh kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường cùng lúc đó Khương Hạo cùng Khương U cũng thần sắc biến đổi, không biết kiếm tay Lai làm cái gì, trong lòng bàn tay nàng viên kia ma tổ chi tâm nguyên bản chỉ có mấy khối loan lỗ than củi đốt vết tích, nhưng dưới mắt, cả viên ma tổ chi tâm toàn bộ trở nên kim sắc rực rỡ, phản phất cả viên đều phải đốt dung một cái dạng, cùng lúc đó, kiếm tay Lai khí tức đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền siêu. Qua Khương Hạo hòa Khương U, nương. Tri Văn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, loại tình huống này cũng không bình thường, nàng và bắc nguyệt lạnh thu khí tức cùng kiếm tây lai tương liên kiếm tây lai khí tức tại tăng vọt đồng thời các nàng hai người cũng tại đề thăng khương hạo người đáng chết khương u giận tím mặt hướng khương hạo phát ra gầm nhẹ một tiếng hắn đuổi kiếm tây lai tam nữ nhiều năm như vậy một lần cũng không dám xuất thủ ngay cả ngôn ngữ cũng không dám quá nặng chính là sợ chọc giận kiếm tây lai tạo thành không thể vãn hồi kết quả mà bây giờ khương hạo vừa mới xuất hiện liền đem đối phương bị chọc giận một chút Tử phá hủy hắn nhiều năm như vậy dự định, không trách được ta, ta làm sao biết nàng như thế, cường ngạnh. Khương hạo thần sắc khẽ biến, sau một khắc, Ninh Kỳ đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị một cổ lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra, đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ từ kiếm tây lai thể nội tuôn ra, phản phất tạo thành một tòa thiên địa lao tù, khốn trụ Khương hạo hòa Khương U, đồng thời kiếm tây lai tam nữ cũng ở đây tọa trong lao tù, kiếm tây lai hai mắt, dần dần đã biến thành màu vàng kim nhạt, tóc không gió mà bay, nguyên bản bị khống chế nơi tay khuỷu tay phía dưới kim sắc đường vân, cũng đã xuất hiện ở cổ của nàng, thậm chí là khuôn mặt, bại lộ trong không khí làn da, tất cả đều có thể trông thấy rậm rạp chằng chịt kim thân đường vân, giờ này khắc này, kiếm tay lai khí tức đã hoàn toàn vượt trên khương hạo hòa khương u, nhưng mà khí tức của nàng như cũ tại tăng vọt, mà nhục thể của nàng cũng đã có chút không chịu nổi, ngón tay, bàn tay, cánh tay, con mắt, lỗ tai, khuôn mặt, đang tại lần lượt bôn hội, nhưng mà hơi chút bôn hội, lại bị một cổ lực lượng, cưỡng ép tụ hợp, kiếm di, dừng tay. Ninh Kỳ ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, lập tức truyền âm nói, loại này hiện tượng quỷ dị đủ để chứng minh kiếm tay lai nhục thân đã nhanh phải thừa nhận không được ma tổ trong lòng sức mạnh, tùy thời đều có bôn hội nguy hiểm, nếu là thật bôn hội, lấy ma tổ trong lòng sức mạnh, kiếm tay lai cái gì cũng không biết còn lại, kiếm tay lai tự hồ nghe không đến Ninh Kỳ truyền âm, thần thái trở nên dường như một người khác, nàng nhàn nhạt nhìn xem Khương U Hòa Khương Hạo, nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Khương U Khương Hạo thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức thi triển suốt đời thủ đoạn mạnh nhất, miễn cưỡng ngăn trở kiếm Tây Lai một chỉ này, từng kiện cực phẩm đạo khí phản phất không cần tiền một dạng, bị bọn hắn ném đi ra, đồng thời còn thi triển đủ loại đủ kiểu cửu giai tiên thuật, một bên ngăn cản kiếm Tây Lai thế công, một bên tính toán đánh tan ngôi thiên địa này lao tù, Khương Hạo, nếu như lần này ta chết ở đây, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, biết rõ ma tổ chi tâm nải để bốn bước đại năng lưu lại đồ vật, ngươi còn cố ý chọc giận đối phương. Khương U gầm nhẹ nói, hắn đã cực kỳ tức giận, nếu không phải là Khương Hạo, hắn tự nhận có đủ loại thủ đoạn có thể đoạt được ma tổ chi tâm, chỉ là hơi hao chút công phu thôi, nhưng bây giờ, không chỉ có ma tổ chi tâm hắn không chiếm được, liền chính hắn tính mệnh, cũng đã có một tiên nguy hiểm, kiếm tay lai trên thân loại khí tức này, hắn rất quen thuộc, đó là vượt qua đế cảnh, lại không có chân chính bước vào bước thứ ba hóa cổ chi cảnh, loại tồn tại này, Khương gia bên trong cũng còn sống mấy tôn thôi, ban đầu tiên ma đại chiến, nhìn như thiên đạo gia tộc chiến thắng, đem cổ tiên cùng ma tộc cùng nhau trấn áp, nhưng mà, chính đại thiên đạo gia tộc tu sĩ bước thứ ba, cơ hồ đều bị cổ tiên cùng ma tộc liều mạng không còn một mảnh, chỉ có một ít hóa cổ cảnh tồn tại cẩu. Duyên tàn thở đến nay, càng là liền gia tộc thánh địa cũng không dám bước ra một bước, hiện nay kiếm tay lai khí tức đã tăng lên tới hóa cổ cảnh, chứng minh thực lực của đối phương coi như không đạt được chân chính hóa cổ cảnh trình độ, nhưng thủ đoạn cũng không phải chỉ là đế cảnh có thể ngăn trở, Khương U ngươi cho rằng ta chưa có xem vị kia lưu lại cổ tịch sao? Vị kia chính miệng nói qua, sau này muốn tìm hắn, ma tổ chi tâm chính là mấu chốt, đây chính là trong tiên giới, duy nhất có thế thông hướng thần la giới, chìa khóa, ngươi cho rằng ta không biết, Khương Hạo một bên ngăn cản kiếm Tây Lai thế công, một bên rút sạch cười lạnh nói, đồng thời, hắn nhìn về phía kiếm Tây Lai trong tay ma tổ chi tâm cũng mang tới một tia tham lam, vẻn vẹn như thế một tia sức mạnh, liền để một cái địa ma kỳ tồn tại tăng lên tới hóa cổ cảnh viên này ma tổ chi tâm e rằng thực sự là vị kia ma tổ lưu lại tinh túy nếu là chúng ta có thể được đuổi theo vị kia cước bộ rời đi phương thiên địa này đi tới thần la giới sau này ngươi ta cũng có cơ hội thành tựu bước thứ ba thậm chí bước thứ tư cho nên đừng tiếp tục ta đây đồ nghịch tiểu tính tình ngươi ta liên thủ ngăn lại nàng nàng mặc dù tạm thời tiến nhập hóa cổ cảnh có thế hắn tiền thân dù sao chỉ là địa ma mà thôi nơi nào có chân chính hóa cổ cảnh đại năng thủ đoạn lấy nàng nhục thân căn bản không chống đỡ được bao lâu lại kéo lên chừng một khắc đồng hồ, nàng nhất định bỏ mình. hồn diệt. khương u nghe vậy nao nao, trong lòng lập tức dâng lên một tia bị khương hạo nói ra suy nghĩ trong lòng nổi giận, nhưng mà cái này một tia nổi giận lập tức tán đi. khương hạo nói không sai, dưới mắt hai người chỉ có liên thủ ngăn chặn thời gian mới có thể có chuyển cơ, ít nhất muốn giữ được tính mạng, có khương u phối hợp, hai người liên thủ tự hồ vô cùng có ăn ý, cục diện tự hồ cũng không giống phía trước như vậy chật vật. hai người truyền âm ninh kỳ nghe không được. Hắn chỉ là có chút lo lắng nhìn một màn trước mắt này, mặc dù kiếm Tây Lai khả năng hiện giờ mạnh đến làm cho người giận sôi, đem Khương U Hòa Khương Hạo đè lên đánh, nhưng mà, Ninh Kỳ có thể nhìn ra, kiếm Tây Lai không chống đỡ được quá lâu, kiếm Di hôm nay trạng thái, quả thực nguy hiểm cho, không còn những biện pháp khác, e rằng. Ninh Kỳ lông mày sâu nhăn, hắn nơi nào nhìn không ra Khương Hạo Hòa Khương U dự định kéo dài thời gian trong lòng, kiếm Tây Lai nhưng nếu không thể tại đến cực hạn phía trước trấn sát hai người, vậy hôm nay hắn cùng kiếm tây lai tam nữ cũng không có cơ hội sống sót cơ hội duy nhất chính là hắn xoay người rời đi mặc kệ kiếm tây lai tam nữ hòa khương u hai người tranh đấu chạy trốn tới tổ tinh có vị lão giả kia tại khương u khương hạo tự nhiên không dám đến tổ tinh tìm hắn nhưng mà ninh kỳ không có lựa chọn rời đi cũng sẽ không lựa chọn rời đi hai tên tiên đế một cái ngụy hóa cổ cảnh ba người chiến đấu dư ba đủ để hủy diệt tầm thường tinh cầu liền xem như trong tiên giới tinh cầu bị thiên đạo quy tắc che chở so với trung ương đại lục bên kia mạnh hơn nhiều lần, cũng không đủ may mắn thoát khỏi, bất quá, dưới mắt ba người chiến đấu dư ba chỉ ở thiên địa trong lao tù. Khoái động, bị kiếm tay lai trên thân cổ khí tức kia gắt gao bao quanh, cũng không có tiết lộ ra mảy may, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm tay lai thế công tự hồ đang chậm rãi yếu bớt, nhanh nhanh. Khương Hạo Hòa Khương U trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thế nhưng là sau một khắc, hai người bọn họ lại lớn kinh thất sắc, bởi vì kiếm tây lai khí tức trên thân, lại lần nữa tăng vọt, lần này tăng vọt trình độ, lại trực tiếp đem nàng tiến lên đến rồi bước thứ ba, ngươi điên rồi sao? Thương hạo nhịn không được hướng kiếm tay lai like gầm nhẹ một tiếng, kiếm tay lai like trong mắt lóe lên một tia vẽ trào phúng, hướng ninh kỳ bên kia liếc mắt nhìn, ninh kỳ trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường, sau một khắc, đám người phát hiện kiếm tay lai like sau lưng đột nhiên nhiều hơn một phiến vòng xoáy tựa như đại môn, tri văn cùng bắt nguyệt lạnh thu cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, liền bị hút vào, liền kiếm tay lai like cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, tự hồ vòng xoáy trong cửa lớn đang có một cổ lực lượng kinh khủng, tại nắm kéo nàng, thần la giới. Khương U thất thanh nói, thần la giới, Ninh Kỳ nghe thế ba chữ, sắc mặt hơi đổi, lão tổ thật không lừa ta, bước thứ tư đại năng sức mạnh, quả nhiên là mở ra thần la giới cửa chìa khóa, Khương Hạo quên đi chính mình vị trí tại cục diện, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng kiếm Tây Lai phóng đi, bất quá, hắn mục tiêu chân chính, nhưng là cái kia phiến vòng xoáy đại môn khương u nhìn thấy khương hạo cử động lập tức phản ứng giống như khương hạo một dạng hướng vòng xoáy kia đại môn phóng đi hai người tự hồ vì cánh cửa này đều từ bỏ phòng ngự tình nguyện dùng thương thế đem đổi lấy tiếng vào cửa cơ hội cùng lúc đó kiếm tay lai phát hiện mình đang bị đại môn điên cuồng lôi kéo bất đắc dĩ chỉ có thể phân ra chính thành sức mạnh đi kháng cự cử cánh cửa này dùng còn sót lại một thành sức mạnh một chưởng hướng khương hạo cùng khương u vỗ tới oanh hai người thân thể lật ra vô số bổ nhào vọt thẳng phá thiên địa lao tù, hóa thành tinh điểm biến mất ở Thà Kỳ trước mắt, mà đánh ra một chưởng này kiếm tay lai, tự hồ cũng không còn cách nào kháng cự sau lưng vòng xoáy đại môn, nàng hướng Thà Kỳ nhìn lại, trong mắt kim sắc dần dần tán đi, khôi phục tỉnh táo, sau một khắc, không đợi Thà Kỳ nói chuyện, kiếm tay lai nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay viên kia ma tổ chi tâm lập tức bay đến Thà Kỳ trước mặt, ta không biết cánh cửa này bên trong có cái gì, ngươi cầm nó, sau này mới có cơ hội lại một lần nữa mở ra, ta có thể không thể trở về tới liền dựa vào ngươi, bắt huyền, sống khỏe mạnh. Kiếm tay lai thanh âm tại thà kỳ vang lên bên tai, ngay sau đó, thân thể của nàng bị hút vào vòng xoáy đại môn, sau một khắc, vòng xoáy đại môn cũng theo đó đóng lại, hư không hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không phải ma tổ chi tâm đang lơ lửng tại thà kỳ trước mặt, phản phất vừa rồi một màn kia chưa bao giờ phát sinh qua, dưới mắt ma tổ chi tâm, một lần nữa trở nên đen như mực, không còn giống như một khỏa đỏ rực dung nham, liền phía trước cái kia loan lỗ thang của kim sắc vết tích cũng mất. Thà kỳ ánh mắt hơi động một chút, chậm rãi nắm chặt ma tổ chi tâm, hắn không biết, chính mình có thể hay không biến thành kiếm tây lai như thế, bị ma tổ lòng sức mạnh chỗ xâm nhập, làm thà kỳ tay trưởng hoàn toàn nắm chặt ma tổ chi tâm phía sau, lại không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng, ma tổ chi tâm liền như là một khỏa thông thường cục đá một dạng, có vẻ hơi yên lặng, đinh, chúc mừng túc chủ thu được ma tổ chi tâm, hoàn thành QEST Up Lever, xin hỏi phải chăng bây giờ tiếng dai, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên theo Hà Kỳ hướng kiếm tay lai biến bất phương hướng liếc mắt nhìn, liền đem ma tổ chi tâm thu hồi, hướng tổ tinh phương hướng mau chóng đuổi theo, thiên tiên tiếng giai kim tiên, đó là muốn độ lôi kiếp, Khương Hạo cùng Khương U tùy thời đều có vòng trở lại có thể, kiếm tay lai phía trước một chưởng kia hẳn là có thể cho bọn hắn một chút giáo huấn, nhưng không đến. Tại chụp chết hai người này, Hà Kỳ không có ý định ở lại tại chỗ, mau chóng đến tổ tinh mới là an toàn nhất, giờ này khắc này, Khương U trong miệng thốt ra ba chữ kia một mực tại thà kỳ trong đầu tản ra không đi, thần la giới, đây rốt cuộc là cái gì chỗ, kiếm di các nàng đi bên kia, có thể bị nguy hiểm hay không? Khương Hạo cùng Khương U hai mắt nhắm nghiền, phiêu phù ở trong vũ trụ, ngẫu nhiên có tiên thú bay qua, tò mò nhìn lại nhìn tình huống, kết quả không đợi bọn chúng tới gần, trên thân hai người liền có khí tức tự động bảo vệ, tiên đế khí tức tầm thường tiên thú nơi nào tiếp nhận, nhao nhao quay người trốn rất xa, ngẫu nhiên còn có mây thiên thạch từ hai người vị trí đi qua, Bất quá những thứ này thiên thạch bất luận lớn nhỏ, tất cả đều không cách nào chạm đến hai người thân thể, không có tới gần 10 trượng liền bị khí tức nát bấy. Không biết qua bao lâu, mí mắt của hai người đột nhiên bỗng nhúc nhích, ngay sau đó, hai người cơ hồ trong cùng một lúc tỉnh lại tới. Phốc, một ngụm máu tươi từ Khương Hạo cùng Khương U trong miệng phun tới, phun ra cái này tiên huyết phía sau, mặt của hai người sắc mang theo tái nhật chi sắc, không hổ là tu sĩ bước thứ ba, một chữ này, suýt chút nữa đem ta chụp chết. Khương Hạo có chút cảm thán. Khương U mặt không biểu tình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Khương Hạo, ngươi làm việc chưa bao giờ cân nhắc kết quả, nếu như không phải ngươi, ta đã đi tới thần la giới đuổi theo vị kia cước bộ. Ha ha! Khương Hạo nhịn cười không được lên tiếng, ngươi làm việc chỉ thích như vậy lề mà lề mề, nếu như không phải ta, ngươi e rằng đều không thể biết, thế gian này là có hay không có thần la giới chỗ như vậy, cho dù là vừa mới cái kia phiến huyền ảo đại môn, đều chưa hẳn là thông hướng thần la giới, ta cũng chỉ là đánh cược một keo thôi chưa hẳn, hắc, Khương U giận quá thành cười, mà tổ chi tâm chính là bước thứ tư đại năng vật lưu lại, loại lực lượng kia mở ra đại môn, không phải đi tới thần la giới là đi tới nơi nào, trước đây vị kia bản đáp ứng mang theo chúng ta chính đại thiên đạo gia tộc đồng loạt đi tới thần la giới, nhưng cuối cùng, hắn lại biến mất, làm hại chúng ta cùng trời. Đạo chi giữa liên hệ cũng vì vậy mà gián đoạn, vì đi tới thần la giới, chúng ta chính đại thiên đạo gia tộc bỏ ra cái gì, đại năng bước thứ ba đều ở đây tiên ma trong đại chiến chết trận, chỉ còn lại một nhóm hóa cổ cảnh lão tổ mà như vậy dạng cũng bởi vì vị kia đi thần la giới làm cho những này hóa cổ cảnh lão giả cùng chuột một dạng trốn ở gia tộc thánh địa không dám bước ra một bước liền sợ cổ tiên bên kia còn có lưu lại tới thủ đoạn ta vốn có cơ hội thoát ly giới này gông cùng xiềng xích đi tới thần la giới ở nơi đó ta chắc chắn có thể bước vào bước thứ ba thế nhưng là cơ hội này bị ngươi hủy ngươi từ nhỏ đến lớn làm việc chính là chỗ này giống như bất chấp hậu quả ta giết ngươi Khương U nói xong lời cuối cùng, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, Khương Hạo thấy thế, không đợi Khương U ra tay, đã tiên hạ thủ vi cường, hai người ngươi một quyền, ta một cước, tại sâu trong vũ trụ đánh lên, một chút vận khí không tốt không có gì sinh linh tồn tại tinh cầu, vừa lúc ở hai người đánh nhau quỷ tích, rất vô tội liền bị hai người chiến đấu dư ba đánh nát, trận chiến đấu này kéo dài không biết bao lâu, Khương Hạo gặp Khương U tự hồ đã nhập ma, hai mắt đỏ như máu, như muốn đem hắn giết chết mới thôi mới có thể bỏ qua, lập tức mở miệng nói, dừng tay, đừng đánh nữa, ba cô gái kia mặc dù đi thần la giới, nhưng mà ma tổ chi tâm chưa hẳn bị các nàng dẫn đi, ngươi đã quên, còn. Có một gia hỏa tại chỗ, chúng ta bị nữ tử kia đánh ngất xỉu, sau này tất cả đều không thấy, chỉ có bắt lấy tên kia, mới có thể biết sau đó xảy ra chuyện gì, có thể, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội, Khương U ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, gặp Khương U ngừng tay, Khương Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tu vi của hắn cùng Khương U không kém bao nhiêu, thật muốn là đánh xuống, coi như đánh lên mấy cố đô chưa hẳn có thế phân ra thắng bại. Sau đó Khương U không nói một lời quay người liền đi, Khương Hạo thấy thế, lập tức đi theo. Không bao lâu, hai người trở về đến chỗ trước đây, nơi đó đã trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Khương U ánh mắt nhìn về phía tổ tinh vị trí, thản nhiên nói, tiểu tử kia nếu như còn sống, hẳn là đi tổ tinh, ngươi đi đem hắn cầm ra tới, chuyện này, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi nói đùa sao, lão già đáng chết kia tử ngay tại tổ tinh để cho ta đi bắt. Trước đây ngươi sư bá vọng nguyệt tiên đế, còn có chúng ta khương gia cái kia bảy tên tiên đế, không phải liền là bị lão già chết tiệt một kiếm chém giết, ta đi cũng không về được. Khương hạo cười nhạo nói, ngươi cho ta một cái phương án giải quyết, bằng không, ta với ngươi không chết không thôi. Khương u âm thanh lạnh lùng nói, lan gia, dưới tay hắn huyền tiên rất nhiều, lão đầu tử kia sẽ không để ý huyền tiên, chỉ cần không ở tổ tinh làm loạn. Như lần trước cái kia Khương như gió muốn luyện hóa toàn bộ doanh châu, này lão đầu tử cũng sẽ không ra tay để bọn hắn đi tổ tinh đem tiểu tử kia cho chúng ta chộp tới liền có thể hương hạo đạo tổ tinh huyền kiếm tông từ lần trước thần mộ mở rộng cuối cùng huyền kiếm lão tổ cùng ninh kỳ cũng không có đi ra thần mộ huyền kiếm tông bầu không khí trở nên vô cùng bi thương lớn như vậy tổ tinh cơ hội mỗi cái tông môn cũng biết chuyện này đặc biệt là đã từng cùng huyền kiếm tông có thù tông môn đơn giản thấp chốn mừng vui nhưng mà bọn hắn không dám bây giờ ra tay trả thù huyền kiếm tông bởi vì ninh kỳ đã từng là ngọc thanh lão tổ thân truyền đệ tử chuyện này mọi người đều biết bọn hắn sợ ngọc rõ ràng môn sẽ ra tay can thiệp cho nên chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian hơn nữa huyền kiếm lão nhân mặc dù không đi xuất thần mộ nhưng mà huyền kiếm tông vẫn như cũ có một cùng yêu lão tổ tọa trấn không ít người đều đang đợi lấy bọn hắn muốn nhìn một chút cuối cùng cùng yêu lão tổ có thể hay không trở thành huyền kiếm tông tông chủ nếu như vậy như vậy ra tay cơ hội trả thù chỉ có thể lưu lại chờ sau đó huyền kiếm tông chủ phong tông chủ đại điện, trước đây ngồi huyền kiếm lão nhân vị trí, bây giờ là cùng yêu ngồi ở phía trên, là ba chờ vũ hóa tông thiên kiêu cùng nam cung, mộ dung chờ huyền kiếm tông kim tiên cùng một chỗ, đứng tại cùng yêu thân phía sau, còn lại phong chủ thì ngồi ở hai bên, thần sắc của bọn hắn ẩn ẩn có chút tức giận nhìn về phía trong điện đám kia thân ảnh, nhưng mà trừ tức giận ra, còn kèm theo một tia sợ hãi cùng kiên kỵ, đứng tại trong đại điện những thân ảnh kia, đám người có rất quen thuộc, có chưa quen thuộc, chỉ thấy thạch diệt phàm, nạp lan thế kiệt, hà trạch mười mấy tên huyền kiếm tông chân truyền thiên kiêu cùng với không thiếu huyền kiếm tông nội môn đệ tử còn có huyền kiếm tông thiên tiên trưởng lão hai tên kim tiên trưởng lão bây giờ cũng đứng tại bạch thắng tuyết hòa lý tư sau lưng cùng yêu huyền kiếm lão nhân đã chết thà Bắc huyền cũng không đi ra thần mộ cái này huyền kiếm tông tông chủ chi vị ta xem liền để thạch diệt phàm tới kế thừa a ngươi thân là vũ hóa tông tu sĩ hay là trở về ngươi vũ hóa tông đi thôi bạch thắng tuyết mỉm cười nói thạch diệt phàm đứng ở hắn sau lưng ánh mắt lộ ra một tia kích động lần này thần mộ kết thúc về sau bạch thắng tuyết hòa lý tư đột nhiên tìm tới hắn hỏi hắn có hứng thú hay không trở thành huyền kiếm tông tông chủ về sau liền theo hai người hỗn đối mặt loại này ngày tháng bên trên rất xuống đĩa bánh thạch diệt phàm suýt chút nữa bị nện hôn mê trở về qua thần đến từ phía sau tự nhiên là gật đầu đồng ý hắn thấy coi như huyền kiếm lão nhân còn sống có bạch thắng tuyết hòa lý tư hai cái này đại la cấp bậc thiên kiêu làm chỗ dựa huyền kiếm lão nhân cũng muốn ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại bạch thắng tuyết lời nói này lần nữa nhường trong điện huyền kiếm tông tu sĩ hai mắt bốc hỏa mà những cái kia phản bội huyền kiếm tông bây giờ lựa chọn đứng tại bạch thắng tuyết hòa lý tư đằng sau đồng loạt bức thoái vị gia hỏa mặc dù trong lòng có chút chột dạ nhưng mà tâm tình là vui thích chỉ cần lần này thạch diệt phàm ngồi trên tông chủ chi vị về sau bọn hắn bọn này, khai quốc, đại thần có thể có được tu hành tài nguyên cùng chỗ tốt, tuyệt đối phải viễn siêu hiện nay không chỉ gấp 10 lần, chính là vì vậy, mới có kim tiên cấp tồn tại cũng đầu phục bạch thắng tuyết hòa lý tư hai người, bạch công tử, lời này của ngươi thì không đúng, ta vũ hóa tông vốn là huyền kiếm tông thượng tông, tất nhiên huyền kiếm lão nhân không có đi ra khỏi thần mộ, huyền kiếm tông tông chủ chi vị nên hạ xuống tay người nào, cũng là từ ta vũ hóa tông tông chủ làm ra quyết định, cùng các ngươi có liên can gì, đến nỗi đá này diệt phàm, hắn tư chất không tệ, nếu là nghĩ lại còn. Tuyển tông chủ chi vị, cũng có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ là, những thứ này chính là ta huyền kiếm tông việt tư, còn xin bạch công tử hòa lý công tử không nên nhúng tay. Cùng yêu miễn cười nói, lời ấy sai rồi. Bạch thắng tuyết miệng tách ra hoa sen, nói ra từng cái đại đạo lý, nghe thạch diệt phàm bọn người mặt mày hớn hở, mà cùng yêu bên này nhưng là lên cơn giận dữ. Ngược lại bạch thắng tuyết hòa lý tư rất ý tứ ngay thẳng sáng tỏ, bọn hắn muốn nâng đỡ Thạch Diệt phàm làm Huyền kiếm tông tông chủ, đến đổi lý do chỉ sợ cùng yêu căn bản nghĩ không ra, hai người làm như thế nguyên nhân chỉ có một, đó chính là vì ác tâm không biết là sống hay chết Ninh Kỳ, mà cùng yêu còn tưởng rằng hai người là coi trọng Huyền kiếm tông tại tổ tinh tu hành tài nguyên. Như thế nói đến, hai vị chính là không muốn buông tay chuyện này, ta nếu là lại không thức tức nhắc, các ngươi liền muốn ra tay trấn áp ta. Cùng yêu trên mặt gạt ra một tia cười lớn, không tệ. Lý Tư cười nhạt gật gật đầu. Nam cung trở nên dài lão giận không thể nghĩ, nhưng mà bạch thắng tuyết hòa lý tư quả thực quá mạnh mẽ, trong hai người tùy tiện một người ra tay, đều có thể huyết tẩy toàn bộ huyền kiếm tông, bọn hắn coi như tức giận nữa, cũng không dám mở miệng giận giữ mắng mỏ hai người, đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên đi vào tông chủ đại điện, đám người thấy thế, trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, cái này hai thân ảnh không là người khác, chính là ứng chân tuyền hòa lý hơn, cái trước cùng ninh kỳ quan hệ rất tốt, bọn hắn chờ mong Ngọc Thanh Môn có thể hay không vì vậy mà ra tay giúp đỡ, đến nỗi cái sau, bọn họ cũng đều biết nữ tử này là Bạch Thắng Tuyết Sư muội hơn nữa cùng Ninh Kỳ quan hệ cũng rất tốt, nếu như mở miệng khuyên bảo, chuyện hôm nay rất có thể sẽ không tới như vậy cục diện lúng túng, thạch diệt phàm đám người thần sắc hơi đổi, ánh mắt của hắn rơi vào ứng chân tuyền trên thân, sau đó lại đảo qua Lý Hân, trong quá trình này mặt không biểu tình, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nhị sư huynh, ngươi không cần nhúng tay huyền kiếm tông sự tình, có thể sao? Lý Hân nhìn qua Bạch Thắng Tuyết, ánh mắt lạnh lùng, sư muội, chuyện này ngươi cũng không cần mù nhúng vào, chờ giải quyết xong nơi này sự nghi, ta sẽ dẫn ngươi về Sơn Môn. Bạch Thắng Tuyết mỉm cười nói, mặc dù hắn là đang cười, có thế trong lời nói kiên quyết, tất cả mọi người nhìn ra, phản phất không có nửa điểm chỗ thương lượng, đây là chúng ta huyền kiếm công việc Tư, ngươi vì sao muốn nhúng tay? Ứng chân tuyền nhịn không được mở miệng nói, Bạch Thắng Tuyết tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, nghe nói ngươi là ninh huynh nghĩa muội, Ninh huynh bây giờ sinh tử chưa biết, ân, ừ, có thể là chết ở thần mộ bên trong, đã như vậy, ta cũng có trách nhiệm thay hắn suy tính một chút chuyện của ngươi, chờ thạch diệt phàm ngồi trên huyền kiếm tông tông chủ chi vị, các ngươi liền thành hồn. A. À, đa tạ bạch tiền bối. Thạch diệt phàm tại chỗ chấp tay nói cám ơn, hắn liếc hướng ứng chân tuyền dư quan, mang theo vẻ đắc ý cùng vẻ âm tàn. T. Các đại phong chủ, thiên kiêu tử đệ nghe vậy, cùng nhau hít sâu một hơi bọn hắn không nghĩ tới bạch thắng tuyết thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng quản dưới mắt bọn hắn tự hồ đã có chút phát giác được bạch thắng tuyết hòa lý tư hôm nay sẽ nhúng tay chuyện này nguyên nhân bởi vì bạch thắng tuyết nhất lên ninh kỳ thời điểm mặc dù trên mặt lộ vẻ cười có thế âm điệu cùng ánh mắt lại có qua chút hơi biến hóa đó là cừu hận đến đổi ninh kỳ cùng bạch thắng tuyết chi giữa thù hận người không biết cơ hồ không có người mọi người đều biết trước đây bạch thắng tuyết một kiện thượng phẩm đạo khí chính là bị hủy bởi ninh kỳ chi thủ nhị sư huynh ngươi làm cái gì vậy lý hân gầm thét một tiếng ứng chân tuyền giật mình nhìn một chút thạch diệt phàm lại nhìn một chút bạch thắng tuyết hòa lý tư bọn người lập tức đột nhiên cười các ngươi cho là ta đại ca chết các ngươi cho là chẳng lẽ không phải sao bạch thắng tuyết bọn người có chút dẻo cợt nhìn xem ứng chân tuyền ta có bắt huyền chư thiên phù đoạn thời gian trước còn liên lạc một lần hắn không có chết cho nên nhị sư huynh thừa dịp hắn còn chưa trở về huyền kiếm tông ngươi nhanh chóng rời đi thôi bằng không chỉ sợ ta ngăn không được cái kia cây kiếm, Lý Hân lạnh lùng nói, chư thiên phù là cái gì, cùng yêu bọn người nghe hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà có một chút có thể xác nhận, Lý Hân tự hồ có thể liên hệ với Ninh Kỳ, như vậy, Ninh Kỳ thật sự không chết sao, bất luận là cùng yêu, vẫn là nam cung, mộ dung bọn người, khi lấy được sau khi tin tức này, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, Ninh Kỳ nếu như không chết, cái kia huyền kiếm tông còn chưa tới phiên đại la tới vung tay múa chân, liền xem như đại la cấp bậc thiên kiêu, cũng không được hắn có chư thiên phù trắng trắng hơn tuyết nao nao lập tức tự hồ nghĩ tới điều gì có chút tức giận nhìn về phía lý hân là ngươi ngươi cho hắn chư thiên phù ngươi lý tư ánh mắt hơi động một chút hướng trắng trắng hơn tuyết nhìn lại bạch huynh chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây đi trước đi hắn đã đoán được trước đây thần mộ đưa bọn hắn đi chỗ là chân thật thế giới ninh kỳ lần kia một tiễn bắn bị thương khương u cảnh tượng còn sờ sờ đang nhìn nếu như ninh kỳ không chết Lý Tư cảm thấy mình cùng trắng trắng hơn tuyết có thể bắt đầu chạy trốn, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Lý Tư không cảm thấy có cái gì mất mặt, đi. Trắng trắng hơn tuyết tức giận nhìn Lý hơn một mắt, không cam lòng gật gật đầu, Thạch Diệt phàm bọn người ngây người, này liền muốn đi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Tiền Bối, Lý Tiền Bối. Thạch Diệt phàm vội vàng chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu, đứng ở sau lưng hắn đám kia ủng hộ hắn ngồi trên vị trí tông chủ Huyền kiếm tông trưởng lão, đệ tử bây giờ sắc mặt nhau nhau đại biến, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, cùng yêu không nghĩ tới, vẻn vẹn một cái ninh kỳ không chết tin tức, là có thể đem lý tư cùng trắng trắng hơn tuyết dọa chạy, trong lòng có chút cảm thán. ngươi tiếp tục tại huyền kiếm tông thật tốt tu hành, chuyện này, ngày sau ta cho ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn, ta hòa lý công tử còn có chút sự tình phải bận rộn, đi trước một bước, trắng trắng hơn tuyết hướng thạch diệt phàm gật gật đầu, nói xong, hai người liền muốn rời đi, nhưng làm hai người đi tới cửa thời điểm, thân hình lại có chút dừng lại. Ngay sau đó đám người phát hiện bọn hắn đang tại từng bước một lùi lại, rất nhanh, liền thối lui đến tại chỗ, mà ở trước mặt bọn hắn, lại xuất hiện một thân ảnh, mọi người tại đây. Thấy thế, nhao nhao lộ ra chấn kinh, vẻ vui thích, chỉ có số ít người là hoảng sợ, thà rằng sư huynh. Đại ca, đám người vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mới nói được Ninh Kỳ, Ninh Kỳ tự ra hiện, mà thạch diệt phàm bọn người, lại sắc mặt xanh xám, thần sắc bi thương phản phất chết mẹ già, Ninh Kỳ hướng đám người cười cười, ra hiệu ứng thật tuyền đứng ở bên cạnh bên cạnh, sau đó, hắn nhìn về phía trắng trắng hơn tuyết hòa Lý Tư, mỉm cười nói, hai vị hôm nay thật là có nhã hứng, quan tâm ta như vậy huyền kiếm tông sự tình. Thà, Ninh Huynh, chuyện này có chút hiểu lầm ở trong đó, không như nghe ta tam sư muội giải thích một chút. Trắng trắng hơn tuyết trên mặt gạt ra một tia cười lớn, sau đó nhìn về phía Lý Hân, ra hiệu hắn hỗ trợ nói lên hai câu nói, hắn đối với Ninh kỳ thủ đoạn đã mười phần hiểu rõ, liền một điểm động thủ chiến ý cũng bị mất huyền kiếm tông các đại phong chủ, trưởng lão, đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hả giận, vừa vặn hùng hổ dọa người gia hỏa, bây giờ nhìn thấy Ninh Kỳ, lại trở nên như thế sợ, quả thật là võ quyết dày có móng tay nhọn, Ninh Sư Huynh, đám người này dụng ý khó dò, muốn phá vỡ huyền kiếm tông, còn có cái kia thạch diệt phàm, cùng với cùng hắn cùng một chỗ làm phản gia hỏa, đều không phải là đồ tốt, tốt nhất giết hết. Một thanh âm vang lên, đám người một mặt kinh ngạc nhìn về phía La Ba, La Ba ngẩn người, ta nói không sai a. À. Đâu chỉ không sai a, à, có La Ba mở đầu, đám người nhao nhao mở miệng khiển trách trắng trắng hơn tuyết hòa lý tư bọn người, liền nam cung cùng mộ dung hai người đều nói vài câu, thạch diệt phàm đám người sắc mặt đã trở nên càng thêm đen thổ địa vậy, nạp lan thế kiệt, hà trạch dạng này chân truyền thiên kiêu, cũng bắt đầu nhịn không được toàn thân run rẩy, bọn hắn cảm thấy, đã biết lần hạ tràng, có lẽ sẽ rất thê lương, lý hân không có mở miệng là trắng trắng hơn tuyết giải thích. Bởi vì lần này trắng trắng hơn tuyết làm sự tình thật quá mức, không chỉ có nhúng tay Huyền kiếm tông nội bộ sự nghi, còn muốn vì ứng thật Tuyền làm chủ gã cho Thạch Diệt phàm, cái này tỏ rõ là ở xích lỏa lỏa trả thù, như vậy, các ngươi hai vị chuẩn bị cái nào lên trước lộ. Ninh Kỳ cười cười, nhìn xem trắng trắng hơn tuyết hòa lý tư đạo, hắn thật dự định giết chúng ta. Trắng trắng hơn tuyết hòa lý tư liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi, Ninh huynh, bực này việc nhỏ, không cần thiết lấy tính mạng của bọn ta a. À. Ta hòa lý công tử dự tính ban đầu, cũng là vì huyền kiếm tông, thạch diệt phàm kẻ này thiên tư ngạo nhân, làm huyền kiếm tông tông chủ, tất nhiên sẽ dẫn dắt huyền kiếm tông cao hơn một tầng, nếu là ngươi không muốn, vậy thì coi như không có gì, không đến mức muốn ta hai người tính mệnh, trắng trắng hơn tuyết cười khang nói, cùng lúc đó, lý tư thân hình hơi động một chút, như điện chấp hướng ngoài điện bỏ chạy, trắng trắng hơn tuyết nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng, kẻ này sát tâm đã lên, trước đây liền huyền tiên cũng dám xạ, hôm nay nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ cũng tốn công vô ích, chỉ cần có thể thoát đi huyền kiếm tông, thoát đi tổ tinh, nghĩ đến bằng vào ta tốc độ, hắn là không đuổi kịp. Lý Tư vừa nghĩ, một bên điên cuồng thôi động tu vi, khi hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoài điện thời điểm, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, Lý Tư đột nhiên cảm thấy lưng phát lạnh, ánh mắt của hắn lập tức trở nên vặn vẹo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, không kịp hô lên cầu xin tha thứ ngữ, cái óc đã bị một kiếm xuyên thủng chỗ mi tâm nhiều hơn một lỗ lớn, tiên huyết xen lẫn ốc cùng một chỗ chảy ra, phù phù một tiếng, thi. Thân trọng nặng ngã trên mặt đất, thanh huyền phủ phủ chủ chi tử, đại la cấp thiên kiêu Lý Tư, bỏ mình, hồn diệt, đám người ngơ ngác nhìn Lý Tư thi thể, không ít người còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Ninh Kỳ xuất kiếm chém giết đại la, bọn hắn nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt, mang tới một tia kính sợ, một cái thiên tiên đại viên mãn, lại một kiếm giết một tôn đại la, dạng này kinh thần kiếm thuật, bọn hắn tu hành kiếm thuật nhiều như vậy, năm, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, thời gian trong nháy mắt, chết một tôn đại la, trắng trắng hơn tuyết lập tức phản ứng, vừa muốn mở miệng, lại là một đạo kiếm quan thoáng qua, trắng trắng hơn tuyết há to miệng, trong đôi mắt sinh cơ dần dần tán đi, chỗ mi tâm nhiều hơn một đạo vết thương thật nhỏ, sau đó thi thể trọng trọng ngã xuống đất, bước lên lý tư theo gót, đến chết, trắng trắng hơn tuyết cũng không dám tin tưởng hắn sẽ chết tại tổ tinh loại địa phương này. Hai tôn đại la chỉ cấp ninh kỳ mang đến 200 điểm cống hiến, không còn những chỗ tốt khác thạch diệt phàm sau lưng mọi người thấy nhìn trên đất thi thể trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ bọn hắn liếc mắt nhìn nhau vô cùng có ăn ý quỳ trên mặt đất hướng ninh kỳ cầu xin tha thứ hướng cùng yêu cầu xin tha thứ đồng thời còn nhìn về phía trước đây giao tình không tệ phong chủ trưởng lão hy vọng bọn họ có thể mở miệng vì bọn họ nói lên vài câu lời hữu ích chúng ta là bị thạch diệt phàm đầu độc chúng ta biết lỗi rồi ninh sư huynh tha mạng các ngươi làm cái gì tông chủ đã chết thân ta là tông môn đệ nhất chân truyền thiên kiêu, ngồi trên vị trí tông chủ có lỗi sao, các ngươi vì sao muốn quỳ xuống. Thạch Diệt Phàm đột nhiên quay người, hướng bọn này có đầu tường giận dữ hét, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ điên cuồng. Bắc Huyền, chuyện này như thế nào quyết đoán, ngươi đi làm chủ A. Cùng yêu nhìn về phía Ninh Kỳ, miễn cười nói, Diệt trừ đầu đảng tội ác, đến đổi những người khác, toàn bộ quan đến trong lao ngục phía trước bích cái một cổ A. Ninh Kỳ tiếu cười, đạo, diệt trừ đầu đảng tội ác đám người theo bản năng nhìn về phía thạch diệt phàm trong lòng mặc dù còn sót lại một chút phẫn nộ nhưng thạch diệt phàm tư chất còn tại đó nếu như giết đối với huyền kiếm tông tới nói cũng coi như là một tổn thất lớn đến đổi những người khác diện bích một cổ đám người ngược lại là không có ý kiến gì bắt huyền không nếu như để cho thạch diệt phàm cũng diện bích một cổ trăng đe như thế nào nam cung có chút do dự đạo thạch diệt phàm không nghĩ tới nam cung sẽ mở miệng xin tha cho hắn thần sắc trên mặt mặc dù phẫn nộ nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hy vọng chi sắc nếu như hôm nay không chết coi như diện bích một cổ hắn cũng có cơ hội vùng lên thạch sư huynh mặc dù là thiên tiên đại viên mãn tư chất hơn người nhưng mà hắn liên hợp ngoại nhân đối người mình tiến hành bức thoái vị này ác trái với ý trời chết không hết tội nam cung trưởng lão vẫn là chớ có khuyên nữa đem tu hành tài nguyên đặt ở trên người người khác chưa chắc sẽ sao thạch sư huynh kém hơn bao nhiêu lại giả thuyết huyền kiếm tông không là còn có ta sao Ninh Kỳ miễn cười nói, Nam Cung nghe vậy, trong lòng thở dài, không khuyên nữa nói, số ít mấy cái không hy vọng Thạch diệt Phàm chết đi trưởng lão và phong chủ thấy thế, cũng không dám mở miệng thuyết phục, thà Bắc huyền, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch diệt Phàm xoay người, cựu hận vô cùng nhìn xem Ninh Kỳ, sau một khắc, cùng yêu bổng ra tay, một trưởng đem hắn chụp vì một mình, sau đó hướng Nam Cung bọn người đạo, còn sót lại toàn bộ giam lại. Là... Nam Cung cùng mộ dung liếc mắt nhìn Thạch Diệt Phàm sau khi chết lưu lại một chút bột phấn, sau đó gật gật đầu, đi đến nạp lan thế kiệt bọn người trước mặt, bọn này đi theo Thạch Diệt Phàm cùng một chỗ bức thoái vị gia hỏa bên trong, cũng có hai tên huyền kiếm tông kim tiên trưởng lão, dưới mắt bọn hắn căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn theo hai người rời đi, đám người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi sau đó, cùng yêu ánh mắt lần nữa rơi vào ninh kỳ trên thân, ánh mắt hơi có chút phức tạp, lúc này, tự trúc phong phong chủ áo tím áo đột nhiên mở miệng nói, Huyền kiếm tông không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị Từ Bắc Huyền đảm nhiệm tông chủ chức. Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao biểu thị đồng ý, chỉ có số ít mấy người không quá tán thành, nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn căn bản không dám mở miệng phản bác, Tử Phong chủ nói đùa, ta bất quá là quét rác đệ tử, làm sao có thể đảm nhiệm tông chủ chi vị. Ninh Kỳ Tiếu lấy lắc đầu, Bắc Huyền, ngươi thực lực hôm nay so với Huyền kiếm lão tổ, cũng mạnh hơn rất nhiều, vì cái gì không thể đảm nhiệm tông chủ chi vị? Áo tím áo nào nào, đám người cũng cho là Ninh Kỳ chỉ là lễ phép cự tuyệt một chút, sau đó ẩm ờ liền sẽ ngồi trên tông chủ chi vị. Kết quả không nghĩ tới, Ninh Kỳ vẫn như cũ không muốn trở thành huyền kiếm tông tông chủ, đám người thế mới biết, Ninh Kỳ không phải tại khách khí, bắc huyền, ngươi thật không nguyện thay huyền kiếm lão gia hỏa kia quản lý huyền kiếm tông. Cùng yêu thần sắc có chút cổ quái đạo, Ninh Kỳ tiếu cười, đạo, cùng yêu lão tổ, huyền kiếm lão tổ có thể có cái gì lời nói lưu lại. Xem ra cái gì đều bị hắn đoán chắc. Cùng yêu thở dài, biết rất rõ ràng đã biết lần không đi ra lọt thần mộ, vì sao còn phải đi vào, trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, không tệ. Cùng yêu gật gật đầu, huyền kiếm tiếng thần mộ phía trước, đã nói với ta, nếu như hắn lần này về không được, liền để chân tuyền ngồi trên tông chủ chi vị. Ta, ứng chân tuyền sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia vẻ không dám tin, đám người hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn về phía cùng yêu lão tổ tự hồ muốn từ trên mặt thần thái phân biệt hắn đến cùng có hay không nói láo, huyền kiếm lão nhân làm sao sẽ để cho một cái địa tiên đảm nhiệm huyền kiếm tông tông chủ, chân tuyền tới đảm nhiệm tông chủ, ta ngược lại thật ra có chút tán thành. Ninh kỳ mỉm cười gật gật đầu, vậy thì định như vậy xuống. Cùng yêu lão tổ cười nói, đám người sắc mặt cổ quái, cứ việc trong lòng số đông cũng không quá tán thành, nhưng bây giờ Ninh kỳ cùng cùng yêu đều gật đầu, bọn hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận huyền kiếm tông từ một vị địa tiên tồn tại tiếp quản. Lúc này, ứng chân tuyền nhưng là lắc đầu cười khổ nói đại ca cùng yêu lão tổ ta bất quá là địa tiên làm sao có thể quản lý lớn như vậy huyền kiếm tông tông chủ chi vị không phải như trò đùa của trẻ con ta xem vẫn là từ người khác tới đảm nhiệm a cùng yêu lão tổ cười nói những lời này là huyền kiếm chính miệng lưu lại tất nhiên hắn để cho ngươi tới đảm nhiệm huyền kiếm tông tông chủ chi vị tất nhiên có lo nghĩ của hắn điểm này ngươi không cần lo lắng dừng một chút mới tông chủ nhậm chức tự nhiên muốn rộng phát thiếp mời ngoại trừ doanh châu tông môn khác cùng chúng ta huyền kiếm tông quan hệ hơi tốt tông môn cũng có thể thỉnh vừa mời đến nỗi ngọc thanh môn bên kia cùng yêu nhìn về phía ninh kỳ bắt huyền liền làm phiền ngươi chạy lên một chuyến không biết cùng yêu lão tổ dự định định tại lúc nào ninh kỳ mỉm cười nói nửa năm sau a à, đã như thế đường đi vừa vặn cùng yêu đạo nửa năm hẳn là đủ độ kiếp thành tựu kim tiên ninh kỳ thấy thế gật đầu đáp ứng chuyện này xác định sau đó ninh kỳ liền cùng ứng chân tuyền hai nữ về tới khuyết nguyệt phong các đại phong chủ cũng theo đó tán đi khuyết nguyệt phong đại ca ta ứng chân tuyền vừa về tới khuyết nguyệt phong liền khổ sở nhìn xem ninh kỳ trong lòng vẫn như cũ không muốn trở thành huyền kiếm tông tông chủ dưới cái nhìn của nàng vị trí này chỉ có ninh kỳ là thích hợp nhất chân tuyền huyền kiếm lão tổ nếu đã lưu lại lời để cho ngươi ngồi tông chủ chi vị tất nhiên có lo nghĩ của hắn những thứ khác ngươi không cần phải lo lắng đến nỗi tu vi ta xem lấy tư chất của ngươi sau này thành tựu đại la cũng không phải là một vấn đề ninh kỳ ánh mắt từ ứng chân tuyền mi tâm khối kia tử ngọc đảo qua khẽ cười nói không tệ lý hân ở một bên phụ họa gật đầu thành tựu đại la đây chẳng phải là so với ta cha còn lợi hại hơn ứng chân tuyền giật mình lập tức cười khổ nói chưa từng nghe qua trường giang sống sau đè sống trước sau ninh kỳ tiếu đạo trường giang là đầu nào sông ứng chân tuyền đạo lý hân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ý cười phủi ninh kỳ một mắt sau đó hướng ứng chân Tuyền Đạo, sau này có cơ hội, liền dẫn ngươi đi xem Trường Giang. Một hồi nói chuyện phím đi qua, ứng chân Tuyền Tâm tình dần dần bình phục lại, đi qua Ninh Kỳ cùng Lý Hân thuyết phục, nàng không còn kháng cự cái này tông chủ chi vị, ngược lại cũng tại suy xét trở thành Huyền Kiếm Tông tông chủ chi phía sau, nên làm những gì, mới có thể vì toàn bộ Huyền Kiếm Tông tu sĩ giành phúc lợi, ta có dự cảm, muốn đổ kiếp tiếng giai, Huyền Kiếm Tông nội cái nào ngọn núi thích hợp đổ kiếp. Ninh Kỳ đạo, cái gì ứng chân tuyền hơi kinh hãi sau đó mừng rỡ nhìn về phía ninh kỳ đại ca người muốn tiến giai kim tiên lý hân cũng có chút kinh ngạc đồng thời đối với ninh kỳ tu hành tốc độ cảm thấy chấn kinh trước đây nàng vừa tới tổ tinh thời điểm ninh kỳ tu vi bất quá là địa tiên đại viên mãn trong khoảng thời gian ngắn lại tấn thăng đến thiên tiên đại viên mãn bây giờ còn muốn đổ kiếp thành tựu kim tiên như vậy tư chất quả thực yêu nghiệt ân ninh kỳ tiếu một chút gật đầu ứng chân tuyền lập tức nói chúng ta huyền kiếm tông có tòa sơn phong gọi lôi kiếp phong nam cung trở nên dài lão lúc đổ kiếp chính là ở tòa này sơn phong đại ca có thế đi tới lôi kiếp phong đổ kiếp hảo ninh kỳ đi tới lôi kiếp đỉnh thời điểm huyền kiếm tông đệ tử thế mới biết ninh kỳ còn sống hơn nữa về tới huyền kiếm tông trước lúc này bọn hắn đều cho là ninh kỳ cùng huyền kiếm lão nhân một dạng không có thể sống lấy từ thần mộ bên trong đi ra phát hiện điểm này huyền kiếm bên trong tông bầu không khí lập tức trở nên tăng vọt các đại đỉnh nội môn đệ tử, thậm chí quét rác đệ tử, tất cả đều vui mừng không xiết. Huyền kiếm lão nhân mặc dù không thể đi ra thần mộ, nhưng ít ra, chỉ cần ninh kỳ còn tại, bọn hắn huyền kiếm tông cũng sẽ không gặp ngoại địch khi nhục, đó là ninh sư huynh. Lôi kiếp phong phụ cận, trắng thế sông chờ huyền kiếm tông nội môn đệ tử dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua ninh kỳ. Khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Kỳ đi theo phía sau ứng thật tuyền cùng Lý Hân, trong lòng liền đã xác định mấy phần, Ninh Sư Huynh không chết, tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, ta xem rất nhiều tông môn đều sẽ rất thất vọng a. À? Trắng thế sông cười nói, không tệ. Đám người gật gật đầu. Sau đó có người hồ nghi đạo, đinh sư huynh như thế nào hướng về lôi kiếp phong đi? Không phải là muốn đổ kiếp a? À? Nói đùa cái gì? Chỉ có tiếng giai kim tiên mới muốn đổ kiếp, đinh sư huynh không phải mới tiếng giai thiên tiên đại viên mãn không bao lâu sao? Có người nghi ngờ nói, trắng thế sông nhìn qua ninh kỳ ba người bóng lưng, các ngươi chẳng lẽ đã quên? Trước đây Ninh sư huynh vừa mới đến chúng ta Huyền Kiếm tông thời điểm, bất quá là nhân tiên sơ kỳ, bây giờ mới trôi qua hơn 200 năm, cũng đã là thiên tiên đại viên mãn, tiếng giai kim tiên có cái gì kỳ quái đâu. Ách. Đám người nghe vậy, tự hồ cảm thấy trắng thế sông nói rất có đạo lý, tùy theo bọn hắn lần nữa kích động lên, Ninh Kỳ nếu là tiếng giai kim tiên, cái kia chiến lực phải kinh khủng đến loại trình độ nào, này đối Huyền Kiếm tông tới nói, quả thực là cái lợi tin tức tốt, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài lần lượt từng thân ảnh lần lượt hướng lôi kiếp phong bên này chạy đến, Nam cung cùng mộ dung hai người đem đi theo thạch cũng phàm bất thoái vị gia hỏa nhốt vào trong lao ngục phía sau, liền cũng nghe tin mà đến, không bao lâu, lấy cùng yêu lão tổ cầm đầu huyền kiếm tông cao tầng cơ hồ đều đến đông đủ, bất quá bọn hắn không có bên trên lôi kiếp phong, lúc đổ kiếp, nếu có ngoại lực pha tạp trong đó, sẽ dẫn tới lôi kiếp sinh ra biến dị, đến lúc đó, không chỉ có người đổ kiếp phải bị tai bay vạ gió, phụ cận tu sĩ cũng sẽ bị lan đến gần, thật Tuyền Đại ca ngươi là muốn độ lôi kiếp. Cùng yêu hướng ứng thật Tuyền vấn đạo, hai nữ cũng đứng tại lôi kiếp đỉnh chân núi, không có lên núi, ứng thật Tuyền cười gật gật đầu, đạo, đúng vậy a. À. T. Đám người hít sâu một hơi, các đại trưởng lão, phong chủ cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khó tin, Hà Bắc Huyền chiến lực dọa người, một kiếm liền có thể chém giết đại la, như thế thì cũng thôi đi, liền tu hành tốc độ đều nhanh như vậy, tiếp tục như vậy, chẳng phải là cho hắn thêm mấy trăm năm liền có thể chứng được đạo quả, thành tựu đại la. Kim này phong phong chủ dịp Thiên ánh mắt phức tạp nhìn qua lôi kiếp phong, trước đây Ninh Kỳ vừa tới huyền kiếm tông thời điểm, chỉ là nhân tiên sơ kỳ, mà hắn đã là thiên tiên tồn tại, hiện nay, đối phương muốn đổ kiếp tiến giai kim tiên, nhưng tu vi của hắn lại như cũ kẹt tại hơn 200 năm trước, không có chút nào tiến thêm, điểm ấy rất nhiều ngày tiên đều là như thế, đúng là bình thường, chẳng qua là cho Ninh Kỳ. So ra, khó tránh khỏi để cho người ta suối quẩy này liền muốn thành tựu kim tiên a à. nam cung cùng mộ dung liếc mắt nhìn nhau có chút cảm thán bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là mừng rỡ không thôi sông côn không biết tung tích diệp như rồng cũng không biết đi nơi nào còn có hai cái kim tiên bị giam giữ đứng lên diện bích một cổ bây giờ lớn như vậy huyền kiếm tông chỉ còn lại hai người bọn họ kim tiên ninh kỳ mặc dù chiến lực kinh người nhưng mà cũng bất quá là thiên tiên mà thôi chờ hắn tiến giai kim tiên đối với huyền kiếm tông tới nói có chỗ tốt rất lớn Tất cả đỉnh núi Thiên Kiêu bây giờ nhìn qua lôi kiếp đỉnh thần sắc, đều có chút phức tạp, đặc biệt là Lý Dài Đồng, Phi Bay Võ, Dương Tiểu Long, chính kiếm chờ Thiên Kiêu, lần này thạch cũng phàm bức thoái vị, bọn hắn cơ bản đều không có tham dự trong đó, coi như phía trước Hà Trạch tự mình đến đây ám chỉ qua, đám người cũng làm làm không biết, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người nghĩ lại mà sợ, những cái kia bị thuyết phục nội môn Thiên Kiêu, mặc dù không có bị tại chỗ chém giết, nhưng mà diện bích một cổ, cũng cùng chết không khác, thậm chí so chết còn thảm thiên tiên cũng bất quá có thể sống tới một cổ, bọn hắn nếu là tại diện bích thời điểm không có đột phá đến thiên tiên, vậy chỉ có thể là bị tư sống giam giữ đến chết. Lôi kiếp phong đỉnh núi, Ninh Kỳ phát hiện cái này lôi kiếp trên đỉnh, hoàn toàn chính xác bị lôi kiếp rửa sạch qua rất nhiều lần, phía trên cơ hồ cỏ cây không sinh, khắp nơi đều có lôi kiếp lưu lại cái hố, vết tích, hệ thống, ta muốn tiến dai. Ninh Kỳ thản nhiên nói, hắn đã phát hiện ma tổ chi tâm bị hệ thống tiêu lên nhiệm vụ vật phẩm bốn chữ lớn, cho nên hắn nắm chặt ma tổ chi tâm thời điểm, không cùng kiếm tay tới một dạng, bị ma tổ chi tâm sức mạnh chỗ xâm nhập, Ninh Kỳ hoài nghi, chỉ cần hắn đổ kiếp thành công, tiến giai kim tiên sơ kỳ, cái này ma tổ chi tâm liền sẽ biến thành phía trước. Một dạng, đến lúc đó, nếu như có thể tìm được hấp thu bên trong sức mạnh, mà không bị cướp đoạt thần trí phương pháp, cái này ma tổ chi tâm ít nhất có thể trợ giúp hắn ma đạo tu vi đến bước thứ hai đỉnh phong, thậm chí có cơ hội bước vào bước thứ ba ầm ầm, vạn dặm trời trong khí trời chợt sản sinh biến hóa, chỉ thấy lôi kiếp đỉnh bầu trời ngưng tụ ra một mảnh màu vàng nhạt đám mây, những thứ này đám mây như sóng biển một dạng không ngừng lăn lộn, không chỉ có Huyền Kiếm Tông người có thể thấy rõ ràng, toàn bộ doanh châu tiên nhân, cơ hồ đều có thể nhìn đến đóa này đột nhiên ngưng tụ ra. Kim sắc Kiếp Vân, Phong Vân Tông, đây là Kiếp Vân, có người tiếng giai kim tiên. Cái hướng kia tựa như là Huyền Kiếm Tông. Mau qua tới xem. Sư Tôn, chúng ta cũng đi a. À bắc tiêu bắc manh mong đợi nhìn về phía lạnh uyên lạnh uyên ánh mắt phức tạp nhìn qua huyền kiếm tông phương hướng lập tức gật gật đầu đạo đi thôi còn sót lại huyền dương tông tứ phương tông vô vọng tông phá vỡ núi tông cùng với danh châu lên nhị lưu tông môn đều bởi vì này đoá đột nhiên dâng lên kiếp vân mà chấn động đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện kiếp vân vị trí là huyền kiếm tông phía sau không thiếu thân ảnh phá không dựng lên hướng huyền kiếm tông phương hướng bay đi bọn hắn rất muốn biết rốt cuộc là ai muốn độ lôi kiếp Thành Kim Tiên, Ninh Kỳ ngửa đầu nhìn trên bầu trời Kim sắc Kiếp Vân, thần sắc ẩn ẩn trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm thấy, Kiếp này Vân chi bên trong, ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, gây gớm. Kiếp này mây khí tức quá kinh khủng, sau Đại La tiếng giai Huyền Tiên Kiếp Vân còn muốn đáng sợ một chút, người đắc tội Thiên Đạo rồi. Hồ lô nhỏ đột nhiên từ Ninh Kỳ trong thức hải bay ra, lăn khỏi chỗ, biến thành cái đứa bé mập mạp, một mặt khiếp sợ nhìn xem trên đỉnh đầu, có thể a? À. Ninh Kỳ cười cười kiếp vân còn tại uẩn nhưỡng, chẳng biết lúc nào mới có thể rơi xuống. Ngươi chơi a, à, ta chạy trước lộ, hồ lô nhỏ khoát khoát tay, nhúng nhảy một cái cấp tốc hạ sơn, dưới núi mọi người thấy gặp lôi kiếp trên đỉnh chạy xuống cái cởi trùng búp bê, thần sắc lập tức trở nên có chút cổ quái, bất quá bọn hắn cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì hồ lô nhỏ khí tức trên thân rõ ràng không phải nhân tộc, tưởng rằng ninh kỳ nuôi tiên thú yêu sủng, a. À. Lý Hân nhìn về phía hồ lô nhỏ ánh mắt hơi có vẻ cổ quái, Lý Hân tỷ tỷ, qua nhi này là đại ca thu yêu sủng. Ứng chân tuyền có chút hiếu kỳ, hồ lô nhỏ lỗ tai tự hồ rất nhạy, lập tức liền xoay người, hướng ứng chân tuyền làm một cái mặt quỷ, bản bảo bảo không phải yêu sủng. Ứng chân tuyền lập tức vui vẻ, lập tức đi đến hồ lô nhỏ bên cạnh, cười nói, ngươi không phải yêu sủng là cái gì, hóa hình tiên thú. Đều không phải là. Hồ lô nhỏ có chút kêu căng phủi ứng chân tuyền một mắt, sau đó ngậm miệng không nói, ánh mắt rơi vào kim sắc kiếp vân bên trên, có vẻ hơi ngưng trọng loại bộ dáng này, lập tức nhường ứng chân tuyền cảm thấy có thú, chỉ là màu vàng kiếp vân tự hồ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ứng chân tuyền có chút lo nghĩ ninh kỳ, không tiếp tục cùng hồ lô nhỏ trò chuyện, sư tôn, ngài nói thiên tiên độ kiếp, cái này lôi kiếp vi lực, đến cùng có bao nhiêu kinh khủng. Nam cung bên cạnh một cái huyền kiếm tông đệ tử có chút hiếu kỳ vấn đạo, rất nhiều nội môn đệ tử lỗ tai lập tức dựng lên, bọn hắn đối với lôi kiếp có một chút hiểu rõ, nhưng là không phải rất sâu sắc, dù sao, chỉ có đến rồi thiên tiên mới sẽ đi chân chính hiểu rõ tiếng giai kim tiên lúc, thiên đạo hạ xuống lôi kiếp rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cái này cũng là căn cứ vào một vị tiên nhân tư chất tới định, tư chất càng cao, lôi kiếp lại càng mạnh, thiên tiên tiếng giai kim tiên hạ xuống lôi kiếp, gọi tiên quốc kiếp, các ngươi tu hành đến nay, nhập môn nhân tiên thời điểm, thể nội vận chuyển là tiên linh khí, đây là tiên nhân mới có sức mạnh, từ nhân tiên đến thiên tiên, tuy có cảnh giới phân chia, nhưng cơ bản giống nhau, mà tới được kim tiên thì có chỗ khác biệt. Nam Cung mỉm cười, nhìn qua kim sắc kiếp vân chậm rãi kể lại, không thiếu huyền kiếm tông đệ tử nhau nhau hướng bên này dựa sát vào, những cái kia ngoại môn đệ tử, thậm chí là quét rác đệ tử ngày thường nơi nào có thể nghe đến mấy cái này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tò mò, lúc này, cùng yêu thanh âm chậm rãi vang lên, đến rồi thiên tiên đại viên mãn, vượt qua tiên cốt kiếp, toàn thân xương cốt liền sẽ biến thành tiên cốt, đạo này lôi kiếp, có thể thay đổi một người căn cốt, đề thăng tư chất, có thể thành tựu kim tiên, liền có một phần hy vọng chứng được đạo quả, thành tựu đại la. Thay đổi căn cốt. Đề thăng tư chất, không thiếu ngoại môn đệ tử cùng quét rác đệ tử còn là lần đầu tiên nghe nói, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh hỉ. Trước lúc này, bọn hắn còn tưởng rằng một người tư chất chỉ có phục dụng cực kỳ hiếm hoi đang dược cùng linh quả, hoặc nhận được một ít đặc thù kỳ ngộ mới có thể thay đổi. Những điều kiện này mỗi một cái, cũng là vô cùng khó khăn, có thể nuốt những đan dược kia linh quả tiên nhân, ít càng thêm ít, không nghĩ tới, chỉ cần đến thiên tiên đại viên mãn, thuận lợi vượt qua lôi kiếp thành tựu kim tiên, còn có một lần đề thăng căn cốt cơ hội, này đối một vị tiên nhân tới nói, chính là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, có tốt căn cốt, tiến hành tu hành mới có thể càng thêm nhẹ nhõm, đơn giản, căn cốt ngộ tính càng cao giả, vượt qua lôi kiếp đạt được đề thăng cũng càng mạnh, đồng dạng, bọn hắn đối mặt tiên cốt kiếp cũng càng thêm đáng sợ, tư chất thấp nhất thiên tiên đại viên mãn, thiên đạo chỉ có thể đánh xuống một đạo tiên cốt kiếp, mà tư chất cao nhất, thì sẽ hạ xuống 12 đạo tiên quốc kiếp, trước đây trung ương đế quốc Khương Gia Thiên. Kiêu Khương Duy, ngay đồng kỳ thành liền kim tiên thời điểm, dán xuống ước chừng 9 đạo tiên quốc kiếp, tại sao cái này, cơ hồ mỗi tăng thêm một đạo lôi kiếp, chính là một cái khác cấp độ, hôm nay kim tiên bản đệ nhất ngụy cương khí, kỳ thành liền kim tiên thời điểm, chính là 12 đạo tiên quốc kiếp. Cùng yêu lão tổ miễn cười nói, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở tràng huyền kiếm tông đệ tử đều nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng nhịn không được hít sâu một hơi, cái này lôi kiếp còn chưa hạ xuống, ta đều cảm thấy khó mà thở dốc, có thế vượt qua 12 đạo tiên quốc cướp tồn tại, phải mạnh đến loại tình trạng nào, khó trách có thể bị thiên đạo liệt vào kim tiên bản đệ nhất. Không biết Ninh Sư Huynh lần này sẽ gặp phải bao nhiêu tiên quốc kiếp, ta nhớ được trước đây hắn nhập môn huyền kiếm tông thời điểm, huyền kiếm bia tự hồ phán định tư chất của hắn là yếu ớt bạch quang Tư chất là sẽ biến đổi phải, Ninh Sư Huynh ban đầu tư chất coi như rất thấp, hiện nay chắc chắn cũng là cực cao, bằng không có thể nào trong thời gian ngắn ngủi thành tựu thiên tiên đại viên mãn. Có lẽ vậy, chúng ta chỉ cần đếm xem có bao nhiêu đạo tiên cốt kiếp liền biết hiểu. Đi qua cùng yêu lão tổ vừa giải thích như vậy, tại chỗ ngắm nhìn huyền kiếm tông các đệ tử cơ hồ đều lộ ra một bộ vẻ hiếu kỳ, có chút mong đợi nhìn qua lôi kiếp phong đỉnh núi, nơi xa, triệu đồng mặt không thay đổi nhìn xem lôi kiếp phong, từ lần trước bị ninh kỳ phế bỏ tu vi sau đó, hắn lại bắt đầu một lần nữa tu hành, có kim đan kỳ tu vi, tu vi như vậy liền xem như đang quét sân trong hàng đệ tử, cũng ở vào hạng chất tồn tại, yếu nhất quét rác đệ tử, vậy ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Thậm chí độ kiếp kỳ, ta ngược lại muốn nhìn, tư chất của ngươi đến cùng đến trình độ gì. Triệu đồng trong mắt lóe lên một tia oán độc, hắn không cam tâm, chính mình rõ ràng là diệu kim sắc tư chất, bị huyền kiếm lão nhân thu làm thân truyền đệ tử, con đường tu hành lại như thế long đong, không chỉ không có thành tựu địa tiên, ngược lại liền nhân tiên tu vi khó giữ được không được, bây giờ huyền kiếm lão nhân càng là sống chết không rõ, hắn muốn một lần nữa trở lại nhân tiên sơ kỳ, phải đi lộ thực sự quá dài quá. Lớn, nếu không phải là hắn từ đang phong lên đến rất nhiều khôi phục kinh mạch đang dược, hiện nay liền kim đan kỳ tu vi cũng sẽ không có, có thể nói, ninh kỳ không chỉ có hủy tu vi của hắn, còn hủy tiền đồ của hắn, hắn bây giờ tư chất tu hành, so với trước đây còn kém hơn rất nhiều lần, tình cảnh như thế, đưa đến trực tiếp nhất kết quả chính là, liền hà trạch gần nhất đều xem thường hắn nguyên bản hắn cảm thấy rất là cùng ái một chút chân truyền sư huynh, nhìn thấy hắn nhiều nhất gật gật đầu, số đông đều là do làm không có thấy, tỉ như lần này thạch cũng phàm muốn bức thoái vị, cũng không có thông tri hắn một tiếng, hắn ngược lại là bởi vì. Này tránh thoát một kiếp, ầm ầm. Kiếp vân lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, ti chớp màu vàng ở bên trong không ngừng lấp lóe, nghe thế một tiếng oanh minh, mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt càng phát chờ mong, bởi vì bọn hắn có chỗ dự cảm, Tiên Quốc Kiếp rất nhanh liền muốn hạ xuống, Ninh Kỳ nhàn nhạt nhìn qua Kim Sắc Kiếp Vân, chỉ có hắn cùng hồ lô nhỏ có thể phát hiện, cái này màu vàng kiếp vân là đi qua thiên đạo đặc thù chế biến, uy lực không hề tầm thường, có lẽ, thiên đạo đã biết được nhục thể của hắn viễn siêu quá nhiều người thường, lúc này mới đối hắn nhìn với con mắt khác, bất quá, đến đây đi, xem ngươi có thể không thể đánh chết ta. Ninh Kỳ khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay một khắc này, Kiếp Vân tự hồ cảm thấy Ninh Kỳ khiêu khích chi ý, quanh một tiếng một đạo thô mấy trượng kim sắc lôi điện hướng ninh kỳ bổ tới ninh kỳ không có mở ra cửu môn độn giáp điều động toàn thân tiên linh chi khí bao trùm tại trên thân thể trực tiếp ngạnh kháng đạo này lôi kiếp kinh khủng lôi kiếp chi lực điên cuồng hướng ninh kỳ thể nội dũng mảnh lao tới một bên phá hư ninh kỳ nhục thân một bên lại tại dần dần ảnh hưởng ninh kỳ xương cốt ninh kỳ phát hiện xương cốt của hắn đã mang tới một tia màu vàng kim nhạt tản ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng khí tức để nhất đạo lôi cướp uy lực ít nhất tương đương với một cái kim tiên sơ kỳ một kích toàn lực, nếu là đổi lại thông thường thiên tiên đại viên mãn, đoán chừng đã quỳ, mà Ninh Kỳ lại có thể một bên phân tâm xem xét xương cốt của mình, một bên vận chuyển trấn ngục long tượng công, hấp thu lôi kiếp chi lực, cái này lôi kiếp chỗ tốt, tự hồ rất nhiều a. À. Ninh Kỳ trong lòng tự lẩm bẩm, hắn trấn ngục long tượng công đã đến thập nhị trọng thiên, đi tới tiên giới cái này hơn 200 năm, mặc dù từ nhân tiên sơ kỳ đột phá đến đến nay thiên tiên đại viên mãn nhưng là vẻn vẹn đem trấn ngục long tượng công tiến lên đến thập nhị trọng thiên đỉnh phong thôi khoảng cách tầng 13 còn muốn cự ly rất dài mà bây giờ cái này đạo tiên quốc cướp uy lực đối với ninh kỳ tới nói không tính quá mạnh nhưng mà lại đối với trấn ngục long tượng công có cực lớn tăng thêm trừ cái đó ra ninh kỳ xương cốt cũng đang hướng tiên cơ ngọc cốt phương hướng chuyển biến đối với người ngoài tới nói giống như quỷ môn quan một dạng tiên cốt kiếp đối với ninh kỳ lại giống như tiên đang dịu dược không chỉ có thể đề thăng công lực tăng thêm nhục thân cường độ còn có thể đề thăng tư chất hạ xuống đệ nhất đạo lôi kiếp sau đó, màu vàng kiếp vân lần nữa tiến nhập quẩn những trạng thái, tiếng nổ thật to chấn động đến mức trên đất cục đá đều đang rung rẩy. Đám người gặp Ninh Kỳ tự hồ rất thoải mái liền chặn đệ nhất đạo tiên cốt kiếp, số đông đều thở vào nhẹ nhõm, chỉ có một ít cùng Ninh Kỳ từng có mối thù truyền kiếp gia hỏa, nhưng trong lòng đang chờ mong Ninh Kỳ bị tiên cốt kiếp đánh chết bộ dáng, cái này tiên cốt cướp vi lực, có chút cổ quái. Cùng yêu lão tổ chân mày hơi nhíu lại, hắn từ cái kia đạo lôi cướp trên khí tức, Phát giác có cái gì không đúng chỗ, nhưng mà hắn lại không thể hết sức chắc chắn. Dưới mắt chỉ có hắn như thế một tôn đại la ở đây, cũng không cách nào tìm người giao lưu hai câu. Nhìn một chút cảm giác có chính xác không? Lý Hân gặp ứng thật tuyền khẩn trương có chút đổ mồ hôi, cười nói: Ngươi yên tâm đi, phía Bắc Huyền thực lực nếu là không độ được cái này tiên quốc kiếp mới gọi kỳ quái. Lý Hân tỷ tỷ, mặc dù ta đối với đại ca cũng rất có lòng tin, nhưng dù sau này thiên đạo khó lường ai biết nó có thể hay không bởi vì đại ca yêu nghiệt kia một dạng tư chất, tăng thêm lôi kiếp cường độ. Ứng thật tuyền cười khổ nói, đứng ở bên cạnh nàng cách đó không xa hồ lô nhỏ nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, khinh thường phủi ứng thật tuyền một mắt, đạo, đã tăng lên. Đã tăng lên. Ứng thật tuyền nao nao, sau đó vội vàng lại hỏi tới vài câu, hồ lô nhỏ lại làm ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường, không nói một lời, chỉ là nhìn lên bầu trời kim sắc kiếp vân, một canh giờ sau. Cùng yêu lão tổ cuối cùng cao mày nói, kỳ quái, đều một giờ, cái này tiên cốt kiếp đạo thứ hai vì cái gì còn chưa rơi xuống. Nam cung cùng mộ dung vẽ mặt nghiêm túc liếc nhau, trước đây hai người lúc đổ kiếp, hết thảy có bốn đạo tiên cốt kiếp, mỗi một đạo khoảng cách thời gian, bất quá là chung trà thời gian mà thôi. Đám người hơi thở ngưng thần, chậm đợi thứ nhị đạo tiên cốt kiếp hạ xuống, nhưng càng đi về phía sau, thần sắc càng là cổ quái, thời gian từng cái thời thần trôi qua, kim sắc kiếp vân như cũ tại nổi lên lôi kiếp không có hạ xuống ý tứ, rất nhanh, thời gian liền qua một ngày, Ninh Sư Huynh tiên cốt kiếp, sẽ không cũng chỉ có như thế một đạo A. À. Có người cuối cùng nhịn không được, thần sắc cổ quái đạo, phụ cận người nghe vậy, mặc dù không có mở miệng phụ họa, nhưng ý nghĩ trong lòng lại rõ ràng cùng đối phương một dạng, bọn hắn còn chưa thành tựu nhân tiên thời điểm, cũng trải qua rất nhiều loại thiên kiếp, nhưng chưa từng thấy qua có một loại nào thiên kiếp cách cả ngày cũng không hạ xuống, nơi xa, triệu đồng ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, gắt gao nhìn chầm chầm lôi kiếp trên đỉnh đạo thân ảnh kia, xem ra tư chất của ngươi, cũng bất quá như thế. Oanh, triệu đồng ý niệm vừa qua khỏi, kim sắc kiếp vân đột nhiên truyền đến một tiếng ninh tai nhất ốc tiếng vang, đệ nhị đạo lôi kiếp thuận thế rơi vào ninh kỳ trên thân, ninh kỳ bốn phía đất đá đều bị cái này đạo lôi cướp dư ba biến thành bột mịn, lấy hắn làm trung tâm, lôi kiếp trên đỉnh xuất hiện một cái phía dưới lỏng hố to, kinh cũng lôi kiếp chi lực điên cuồng tràn vào ninh kỳ thể nội, ninh kỳ không ngừng vận chuyển trấn một long tượng tông một bên hấp thu lôi kiếp chi lực cho mình dùng, một bên tu bổ. Thể nội bị lôi kiếp phá hư chỗ, đồng thời, hắn trên đầu khớp xương cái kia một tia kim sắc, nặng hơn một chút. Cái này đạo lôi cướp bi lực cực kỳ khủng bố, bất quá Ninh Kỳ vẫn không có mở ra cửu môn độn giáp, cứng rắn đã nhận lấy nó, lấy Ninh Kỳ hiện nay tu vi, thứ nhị đạo tiên cốt kiếp mặc dù lực phá hoại cực kỳ khủng bố, nhưng đối hắn còn không hình thành nên bao lớn uy hiếp, thứ nhị đạo tiên cốt kiếp cuối cùng rơi xuống. Ninh Sư Huynh tự hồ một chút sự tình cũng không có, thủ đoạn này, quả thực làm cho người bội phục, ta đã từng thấy qua một người độ kiếp nạn này, thứ nhị đạo tiên cốt kiếp liền đem đối phương đánh thành thang cốc, độ kiếp thất bại, đây cũng là Ninh Sư Huynh cùng phổ thông thiên tiên trên lệch sao. Có người phát ra một tiếng cảm thán, nhìn thấy thứ nhị đạo tiên quốc kiếp sau, không thiếu hoài nghi Ninh kỳ tư chất gia hỏa, bây giờ nhao nhao ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng cái kia một tia nghi hoặc, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi, dù sao, Hai đạo tiên quốc kiếp ở giữa chỗ thời gian chờ đợi, thực sự quá dài, dài đến đã vượt ra khỏi bọn hắn biết thường thức, quả là thế. Cùng yêu lão tổ tại thứ nhị đạo tiên quốc kiếp rơi xuống sau đó, cuối cùng có thể chắc chắn, lần này Ninh Kỳ gặp được tiên quốc kiếp, không phải bình thường, bởi vì, cái này một đạo tiên quốc cướp khí tức, đối với hắn tới nói, cả một đời đều không thể quên được. Trước đây hắn thiên tiên đột phá đến kim tiên chỗ độ tiên quốc kiếp cuối cùng đạo thứ sáu, chính là chỗ này loại khí tức, một lần kia, hắn thiếu chút nữa thì này chết đi, nếu không phải là bởi vì hắn tư chất có hạn, tiên cốt kiếp cũng chỉ có lục đạo, dưới mắt thế gian này liền không có hắn sự tồn tại của người này, về sau vũ hóa tông tông chủ tự mình ra tay, điều động tông nội rất nhiều tài nguyên, mới đem hắn thương thế dưỡng tốt, quá trình này, dùng ước chừng. Trăm năm, kẻ này thứ nhị đạo tiên cốt kiếp, thì tương đương với ta lúc đầu gặp phải đệ lục đạo tiên cốt kiếp, tư chất của hắn, nên kinh khủng đến loại trình độ nào, mấy ngày liền đạo, đều phải ghen ghét không thôi sao cùng yêu lão tổ nhìn qua Ninh Kỳ, có chút kinh hãi, càng làm cho hắn khiếp sợ là, Ninh Kỳ vượt qua cái này đạo tiên cốt kiếp, tự hồ cũng không tổn thương gì, đã như thế, đủ để có thể thấy được hắn ban đầu ở thiên tiên kỳ thời điểm, thủ đoạn muốn so Ninh Kỳ kém ra đâu chỉ cách xa vạn dặm, nếu là hắn có thể thuận lợi độ kiếp, sau này chứng được đạo quả là không có vấn đề, thành tựu huyền tiên chỉ sợ cũng không phải chuyện rất khó, gia hỏa này, nắm giữ tiếng giai thái ất chân tiên tư cách A. Đến nổi tiên quân, cùng yêu là không dám nghĩ, thế gian này tiên quân mới mấy tôn, hắn cho rằng Ninh Kỳ có thế thành tựu thái ớt chân tiên, đã là đối với Ninh Kỳ vô cùng coi trọng, kế tiếp kim sắc kiếp vân lần nữa tiến vào ẩn những trạng thái, mà Ninh Kỳ cũng đang không ngừng hấp thu thứ nhị đạo tiên cốt cướp sức mạnh, lớn mạnh chính mình, lần này trấn ngục long tượng công tiến giai tầng 13 có hy vọng rồi, không biết đem nó tu đến cực hạn, sẽ có loại nào thần dị chi tượng, Ninh Kỳ phát hiện, chính mình vẹn vẹn, vẹn vượt qua hai đạo lôi kiếp, chiến lực liền ít nhất tăng lên ba thành, trấn ngục long tượng công bình cảnh. Tự hồ cũng có chút buông lỏng, đây không thể nghi ngờ là một cái tin chấn phấn lòng người, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách tiên cốt kiếp đạo thứ hai lôi kiếp đã qua gần tới 3 ngày tả hữu, màu vàng kiếp vân vẫn như cũ ở vào quẩn những trạng thái, mà cùng yêu lão tổ sắc mặt, nhưng là càng phát ngưng trọng, huyền kiếm tông các đại phong chủ, trưởng lão, đệ tử, coi như có ngốc, cũng đều nhìn ra Ninh Kỳ tiên cốt kiếp có chút đặc thù, hà Bắc huyền tiên cốt kiếp tự hồ cùng tầm thường thiên tiên không giống nhau lắm đạo thứ ba tiên quốc kiếp liền nổi lên ba ngày thời gian, chỉ sợ uy lực không thể coi thường, không biết có thể hay không một xét đánh chết hắn. Triệu đồng nhìn qua kim sắc kiếp vân, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, cái này ba ngày thời gian, lần lượt có ngoại tông tiên nhân đuổi tới nơi đây, bọn hắn thu được cho phép, có thể đi tới lôi kiếp phong phụ cận quan sát ninh kỳ độ kiếp, những tiên nhân này số đông tu vi đều ở đây địa tiên đến kim tiên ở giữa, đến nỗi đại la, nhưng là một cái đều không tới, dù sao đây chỉ là tiên quốc kiếp, thiên tiên độ kiếp nơi nào sẽ rước lấy đại la quan sát, bất quá, làm những cái kia đến đây xem náo nhiệt tồn tại phát hiện người độ kiếp là ninh kỳ phía sau, từng đạo tin tức lập tức bị bọn hắn truyền ra ngoài, chắc hẳn các tông đại la thu đến tin tức này, tất nhiên sẽ lập tức chạy đến, đơn giản là, người độ kiếp là ninh kỳ thà bắc huyền, a, à, đó là phong vân tông lãnh viên. Hắn như thế nào cũng tới này, các ngươi còn không biết, bên cạnh hắn cái kia hai tên nhân tiên cùng ninh sư huynh quan hệ không ít, trước đây thần mộ xuất hiện phía trước, Ninh sư huynh tại tụ cuộc Châu Thanh Thạch Trấn ngay người gần tới trăm năm thời gian, hai người sớm nhất chỉ là ven đường ăn mày, bị Ninh sư huynh thu dưỡng về sau dưới cơ duyên xảo hợp bá nhập lãnh viên môn. Phía dưới chính kiếm Thản nhiên nói lần trước thần mộ mở ra, huyền kiếm tông bên trong có thể đi tới tụ cuộc Châu Danh Ngạch cũng không nhiều, cho nên chuyện này rất nhiều người cũng không biết. Bây giờ từ chính kiếm trong miệng biết được, trong mắt nhau nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này quá trùng hợp a. Ninh kỳ thu nuôi hai cái tiểu hài bái nhập lãnh viên môn hạ, cái kia Ninh Kỳ cùng lãnh duyên. Quan hệ trong đó, nên xử trí như thế nào, ngược lại là có không ít quét rác đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, một mặt hâm mộ nhìn đứng ở lãnh viên bên người bắt tiêu cùng Bắc manh, theo bọn hắn nghĩ, hai người khí vận thực sự quá kinh khủng, không chỉ có cùng Ninh Kỳ có như vậy gần gũi quan hệ, cuối cùng còn bái nhập kim tiên môn hạ, so với hai người, bọn họ khí vận. Liền muốn kém rất nhiều, Phong Vân Tông lãnh duyên gặp qua cùng yêu lão tổ lãnh nguyên hướng cùng yêu chấp tay hành lễ nói, bác tiêu bắc manh gặp qua cùng yêu lão tổ. Bác tiêu bắc manh cũng theo đó hành lễ, vô số đạo ánh mắt rơi vào trên thân hai người, không thiếu ngoại tông chạy tới kim tiên, nhìn xem bác tiêu bắc manh ánh mắt, đều mang tới một tia ngưng trọng, bọn hắn đối với trước đây thanh thạch trấn sự tình, biết được rất nhiều, cho nên đừng nhìn hai người tu vi không cao, lại chỉ là lãnh nguyên đệ tử, nhưng hai người chân chính chỗ dựa, hẳn là ninh kỳ, một tôn có thể bắn giết Khương Duy, kiếm trảm đại la tồn tại, miễn lễ cùng yêu cười cười, hướng bắc tiêu bắc manh hiền lành gật gật đầu, hiển nhiên là biết hai người cùng ninh kỳ quan hệ trong đó, đó là sư phó. Bắc manh hướng lôi kiếp phong đỉnh núi nhìn lại, lập tức thấy được đạo kia thân ảnh vô cùng quen thuộc, thần sắc có chút kích động, trong khoảng thời gian này, tổ tinh đều ở đây tin đồn ninh kỳ đã chết tại thần mộ bên trong, hai người tự nhiên là không tin, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ninh kỳ, chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Sư phó của các ngươi muốn độ tiên cốt kiếp, thành tựu kim tiên. Lãnh nguyên hướng Ninh Kỳ nhìn lại, thần sắc hơi có vẻ phức tạp đạo. Đúng lúc này, ứng thật tuyền cùng Lý Hân đột nhiên đi đến hai người trước mặt, không hẹn mà cùng quan sát tỉ mỉ hai người. Bắt tiêu bắt manh bị hai người như vậy động tác làm cho có chút mộng bức. Thật tuyền A-di, Lý Hân A-di, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy cùng đại ca? Bắt manh cuối cùng nhịn không được nói, là bọn hắn. Ứng thật tuyền nhìn về phía Lý Hân, Lý Hân khẽ lắc đầu, nhìn không ra. Hai người các ngươi tại đánh bí hiểm gì? Cùng yêu nhịn không được vấn đạo lãnh Duyên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hai nữ hai nữ liếc mắt nhìn nhau sau đó cười cười khoát khoát tay biểu thị bí hiểm gì cũng không đánh bắt manh nơi nào sẽ tin tưởng đang lúc nàng chuẩn bị truy vấn thời điểm trên không lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn một đạo so với lúc trước muốn thô từ thiếu một lần lôi kiếp banh một tiếng rơi vào lôi kiếp phong đỉnh núi ninh kỳ thân ảnh lập tức bị lôi kiếp bao phủ kim quan bốn phía chỉ thấy cao tới hơn ngàn trượng lôi kiếp phong ngạnh sinh sinh bị đạo này lôi kiếp bổ không còn ít nhất 30 mươi trượng trước kia lôi kiếp đỉnh đỉnh núi đã biến mất không thấy gì nữa, tạo thành một cái to lớn vô cùng hố sâu, Ninh Kỳ đứng tại trong hố sâu, điên cuồng vận. Chuyển trấn một long tượng công, đạo này lôi kiếp hạ xuống xong, hắn mở ra cửu môn độn giáp đệ nhất môn, kinh khủng lôi kiếp chi lực không ngừng tại Ninh Kỳ thể nội càng quét, hắn trên đầu khớp xương màu vàng kim nhạt, lại dày đặc mấy phần, lần này lôi kiếp uy lực so với đạo thứ hai, mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không có mở ra cửu môn độn giáp đệ nhất môn, Ninh Kỳ chỉ sợ ngăn không được một kích này còn thiếu một chút a. À. Ninh Kỳ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đạo thứ ba tiên quốc kiếp vẫn như cũ không có thể giúp hắn đem trấn ngục long tượng công xung kích đến tầng thứ 13, lôi kiếp phong sơn chân, đám người liếc mắt nhìn nhau, bởi vì lôi kiếp phong đã biến thành một cái bên trong lõm hình dạng, Ninh Kỳ ở trung ương, xung quanh bị yếu ớt sắp sụp đổ vách núi ngăn trở, bọn hắn bây giờ nhìn mơ hồ phía trên tình trạng, không biết Ninh Kỳ có phải hay không còn sống, mà giờ khắc này kim sắc kiếp vân vẫn như cũ còn chưa. Tán đi không ai dám phá không kiểm tra tình huống, liền thần niệm cũng không dám thăm dò vào trong đó, liền sợ bị tiên quốc kiếp cho để mắt tới, trước lấy tay bay và gió, sư phó hắn sẽ không có việc gì. bắt manh sắc mặt có chút lo nghĩ, bắt tiêu thì đối với Ninh Kỳ càng thêm tự tin một chút, an ủi, sư phó cái kia sao mạnh, chỉ là lôi kiếp, không có việc gì. Tiên quốc kiếp còn chưa tan đi đi, ít nhất chứng minh Bắc huyền không chết. Lý Hân Đạo, cùng yêu gật gật đầu, nếu như người độ kiếp chết đi, tiên quốc kiếp cũng giải tán. Đúng lúc này, lôi kiếp phong bốn phía vách núi đột nhiên nhiều hơn một từng đạo như giống như mạng nhện khe hở. Ngay sau đó, những thứ này khe hở hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, quanh một tiếng, vách núi sụp đổ, khói bụi dần dần tán đi sau đó, đám người có thể thấy rõ ràng Ninh Kỳ vẫn như cũ đứng thẳng, từ bề ngoài. Nhìn lại, tự hồ không có chịu đến bao lớn tổn thương, còn không chết sao. Triệu đồng có chút thất vọng nhìn xem một màn này, những người khác cũng biểu thị chấn kinh, tự hồ cảm thấy Ninh Kỳ độ kiếp giống như rất nhẹ nhàng, một chút cũng không như trong tưởng tượng như vậy chật vật. Nam Cung cùng mộ dung thần sắc ngược lại là có chút cổ quái, nhớ tới trước đây chính mình hai người độ kiếp bộ dáng, gọi là một cái thê thảm, so với Ninh Kỳ tới, chính là một cái tên ăn mày cùng một cái hoàng tử khác nhau, chỉ có cùng yêu lão tổ, bây giờ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này đạo thứ ba lôi kiếp khí tức cụ thể mạnh bao nhiêu, hắn tạm thời không phân biệt được, bởi vì trước đây hắn chỗ vượt qua lôi kiếp, mạnh nhất đạo thứ sáu, cũng chỉ tương đương với Ninh Kỳ đạo thứ hai thôi. Nếu là lui về phía sau tiên quốc kiếp uy lực đều như vậy điệp gia đi lên, ý niệm tới đây, cùng yêu lão tổ trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn bây giờ ngược lại hy vọng ninh kỳ tiên quốc kiếp dừng bước tại đạo thứ tư liền tốt, nhiều hơn nữa một chút, hắn khó có thể tưởng tượng ninh kỳ có thể hay không kiên trì ở, đạo thứ tư lôi kiếp quẩn những thời gian, vượt xa đạo thứ ba, thời gian lại qua sáu ngày tả hữu, lần này, các đại tông môn chi chủ đều nhận được tin tức, biết được ninh kỳ không chỉ có còn sống, càng là tại huyền kiếm tông độ tiên quốc kiếp Nhao nhao đuổi theo Huyền kiếm tông, Thạch Hà lão tổ tới. Đó là Phong Vân tông tông chủ a. Ngô, hẳn là nhiều năm trước may mắn gặp qua một lần, sẽ không nhận sai. Từng tông đại la phá không mà đến, không bao lâu, doanh châu bên trên tông môn nhất Lưu tông chủ, cơ hồ đều tới đông đủ, còn bao gồm rất nhiều nhị Lưu tông môn chi chủ, đến lúc cuối cùng liền doanh châu hoàng đô có mặt phía sau, không thiếu tiên nhân rốt cuộc minh bạch, Ninh Kỳ ở nơi này nhóm đại la trong lòng địa vị đã trọng yếu đến rồi loại trình độ nào. Nghĩ không ra thà bắt huyền kẻ này không chết ở thần mộ bên trong, đã như vậy, huyền kiếm có phải hay không không chết? Phong vân trưởng thượng tổ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn qua lôi kiếp phong trầm tư, tề huynh, không biết thà tiểu hữu đã vượt qua mấy đạo tiên cốt kiếp, vì cái gì cái này lôi kiếp chậm chạp không rơi xuống. Thạch hà lão tổ có chút kỳ quái vấn đạo, cùng yêu không có dấu giếm, đem tình huống nói rõ một chút, Hắn cũng nghĩ từ nơi này có chút lớn tay áo nghe được nghe bọn hắn là như thế nào phán đoán cái này tiên cốt cướp, làm một đám đại la biết được Ninh Kỳ tiên cốt kiếp lại muốn cách mấy ngày mới có thể đánh xuống một đạo, trong lòng đều cảm thấy có chút khó tin, bọn hắn thành tựu kim tiên một năm kia khoảng cách hôm nay đã qua cực kỳ lâu, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, mình là như thế nào vượt qua tiên cốt cướp, bởi vì đây là thành tựu tiên nhân. Sau đó, gặp phải loại thứ nhất lôi kiếp, cũng là là tối trọng yếu lôi kiếp, tiên cốt kiếp càng nhiều chứng minh tư chất càng cao, vượt qua phía sau tăng lên đích căn cốt ngộ tính cũng càng mạnh, trực tiếp liên quan đến ngày sau tiền đồ, nhưng tư chất quá cao tồn tại, cũng không dễ chịu, bởi vì bọn hắn độ kiếp độ khó, muốn so tư chất thấp những cái kia khó hơn rất nhiều, không để ý, chính là hôi phi yên diệt, có chút coi như có thể giữ được tính mạng, cũng có tỷ lệ bị lôi kiếp đánh cho kinh mạch toàn bộ hủy, nghĩ không ra thà tiểu hữu tiên cốt kiếp như vậy kỳ quái. Thạch Hà lão tổ thần sắc có chút ngưng trọng, Doanh Châu Hoàng nhìn qua Ninh Kỳ thân ảnh, đạo, không biết khoảng cách đệ tam đạo tiên cốt kiếp, đã qua mấy ngày? Sáu ngày. Cùng yêu thở dài, ước chừng sáu ngày, cái này thứ tứ đạo tiên cốt kiếp vẫn còn không rơi xuống. Sáu ngày, một đám đại la thần sắc có chút cổ quái, kiếp vân nổi lên sáu ngày, làm đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống xong, quy lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, ầm ầm. Kiếp vân âm thanh càng lúc càng lớn, đám người ánh mắt rung lên, nhìn cái này xu thế, đạo thứ tư lôi kiếp cũng nhanh muốn rơi xuống, đúng lúc này, Mấy đạo thân ảnh bỗng xuất hiện ở trong tràng, chúng đại la thấy thế, liên tục không ngừng hành lễ nói, chúng ta gặp qua Ngọc Thanh lão tổ. Ngọc Thanh lão tổ thần sắc lạnh nhạt khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Ninh Kỳ trên thân, chỉ nhìn một hơi sau đó, hắn liền cười lạnh một tiếng, trời ghét. Trời ghét. Cùng yêu bọn người có chút không hiểu nhìn về phía Ngọc Thanh lão tổ, Sư Tôn, cái gì là trời ghét, chẳng lẽ sư đệ cái này lôi kiếp có gì chỗ cổ quái? Lỗ Văn liền vội vàng hỏi, Ngọc Thanh lão tổ lắc đầu, không nói nữa, đám người từ hắn ngưng trọng thần thái có thể thu được một cái kết luận, Liền Ngọc Thanh lão tổ đều cảm thấy Ninh Kỳ lôi kiếp có chút không đúng, bằng không sẽ không như vậy ngưng trọng, mặc dù bọn hắn rất muốn đuổi theo tìm tòi thực chất, hỏi một chút trời ghét là có ý gì, nhưng mà vừa nhìn thấy Ngọc Thanh lão tổ bộ dáng kia, liền không ai dám mở miệng. Oanh, kiếp vân bên trong kim quang lại nổi lên, đạo thứ tư lôi kiếp đang nổi lên 6 ngày có thừa phía sau, lần nữa rơi xuống, trực tiếp đánh vào Ninh Kỳ trên thân, tại nơi một sát na, Ninh Kỳ tâm niệm hơi động một chút, cửu môn độn giáp cửa thứ hai mở, đáng sợ lôi kiếp chi lực hóa thành từng đạo kim quang, tại Ninh Kỳ trên thân lưu chuyển, phản phất cùng hắn có thù một dạng, không ngừng phá hư sinh cơ của hắn, bất quá lôi kiếp phá hư tốc độ, nhưng là không có Ninh Kỳ tốc độ khôi phục đến nhanh, có chút đau đớn. Ninh Kỳ nhếch miệng cười cười, trong tươi cười mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, đồng thời trong cơ thể trấn một long tượng công điên cùng vận chuyển, hấp thu lôi kiếp chi lực, hắn trên đầu khớp xương kim sắc, lần nữa dày đặc mấy phần. Cả tòa lôi kiếp phong bị cái này một cái lôi kiếp đập tới sau đó, hạ xuống ít nhất hơn 80 trượng. Tại Ninh Kỳ xem ra, này thiên đạo hữu tâm đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên hắn tiên cốt kiếp vi lực mới có thể dâng lên nhiều như vậy. Nhưng mà, thiên đạo tự hồ lại bị một loại nào đó quy tắc đã đề ra chế, không cách nào vạch mặt, cho nên thẳng đến thứ tứ đạo tiên cốt kiếp, Ninh Kỳ đều như cũ có thể tiếp nhận, lại không cần dùng xuất toàn lực, vẫn như cũ. Thành thạo điêu luyện, bất quá, nếu là không có cửu môn độn giáp, cái này tiên cốt cướp xác thực đủ ta uống một bình. Ninh Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khói bụi tán đi, đám người nhìn thấy Ninh Kỳ vẫn như cũ bất động như núi đứng tại lôi kiếp phong đỉnh núi, có người nhẹ nhàng thở ra, có người mừng rỡ, cũng có người thất vọng, Ninh Sư Huynh vượt qua thứ tứ đạo tiên cốt cướp. Kiếp vân còn chưa tan đi đi, không biết đệ ngũ đạo tiên cốt kiếp lại muốn uẩn những bao lâu. Bạch Sư Huynh, người hôm nay như thế nào không ra bàn khẩu, đánh cực một keo Ninh Sư Huynh sẽ gặp phải mấy đạo tiên cốt kiếp, lại có thể chèo chống đến mấy đạo tiên cốt kiếp. Bị điểm danh con bạc trắng thế sông sắc mặt chợt biến đổi, có chút lúng túng hướng Ngọc Thanh lão tổ bên kia liếc mắt nhìn, sau đó hướng tên kia không lựa lời nói ra hỏa truyền âm quát lớn, ngươi muốn chết chính mình đi chết, đừng hại ta, nhiều như vậy lão tổ tại chỗ, mở giao dịch, đầu óc của ngươi đâu? Dừng một chút, coi như muốn mở, ta cũng là đánh cực ninh sư huynh có thể vượt qua toàn bộ tiên cốt kiếp, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một kết quả khác, đánh cực hay không? vậy thì quên đi. Đã vượt qua thứ tứ đạo tiên quốc cướp, tiểu tử này, so với ta trước đây mạnh rất rất nhiều. Cùng yêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Ninh Kỳ, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, hắn không kìm hãm được lấy chính mình trước đây cùng Ninh Kỳ so sánh, phát hiện đây hoàn toàn không có so sánh tất yếu, đó là một loại thúc ngựa đều không đuổi kịp trên lệch, đạo thứ tư A. Tại chỗ đại la liếc mắt nhìn nhau, thần sắc có chút mất tự nhiên, bọn hắn những thứ này đại la lúc còn trẻ, nhiều cũng chỉ là vượt qua sáu đạo tiên quốc kiếp, thiếu cùng ninh kỳ một dạng, vượt qua tứ đạo tiên quốc kiếp, cái này đủ để chứng minh ninh kỳ tư chất, đã không kém gì tại chỗ rất nhiều đại la, Ngọc Thanh lão tổ liếc mắt nhìn kim sắc kiếp vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, đồng thời nhìn về phía ninh kỳ ánh mắt, mang tới một tia vui mừng, kế tiếp đệ ngũ đạo tiên quốc kiếp, một mực ở vào ẩn nhưỡng trong trạng thái, ninh kỳ cũng thừa dịp cái này khoảng cách, không ngừng hấp thu trong cơ thể lôi kiếp chi lực, phía trước lôi kiếp chi lực cho hắn nhục thân tạo thành phá hư, đã sớm chữa trị hoàn tất. Ninh Kỳ không chỉ không có bởi vì này tứ đạo tiên quốc kiếp có hại tu vi, ngược lại hình dáng. Thái so với hắn đỉnh phong thời điểm càng lớn một bậc, đến đây đi, nhiều hơn nữa tới một chút, không chỉ có trấn ngục long tượng công có hy vọng đăng đỉnh, liền cửu môn độn giáp cuối cùng một môn, đều có cơ hội nhờ vào đó xông mở, Ninh Kỳ nhìn trên trời kim sắc kiếp vân, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, có lẽ là lần này kiếp vân tồn tại quá lâu, tin tức có đầy đủ thời gian truyền bá ra ngoài, liền những châu khác tiên nhân đều tò mò lần lượt đuổi tới huyền kiếm tông đạo thứ năm tiên cốt kiếp cũng không rơi xuống ninh kỳ lại xuất hiện tại tổ tinh tin tức đã truyền xung sao ninh kỳ tại tổ tinh thượng hữu ý vô ý đắc tội một ít người nguyên bản vui vẻ tâm tình bởi vì này đạo tin tức môn thượng một tầng bóng ma ninh kỳ tại tổ tinh cừu gia không tính quá nhiều cho dù có cũng cơ bản đều bị hắn làm chết khô nhưng mà ai không có mấy cái thân bằng hảo hữu lại thêm thân bằng hảo hữu thân bằng hảo hữu Tổ tinh thượng âm thầm cừu thị ninh kỳ tiên nhân, không nên quá nhiều, những châu khác còn tốt một chút, ít nhất tại doanh châu bên trên, ninh kỳ tiềm ẩn cừu gia vẫn là rất nhiều, dù sao trước đây hắn nhưng là giết hơn 300 tôn thiên tiên, mới khiến cho các đại tông môn đến đây dừng tay, không còn dám đối với sơn hà tử kim chù y có chỗ tưởng niệm, mà vài thiên tiên dưới trướng, ai không có mấy vạn đồ tử đồ tôn, chung vào một chỗ, đây chính là vô cùng số lượng khổng lồ, bọn gia hỏa này sau khi nhận được tin tức, nhau nhau hướng huyền kiếm tông chạy đến trong lòng tính toán nhưng là muốn nhìn một chút ninh kỳ như thế nào bị tiên cốt kiếp đánh chết ngoại trừ xuất thân danh môn tiên nhân có thể tiến vào huyền kiếm tông bên ngoài còn lại tiên nhân đều không có tư cách tiến vào huyền kiếm tông chỉ có thể ở xa xa bên trong hư không hướng lôi kiếp phong nhìn lại cũng may tiên nhân không sử dụng thần niệm ánh mắt của bọn hắn cũng là vô cùng tốt có thể thấy rõ ràng ninh kỳ nhất cử nhất động nghe nói ninh bắc huyền đã vượt qua đạo thứ tư lôi kiếp không biết hắn có thể hay không bị đạo thứ năm lôi kiếp đánh chết hy vọng sẽ đi nhà ta lão tổ chính là chết ở trong tay hắn. nếu như hắn bị lôi kiếp đánh chết, cũng coi như là lão thiên thu hắn. nhà ta lão tổ dưới suối vàng có linh, cũng có thể nghỉ ngơi. lão tổ nhà ngươi chết ở trong tay hắn. ta một sư tôn, ba cái sư thúc, toàn bộ bị hắn giết chết. thù này có thể nói là không đội trời chung. huynh đài cùng ninh bắc huyền ở giữa thù hận càng như thế sâu. không biết huynh đài xuất thân môn phái nào, lại có bốn tên thiên tiên chết ở ninh bắc huyền trong tay. a, à, sư tôn ta chỉ là địa tiên ba cái kia sư thúc cũng là địa tiên. Địa tiên. Phụ cận tiên nhân sắc mặt lập tức cổ quái, lên tiếng trước hỏi thăm tiên nhân cũng có chút lúng túng, có chút kỳ quái nhìn đối phương một mắt, theo ta được biết, Ninh Bắc Huyền trước đây giết địa tiên cũng không quá nhiều, hắn sát tính tuy nặng, cũng không đối địa tiên ra tay. Chủ yếu hơn chính là, ngay lúc đó địa tiên ai dám cùng Ninh Kỳ đối nghịch, khi đó Ninh Bắc Huyền đang cùng vài tên thiên tiên truyền đấu, sư tôn ta cùng sư thúc ba người bất quá là vừa vặn đi ngang qua liền bị bọn họ chiến đấu dư ba tiêu diệt. Đối phương có chút lòng đầy căm phẫn, a, à, vừa vặn đi ngang qua. Đám người gật đầu một cái, trong mắt nhưng là không tin, ai sẽ ngốc, từ loại tình cảnh này bên trong đi ngang qua, đoán chừng là trộn gà không thành lại mất nắm thóc, huyền kiếm tông bên này, an dương, hát súc chờ cùng ninh kỳ có chút giao tình thiên kiêu, cũng tại tông môn trưởng bối dẫn dắt phía dưới đuổi tới, không hổ là ninh huynh, liền độ cái tiên cốt kiếp, cũng cùng thường nhân khác biệt, nghe nói đạo thứ tư lôi kiếp nổi lên ước chừng 6 ngày, đến nay đã qua 9 ngày thời gian, đạo thứ năm lôi kiếp cũng không rơi xuống, các ngươi nói cái này tiên quốc kiếp rốt cuộc là đang tính toán cái gì? Hắc suất có chút sợ hãi thang đạo, hắn trang phục hoàn toàn như trước đây, kiếm đỏ, súng có dây tua đỏ, chân đạp hỏa diễm luận, dẫn đến cùng hắn đồng dạng xuất thân từ huyền dương tông các sư huynh đệ, cũng không muốn cùng hắn đứng gần quá, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là sắc mặt cổ quái trốn ở huyền dương lão tổ đằng sau cùng hát suất giữ vững khoảng cách nhất định tính toán gì tiên cốt kiếp còn có thể tính toán gì gia hỏa này nói chuyện thực sự là cổ quái vẫn là đứng xa một chút tốt nghe đồn người này ngoại hiệu cái yếm quái quả nhiên có chút không quá bình thường về một cái hắc xuất bên cạnh tự hồ vắng vẻ rất nhiều mặc dù như thế vẫn có không thiếu tông môn chân truyền thiên kiêu thậm chí là kim tiên đại la tồn tại nhìn về phía hắc xuất ánh mắt đều mang một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ cùng ghen ghét trong tiên giới bất luận là tổ tinh vẫn là mạnh nhất trung ương đế quốc hoặc khác cấp 7, cấp 8 tinh cầu, đạo khí cũng là một loại cực kỳ khang hiếm chiến lược tính chất vật tư, kim tiên có thể dùng tới một kiện lần đạo khí, đã coi như là cực kỳ tốt, hạ phẩm đạo khí cũng chỉ có đại la mới có thể nắm giữ, mà hát xuất thân là thiên. Tiên, trên thân nhưng lại có 3 kiện hạ phẩm đạo khí, đây quả thực là một tòa di động bảo tàng cát, nếu không phải xem ở huyền dương lão tổ cùng với hát xuất cùng ninh kỳ tự hồ quen biết phân thượng e rằng có không ít đại la đều sẽ nhịn không được âm thầm ra tay, cướp sạch hắc xuất đạo thứ hai tiên quốc kiếp đợi một ngày, đạo thứ ba đợi ba ngày, đạo thứ tư đợi sáu ngày, ta xem cái này đạo thứ năm tiên quốc kiếp. hôm nay hẳn là sẽ hạ xuống. cùng yêu lão tổ lời nói để cho tại chỗ đại la biến sắc, không thiếu kim tiên tồn tại ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. bọn hắn trước đây lúc độ kiếp, nhưng không có ninh kỳ đại ngộ như vậy. đại la đều tới mấy chục vị, tràng diện này quả thực hùng vĩ, chỉ so với trước đây cái kia hai tòa thần mộ mở ra thời điểm, kém một bậc thôi. nhưng hâm mộ thì hâm mộ, trong lòng tự hỏi. Nếu như bọn hắn gặp gỡ ninh kỳ dạng này không dựa theo lẽ thường ra bài tiên cốt kiếp, chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi phấn, lôi kiếp phong đỉnh núi, ninh kỳ nhàn nhạt nhìn xem kim sắc kiếp vân, đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn đang chờ cái gì, táo bón cũng không phải ngươi như vậy, chính ngày thời gian đều kéo không ra một khỏa phân, có thể thu đi ta, ngươi liền thu, cũng không thu được ta, chẳng bằng tán đi cái này lôi kiếp, dứt khoát một chút rời đi. Ninh kỳ thanh âm không lớn cũng không nhỏ, tại chỗ tiên nhân cơ hồ đều có thể rõ ràng nghe được mọi người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, bọn hắn đối mặt lôi kiếp, không khỏi là lấy một loại kính úy tâm tính, giống ninh kỳ như vậy liền lôi kiếp đều lên tiếng dẻo cực, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, không ít người trong lòng âm thầm bội phục ninh kỳ lòng can đảm, cũng không ít người lại cảm thấy ninh kỳ cùng vọng vô cùng, càng nhiều người, nhưng là hoài nghi ninh kỳ có phải hay không bị lôi kiếp đánh cho có chút tinh thần thất thường, lôi kiếp mặc dù là nguồn gốc tơi từ thiên đạo, nhưng mà trong mắt bọn hắn, thiên đạo chính là thế giới này một loại quy tắc, như người muốn uống nước, tiên muốn tu hành đồng dạng tự nhiên, cũng không phải một loại nào đó có chính mình ý chí tồn tại, đối với thiên đạo nói chuyện, chẳng phải là đàn gãy tai trâu. Trong lúc hắn nhóm nghĩ như vậy, sau một khắc, đã thấy kim sắc kiếp vân đột nhiên như sôi đằng nước sôi một dạng, không ngừng quay cuồng lên, bên trong truyền đến một tiếng làm lòng người thần rung rẩy gào thét, trống. Một khỏa khổng lồ vô cùng đầu người, từ kiếp vân bên trong nhô ra, viên này đầu người toàn bộ là từ kim sắc lôi điện ngưng tụ, đó là một khỏa, đầu rồng, đám người thấy thế, ngoại trường ngọc thanh lão tổ bên ngoài cho tới huyền kiếm tông quét rác đệ tử từ cùng yêu bực này đại la tồn tại đều mặc lộ vẻ kinh hãi bọn hắn từ không biết hiểu tiên cốt kiếp lại còn có thế hóa hình không ít người theo bản năng triều phượng lân châu hoàng tộc vị trí nhìn lại lần này đến đây huyền kiếm tông xem náo nhiệt phượng lân châu hoàng tộc cũng không nhiều chỉ có 7-8 người trong đó tu vi cao nhất cũng vẻn vẹn một cái kim tiên mà thôi bọn hắn nhìn qua tiên cốt kiếp bên trong lộ ra đầu rồng trên mặt đã lộ ra một tia sùng kính hôm nay trong tiên giới Long tộc cực kỳ thưa thớt, nhưng mà Dragon tai lịch sử, lại so nhân tộc đều phải lâu đời. Có nghe đồn long tộc tại thiên địa sơ khai thời điểm, cũng đã sinh ra, ở phía sau tới, long tộc cũng tại trong tiên giới đảm nhiệm một loại không thể coi thường nhân vật, chỉ là bởi vì tiên ma đại chiến thời điểm, long tộc bị phán định cùng cổ tiên quan hệ vô cùng tốt, bởi vậy nhận lấy cùng cổ tiên đại ngộ giống nhau, trấn áp trấn áp, vây. Tiêu diệt vây quét, cho đến nay, trong tiên giới cũng chỉ còn lại mấy chi huyết thống tương đối thuần chính long tộc, càng nhiều, là loại kia người mang long tộc huyết mạch nhân tộc, Phượng Lân Hoàng tộc, chính là trong đó một chi, bọn hắn người mang long tộc huyết mạch, tu hành tới trình độ nhất định, cũng có thể mở ra Dragon Tai thần thông, cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy tiên cốt kiếp bên trong nhô ra đầu rồng phía sau, mới có thể như vậy sùng kính, bởi vì bọn hắn lấy long tộc huyết mạch làm ngạo, mà đủ loại thần tích bên trong, Dragon Tai thân ảnh cũng thường xuyên lấy đủ loại hình thái xuất ra hiện, cho nên rất nhiều tiên nhân đều cho rằng, có liên quan Dragon Tai nghe đồn, có lẽ là thật sự, đây là một cái cực kỳ cổ xưa chủng tộc, hiện nay ngày tại tiên cốt kiếp bên trong lại gặp đầu rồng, cái này một. Luận chứng lại chắc chắn thêm vài phần, tiên cốt kiếp nội sinh kim long, có chút không ổn. Cùng yêu lão tổ kinh ngạc tự nói một tiếng, sau đó nhìn về phía ngọc thanh lão tổ, phát hiện đối phương trên mặt thần sắc cũng biến thành so với trước kia muốn ngưng trọng, rõ ràng, cái này đầu rồng dị tượng đã để tiên cốt kiếp có chỗ chuyển biến, mà loại chuyển biến, đối với ninh kỳ tới nói, tất nhiên là cực kỳ bất lợi đầu rồng gắt cao nhìn chầm chầm ninh kỳ, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó đám người mơ hồ có thể thấy được kim sắc kiếp vân bên trong, tự hồ có to lớn thân rồng như ẩn như hiện, mỗi hiện một lần, kim sắc kiếp vân liền mở rộng một phần, đây coi như là dời tảng đá đập chân của mình a, à, thật không nghĩ tới, tiên cốt kiếp thật đúng là có thể nghe hiểu tiếng người. Các đại thiên kiêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không ít người trong lòng có chút nhìn có chút hả hê, nếu không phải là ninh kỳ như vậy càng rỡ, liền tiên cốt kiếp cũng dám mở miệng trào phúng, tiên quốc kiếp chưa chắc sẽ sinh ra loại biến hóa này. Ha ha ha, Hà Bắc Huyền, đây là ngươi tự tìm chết, thiên đô muốn thu ngươi. Triệu đồng nhịn không được cười một tiếng dài, lần này, hắn không có đem mình cảm xúc giấu ở trong lòng, phụ cận huyền kiếm tông đệ tử nghe vậy, nhìn về phía triệu đồng ánh mắt đều có chút bất thiện, nhưng mà bọn hắn cũng không dám mở miệng nói cái gì, dù sao triệu đồng là huyền kiếm lão nhân thân truyền đệ tử, mặc dù tu vi không còn, huyền kiếm lão nhân cũng không thể đi ra thần mộ, nhưng chân truyền đệ tử thân phận y nguyên còn tại, nhìn cái gì vậy, ta cùng với thà bắc huyền chi giữa thù hận, người nào không biết, ta liền là muốn nhìn hắn chết, như thế nào. Triệu đồng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, ngô, đám người vội vàng chuyển khai ánh mắt, không cùng triệu đồng đối mặt, theo bọn hắn nghĩ, triệu đồng đã có chút gần như phong ma, nhưng mà nghĩ lại, đổi lại nhóm người mình gặp gỡ triệu đồng loại sự tình này, chưa chắc sẽ so triệu đồng bọn người tốt hơn bao nhiêu, nguyên bản có diệu kim sắc tư chất thiên chi kiêu tử, còn tại đệ nhất tọa thần mộ bên trong lấy được đáng sợ truyền thừa, kết quả, lại bị ninh kỳ phế bỏ tu vi, này giống như tại từ đỉnh núi, lập tức ngã xuống đáy cốc, không thiếu kim ngày phong, đại giang phong, đang phong đệ tử nhìn về phía triệu đồng ánh mắt, mang tới một tia kính nể, bọn hắn cũng rất muốn lớn tiếng như vậy đem trong lòng suy nghĩ nói ra, thế nhưng là không dám, triệu đồng mới mở miệng, thỏa mãn trong lòng bọn họ ý niệm, có hy vọng. Ninh kỳ nhìn qua đầu rồng, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, nhưng trong lòng có chút mừng rỡ dựa theo tiên cốt kiếp mạnh như vậy độ đánh xuống một đạo lại cách đã vài ngày hắn không có trăm phần trăm tự tin có thể để cho trấn ngục long tượng công cùng cửu môn độn giáp đạt đến đỉnh phong vốn là chỉ là tùy ý thăm dò một chút ai ngờ nghĩ cái này tiên cốt kiếp thật vẫn có chút ý chí của mình đối phương tất nhiên một bộ bị chọc giận dáng vẻ tiếp xuống lôi kiếp cường độ chỉ sợ ở vượt lên rất nhiều lần đã như thế ninh kỳ có cơ hội một hơi đem trấn ngục long tượng công cùng cửu môn độn giáp xông lên đỉnh phong sư tôn cái này đầu rồng sợ không phải tiên cốt kiếp cũng thành tinh. Lỗ văn hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lão Tổ, muốn từ trong miệng nhận được một hợp lý giảng giải. Ngọc Thanh Lão Tổ cười nhạt một tiếng, không phải tiên cốt kiếp thành tinh, mà là sau lưng nó vị kia rất tinh minh. Sau lưng vị kia, lỗ văn trong lòng nói thầm một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, Ngọc Thanh Lão Tổ ý tứ của những lời này là, tiên cốt kiếp sau lưng có người trưởng khống, ý niệm tới đây, lỗ văn trong lòng hít sâu một hơi, có chút không dám tin, tiên cốt kiếp là lôi kiếp lôi kiếp sau lưng là cái gì? Thiên đạo, đúng lúc này, kim sắc kiếp vân bên trong con rồng kia bài lần nữa há miệng gào thét, ngay sau đó, một đạo long hình lôi kiếp từ kiếp vân bên trong tránh thoát mà ra, hướng ninh kỳ rơi đi, đệ ngũ đạo tiên cốt kiếp cuối cùng xuống. Đám người ánh mắt lần nữa trở nên chờ mong không thôi, cửu môn độn giáp cửa thứ ba, mở, cửu môn độn giáp đệ tứ môn, mở, cửu môn độn giáp đệ ngũ môn, mở, cửu môn độn giáp đệ bát môn, mở. Kèm theo cửu môn độn giáp tám môn toàn bộ triển khai, Ninh Kỳ khí tức liên tiếp tăng vọt, lực lượng của thân thể cơ hồ tại trong khoảnh khắc, đến một loại thường nhân khó có thể lý giải được tình cảnh. Oanh, long hình lôi kiếp đánh vào Ninh Kỳ trên thân, đáng sợ lôi kiếp chi lực điên cuồng tràn vào Ninh Kỳ thể nội, ý đồ phá hủy Ninh Kỳ nhục thân. Mọi người ở đây còn chưa lúc phản ứng lại, bên trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo long hình lôi kiếp rơi xuống, tại thượng một đạo lôi kiếp chi lực còn chưa hoàn toàn bị Ninh Kỳ hấp thu thời điểm, lần nữa đánh trúng Ninh Kỳ hai đạo lôi kiếp sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ, lực phá hoại rất là dâng lên, nhưng Ninh Kỳ làn da bắt đầu không ngừng chảy ra tiên huyết, chuyện gì xảy ra? Đám người vô cùng ngạc nhiên, đệ ngũ đạo tiên cốt kiếp vừa ra phía dưới, không đến nửa hơi công phu, đệ lục đạo tiên cốt kiếp lại rơi xuống, cái này cùng tình huống trước, khác biệt quá nhiều a, à? không chờ bọn họ nghĩ thông suốt điểm này, kiếp vân bên trong lần nữa rơi xuống một đạo long hình lôi kiếp, đạo thứ bảy. Có người lên tiếng kinh hô, phía trước tiên cốt kiếp khoảng cách lâu như vậy, dưới mắt nhưng là một đạo tiếp một đạo trong nháy mắt đã đạo thứ bảy oanh, lại là một tiếng vang thật lớn để bắt đạo tiên quốc kiếp đánh vào ninh kỳ trên thân ngay sau đó đạo thứ chín lập tức lại rơi xuống đạo thứ 10, thứ 11 một đạo thứ 12 hai đạo ánh mắt của mọi người đã bị một mảnh kim quang tràn ngập hoàn toàn thấy không rõ lôi kiếp trên đỉnh bây giờ là gì tình huống chỉ có mỗi lần tiên quốc kiếp hạ xuống xong cái kia mãnh liệt đến cơ hồ muốn đem người lộng mù kim quang mới có thể để cho bọn hắn biết lại có một đạo tiên quốc kiếp rơi xuống 12 đạo tiên cốt kiếp, cái kia kim tiên bản đệ nhất ngụy cương khí cũng chỉ là 12 đạo tiên cốt kiếp, nói như vậy, chúng ta ninh sư huynh tư chất, không kém gì hắn A. À. Không tệ, ninh sư huynh sau này có hy vọng lần nữa đăng đỉnh kim tiên bản đệ nhất. Quá thần kỳ, những cái kia vốn là sùng bái ninh kỳ huyền kiếm tông đệ tử, dưới mắt kích động không thôi, lấy tay che chân mày, cưỡng ép mở hai mắt ra, chỉ vì thấy rõ lôi kiếp trên đỉnh tình huống, liên tục bị tám đạo tiên cốt kiếp đánh trúng, coi như ninh kỳ cửu môn độn giáp tám môn toàn bộ triển khai bây giờ cũng có chút phải thừa nhận không được cơ bắp đang không ngừng bị lôi kiếp chi lực thôn phệ trấn mục long tượng công vận chuyển tới cực hạn cũng không đuổi kịp lôi kiếp phá hư tốc độ ninh kỳ toàn thân làn da bắt đầu từng khúc rạn nứt đã có chút dòng máu vàng ống nhàn nhạt từ nơi này chút tinh tế nho nhỏ rậm rạp chằng chịt trong vết thương không ngừng tuôn ra tăng thêm ở trên người hắn không ngừng bơi kim sắc lôi điện giờ này khắc này Ninh Kỳ nhìn giống như là một cái người tí hon màu vàng, cao tới hơn nghìn trượng lôi kiếp phong, bị cái này tám đạo tiên cốt kiếp đập tới sau đó, đã chỉ còn lại có hơn một trăm trượng, khói bụi tán đi, thấy cảnh này đám người, tất cả đều trận mắt liếu lưỡi, không dám tin nhìn qua Ninh Kỳ, khi bọn hắn trông thấy Ninh Kỳ còn có thể đứng thời điểm, khiếp sợ trong lòng, không lời nào có thể diễn tả được. Liền lôi kiếp phong đều bị bổ không còn gần tới 900 trượng, mà Ninh Kỳ lại chịu đựng lấy cái này ngay cả tục tám đạo tiên cốt kiếp. Tinh cũng lôi kiếp chi lực như đại quân quá cảnh một dạng, tại ninh kỳ kinh mạch cơ bắp trong tế bào không ngừng dội rửa, khuấy động. ninh kỳ điều thứ ba tiên mạch bây giờ đã bị vô tận tiên linh chi khí tràn ngập nhiều hơn tiên linh chi khí, không ngừng hướng bốn phía tràn lan mà đi. Liền đầu thứ tư tiên mạch đều có mở ra dấu hiệu, này cũng phát không chết hắn. Triệu Đồng thang một kết thiệt nhìn xem ninh kỳ máu tươi từ hắn nắm chắc quả đấm bên trong chảy ra, nhưng triệu đồng lại không có phát giác, hắn bây giờ chỉ muốn hỏi một chút cái này lão thiên đánh chết một cái thiên tiên đại viên mãn, thật sự khó như vậy, đây chính là tiên cốt kiếp, 12 đạo tiên cốt kiếp A, Ninh Sư Huynh đổ kiếp thành công. Làm sao còn không tấn thăng kim tiên? Không đúng, các ngươi mau nhìn, kiếp vân căn bản còn không có tán đi. Đây là có chuyện gì, 12 đạo lôi kiếp đã toàn bộ rơi xuống, kiếp vân lại chậm chạp không tiêu tan, chẳng lẽ nói. Đám người hoảng sợ nhìn xem kiếp vân, cùng yêu lão tổ, ngài không phải nói tiên cốt kiếp tối đa liền 12 đạo sao. Nam Cung trưởng lão thất thanh nói, cùng yêu không nói gì, bởi vì hắn cũng không cách nào giảng giải lôi kiếp không tiêu tan nguyên nhân, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, Ninh Kỳ từ độ kiếp mới bắt đầu, cái này tiên cốt kiếp liền cùng bình thường khác biệt, dưới mắt lại sinh ra một chút biến hóa, nhìn như không quá hợp lý, nhưng lại cực kỳ bình thường, một đám đại la vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thanh lão tổ, dưới mắt tại chỗ chỉ có hắn như thế một tôn huyền tiên cấp tồn tại, nếu như ngay cả Ngọc Thanh lão tổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì không có người đã biết sư tôn. Lỗ văn có chút khiếp sợ nhìn về phía Ngọc Thanh Lão Tổ, Ngọc Thanh Lão Tổ sắc mặt ngưng trọng, đạo, đây là trời ghét, bị trời ghét kỵ nhân, sẽ tiếp nhận so với thường nhân càng nhiều kiếp nạn, thường nhân nhiều nhất sẽ đụng tới tiên quốc kiếp 12 đạo lôi kiếp, mà Bắc huyền, sợ rằng phải thêm ra một đạo. 13 đạo lôi kiếp, cái này sao có thể? Đám người giật nảy cả mình, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn biết thường thức, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn có không ít người bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai like Ngọc Thanh lão tổ trong miệng trời ghét là ý tứ như vậy, thiên đô muốn đố kỵ, trên đời này thật có ngay cả trời cũng sẽ người đố kỵ sao, bọn hắn nhìn qua ninh kỳ ánh mắt, tràn đầy ý vị phức tạp, tại trước đây cực kỳ lâu, bị trời ghét kỵ người cũng không thiếu, chỉ là hiện nay cái niên đại này, đã cơ hồ tuyệt tích. Ngọc Thanh lão tổ thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ hồi ức, đúng lúc này, kiếp vân lại có động tĩnh, chỉ thấy con rồng kia bài không chỉ có lộ ra kiếp vân, còn lộ ra hơn phân nửa thân thể, tự hồ cực kỳ phẫn nộ, cuối cùng, chỉ thấy kiếp vân không ngừng thu nhỏ, hoàn toàn dung nhập vào hoàng kim cự long thể nội, thân thể của nó lần nữa phòng lớn lên mấy phần, sau đó gầm thét hướng thà. Kỳ phóng đi, đây cũng là thứ 13 đạo lôi kiếp, nếu như ngươi bắt huyền sư đệ có thể chống nổi, sau này tiền đồ vô lượng. Ngọc Thanh lão tổ thần sắc có chút ngưng trọng nói, sống không qua đâu. Lỗ văn theo bản năng vấn đạo, thân tử đạo tiêu. Ngọc Thanh lão tổ thản nhiên nói, thân tử đạo tiêu cùng yêu bọn người nghe vậy, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, cái này chỉ sợ sẽ là mấu chốt nhất một kích, Lý Hân tỷ tỷ Ứng thật tuyền nắm thật chặt Lý Hân tay trưởng, trên mặt vẽ khẩn trương lộ rõ trên mặt giật vu ngôn biểu, Lý Hân cảm nhận được ứng thật tuyền dường như đang run rẩy thấp giọng an ủi, ngươi yên tâm đi, bắt huyền thân có đại khí vận, không dễ dàng như vậy chết đi. Nàng câu nói này cũng không phải an ủi đơn giản ứng thật tuyền, mà là hoàn toàn tin tưởng điểm này, dù sao, cái này trong tiên giới nàng biết cổ tiên, cũng chỉ có mình và Ninh Kỳ, tin tưởng những cái kia cổ tiên trên trời có linh thiên, sẽ không trơ mắt nhìn Ninh Kỳ bị cái này lôi kiếp đánh chết. Giờ này khắc này, Ninh Kỳ cơ thể đã trở nên vô cùng suy yếu, phía trước cái kia tám đạo tiên cốt cướp sức mạnh, đang tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, đừng nhìn Ninh Kỳ vẫn như cũ đứng, tự hồ thương thế sẽ không rất nặng, trên thực tế, Ninh Kỳ thể nội đã biến thành một đoàn bột nhão, nếu không phải là hắn sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân, tiên ma song tu dục thân cực kỳ cường hãn, đổi lại tùy tiện một người, bây giờ có thế còn lại một chút xíu cho liền coi như hắn thắng, lấy ninh kỳ trạng thái bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận cuối cùng một đạo lôi kiếp, nếu như tùy ý nó đánh vào trên thân, đoán chừng liền cùng Ngọc Thanh Lão Tổ nói một dạng, thân tử đạo tiêu, thời khắc mấu chốt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ninh kỳ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Ngân Long không có bất cứ động tĩnh gì, hiển nhiên là chân chính lâm vào trong giấc ngủ say, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, trấn ngục Long tượng công, phá cho ta. Ninh Kỳ thấp giọng gào thét một tiếng, hắn liều mạng sau đó kinh mạch toàn bộ phế nguy hiểm, không để ý nhục thân có hỏng mất có thể, trực tiếp buông thể xác tinh thần, như hắc động đồng dạng, đem trên người lôi kiếp chi lực hoàn toàn hấp thu, dùng để đột phá trấn ngục long tượng công, cùng với cửu môn độn giáp để cửu môn, oanh, một tiếng vang thật lớn tại Ninh Kỳ trong đầu truyền ra, ngay sau đó, bốn phía thời gian tự hồ chậm rất nhiều, liền kim long biến thành thứ 13 đạo lôi kiếp, đều đột nhiên trở nên chậm tốc độ, cực chậm hướng Ninh Kỳ rơi xuống, loại trạng thái này vô cùng huyền ảo, Ninh Kỳ thần hồn tựa hồ hoàn toàn thoát ly thân thể, tiến nhập thức hải thâm sử, hắn thấy được tru Tiên cung, Sơn Hà Tử Kim Chù y, cổ tiên hương hỏa luyện thể thuật ngưng tụ tượng thần, sau đó, tại chỗ càng sâu, Ninh Kỳ thấy được vỗ một cái đại môn, cánh cửa này bên trên có hai cái xưa cũ chữ lớn, Ninh Kỳ cũng không nhận ra, lại kỳ lạ biết được ý tứ của nó, trấn ngục, sau đó, đại môn chậm rãi mở ra, không đợi Ninh Kỳ nhìn kỹ bên trên một mắt, thần hồn của hắn lần nữa quay về trong nhục thân. Cùng lúc đó, tại Ninh Kỳ Mi Tâm chỗ, sáng lên một khỏa điểm sáng, cùng lúc trước cái kia tám khỏa điểm sáng tương liên, đây là cửu môn động giáp cuối cùng một môn, cửu môn động giáp đệ cửu môn, mở cho ta a. À. Ninh Kỳ phát ra một tiếng không giống loài người gào thét, đồng thời, một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng từ hắn thức hải thâm sự cái kia phiến tên là Trấn Ngục, trong cửa lớn tuôn ra, tràn ngập tại Ninh Kỳ toàn thân, sau một khắc, Ninh Kỳ cơ hồ tàn phế thân thể trong khoảnh khắc khôi phục bốn phía tốc độ thời gian trôi qua lần nữa khôi phục nguyên dạng lôi kiếp biến thành kim long tựa hồ phát giác cái gì phát ra một tiếng chấn thiên gào thét mang theo một cổ muốn đem ninh kỳ hóa thành cho bụi khí thế dương nanh múa vuốt hướng ninh kỳ đánh tới a à, ngọc thanh lão tổ ánh mắt hơi động một chút cái này nháy mắt không tới công phu hắn đột nhiên phát hiện ninh kỳ khí thế cùng thần thái sinh ra biến hóa cực lớn ninh kỳ một đầu kia như màu đen như thác nước tóc không gió mà bay hai mắt lộ ra bể nghệ thiên hạ một dạng tư thái không lùi mà tiến tới nhảy lên một cái, ngay trước mặt mọi người hai tay sâu đậm cắm vào lôi kiếp biến thành kim long đầu người bên trong, trống. Kim long phản phất thật sự có linh tính, tại thời khắc này, nó phát ra một tiếng thống khổ kêu gào, mà đám người nhìn thấy một màn này, nhưng là ngay ra như phỏng, có người theo bản năng đưa tay xoa bóp một cái con mắt, cho là mình nhìn lầm rồi, đây là có chuyện gì, vốn nên bị lôi kiếp áp chế độ kiếp giả, lại ngược lại nắm giữ quyền chủ động, công kích lôi kiếp, kế tiếp. Ninh Kỳ không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, nhếch miệng lên một tia cười tà, mang theo ánh mắt dẻo cực cùng Kim Long hai mắt đối đầu, nơi nào đến thì về lại nơi đó a, à. hai tay vung lên, xoẹt một tiếng, Kim Long bị Ninh Kỳ sống sờ sờ kéo trở thành mảnh vụn, không chỉ có như thế, cái kia lôi kiếp biến thành thân thể biến thành mảnh vụn sau đó, còn bị Ninh Kỳ há miệng hút vào, toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay sau đó Ninh Kỳ liền rơi vào chỉ còn lại hơn trăm trượng lôi kiếp trên đỉnh, hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu hút. Thu cuối cùng này một ngụm con ác thú tiệt, cùng lúc đó, hệ thống cũng phát ra một tiếng thanh âm nhắc nhở, biểu thị ninh kỳ thành công tiếng giai kim tiên, từng đóa từng đóa hoa sen vàng vô căn cứ mà sống, trải rộng cả tòa lôi kiếp phong, mà ở trung ương nhất, ninh kỳ bị lớn nhất một đóa kim liên chậm rãi nâng lên, kim liên bên trên phóng ra kim sắc hào quang sáng chói, bao phủ lại ninh kỳ. Giờ khắc này, đám người từ ninh kỳ trên mặt thấy được một tia khí tức thần thánh, trên trời vạn dặm trời trong, kiếp vân đã hoàn toàn tiêu tan, ánh mắt của mọi người, lăng lăng nhìn xem ninh kỳ còn đắm chìm tại mới vừa trong rung động không cách nào tự kềm chế. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, thế gian này, lại có người đảo khách thành chủ, sinh sinh xé rách lôi kiếp, đây vẫn là bọn hắn cho là mình vô cùng quen thuộc tiên giới sao, 18 đạo tiên cốt kiếp, cứ như vậy vượt qua. Dương Tiểu Long ngơ ngác nhìn Ninh Kỳ, bên cạnh đứng phi bay võ cùng Lý Dài Đồng hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía bị Kim Liên sấn thác vô cùng thần thánh Ninh Kỳ, hầu kết trên dưới khẽ động, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước, Đinh Sư Huynh đổ kiếp thành công cuối cùng, đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ tiên nhân cái này tiếp theo cái kia phản ứng lại, bọn hắn nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt, lại là kinh hỉ lại là kính sợ, doanh châu bên trên các đại tông môn tông chủ, bây giờ đều trầm mặt không nói, lần này Ninh Kỳ độ kiếp, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn thân là đại la, nhưng lại chưa bao giờ biết được tiên cốt kiếp còn có thể cường hãn như thế, mà sống xé lôi kiếp Ninh Kỳ, trong lòng bọn họ đã cùng yêu nghiệt hai chữ vĩnh viễn tương liên, cho dù là vượt qua trăm cổ, thiên cổ, thậm chí vạn cổ, bọn hắn cũng sẽ không quên hôm nay cảnh tượng này, hô. Ứng thật tuyền thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt mừng rỡ không thôi, nàng không có phát hiện, Lý Hân cánh tay cũng đã bị nàng cho trảo tím xanh, có thể tưởng tượng được, trước đây ứng thật tuyền có bao nhiêu khẩn trương, cách đó không xa, hồ lô nhỏ có chút nghiêm túc nhìn qua Ninh Kỳ, loại này vẻ nghiêm túc, cùng lúc trước hắn làm bộ đi ra ngoài hoàn toàn khác biệt, nếu có người nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn ra hồ lô nhỏ thời khắc này thần thái, so với Ngọc Thanh Lão Tổ, đều phải uy nghiêm rất nhiều, An Dương, La Ba, Hách Xoái, các loại thiên kiêu khi nhìn đến Ninh Kỳ thành công vượt qua 18 đạo tiên cốt kiếp sau, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn không dứt nụ cười, đối bọn hắn tới nói, Ninh Kỳ càng mạnh, bọn hắn liền càng có chỗ tốt, chỉ có những cái kia cùng Ninh Kỳ kết thù gia hỏa, bây giờ nhìn xem bị Kim Liên vây lại Ninh Kỳ, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô cùng u oán cùng thất vọng, bọn hắn muốn xem không phải Ninh Kỳ thành công đổ kiếp, mà là Ninh Kỳ bị lôi kiếp đánh chết một màn bây giờ có thể chắc chắn, bọn hắn không có cơ hội thấy cảnh này, chúc mừng Ngọc Thanh lão tổ. Một đám đại la liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng Ngọc Thanh lão tổ hành lễ nói, bây giờ dùng cái mông nghĩ cũng biết, vượt qua trước đây chưa từng thấy 18 đạo tiên cốt kiếp sau, Ninh Kỳ tiền đồ nên quang minh đến loại trình độ nào, bọn hắn cho rằng Ninh Kỳ chỉ cần không chết, huyền tiên cảnh giới này đã không thành vấn đề, sau này thậm chí vấn đỉnh thái ất chân tiên, đều có cực lớn cơ hội, không nên đa lễ. Ngọc Thanh lão tổ cười khoát khoát tay, những thứ này đại la tại chúc mừng Ngọc Thanh lão tổ đồng thời, đột nhiên đối với sinh tử không biết huyền kiếm lão nhân sinh ra một loại ghen ghét, vì cái gì Ninh Kỳ trước đây sẽ bái nhập huyền kiếm tông, mà không phải bọn họ phong vân tông, huyền dương tông, thạch hà đăng tông, phá vỡ núi tông, tứ phương tông các loại, triệu đồng nghe những cái kia đại la chúc mừng, mông ngựa, lại xem bị kim liên vây quanh Ninh Kỳ, thần sắc trên mặt một hồi biến ảo, từ thanh đến trắng, lại từ trắng đến thanh. Người không biết cho là hắn học cái gì trở mặt thần kỹ, nhưng mà phụ cận chú ý tới Triệu Đồng Huyền kiếm tông tiên nhân, nhưng là ở trong lòng cười lạnh. Không thôi, Triệu Đồng Cương vừa công nhiên mở miệng muốn cho Ninh Kỳ bị lôi kiếp đánh chết, bây giờ Ninh Kỳ không chỉ có không chết, còn vượt qua trước đây chưa từng thấy tam đạo tiên quốc kiếp, chỉ sợ hôm nay đi qua, Huyền kiếm tông sẽ không còn Triệu Đồng đất đặt chân. Các ngươi tất cả giải tán đi. Bắt Huyền Cương vừa vượt qua tiên quốc kiếp, bây giờ đang đứng ở tiếng giai thời kỳ mấu chốt, không nên làm người chỗ quan sát, Ngọc Thanh lão tổ thản nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn lại có thể nhường mỗi cái tiên nhân đều rõ ràng nghe được, đám người nghe vậy, mặc dù rất muốn xem ninh kỳ tiếng giai kim tiên phía sau, đến cùng có cái gì thần dị chỗ, có thể hay không thêm ra một đầu tay, một con mắt, nhưng không ai dám đắc tội ngọc thanh lão tổ, cũng chỉ có thể quay người cách. Đi, các đại la liếc mắt nhìn nhau, sau đó từng cái hướng ngọc thanh lão tổ thi lễ một cái, lúc này mới lần lượt rời đi. Bất quá ngược lại là có một nhóm người bị Ngọc Thanh Lão tổ chỉ đích danh có thể lưu lại huyền kiếm tông, trong đó liền bao quát An Dương, hách xoái, lạnh biên sư đồ chờ, phong vân trưởng thượng tổ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, huyền dương trưởng thượng tổ cũng rất vui mừng vỗ vỗ hách đẹp trai bả vai, danh châu hoàng khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng sao chủ phường cùng an dương gật đầu một cái, sao chủ phường nhìn ra, danh châu hoàng tất nhiên là đang tán thưởng an dương ban đầu ánh mắt, sớm đem ninh kỳ kéo. Tiến thiên bắt môn, bây giờ trở thành tổ tinh thượng số ít một chút cùng ninh kỳ quan hệ gần gũi tồn tại, sư tôn. Ta nhớ được trước đây ta đột phá kim tiên thời điểm, nhưng không có những thứ này kim liên không biết đây cũng là loại nào dị tượng lỗ văn nhìn qua đem cả tòa khuyết nguyệt phong đều bao phủ kim liên có chút hiếu kỳ vấn đạo những người còn lại nghe vậy nhao nhao vĩnh tai trong lòng bọn họ cũng rất tò mò đặc biệt là nam cung mộ dung lạnh uyên dạng này kim tiên tồn tại tiên cốt kiếp có thể đề thăng người căn cốt ngộ tính cũng chính là tư chất đệ thập tam đạo tiên cốt kiếp mặc dù vô cùng hung hiểm nhưng mà vượt qua cái này lão thiên tự nhiên cũng muốn dựa theo quy củ đưa ra một chút chỗ tốt. Ngọc Thanh lão tổ mỉm cười, đám người nghe vậy, không khỏi hâm mộ nhìn về phía Ninh Kỳ, bọn hắn đã minh bạch, những thứ này Kim Liên chỉ sợ là thiên đạo ban cho Ninh Kỳ, mà hắn tác dụng, hẳn là đề thăng căn cốt cùng ngộ tính, như Ngọc rõ ràng lão tổ lời nói, hoa sen vàng đích thật là thiên đạo ban cho Ninh Kỳ cơ duyên, bây giờ, Ninh Kỳ cơ thể đang tại sinh ra một loại huyền ảo biến hóa, xương cốt của hắn tại vượt qua tiên cốt kiếp sau, hoàn toàn biến thành kim sắc, cũng không phải loại kia tầm thường kim mà là rực rỡ kim, cả tòa lôi kiếp đỉnh hoa sen vàng, đều ở đây liên tục không ngừng hướng ninh kỳ dưới đáy mông cái đóa kia lớn nhất hoa sen chuyển vận sức mạnh mà đóa kim liên nỗ lực đem cổ lực lượng thần bí này chuyển đến ninh kỳ thể nội những lực lượng này không đi ninh kỳ đan hải cũng không đi ninh kỳ thức hải mà là trực tiếp dung nhập vào thà kỳ trong xương cốt rất nhanh ninh kỳ trên đầu khớp xương liền nhiều hơn từng đóa từng đóa hoa sen vàng lạc ấn ninh kỳ cảm thấy thân thể ấm áp có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái dễ chịu phản phất còn một cái vạn năm núi, đột nhiên đem ngọn núi này đem thả phía dưới mang đến loại kia nhẹ nhõm, thoải mái, liền đại não đều thần thanh khí sản, ý niệm thông suốt, đây cũng là đề thăng căn cốt cùng ngộ tính sao. Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, nói hắn không cao hứng, đó là giả, lần này không chỉ có trấn ngục long tượng công đột phá đến tầng thứ 13, liền cửu môn độn giáp cũng mở ra cuối cùng cánh cửa kia, mà tiên cốt kiếp lại mang đến ngoài ý muốn như vậy niềm vui. Nếu như nói Ninh Kỳ trước kia tư chất xác thực như huyền kiếm bia chỉ ra, chỉ có yếu ớt bạch quang, vậy bây giờ, hắn cảm thấy mình đã vượt qua triệu đồng diệu kim sắc, tu hành lâu như vậy, Ninh Kỳ tư chất cuối cùng tăng lên tới cùng hắn danh tiếng tương xứng hợp trình độ, có lẽ so với chân chính yêu nghiệt còn kém mấy phần, nhưng điểm ấy chênh lệch, Ninh Kỳ khí vận liền có thể bù đắp, cửu môn động giáp đệ cửu môn như Ninh Kỳ suy nghĩ, sau khi mở ra, có thể đề thăng 512 lần sức mạnh, loại này tăng phúc sẽ tại Ninh Kỳ bản thân thực lực không ngừng tăng trưởng đồng thời, cho Ninh Kỳ mang đến chiến lực cực kỳ mạnh mẽ tăng thêm nó cũng tại mở ra đệ cửu phía sau cửa, trở thành ma tộc cửu giai chiến kỹ, cùng nhau. Làm tại tiên tộc cửu giai tiên thuật, đến nỗi trấn ngục long tượng công, hệ thống không có rõ ràng tiêu chí ra nó là loại nào đẳng cấp công pháp, có phải hay không cửu giai tiên thuật Ninh Kỳ cũng không quá xác định, nhưng mà, Ninh Kỳ thần niệm hơi động một chút, đi thẳng tới thức hải thâm sử, tại hắn trước mắt, nhiều hơn một phiến mở ra đại môn, đây là trấn ngục long tượng công đột phá đến tầng 13 phía sau, xuất hiện dị tượng, cánh cửa này bên trong đang có liên tục không ngừng sức mạnh tràn vào ninh kỳ thể nội, vẹn vẹn điểm này, liền để ninh kỳ sau này cùng người đấu pháp thời điểm, chỉ cần đối phương không phải có thể một trưởng trấn áp ninh kỳ tồn tại, ninh kỳ thì có cùng cuộn không. Các động lực, cơ bản sẽ không xuất hiện hao hết khí lực mà chết tình huống, cánh cửa này gọi trấn ngục, bên trong sẽ không thật sự có một tòa lao ngục A, à, tu hành một cái công pháp, tu xuất ra một cánh cửa, loại sự tình này tại tiên giới cũng không biết có hay không tiền lệ. Ninh Kỳ nhìn qua đại môn, lâm vào trầm tư vẽn vẹn từ trước mắt đến xem cánh cửa này đối với ninh kỳ là có chỗ tốt nhưng mà cánh cửa này sau lưng là cái gì tồn tại ninh kỳ không có một tia đầu mối cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một tia lo lắng vào hay là không vào ninh kỳ suy tính bấy hơi phía sau chuẩn bị tiến vào đại môn nhìn đến tột cùng xem cánh cửa này sau lưng rốt cuộc là vật gì kết quả hắn thần niệm vừa tới cửa chính liền bị một cổ lực lượng đẩy đi ra ninh kỳ có chút không tin tà tiếp tục tăng cường thần niệm cường độ muốn đi vào đại môn, kết quả một lần lại một lần bị ngăn cản ở ngoài cửa, có ý tứ. Ninh Kỳ cười lắc đầu, thần niệm rời đi thức hải, đợi ngày sau Ngân Long thức tỉnh, hắn hỏi lại một chút đối phương, cánh cửa này rốt cuộc là ý gì, trong nháy mắt, 5 năm trôi qua, trong 5 năm này, Ninh Kỳ một mực tại lôi kiếp phong đỉnh núi ngồi xếp bằng hấp thu kim liên bên trong sức mạnh, dưới mắt trừ hắn dưới mông kim liên, còn lại kim liên cũng đã sức mạnh hao hết mà tiêu thất, mà hắn dưới mông đóa này kim liên cũng làm giảm bớt rất nhiều, đoán chừng mấy ngày nữa, cũng muốn. Tản đi, bây giờ ninh kỳ trong cơ thể xương cốt, đều bị đánh lên kim liên lạc ấn, rậm rạp chằng chịt, nếu là rút ra một cây xương cốt. Đặt ở trên địa cầu nhất định sẽ bị liệt là tác phẩm nghệ thuật, Ninh Kỳ khí chất cũng ở đây trong vòng 5 năm chậm rãi biến chuyển, loại chuyển biến này tại những cái kia không ngừng đến đây ngắm nhìn huyền kiếm tông đệ tử trong mắt, vô cùng rõ ràng, từ lúc mới bắt đầu thần thánh, dần dần trở nên phiêu miểu, trên người tiên khí không chỉ có viễn siêu nam cung mộ dung chờ kim tiên, liền cùng yêu thân lên khí tức cùng thà. Kỳ so sánh, đều phải yếu một trong trù, hai người nếu là đứng chung một chỗ, chỉ nhìn bề ngoài, Ninh Kỳ càng giống tiên nhân. Hôm nay Ninh Kỳ, đã là kim tiên sơ kỳ, tiếng giai sau đó thể nội đạo thứ tư tiên mạch cũng mở ra đi ra, phía trước đạo thứ ba tiên mạch không chứa được tiên linh chi khí, nhau nhau tràn vào đạo thứ tư tiên mạch, đầu này tiên mạch so với tầm thường kim tiên, phải lớn hơn gấp trăm lần không chỉ, mấy ngày phía sau, dưới trướng kim liên triệt để tiêu tan. Ninh Kỳ thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hồi lâu, mới chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt kim quang từ Ninh Kỳ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, một đám huyền kiếm tông đệ tử nguyên bản đang tại quan sát, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, vội vàng nhắm mắt lại, nước mắt nhưng là không tự chủ chảy ra, Ngọc Thanh Lão tổ năm năm này vẫn đứng tại lôi kiếp phong sơn chân không có rời đi, nhìn thấy một màn này, khóe miệng lập tức hơi hơi dương lên, Ninh Kỳ một cái phi thân rơi vào Ngọc Thanh Lão tổ trước mặt, kính cẩn hành lễ nói, đệ tử Bắc Huyền, gặp qua sư tôn. Ngươi, rất tốt. Ngọc Thanh Lão Tổ mỉm cười gật gật đầu, Lỗ Văn đứng tại Ngọc Thanh Lão Tổ sau lưng, đánh giá Ninh Kỳ, sau đó trong mắt lóe lên một tia tán tháng, hắn đã thấy thiên kiêu bên trong, bao quát chính hắn, khí chất cùng Ninh Kỳ so sánh đều phải kém rất xa, đây không chỉ là cảnh giới tu hành lên trên lệch, cái này đồng thời còn liên quan đến căn cốt cùng ngộ tính, ứng thật tuyền, Lý Hân, An Dương, hách soái bọn người đều đứng ở đằng xa, bởi vì Ngọc Thanh Lão Tổ tại chỗ, Bọn hắn không có tiếng lên cùng Ninh Kỳ ôn chuyện, lúc này, hồ lô nhỏ bính bính khiêu khiêu chạy tới, trực tiếp lăn khỏi chỗ, hóa thành hồ lô chui vào Ninh Kỳ trong thức hải, a, à, hồ lô. Đó là cái gì? Pháp bảo sao? Không có khả năng, pháp bảo vì sao lại có linh trí, chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo mới có khí linh, ta xem sách hồ lô tinh. A, à, không tệ, ta xem cũng giống. Nguyên lai like là hồ lô tinh a. À. Đám người có chút bừng tỉnh, Ngọc Thanh lão tổ thấy thế cười cười ninh kỳ còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi hỏi một chút hồ lô nhỏ lai lịch kết quả ngọc thanh lão tổ lại nói mấy năm trước ngươi giết thanh huyền phủ lý tư còn có trắng trắng hơn tuyết hai người bọn họ sư tôn mặc dù không dám đến tổ tinh đích thân tìm ngươi báo thù nhưng ta nghe nói dưới quyền bọn họ không thiếu đồ tử đồ tôn đều hướng tổ tinh chạy đến có chút cũng đã đến rồi chỉ là mấy năm không dám thò đầu ra mà thôi ngươi ở đây tổ tinh hành tẩu phải cẩn thận một chút kiếm thuật của ngươi mặc dù có thế giết đại la đối đầu huyền tiên lại như cũ không phải là đối thủ ninh kỳ ánh mắt run lên chắp tay nói đệ tử biết được trấn ngục long tượng công cùng cửu môn độn giáp đột phá tiên đạo tu vi cũng tiến giai kim tiên sơ kỳ so với phía trước ninh kỳ chiến lực tăng lên rất nhiều dưới mắt tay không tất sắc không thi triển diệt tình kiếm thuật cùng tru tiên cung đều có tự tin cùng đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại đấu một trận nhưng so với huyền tiên còn hơi kém hơn rất nhiều xa có lẽ chỉ có đến rồi kim tiên đại viên mãn toàn lực kéo ra tru tiên cung mới có cơ hội có thể cùng huyền tiên sơ kỳ phân cao thấp tổ tinh thượng có tổ tinh quy củ nghĩ đến bọn hắn hẳn là biết được điểm này đặc biệt là khương gió chết về sau quy củ này hẳn là có thể để bọn hắn có chỗ thu liễm ngọc thanh lão tổ cười cười ít nhất có ta ở đây thời điểm bọn hắn không dám nghênh ngang đi ra nếu có người tìm được ngươi bọn hắn nhất thiết phải tại mười hơi bên trong giết ngươi bằng không bọn hắn sẽ chết đa tạ sư tôn ninh kỳ vội vàng chắp tay nói đây chính là có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa khác nhau. Thanh huyền phủ cùng trắng trắng hơn tuyết sau lưng tồn tại, muốn làm lý tư cùng trắng trắng hơn tuyết báo thù, bởi vì thanh bào lão giả duyên cớ, chỉ có thể phái huyền tiên đi tới tổ tinh. Như vậy, những thứ này huyền tiên muốn nên ngang giết chết ninh kỳ, dường như rất nhỏ có thể, bởi vì này sẽ đưa tới ngọc thanh lão tổ hung hăng đã kích, đối phương. Chỉ có thể tìm cơ hội, giống trong khe cống ngầm con chuột một dạng, tìm đúng thời cơ, dùng thời gian ngắn nhất trấn áp ninh kỳ còn muốn dùng thời gian ngắn nhất thoát đi tổ tinh, bằng không, bọn hắn liền muốn đối mặt đến từ Ngọc Thanh Lão tổ thủ đoạn, Ngọc Thanh Lão tổ lại thông báo vài câu, thân hình liền biến mất tại chỗ, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có lỗ văn, Ninh Kỳ rõ ràng nhìn ra lỗ văn tự hồ không muốn sớm như vậy rời đi, có vấn đề muốn hỏi hắn, thế nhưng là thân bất do kỹ, Ninh Sư Đệ, có rảnh tới Ngọc Thanh môn nói cho ta biết bác cử huyền công tu hành như thế nào. Lỗ văn chỉ tới kịp lưu lại một câu nói như vậy hách soái bọn người gặp ngọc thanh lão tổ mang theo lỗ văn cùng nhau rời đi lúc này mới đi nhanh đến ninh kỳ trước mặt cùng ninh kỳ hàn huyên phụ cận huyền kiếm tông đệ tử thấy thế trong mắt lập tức lộ ra vẻ hâm mộ hâm mộ hách soái đám người cùng ninh kỳ ở giữa giao tình bắt huyền ngọc thanh tiền bối vừa mới lời nói kia thật không tệ ta đã nhận được sư phụ tin tức sư tôn hắn nói đã phái ba tôn huyền tiên tới tổ tinh tìm ngươi lý hân thần sắc có chút ngưng trọng truyền âm nói đối với ngươi nhưng có ảnh hưởng nếu là hắn giận lây sang ngươi ngươi không bằng trước hướng về ngọc thanh môn nơi đó cực kỳ an toàn ninh kỳ hướng lý hân đạo sư tôn cũng không biết ngươi giết chết nhị sư huynh thời điểm ta cũng ở tại chỗ lý hân lắc đầu đã như vậy để cho bọn họ tới cũng được ninh kỳ cười cười nếu như không phải mấy cái huyền tiên đồng loạt ra tay một chọi một ninh kỳ có tự tin có thế chống đỡ ít nhất mười hơi đến lúc đó ngọc thanh lão tổ tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ hơn nữa hắn bây giờ đã tiến dai Ma tổ chi tâm không còn là nhiệm vụ vật phẩm, Ninh Kỳ có thể chậm rãi tìm kiếm an toàn nhất phương thức, hấp thu ma tổ chi. Trong nội tâm sức mạnh, nếu là đến rồi vạn bất đắc dĩ cục diện, hắn cũng có thể lựa chọn giống kiếm tây tới một dạng, mượn dùng ma tổ trong lòng sức mạnh, đến lúc đó đừng nói là huyền tiên, coi như mang đến thái ất chân tiên, Ninh Kỳ đều có tự tin đánh nổ đối phương, chỉ là sao vừa tới kết quả cùng đại giới, cũng có chút lớn, hách xoái bọn người bị Ninh Kỳ mời được khuyết nguyệt phong làm khách trong thời gian này không ngừng có khác phong chủ đến đây bái phỏng, dù sao hiện nay Ninh Kỳ đã tiến giai thành Kim Tiên Sơ Kỳ, đang tu hành cảnh giới trên thân, liền cao hơn các đại phong chủ, cùng Nam Cung cùng mộ dung hai vị trưởng lão tương đương, chớ nói chi là Ninh Kỳ chiến lực kinh khủng đến lớn. Là cũng không dám xúc kỳ suối quẩy, các đại phong chủ lúc tới, cho là Ninh Kỳ sẽ có rất lớn giá đỡ, dù sao những năm gần đây, Ninh Kỳ trong lòng bọn họ ấn tượng một mực cùng trương cùng hai chữ thoát không khỏi liên quan, nhưng mà bọn hắn lại bất ngờ phát hiện, liền xem như đối mặt Diệp Thiên Dạng này đã từng có chút mối thù truyền kiếp phong chủ, Ninh Kỳ đối đãi người đều. Có chút hiền hòa, một chút kiêu ngạo cũng không có, đi qua lần này, những phong chủ này trong suy nghĩ đối với Ninh Kỳ ấn tượng thay đổi rất nhiều, khuyết nguyệt phong, Nam Cung cùng Mộ Dung cùng nhau mà đến, bọn hắn lúc tới, Ninh Kỳ cùng ứng chân tuyền bọn người đang riêng phần mình sách một trương ghế đẩu, ngồi ở khuyết nguyệt phong cảnh sắc tốt nhất dốc đá bên cạnh, một bên phơi nắng, vừa trò chuyện điểm bát quái, trong đó lời nói nhiều nhất, tự nhiên là hách xoái, trên cơ bản cũng là hắn tại nói, mọi người tại nghe, bác huyền, không có quấy rầy các ngươi a à. Nam cung cười ha hả nói, hai vị trưởng lão tới, có muốn ngồi chung hay không ngồi xuống? Ninh kỳ cười nói, không cần, cùng yêu lão tổ để cho chúng ta đến đây thông tri ngươi một tiếng, mộ dung cười khoát khoát tay, sau đó nhìn lướt qua ứng chân tuyền, lại nhìn về phía Ninh kỳ, đạo, nguyên bản chân tuyền lúc trước liền muốn tiếp nhận vị trí tông chủ, bởi vì ngươi đang tại độ kiếp đột phá kim tiên. Chuyện này liền áp hậu, bây giờ dứt khoát vô sự. Cùng yêu lão tổ cảm thấy mấy ngày nữa, liền có thể mở ra buổi lễ long trọng, nhưng các phương đến đây chiêm ngưỡng, đến lúc đó, chân tuyền chính là chúng ta huyền kiếm tông tông chủ. Cái gì? Hách xoái giật nảy cả mình, sau đó có chút kích động nhìn về phía ứng chân tuyền, chân tuyền muội muội ngươi muốn trở thành huyền kiếm tông tông chủ, cái này há chẳng phải là cùng nhà ta lão tổ bình khởi bình tọa. An dương mấy người cũng rất khiếp sợ, chuyện này bọn hắn cũng không biết được. Bắc Tiêu cùng Bắc manh vội vàng mở miệng chúc mừng Ứng Chân Tuyền, lạnh viên ánh mắt hơi có vẻ cổ quái. Hắn thấy Ứng Chân Tuyền có thế ngồi trên vị trí tông chủ, đoán chừng là dính ninh kỳ Quang, đại ca. Ứng Chân Tuyền nhìn về phía ninh kỳ, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Ninh kỳ hướng nàng khoát khoát tay, đối với Mộ Dung hai người cười nói, chuyện này liền theo cùng yêu lão tổ ý tứ đi làm a. À. Nói xong, ninh kỳ đứng lên, hướng chúng nhân nói, ta đi nhìn một chút cùng yêu lão tổ. Huyền kiếm tông, chủ phong tông chủ đại điện ninh kỳ nhìn thấy cùng yêu lão tổ phía sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lão tổ huyền kiếm lão tổ thật sự lưu lại một câu nói như vậy muốn để chân tuyền đảm nhiệm huyền kiếm tông tông chủ cùng yêu lão tổ nao nao lập tức cười nói đúng là như thế trừ cái đó ra nhưng có những lời khác ngữ lưu lại huyền kiếm lão tổ tại thần mộ bên trong đến cùng gặp sự tình gì ninh kỳ ánh mắt hơi động một chút nhìn thẳng cùng yêu lão tổ cùng yêu lão tổ lập tức có chút trầm mặt hồi lâu hắn mới nhìn lấy Ninh Kỳ, đạo, ta cùng với huyền kiếm ngồi trên thanh đồng ghế dự phía sau, liền đến một khỏa tinh cầu, lúc đó ta đã biết được, cái này cho dù là huyễn cảnh, niên đại cũng cùng chúng ta nhà khác biệt, thế nhưng là, huyền kiếm ở hành tinh đó bên trên, lại có người quen. Lúc đó ta rất kinh ngạc, huyền kiếm làm sao có thể nhận biết huyễn tượng, về sau, ta lại phát hiện, lần đó thần mộ không tầm thường, nó thật sự đem chúng ta đưa đến trước đây cực kỳ lâu. Ninh Kỳ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Luân hồi pháp trận hoàn toàn chính xác đem tất cả mọi người đưa đến trước đây cực kỳ lâu, Huyền Kiếm lão người đang thời đại kia, tại sao có thể có người quen, đây hoàn toàn không hợp lý, không biết Huyền Kiếm lão tổ người quen là lai lịch gì. Ninh Kỳ thấp giọng nói, Luân hồi thần điện điện chủ, một cái thâm bất khả trắc hạng người, trong mắt của ta, ít nhất là một cái thái ớt chân tiên. Cùng yêu lão tổ hạ giọng, Luân hồi thần điện, tự hồ chưa từng nghe nói qua, Ninh Kỳ hỏi tiếp, sau đó đâu? sau đó ta liền bị vị kia đại năng đuổi đi bất quá bị đuổi đi thời điểm huyền kiếm không chỉ có giao cho ta nhường ứng chân tuyền đảm nhiệm vị trí tông chủ còn nói với ta cho ngươi đi một chỗ quỷ vực tìm hắn cùng yêu lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn xem ninh kỳ hắn trong khoảng thời gian này như thế nào cũng nghĩ không thông huyền kiếm lão người trong hồ lô rốt cuộc là mua bán thuốc gì trước đây cùng yêu lão tổ phát hiện đây hết thảy đều là thật cũng không phải ảo cảnh thời điểm trong lòng liền đã khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ mà sau đó hắn tại Huyền Kiếm lão nhân dẫn dắt phía dưới, một bộ xe chạy quen đường đi tới Luân Hồi thần điện, càng là gặp được Luân Hồi thần điện điện chủ, một cái hư hư thực thực thái ớt chân tiên tồn tại, cái này khiến cùng yêu suýt chút nữa đều mộng, hắn không rõ, Huyền Kiếm lão nhân tại sao lại đối với bên kia quen thuộc như thế, phía sau hết thảy. Càng làm cho cùng yêu cảm thấy cổ quái vô cùng, phản phất hết thảy đều xem không hiểu, đằng sau chỉ ngây người nửa ngày tả hữu cùng yêu không biết huyền kiếm lão nhân cùng vị kia luân hồi thần điện điện chủ nói chuyện cái gì đối phương lên tiếng nhường hắn rời đi cùng yêu bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi trước khi đi huyền kiếm lão nhân lại thông báo hắn hai chuyện dưới mắt hắn nhìn qua ninh kỳ chính là muốn từ ninh kỳ trong miệng biết được hết những thứ này rốt cuộc là bởi vì cái gì huyền kiếm lão tổ để cho ta đi một chỗ quỷ vực tìm hắn ninh kỳ có chút ngạc nhiên nhìn xem cùng yêu lão tổ tiên giới quá lớn nhưng cũng không phải mỗi một góc đều có sự tồn tại của tiên nhân có nhiều chỗ tài nguyên càng cỗi, tiên linh chi khí thưa thớt, không thích hợp tiên nhân tu hành, chỉ có một ít bị người đuổi giết đào vong tiên nhân, sẽ đi loại địa phương kia tránh né cừu gia, loại địa phương này liền kêu quỷ vực, ban đầu trung ương đại lục sở tại chi địa, cũng là quỷ vực một cái góc, tiểu lục thiên long nhất tộc cũng chính là bởi vậy, mới có thể chạy trốn tới trung ương đại lục, nhưng mà, tiên nhân thưa thớt, không có nghĩa là quỷ vực rất nhỏ, tương phản, có chút quỷ vực thậm chí so thiên cổ tiên vực, lan gia tiên vực, cổ thiên đình tiên vực, các loại, đều phải lớn hơn rất nhiều, cùng yêu lão tổ có chút thất vọng, hắn một mực tại chú ý Ninh Kỳ thần thái, gặp Ninh Kỳ trong mắt vẻ kinh ngạc không giống làm bộ, rất rõ ràng, Ninh Kỳ cũng không biết huyền kiếm lão nhân rốt cuộc là tính toán gì, huyền kiếm nói khối ngọc này giảng bên trong có chỗ kia quỷ vực vị trí, hắn muốn ta đừng nhìn, cho nên ta chưa có xem. Cùng yêu lão tổ ném cho Ninh Kỳ một khối ngọc giảng, Ninh Kỳ đưa tay tiếp nhận, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhưng là không có ở trước tiên xem xét trong ngọc giảng nội dung, mà là cao mày, nhìn về phía cùng yêu lão tổ lão tổ huyền kiếm lão tổ đến cùng đi hay không xuất thần mộ không có điểm ấy ta dám vững tin các loại cùng yêu lão tổ ngay từ đầu còn rất tự tin ngay sau đó hắn nhìn xem ninh kỳ đột nhiên lâm vào trong trầm tư chỉ thấy hắn hơi có vẻ hồ nghi đạo trước đây ta cũng rất xác định ngươi không thể đi ra thần mộ có thế về sau ngươi lại xuất hiện đã như thế huyền kiếm tên kia ngược lại là có khả năng giống như ngươi không biết làm lúc ngươi là dùng thủ đoạn gì lừa gạt được chúng ta cũng không phải thủ đoạn gì thần mộ tiễn đưa chúng ta lúc đi ra các ngươi tại tổ tinh ta lại bị đưa đến một nơi khác ninh kỳ lắc đầu tòa này thần mộ chi chủ thần thông thâm bất khả trắc ta chỉ là một cái đại la chỉ sợ là không nghĩ ra đạo lý trong đó cũng được tất nhiên huyền kiếm cho ngươi đi chỗ kia quỷ vực tìm hắn ta đã đem lời truyền cho ngươi có đi hay không chính ngươi lựa chọn a huyền kiếm gia hỏa này lãi nhãi bên này tính một chút bên kia tính một chút có đôi khi ta thực sự là chán ghét hắn cùng yêu lão tổ xoa bóp một cái mi tâm ngữ khí có chút mỏi mệt ninh kỳ còn nghe ra trong đó xen lẫn vẻ bất mãn tốt lắm tại hạ sinh cáo từ trước ninh kỳ gật gật đầu thi lễ một cái lúc này mới quay người rời đi cùng yêu nhìn qua ninh kỳ bóng lưng chờ hắn rời đi chủ phong phía sau tự lẩm bẩm gia hỏa này cũng không tính là là bạch nhãn lan lấy hôm nay tu vi cùng chiến lực cũng đối với ta như vậy kính cẩn xem ra huyền kiếm gia hỏa này hẳn là sẽ không nhìn lầm người, đi nhất định sẽ đi, cũng không biết lão thất phu này trong hồ lô đến cùng. Là bán thuốc gì? Ninh Kỳ trên đường liền đã dùng thần niệm quét một chút ngọc giản, hắn phát hiện trong ngọc giản lộ tuyến vô cùng phức tạp, bất quá Ninh Kỳ vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó, trên thẻ ngọc một cái trận pháp nhỏ bị Ninh Kỳ thần niệm xúc động, vịt một tiếng, tự động hóa vì một phấn, thần thần bí bí. Ninh Kỳ tự nói một tiếng, lúc này hắn đã nhanh trở lại khuyết nguyệt phong khoảng cách khuyết nguyệt phong còn có mấy dặm xa dáng vẻ một vệt kim quang từ xa xa chạy nhanh đến tốc độ nhanh dọa người ninh kỳ ánh mắt hơi động một chút mắt thấy kim quang sắp rơi vào trên người của hắn thời điểm ninh kỳ thân thể lướt ngang vài thước ngay cả như vậy bả vai hắn cũng bị kim quang cho trà sát một chút phía trên huyết nhục không còn một tầng lấy ninh kỳ hiện nay nhục thân cường độ đạo kim quang này lại dễ như trở bàn tay phá phòng ngự của hắn có thể tưởng tượng được uy lực của nó mạnh đến mức nào nhanh như vậy liền không nhịn được. Ninh Kỳ trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, Kim Quang đã tiêu thất, Ninh Kỳ cũng không có lựa chọn rời đi, mà là hướng Kim Quang bay tới phương hướng nhìn lại, đối phương vừa mới là đánh lén, cho nên Ninh Kỳ tránh không kịp, lúc này mới đã thương bả vai, hiện nay có chuẩn bị, đối phương muốn giết hắn, cũng không đơn giản như vậy, ước chừng đợi chung trà thời gian, đối phương không tiếp tục ngóc đầu trở lại, Ninh Kỳ lúc này mới cười cười, hướng khuyết nguyệt phong bay đi. Khoảng cách huyền kiếm tông có mấy chục dặm địa phương xa, ba bóng người đứng tại bên trong hư không, một người trong đó trên tay nắm một cây cung, cây cung này khí tức so với tru tiên cung phải yếu hơn rất nhiều, nhưng lên đại đạo chi lực, muốn so hạ phẩm đạo khí cường hành vô số lần, chính là một kiện trung phẩm đạo khí, đáng tiếc. Cầm cung người thở dài, hai người khác có chút bất mãn nhìn hắn một cái, một người trong đó nói, Võ Trí Tinh, chúng ta không phải đã nói rồi sao, đợi đến đủ tốt cơ hội lại ra tay, hiện nay tiểu tử kia có chỗ phòng bị, bằng vào chúng ta đối với hắn chiến lực hiểu biết coi như ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cũng rất khó tại mười hơi bên trong. Trấn sát hắn, nếu là đem Ngọc Thanh lão tổ cái kia bao che cho con lão gia hỏa gây ra, người ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, tới đây phía trước, sư tôn liền đã nhắc nhở qua phải cẩn thận Ngọc Thanh lão tổ, người đã quên, một người khác cũng có chút tức giận, tại tông môn người ta đi ta làm thì thôi, đến rồi tổ tinh còn như vậy, chúng ta cùng với những cái khác tiên nhân khác biệt, chúng ta là sớm nhất nắm giữ chư thiên phù tồn tại, qua nhiều năm như thế, tổ tinh thủy sâu bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không hiểu, lần trước Khương Gió vì báo thù, tự mình đến tổ tinh. Kết quả chính là bị vị kia cho một kiếm giết, người ta động tác nếu là quá lớn, ai dám cam đoan không sẽ chọc cho ra hắn tới, so với Ngọc Thanh lão tổ, ta càng sợ chính là hắn, dừng một chút, bây giờ tiểu tử kia có phòng bị, không chỉ có không dễ giết, cho dù là chúng ta đều phải cảnh giác mấy phần, trước đây hắn bắn giết Khương Duy cây cung kia, căn cứ vào tin tức đủ để phán định là một kiện thượng phẩm đạo khí, tiểu tử kia chiến lực lại như thế kinh khủng, tại lần trước thần mộ bên trong, một tiễn bắn bị thương qua huyền tiên tồn tại, cái chỗ kia đã bị xác định, cũng không phải huyễn cảnh, mà là rất nhiều năm trước tổ tinh, thời điểm đó huyền tiên, sau người ta bay, giờ muốn mạnh hơn bao nhiêu, bây giờ hắn lại đột phá đến kim tiên sơ kỳ, nếu là cầm cây cung kia tới bắn giết chúng ta, người có mấy phần chắc chắn ngăn lại. Đối mặt hai người trách cứ, được xưng là võ trí tinh cầm cung người cười cười, mãn bất tại hồ nói, hai vị sư huynh, các ngươi thật là sống càng lâu càng nhát gan, vừa mới tiểu tử kia rõ ràng đang ra nhìn ngọc giảng trong tay là tối phân tâm thời điểm loại cơ hội này không xuất thủ còn phải đợi lúc nào hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không nghĩ sớm giúp trắng trắng hơn tuyết báo thù sao phải biết hắn nhưng là vị kia đệ tử liền xem như chúng ta sư tôn đều phải kiên kỵ vị kia mấy phần chuyện này nếu như không làm đẹp một chút trở về nên như thế nào giao phó hai người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau đó có chút tức giận một người trong đó lạnh lùng nói ngươi nghĩ làm náo động chúng ta mặc kệ, nhưng lần này là ba người chúng ta cùng một chỗ đến đây, nhiệm vụ thất bại, hai người chúng ta đều phải chịu ngươi liên lụy, ngươi bây giờ không có giết ngươi nhiệm vụ mục tiêu, ngược lại đã thảo kinh xà, ngươi nói làm sao bây giờ, võ trí tin cười cười, đạo, lần sau lại ra tay chính là, lần này hắn vận khí tốt, tránh thoát ta đây một tiễn, lần tiếp theo, liền không có vận tốt như vậy, đi thôi, trong thời gian ngắn là không có cơ hội gì, sẽ nhìn một chút hắn có thể hay không làm rùa đen rút đầu, cả một đời ở tại huyền kiếm tông. Nếu thật như thế, nói không chừng. Ta thì đi Huyền kiếm tông đi tới một lần. Tốt nhất đừng, Huyền kiếm tông bên trong có hộ tông trận pháp, chúng ta liên thủ cũng muốn ít nhất 10 hơi mới có thể phá vỡ, này thời gian đầy đủ Ngọc Thanh lão tổ tới tìm chúng ta. Hai người khác cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi, Võ Trí Tinh phản phất không nghe thấy, hướng Ninh Kỳ vị trí liếc mắt nhìn, có chút đáng tiếc lẩm bẩm, nếu không có người bảo vệ ngươi, ta thật muốn kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi, một tiếng bắn giết khương duy một kiếm chém giết đại la, bây giờ còn vượt qua 13 đạo tiên quốc kiếp, chật chật, dạng này thiên kiêu, ta thế nhưng là chưa bao giờ giết qua, không biết máu của ngươi ngọt hay không. Liếm môi một cái, Võ Trí Tinh cười quá dị xoay người, hướng hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Khuyết Nguyệt Phong, tông chủ đại điện, lần này chỉ có ứng thật tuyền cùng Lý Hân tại chỗ, hai nữ nhìn thấy Ninh Kỳ trên bờ vai có vết máu, thần sắc lập tức cả kinh, sư tôn ta phái người đến. Lý Hân tiến lên liếc mắt nhìn Ninh Kỳ vết thương, cao mày nói một tiễn này bên trên ẩn chứa đại đạo chi lực phi thường khủng bố ninh kỳ phán đoán đối phương ít nhất là một cái huyền tiên mà lấy đạo kim quan kia tốc độ để phán đoán rất có thể không phải tiên thuật mà là một cây cung phẩm giai hẳn là trung phẩm đạo khí đối với cái này một điểm ninh kỳ có tám thành chắc chắn có thể xác định dù sao hắn liền ủng có một trương thượng phẩm đạo khí tru tiên cung giữa hai người khí tức ngược lại là giống nhau y hệt một cái huyền tiên toàn lực thôi động trung phẩm đạo khí lực phá hoại là cực kỳ đáng sợ, lấy ninh kỳ nhục thân độ cường hoành, vết thương này đều ít nhất phải mấy ngày mới có thể khôi phục, đổi lại tầm thường kim tiên, bây giờ chưa hẳn có thể còn sống, cho dù có thể còn sống sót, cũng cần phải thụ rất nặng thương, không biết có phải hay không là sư tôn ngươi nhân, cũng có thể là là thanh huyền phủ. Ninh kỳ cười nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn liền chính diện giết ta cũng không dám, chỉ có thể âm thầm bắn lén, một tiễn này ta không chết. Bọn hắn lần sau lại đến phải thật tốt cân nhắc một chút, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Đại ca, vậy cái này đoạn thời gian ngươi liền ở tại Khuyết Nguyệt Phong tốt, nếu như bọn hắn dám đi vào, đến lúc đó mở ra hộ tông đại trận, vô luận như thế nào đều có thể kéo tới Ngọc Thanh lão tổ đến đây." Ứng Thật Tuyền có chút lo lắng nói, "Ta cũng nghĩ a, à, bất quá chờ ngươi kế nhiệm tông chủ đại điển sau khi kết thúc, ta còn muốn đi một chỗ, Ngô, đến lúc đó nếu có người đến Huyền kiếm tông tìm ta, còn ngồi một loại hình dạng đặc thù pháp bảo, ngươi nhớ kỹ giúp ta chiêu đãi một chút bọn hắn." Ninh Kỳ cười nói, hắn trước đây dùng ngũ dai buông xuống thuật cho tất vuông núi truyền thâu đang dược thời điểm, còn thuận tiện truyền đi tới tổ tinh con đường, chỉ là chẳng biết tại sao, Ninh Kỳ lần này trở lại tổ tinh đường đi bên trong không có gặp phải lạnh thiên thánh phi bọn người, nhưng mà chỉ cần các nàng không có nửa đường gặp phải sự tình trì hoãn, Ninh Kỳ tin tưởng các nàng sẽ tìm được huyền kiếm tông, người nào là đại ca ngươi bằng hữu sao? Ứng thật tuyền có chút hiếu kỳ vấn đạo, Ninh Kỳ liếc mắt nhìn Lý Hân, có chút cười cười xấu hổ, có thể là thê tử của ta. Thê tử, ứng thật tuyền ngây ngẩn cả người. nàng mặc dù chính tay nghe qua ninh kỳ thừa nhận đã có gia thất, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, lại không thấy qua, cho nên trong lòng vẫn như cũ tồn lấy một tia tư tưởng niệm. bây giờ nghe nói ninh kỳ thê tử có thể đến đây huyền kiếm tông, trong lòng chẳng biết tại sao có chút phát khổ. lý hân thần sắc biến ảo mấy phen, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. tự tiếu phi tiếu nhìn xem ninh kỳ sẽ không sợ ta nói nói xấu ngươi. ngươi biết không? Ninh Kỳ cười nói, có thể sẽ a. À. Lý Hân cười cười, sau đó đứng dậy duỗi lưng một cái, hơi mệt chút, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi trò chuyện. Nói xong không đợi Ninh Kỳ cùng ứng thật tuyền mở miệng, Lý Hân trực tiếp thẳng ra tông chủ đại điện, ứng thật tuyền nhìn qua Lý Hân bóng lưng, lặng lẽ phủi Ninh Kỳ một mắt, gặp Ninh Kỳ gượng cười, trong lòng lập tức khẳng định mấy phần, đại ca, Lý Hân tỷ tỷ cũng rất tốt, ngươi có phải hay không? Tiểu hài tử không cần quan tâm những thứ này, suy nghĩ một chút qua mấy ngày ngươi mặc cái gì quần áo mới là ninh kỳ đứng dậy xoa bóp một cái ứng thật tuyền đầu liền bước nhanh mà rời đi ứng thật tuyền im lặng nhìn qua ninh kỳ bóng lưng sau đó nhớ tới ninh kỳ vừa mới câu nói kia lập tức có chút khó khăn nàng thường ngày ăn mặc rất bình thường cũng không biết mấy ngày nữa đại điển lúc bắt đầu nên xuyên món nào quần áo tương đối thích hợp ít nhất không thể thất lễ tại người bây giờ khoảng cách tổ tinh còn có một đoạn có chút khoảng cách rất xa nữ hoa hào đang tại trong vũ trụ không ngừng nhảy vọt tốc độ so với trước đây Ninh Kỳ cưỡi nữ hoa hào trở lại địa cầu đều phải mau hơn rất nhiều, mỗi nhảy vọt một lần, cũng là một đoạn thật dài khoảng cách, nhưng mà, lần này nữ hoa hào sau lưng, lại có một đạo. Thân ảnh một mực đi theo, mỗi lần nữ hoa hào nhảy vọt đi, đạo thân ảnh kia từ đầu đến cuối đều có thể dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp, nữ hoa hào bên trong, lạnh thiên thánh phi ngồi ở buồng lái này một trương cực lớn trên ghế salon, thà hạo thiên rút vào trong ngực của nàng, lý mặt sầu, hồ quả cam, phương đàn phương thư hai nữ còn có tiểu nguyệt nhi trái linh nhi bọn người ngồi ở lạnh thiên thánh phi hai bên tại hai bên thì đứng phương đông hảo kiếp vợ chồng lý minh diệp vương lâm vợ chồng xà nhạc mãn tôn đoạn anh tuấn ngưu đại tráng chờ tất vuông núi cao tầng giờ này khắc này mọi người thần sắc đều có chút ngưng trọng nhìn lên trước mắt một khối màn ảnh giả tưởng ở nơi này khối trong màn hình có một đạo thân ảnh đang tại bên trong hư không phi nhanh nữ qua đứng tại phía trước màn ảnh bất đắc dĩ hướng chúng nhân nói thông qua ta tin chuẩn tính toán Người này tu vi rất có thể đạt đến chủ nhân nói tới Đại La Kim Tiên Chi Cảnh, lấy bây giờ nữ hoa số tốc độ chỉ muốn thoát khỏi hắn, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đám người nghe vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng, lạnh thiên thánh phi tỉnh táo đạo, hắn đuổi kịp nữ hoa số tỷ lệ. 5% nữ hoa rõ ràng trước đó tính qua, lập tức đáp, 5%, mọi người thần sắc khó coi, cái này tỷ lệ mặc dù nhìn như không cao, nhưng nữ hoa hào người trên nhiều lắm, nếu như bị đối phương đuổi kịp tất cả mọi người đều đem hài cốt không còn, liền xem như một phần trăm tỷ lệ, cũng là không được, ngươi tính toán, ta theo hắn đánh, có mấy thành tỷ số thắng. Lý Mạc Sầu đột nhiên mở miệng nói, hồ quả cam người mặc cùng Lý Mạc Sầu một dạng áo tím, trong tay cầm phất trần, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lý Mạc Sầu, nàng không rõ, là ai cho mình sư tôn loại dũng khí này, dám lấy nhân tiên tu vi, đi cùng đại la kim tiên đối bính, linh. Nữ hoa bất đắc dĩ nhìn Lý Mạc Sầu một mắt, ngươi cũng không cần luôn suy nghĩ xuống thuyền cùng hắn đánh trừ phi ngươi bây giờ đột nhiên trở thành đại la kim tiên ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi thắng qua hắn tỷ lệ hẳn là tại bảy thành a à. lý mặt sầu lạnh lùng gật gật đầu không nói nữa những năm này nàng gặp thần giết thần gặp phật giết phật rất ít gặp phải bây giờ loại tình huống này trong lòng quả thực có chút ấm ức nhưng mà giận thì giận nàng lý trí còn tại khoảng cách bắt huyền cho ra địa chỉ chúng ta khoảng cách tổ tinh huyền kiếm tông vẫn còn rất xa, muốn đi bao lâu mới có thể đến. Lạnh thiên thánh phi tiếp tục nói, lại có chừng 7 ngày liền có thể đến. Nữ hoa đạo, vậy cũng không nên quản hắn, hết tốc độ tiến về phía trước. Lạnh thiên thánh phi gật gật đầu, hảo, nữ hoa gật gật đầu, sau đó nàng thân hình hơi động một chút, liền biến mất tại chỗ, cùng nữ hoa hào hoàn toàn hòa làm một thể, nhưng nữ hoa số tốc độ nhanh hơn mấy phần, nhưng mà loại trạng thái này nữ hoa không kiên trì được bao lâu, chờ tinh lực tiêu hao tới trình độ nhất định, đến lúc đó nữ qua số tốc độ liền sẽ so với trước kia còn chậm nếu như khi đó còn tới không được tổ tinh đó chính là một con đường chết tại nữ hoa hào sau lưng một cái thân mang áo bào đỏ sắc mặt âm ngoan thanh niên quát ầm lên các ngươi nếu là lại không dừng lại chờ ta bắt được các ngươi các ngươi đừng mơ có ai sống khi hắn gào xong một tiếng này lại phát hiện nữ qua số tốc độ nhanh hơn đáng chết a à, vật này lại có khí linh nhất định là trước đây tiên ma sau đại chiến lưu lạc bên ngoài tiên thiên linh bảo ta nhất định phải đạt được nó. Nữ hoa hào bên trong, Phương Đông Hạo kiếp bọn người thông qua loa rõ ràng nghe được người này gầm thét, chỉ thấy Vương Lâm vợ chồng có chút lo lắng liếc nhau, nếu là đem hắn dẫn tới Bắc Huyền bên kia, có thể hay không cho Bắc Huyền mang đến nguy hiểm. Lạnh Thiên Thánh Phi khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, ta tin tưởng Bắc Huyền tự có bảo vệ bọn ta thủ đoạn. Không tệ, thiếu gia lợi hại như vậy, tại sao phải sợ hắn? Tiểu Nguyệt Nhi mỉm cười gật gật đầu trái linh nhi luôn luôn theo tiểu nguyệt nhi cho nên tiểu nguyệt nhi đều tự tin như vậy trái linh nhi tự nhiên cũng cảm thấy thà kỳ có thể đối phó cái này theo đuôi tổ tinh huyền kiếm tông tổ tinh mười châu tông môn nhất lưu trên cơ bản đều nhận được huyền kiếm tông phát ra ngoài thiếp mời đổi lại dĩ vãng đến đây người tất nhiên sẽ không quá nhiều huống chi lần này là tới tham quan một địa tiên kế nhiệm vị trí tông chủ điển lễ nhưng mà hiện nay lại khác tất cả thu đến thiệp mời tông môn đều do tông chủ tự mình dẫn dắt mang theo rất nhiều hạ lễ chạy tới huyền kiếm tông không nói thà kỳ sau lưng ngọc thanh môn cùng ngọc thanh lão tổ liền xem như thà kỳ bản thân cũng đáng được bọn hắn như vậy thận trọng trong mắt bọn hắn có thà kỳ ở huyền kiếm tông địa vị đã vượt xa trước đây chỉ có huyền kiếm lão nhân thời điểm cho nên những tông môn này chi chủ số đông cũng là sớm đến huyền kiếm tông huyền kiếm tông nội các đại phong chủ vì dàn xếp những tông chủ này trực tiếp nhường ra rất nhiều sơn phong cung cấp những tông chủ này ngừng trong lúc nhất thời huyền kiếm tông vô cùng náo nhiệt tại các tông lão tổ cho phép phạm vi bên trong, các tông thiên kiêu tự mình thường xuyên luận bàn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, huyền kiếm tông giao đấu tràng cũng là chật ních, loại này thịnh huống cơ hồ trước nay chưa từng có, nhưng không thiếu huyền kiếm tông đệ tử sung mãn may mắn được thấy, duy chỉ có khuyết nguyệt phong bên này, phạm tăng chờ khuyết nguyệt phong đệ tử nhưng là trong lòng kêu khổ thấu trời, vốn là khuyết nguyệt đỉnh đệ tử, có thể nói là toàn bộ huyền kiếm tông ít nhất, nhưng mà thà kỳ tại hoàn toàn có rảnh về sau đem từ độc thiềm lão tổ bên kia cứu trở về 10 vạn nữ đồng từ tạo hóa trong lĩnh vực mang ra ngoài, dàn xếp. Tại Khuyết Nguyệt Phong, đây là thà kỳ phía trước liền làm xong dự định, nếu không phải là Khuyết Nguyệt Phong lớn đến đầy đủ dung nạp mấy chục vạn người đều không có vấn đề, cái này 10 vạn nữ đồng đều chưa hẳn có thế chen ở chỗ này, nhưng là bởi vậy, Phạm Tăng bọn người tự nhiên muốn bắt đầu làm lao động, tu kiến từng tòa đệ tử phòng, mỗi tòa đệ tử phòng bên trong ở 1000 người, 10 vạn nữ đồng liền cần trăm tòa đệ tử phòng, cái này thì cũng thôi đi, lấy Phạm Tăng đám người thủ đoạn, tăng thêm thà kỳ điều động rất nhiều quét rác đệ tử đến đây hỗ trợ, trăm tòa đệ tử phòng chỉ dùng một ngày không tới thời gian, liền xây dựng đi ra, mấu chốt là vấn đề quản lý nhường phạm tăng nhất đầu, cuối cùng ứng thật tuyền trực tiếp lên tiếng, từ các đại sơn phong điều tới mấy trăm nội môn đệ tử, tăng thêm khuyết nguyệt đỉnh trên trăm đệ tử, mỗi người phụ trách dạy bảo hai, ba trăm nữ đồng, này mới khiến phạm tăng bọn người nhẹ nhõm không ít, lại như cũ cảm thấy buồn khổ. Nếu không phải là những thứ này nữ đồng chỉ cần dạy bảo hơn 10 năm, liền có thể trưởng thành bọn hắn tâm tình nhất định sẽ rất u ám. viết Nguyệt Phong bên này đột nhiên thêm ra 10 vạn nữ đồng, tự nhiên rước lấy người khác chủ đề nóng, bởi vì Thà Kỳ không có dấu giếm nữ đồng lai lịch, biết được Thà rằng Kỳ tự tay từ một cái yêu tiên trong tay cứu ra, ánh mắt của bọn hắn lập tức không đồng dạng, trong lòng có chút ngoài ý muốn Thà Kỳ vậy mà lại quản bực này nhàn sự, đối với phần lớn. Đến tiên nhân đến nói, phàm nhân trong mắt bọn hắn cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại, nhưng mà, cũng không ít người rất hâm mộ những thứ này nữ đồng, bởi vì các nàng thà rằng kỳ tự tay cứu ra cùng thà kỳ quan hệ trong đó tự nhiên không giống bình thường cái này cũng đủ để cho rất nhiều muốn cùng thà kỳ giao hảo tồn tại âm thầm ghen ghét không dứt các ngươi nói khuyết nguyệt phong bên kia đột nhiên nhiều mười vạn nữ đệ tử về sau chúng ta tu hành tài nguyên có thể hay không càng ít a à? vài tên huyền kiếm tông đệ tử đi qua khuyết nguyệt đỉnh thời điểm hướng lên trên mặt liếc mắt nhìn một người có chút lo lắng nói yên tâm đi có ninh sư huynh tại sau này huyền kiếm tông tài nguyên chỉ có thể nhiều không phải ít, trước đây khuyết nguyệt phong là bực nào tình trạng, các ngươi đều quên sao, ninh sư huynh bản thân liền là một vị đang đạo tông sư, còn sợ thiếu khuyết tu hành tài nguyên, ta xem các nàng về sau so chúng ta qua còn tốt. Hoàng sư huynh nói rất đúng. Khuyết nguyệt trên đỉnh, đại ca, sau này ta đây khuyết nguyệt phong, hẳn là đổi thành đế nữ phong, chờ những tiểu tử này có tu luyện thành sau đó, đó chính là 10 vạn nữ đệ tử, sau còn lại đỉnh núi nữ đệ tử cộng lại, đều cần nhiều hơn không thiếu. Ứng thật tuyền cười ha hả nói vậy chờ ngươi trở thành tông chủ sau đó, liền đem nơi đây đổi thành đế nữ phong, ngươi có thể kiêm nhiệm đế nữ phong phong chủ, sau này những tiểu tử này, chính là của ngươi tử trung. Thà Kỳ cười nói, nơi xa cái kia hơn trăm tọa đệ tử phòng bên trong, truyền đến từng tiếng hồn nhiên đọc diễn cảm, những thứ này nữ đồng rất nhiều cũng không quá biết chữ, tu hành phía trước, tự nhiên muốn trước tiên đọc sách, mà phạm tăng bọn người. Chỉ có thể nói đùa một chút tiên sinh dạy học, ứng thật tuyền nghe vậy, cảm thấy thà kỳ đề nghị này cũng không tệ, đột nhiên phản phất nghĩ tới điều gì, hướng bên người Lý Hân nhìn lại, Lý Hân tỷ tỷ, người nói trước đây chúng ta dạy những tiểu tử kia, có người hay không còn có thể sống đến bây giờ a? À? Lý Hân cười cười, đạo, có lẽ có người có thể sống đến đến nay, có thể đã sớm chết già, này cũng nói không chính xác, muốn thật có thể sống đến giờ này ngày này, chỉ sợ ít nhất cũng là thái ức chân tiên thậm chí đều tiến giai tiên quân, không biết bọn hắn còn có nhận hay không chúng ta hai cái này đại sư tôn tiểu sư tôn. Ứng thật tuyền cảm khái nói, hoàn toàn chính xác. Hai người sau khi trở về, căn cứ vào đủ loại văn hiến cổ tịch, phán đoán trước đây thời đại kia ít nhất là một ngàn cổ trước đó, như thế xa xôi thời đại, toàn bộ tiên giới có thể sống đến đến nay, e rằng cũng không có bao nhiêu, huống chi các nàng chỉ thu 300 tên đệ tử, tỷ lệ quá nhỏ, các ngươi không có lưu một chút tính vật cho bọn hắn sao, muốn thực sự có người sống đến đến nay, sau này như thế nào nhận nhau. Ninh Kỳ Tiếu Đạo, ngay từ đầu liền lưu lại, có một loại yêu thú gọi hằng cổ bối, bọn chúng nhổ ra hạt châu, chỉ cần không nhận ngoại lực phá hư, coi như vượt qua một ngàn cổ, thậm chí một vạn cổ, đều mới tin như lúc ban đầu. Lý Hân Đạo, hạt châu, Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, lúc này bắt tiêu Bắc manh đi theo lạnh uyên từ tiền phương đi qua, tự hồ dự định đi chủ phong dáng vẻ, nhìn thấy Ninh Kỳ ba người, liền vội vàng tiến lên lên tiếng chào, Bắc manh, ta nhớ được ngươi trước đó trong tay có một hạt châu. Ninh Kỳ tiếu đạo, lạnh uyên giật mình, nhìn về phía Bắc manh, Bắc manh cũng có chút nghi hoặc, Ninh Kỳ như thế nào đột nhiên hỏi thăm cái này, bất quá nàng vẫn là lấy ra, hướng Ninh Kỳ đạo, sư phó, ngài nói là cái khỏa hạt châu này sao, trước đây ta ra đời thời điểm, mẹ ta kể hạt châu này là cùng ta cùng một chỗ sinh ra. Lạnh uyên hơi kinh ngạc, hạt châu hắn biết, cũng tra xét, không có bất kỳ cái gì chỗ cổ quái, chỉ là tầm thường một khỏa trân châu, cũng không phải dùng để luyện chế pháp bảo linh tài, nhưng bắt manh kiểu nói này, hạt châu này lai lịch sẽ không bình thường, như thế nào cùng nàng cùng nhau xuất sinh, ở trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ, Lý Hân tỷ tỷ Ứng thật tuyền nhìn về phía Lý Hân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Lý Hân tiến lên muốn từ bắt manh trong tay cầm qua hạt châu, bắt manh theo bản năng thu tay về, lấy ra, ta còn sẽ tham ô ngươi một khỏa trân châu không thành. Lý Hân bất đắc dĩ nói, bắt manh cười hì hì đem hạt châu đưa cho Lý Hân, Lý Hân A-di, tuyệt đối đừng làm hư, cái khỏa hạt châu này thế nhưng là ta trân quý nhất bảo bối. Lý Hân cầm qua hạt châu, sau đó cẩn thận kiểm tra lên, cuối cùng tại một chỗ ngóc ngách phát hiện một cái phi thường nhỏ vết tích, đó là hai chữ, ứng lý. Lý Hân bất động thanh sắc đem hạt châu đưa cho Bắc Manh, miễn cười nói, hạt châu bảo quản cho tốt, chớ làm mất. Bắc Tiêu Bắc Manh có chút cổ quái liếc nhau một cái, sau đó Bắc Tiêu thử dò xét đạo, Lý Hân A Di, cái quả hạt châu này có phải hay không có cái gì huyền dị chỗ? Hằng cổ bối phun ra trân châu, vật phẩm trang sức, muốn nói huyền dị, đó chính là có thế bảo tồn thời gian rất lâu mà sẽ không gió tự nhiên hóa, các ngươi cũng không nên lấy nó đi đánh người, vậy còn không bằng một khỏa cục đá. Lý Hân cười nói, a, à. Hai người rõ ràng có chút thất vọng, Ninh Kỳ nhìn Lý Hân một mắt, hướng Bắc Manh cười nói, ngươi vì cái gì cảm thấy viên trân châu này là ngươi trân quý nhất bảo bối. Trước đây Bắc Manh cũng là bởi vì hạt châu rất xuống đất, bất chấp nguy hiểm đi nhặt, lúc này mới đắc tội cái kia vài tên kỵ sĩ, bởi vậy cùng Ninh Kỳ kết liễu duyên, không biết a. À từ nhỏ đã như vậy cảm giác. Bắc manh có chút mê mang đạo, nàng đích xác không biết vì cái gì đối với cái khỏa hạt châu này cảm giác như vậy đặc biệt, có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thích, tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi tới chủ phong A, ngày mai buổi lễ long trọng liền muốn bắt đầu, hôm nay muốn làm một chút chuẩn bị. Ninh kỳ tiếu đạo, đi tới chủ phong trên đường, ứng thật tuyền đã từ lý hân trong miệng biết được, Bắc manh trong tay trân châu chính là trước đây lý hân ban thưởng. Trong lòng vừa mừng rỡ lại là cảm thấy kỳ quái, Bắc tiêu bắc manh hiển nhiên là đầu thai chuyển thế, nhưng vì sao đầu thai còn có thể mang theo trân châu, xác định hai cái này tiểu gia hỏa chính là trước đây cái kia hai cái. Ninh kỳ hướng Lý Hân truyền âm nói, Lý Hân gật gật đầu, truyền âm nói, bắc manh trong tay trân châu chính là ta cho tính vật, bất quá, nàng giữa hai lông mày thoáng qua vẻ hồ nghi, rõ ràng cũng không phải rất chắc chắn, nếu có cơ hội đi tới minh giới, liền có thể xác định bọn họ có phải hay không mang theo thần hồn lạc ấn. Minh giới tu sĩ có thế nhẹ nhõm nhìn ra điểm này, có lẽ tiên quân cấp tồn tại cũng có thể phân biệt." Ninh Kỳ truyền âm nói, Bác manh vừa ra đời liền mang theo tính vật, điều này nói rõ nếu như nàng thật là chuyển thế mà đến, vậy tất nhiên mang theo đại năng chuyển thế lạc ấn, mới có loại thủ đoạn này có thể để cho tính vật đi theo nàng cùng nhau đầu thai, lại Ninh Kỳ hoài nghi hai người bọn họ đầu thai số lần, cũng đã rất nhiều lần, tính vật lại không ném, dạng này. Thủ đoạn, ít nhất không phải loại kia vội vàng chuyển thế đại năng có thể làm nhận được, nhất định là chuẩn bị rất phong phú. Minh giới, thế gian này thật là có minh giới. Lý Hân chú ý của lực lập tức bị Ninh Kỳ trong miệng minh giới hấp dẫn, tự nhiên là có, bất quá đi tới minh giới điều kiện rất nghiêm ngặt, chỉ có tìm được cửa vào, mới có thể đi vào, mỗi lần người vừa chết, bất kể là phàm nhân vẫn là tiên nhân, đều sẽ có minh giới tu sĩ đến đây câu hồn. Ninh Kỳ tiếu đạo, ngươi xem gặp. Lý Hân sắc mặt có chút cổ quái, ân. Ninh Kỳ tiếu một chút gật đầu, chỉ là biết được vương tuyết hồn phách là bị Khương U mang đi sau đó, Ninh Kỳ bây giờ không đúng minh giới tu sĩ hạ thủ, hơn nửa số đông chết ở trong tay hắn tồn tại, cơ bản đều không có hồn phách lưu lại, cũng không có minh giới tu sĩ xuất hiện. Mọi người tới chủ phong sau đó, trên đường gặp phải không thiếu tông môn lão tổ đến đây cùng Ninh Kỳ chào hỏi, Ninh Kỳ từng cái cười đáp lại, các đại tông môn thiên kiêu, nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt cũng là kính sợ, hâm mộ, cùng với từng tia sợ hãi và ghen ghét. Liền xem như một chút thiên kiêu có một ít bắn đại bác cũng không tới thân thích chết ở Ninh Kỳ trong tay, bọn hắn bây giờ cũng không dám đem trong lòng thù hận biểu lộ bên ngoài ứng thật tuyền đến rồi chủ phong phía sau liền bị áo tím áo mấy tên nữ tính phong chủ cùng với một đoàn huyền kiếm tông nữ đệ tử mang đi chủ phong ngươi còn không có như thế nào đi dạo qua a đi dạo một vòng ninh kỳ hướng lý hân cười nói lý hân gật gật đầu hai người liền một đường hướng người ở thưa thất chi địa đi đến bởi vì tổ tin mười châu các đại tông môn đều có lão tổ đến đây chúc mừng bọn hắn mang tới đệ tử nhường chủ phong trở nên có chút chật chội cho nên đi suốt rất lâu phụ cận tông môn đệ tử lúc này mới có chỗ giảm bớt, bằng không ninh kỳ đi tới chỗ nào đều bị mấy trăm xong. Thậm chí mấy ngàn hai nhãn thần nhìn chằm chằm, loại cảm giác này cũng không quá hảo, hà bắc huyền, người muốn đuổi tận giết sạch. Một đạo bi phẫn âm thanh đột nhiên vang lên, ninh kỳ quay người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa động phủ. Động phủ đứng ở cửa triệu đồng cùng với huyền kiếm tông an bài cho hắn quét rác đệ tử, triệu đồng hai mắt tràn ngập bi phẫn cùng phẫn nộ, bên cạnh hắn những cái kia quét rác đệ tử nhưng là từng cái hoảng sợ nhìn xem ninh kỳ trong lòng có chút ưu thương vì cái gì nhóm người mình muốn bị an bài cho triệu đồng đối với triệu đồng cùng ninh kỳ ân oán giữa bọn hắn rõ ràng nhất bất quá trong khoảng thời gian này triệu đồng mỗi lần uống say sau đó liền sẽ chửi ầm lên đây là động phủ của ngươi a à, ta hai người đi ngang qua mà thôi ninh kỳ nhìn lướt qua triệu đồng nụ cười nhạt nhòa đạo đi ngang qua ngươi làm sao lại đi ngang qua nơi đây không nên gạt ta muốn đánh muốn chết ngay bây giờ động thủ đi, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ta chính là làm quỷ, cũng sẽ không thả ngươi. Triệu đồng đầu tiên là nao nao, lập tức liền phản ứng lại, nói đùa cái gì, hắn bị phế đi tu vì đó phía sau, động phủ đã đem đến chủ phong cực kỳ địa phương vắng vẻ, mặc dù còn mang theo chân truyền đệ tử tên tuổi. Ngoại trừ mỗi tháng còn có thể lĩnh đến thuộc về chân truyền đệ tử một phần kia tu hành tài nguyên, còn thừa lại cái gì? Ai từng thấy chân truyền đệ tử động phủ chỉ có mười mấy quét địa đệ tử phụ trách việc vặt vảnh? vừa mới quét địa đệ tử trong thấy Ninh Kỳ cùng Lý Hân đi đến nơi đây, lập tức đưa tin với hắn, triệu đồng một biết được, đã nhận định Ninh Kỳ là tới trả thù. Ninh Kỳ lúc đổ kiếp, trong miệng hắn cùng ngôn, nói muốn để Ninh Kỳ bị lôi kiếp đánh chết, nghe được câu này huyền kiếm tông đệ tử cũng không ít, hắn thấy, nhất định đã sớm truyền đến Ninh Kỳ trong tai, thế nhưng là triệu đồng lại nghĩ không ra, nghe được câu này đệ tử xác thực không thiếu. Có thế những đệ tử kia cái nào có thể có tư cách cùng Ninh Kỳ trực tiếp đối thoại, coi như vận khí tốt gặp được Ninh Kỳ, nhiều nhất chính là chào hỏi nơi nào sẽ ở sau lưng nói huyên thuyên đây cũng là có tật giật mình trong khoảng thời gian này triệu đồng không phải đang ngủ chính là đang uống rượu hắn muốn dùng rượu tới gây tê chính mình quên mất loại kia cả ngày nơm nớp lo sợ sợ ninh kỳ tìm tới cửa sợ hãi triệu sư huynh làm cái gì vậy a à? triệu đồng sau lưng đám kia quét địa đệ tử liếc mắt nhìn nhau sắc mặt vô cùng khó coi Ninh sư huynh đều nói là đi ngang qua triệu sư huynh còn bắt lấy không thả muốn chết sẽ không chính mình đi chết sao nếu là chọc giận ninh sư huynh bọn hắn bọn này vô tội quét địa đệ tử bị liên lụy nhưng làm sao bây giờ bắt huyền gia hỏa này có phải hay không có loại kia khuyết điểm lý hân phủi triệu đồng một mắt thần sắc có chút ngưng trọng nếu như ngay cả tiên nhân đều sẽ phải bệnh tâm thần nàng sau này hành tẩu tiên giới liền muốn cảnh giác một chút miễn cho đột nhiên gặp gỡ mấy cái điên rồi tiên nhân đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình không phải ta xem hắn là sợ ninh kỳ tự tiếu phi tiếu đạo dừng một chút ninh kỳ nhìn về phía triệu đồng cười nói triệu sư đệ ta đoạn thời gian trước đi một chuyến cổ thiên đình tiên vực triệu đồng sửng sốt một chút ninh kỳ nói với hắn những chuyện này làm cái gì người đoán ta đi nơi nào ninh kỳ tiếp lấy cười nói triệu đồng nao nao đi nơi nào chính tông liên minh giác đấu trường ninh kỳ miễn cười nói chính tông liên minh giác đấu trường đó là địa phương nào không chỉ có triệu đồng sau lưng đám kia quét địa đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Liền Lý Hân trong mắt đều lộ ra một tia tò mò, Triệu Đồng nghe thế mấy chữ, thần sắc nhưng là soạt một cái trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong mắt tự hồ lộ ra một tia vẻ hồi ức, nhiều năm như vậy đi qua, cử vũ bọn hắn còn chưa có chết đâu, bất quá chính tông liên minh bị ta diệt, bây giờ cũng không có chính tông liên minh giác đấu trường, bọn hắn tất cả đều tự do. Ninh Kỳ cười nói, cửu vũ a à, tự do sao, Triệu Đồng lâm vào trong hồi ức, trước mắt thoáng qua từng màn cảnh tượng hắn nhớ kỹ trước đây ninh kỳ vừa bị ném tiếng bọn hắn tòa kia tù thất thời điểm cử vũ một mực đang tìm ninh kỳ phiền phức hay là hắn đứng ra duy trì ninh kỳ hơn nữa sau đó không bao lâu hắn phần này giữ gìn chi tình cũng đã nhận được hồi báo có thể cùng thà kỳ cùng một chỗ bị văn thắng văn rõ ràng mang rời khỏi chính tông liên minh giác đấu trường đi theo sau thiên của tiên vực hạo nhiên tinh phát hiện văn gia bị người diệt môn lại tao ngộ vũ gia chặn đường ninh kỳ đại phát thần uy dọa chạy vũ gia tên kia thiên tiên ngay sau đó bọn hắn liền đi tới huyền kiếm tông cũng là từ ngày đó lên triệu đồng sinh hoạt hết thảy đều thay đổi huyền kiếm bia phán định ninh kỳ chỉ là yếu ớt bạch quan tư chất mà hắn nhưng là diệu kim sắc khi đó trong lòng của hắn suy nghĩ mình tại huyền kiếm tông địa vị cao tất nhiên muốn trông nom một chút ninh kỳ nhưng sau đó hết thảy hết thảy cũng sẽ không tiếp tục dựa theo suy nghĩ trong lòng hắn mà phát triển sự tình tự hồ lệch hướng rất nhiều ít nhất đã lệch hướng hắn sơ tâm triệu sư đệ ta đưa ngươi một câu nói Ninh Kỳ miễn cười nói, thà, Ninh Sư Huynh, mời nói. Triệu đồng thần sắc trắng bệt, cả người bốc lấy mồ hôi lạnh, lần này, hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì, hắn phát hiện mình có chút không biết mình, trước đây hắn bởi vì dáng người thấp bé, đầu khổng lồ, vừa ra đời sẽ không chịu chào đón, tại loại kia ác liệt trong hoàn cảnh, hắn lại có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần tâm tính tốt đẹp, không chỉ có không có bị những hoàn cảnh này ảnh hưởng, ngược lại dễ dụ đột phá đến nhân tiên sơ kỳ, mặc dù có chút tự ti, ảnh hưởng cũng không phải quá đại. thế nhưng là khi hắn đổi một cái so với lúc trước tốt hơn vô số lần hoàn cảnh, lại không có thế bảo trì lại tấm lòng kia thái. bắt đầu hư vinh, bắt đầu phật phòng không yên, bắt đầu không quên sơ tâm mới được từ đầu đến cuối. ninh kỳ nói xong liền cùng lý hân cùng một chỗ quay người rời đi. không quên sơ tâm mới được từ đầu đến cuối, không quên sơ tâm mới được từ đầu đến cuối. triệu đồng tự lẩm bẩm, con ngươi đã không còn tiêu cự từng khỏa nước mắt không ngừng từ hắn trong hốc mắt trượt xuống, bên người quét địa đệ tử thấy thế, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, này làm sao còn khóc dậy rồi đâu, vội vàng lên tiếng nói, triệu sư huynh, ngài không có sao chứ. Triệu đồng cười cười, cũng không lau mặt lên nước mắt, hướng bên người bọn này quét địa đệ tử chắp tay nói, chư vị sư huynh, trong khoảng thời gian này ta đối với các ngươi có nhiều quát mắng, còn xin chư vị sư huynh không cần để ở trong lòng. Nói xong, triệu đồng ở nơi này nhóm quét địa đệ tử một bộ ngạc nhiên bên trong, không người đến cùng sau đó lại hướng ninh kỳ rời đi phương hướng không người đến cùng ngay sau đó phá không dựng lên hướng huyền kiếm bên ngoài tông bay đi cái này đây là có chuyện gì ước chừng qua một lúc lâu mới có một cái quét địa đệ tử không nghĩ ra vô cùng ngạc nhiên đạo ngày bình thường triệu đồng tính khí vô cùng cổ quái bọn hắn ba ngày hai đầu liền muốn bị mắng sớm thành thói quen nhưng hôm nay triệu đồng lại hướng bọn hắn nhận sai còn gọi bọn họ là sư huynh sự tình xảy ra khác thường tất có yêu a à. những người còn lại liếc mắt nhìn nhau một người trong đó thấp giọng nói, ta xem là Ninh Sư Huynh đem Triệu Sư Huynh cho mắng tỉnh, theo ta được biết, trước đây Ninh Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh quan hệ trong đó cực kỳ thân cận, nhưng về sau Ninh Sư Huynh bởi vì tư chất trở thành quét địa đệ tử, Triệu Sư Huynh bị huyền kiếm lão tổ thu làm thân truyền. Sau đó hai người quan hệ liền không lại giống như trước như vậy thân cận, có đôi khi, người đột nhiên đứng quá cao, cũng là rất dễ dàng sẽ bị lạc chính mình, hôm nay, Triệu Sư Huynh xem như ngộ hiểu A. À. Đúng ngộ sao, ngô, Ngày mai chính là buổi lễ long trọng, Triệu sư huynh đột nhiên rời đi, chúng ta muốn hay không thông tri trưởng lão một tiếng. Cái kia, cùng đi chứ. Ta cho là theo tính tình của ngươi, sẽ một kiếm giết hắn. Lý Hân cùng Ninh Kỳ đi đến chủ phong nào đó đầu chi mạch đỉnh núi, trầm mặc mấy hơi phía sau, Lý Hân lúc này mới mỉm cười nhìn Ninh Kỳ trắc nhang, đạo: "Hắn lại không ra tay đối phó qua ta, cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp, tại sao muốn giết, nếu là cùng nhau đi tới, đều sát sát sát." Quay đầu lại nhìn còn có thể còn lại mấy cái người quen đừng quên không có gì bất ngờ xảy ra người ta có thể sống cực kỳ lâu ninh kỳ cười cười lý hân nghe vậy không biết nghĩ tới điều gì không lên tiếng nữa hai người cứ như vậy đứng tại trên đỉnh núi đứng cho đến khi ngày thứ hai mặt trời mọc đều không mở miệng nói chuyện buổi lễ long trọng cũng gần như bắt đầu đi thôi ninh kỳ cười cười đánh vỡ trầm mặc chủ phong cầu trời đài đây là huyền kiếm tông chỉ có gặp phải đại sự thời điểm mới có thể đi vào chỗ hơn nữa không thể có người ngoài ở tại, cho nên dưới mắt các đại tông môn chi chủ, đều ở đây đại điện bên trong an tọa, chỉ có huyền kiếm tông đệ tử, tụ tập tại cầu trời đài bốn phía, lấy mỗi cái phong chủ cầm đầu, chỉnh chỉnh tề tề đứng, cầu trời trên đài, chỉ đứng cùng yêu lão tổ một người, ở trước mặt hắn có một tòa thanh đồng cự đỉnh, phía trên cắm ba cây lớn bằng cánh tay hương, rải rác khói xanh bay lên, đám người ngửi được cổ này hương khí, tất cả đều cảm thấy tâm thần yên tĩnh, thể xác tinh thần thoải mái không thôi huyền kiếm tông tự khai tông lập phái đến nay, trải qua 13 cổ hữu còn lại, chỉ có một nhiệm kỳ tông chủ phương huyền kiếm, bây giờ dựa theo hắn giao phó, đời thứ hai vị trí tông chủ, liền giao phó tại khuyết nguyệt phong ứng chân tuyền chi thủ. Cùng yêu lão tổ chậm rãi mở miệng, âm thanh tại toàn bộ huyền kiếm tông nội quanh quẩn, nguyên lai lão tổ họ phương. Không thiếu huyền kiếm tông đệ tử ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu, thẳng đến giờ này ngày này, bọn hắn mới biết được huyền kiếm lão tổ bản danh kêu cái gì. Cùng lúc đó, ứng chân tuyền cũng tại áo tím áo đám người làm bạn phía dưới chậm rãi hướng đi cầu trời đài bây giờ nàng thân mang một bộ bạch y phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án chỉ có tại bạch y nơi cổ áo có một tiêu chí cái kia tiêu chí cùng huyền kiếm bia giống nhau như đúc mọi người thấy một màn này nhịn không được ngừng thở thần sắc có chút khẩn trương lại có chút kích động ứng chân tuyền lên cầu trời sau đài huyền kiếm tông mấy chục vạn tiên nhân cùng nhau đưa ánh mắt quan tại trên người nàng vốn là nàng còn có chút khẩn trương dư quan nhìn thấy ninh kỳ đang mỉm cười nhìn qua nàng trong lòng cái kia một vẻ khẩn trương liền dần dần tán đi ứng chân tuyền đi đến cùng yêu lão tổ trước mặt cùng hắn cùng nhau làm một chút cần thiết nghi thức sau đó cùng yêu lão tổ cầm trong tay một khối lệnh bài đưa cho ứng chân tuyền các đại phong chủ nhìn thấy tấm lệnh bài này thần sắc không khỏi trang nghiêm rất nhiều đây là huyền kiếm lão nhân trước đây cầm trong tay lệnh bài tên tông chủ lệnh có nó nơi tay có thể phát động huyền kiếm tông nội đủ loại trận pháp bao quát mạnh nhất hộ tông đại trận nhìn thấy này lệnh bài không ít người trong lòng nghi ngờ lập tức tán đi lúc này mới tin tưởng huyền kiếm lão nhân thật là có chỗ giao phó bằng không cùng yêu lão tổ có thể nào cầm tới lệnh bài của hắn làm ứng chân tuyền tiếp nhận lệnh bài một khắc kia trở đi nàng đã trở thành huyền kiếm tông đời thứ hai tông chủ chúng ta bái kiến tông chủ đám người cùng kêu lên hành lễ bao quát ninh kỳ ở bên trong chư vị miễn lễ ứng chân tuyền nắm lệnh bài nhìn lên trước mắt cái này mấy chục vạn tên huyền kiếm tông tiên nhân có chút không quá chân thực nàng như vậy liền thành huyền kiếm tông tông chủ rồi, tốt, đi tông chủ đại điện A, à, những khách nhân kia nói thế nào cũng muốn gọi một chút, dù sao đường xa mà đến. Cùng yêu lão tổ cười nói, đến rồi tông chủ đại điện, ứng chân tuyền ngồi ở chủ vị, cùng yêu lão tổ thì ngồi ở bên tay trái, đến nổi bên tay phải vị trí, vốn phải là trống không, nhưng bây giờ lại trở thành ninh kỳ chỗ ngồi, lớn như vậy tông chủ điện, ngồi đầy đến đây chúc mừng đại la, cùng với bọn hắn mang tới kim tiên trưởng lão và thiên tiên kiêu tử, Nam Cung cùng mộ dung hai người phụ trách tiếp thu những thứ này đại la mang tới hạ lễ, mỗi tiếp một kiện, còn lớn hơn âm thanh kêu lên một câu, cực kỳ náo nhiệt, đại la ra tay, lễ vật tự nhiên không thể nhẹ, mà lần này cùng yêu cố ý đem tổ tinh mười châu lên đại la, cơ hồ đều mời một lần, cho nên một kiện lại một kiện trọng lễ chung vào một chỗ, quả thực nhường huyền kiếm tông các đại trưởng lão cảm thấy chấn kinh cùng mừng rỡ, vẻn vẹn nhóm này lễ vật, liền đầy đủ nhường huyền kiếm tông trong vòng trăm năm. Không cần vì tu hành tài nguyên mà phát sầu. Đinh Kỳ cười ha hả nhìn qua, mỗi cái đại la đưa xong lễ vật phía sau, đều sẽ nhìn thẳng hắn nở nụ cười, gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lần này buổi lễ long trọng, còn tính là thành công. Huyền kiếm tông các đại phong chủ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười, chỉ có số ít mấy người đối ứng chân tuyền ngồi trên vị trí tông chủ cảm thấy bất mãn, có thà bắt huyền tại, ai dám tại hôm nay tới đây quấy rối, đừng quên Ngọc Thanh môn thế nhưng là phái bùi trưởng lão tự mình đến đây đâu. Oanh, ngay tại các đại phong chủ tự mình trao đổi thời điểm, huyền kiếm bên ngoài tông mặt lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, huyền kiếm tông trên dưới mấy chục vạn tiên nhân, cơ hồ đều dựng thẳng lên lông tơ, trong mắt tràn ngập tức giận, là ai dám ở hôm nay đến đây huyền kiếm tông quấy rối, chuyện gì xảy ra? Thạch Hà lão tổ chờ đại la liếc mắt nhìn nhau, thần sắc lập tức có chút cổ quái, theo bản năng hướng Ninh Kỳ nhìn lại, ứng chân tuyền sắc cũng biến thành có chút khó coi, ha ha, không nghĩ tới thực sự có người đuôi mù cùng yêu lão tổ khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, hướng ninh kỳ cười nói, bắt huyền, lần này ngươi đừng vội lấy ra tay, nhường lão phu tới đối phó hắn. Nói xong, cùng yêu lão tổ nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, chúng ta cũng đi xem. Ninh kỳ hướng ứng chân tuyền cười nói, ứng chân tuyền trong lòng có chút tức giận, gật gật đầu, cùng Lý Hân cùng một chỗ đi theo Ninh kỳ hướng đi ra ngoài điện, thật là có người không sợ chết a, à, ha ha. Bùi trưởng lão cười một tiếng dài, hắn khẽ động thân lần này tới trước ngọc thanh môn thiên kiêu tự nhiên cũng cùng nhau đuổi kịp ngay sau đó là thạch hà lão tổ doanh châu hoàng các đại lão tổ cấp tồn tại vốn đang cảm thấy hôm nay có chút nhàm chán bây giờ thì có trò hay có thể nhìn không biết là vị nào hảo hán to gan như vậy dám đến huyền kiếm tông quấy rối ta thực sự là phải xem thử xem khách soái một mặt hưng phấn nói bước nhanh hướng bên ngoài đại điện chạy tới chỉ sợ cùng yêu lão tổ thủ đoạn quá nhanh không có náo nhiệt có thể nhìn khi các ngươi chạy a à các ngươi tiếp tục chạy a à. một cái thân mang áo bào đỏ thần sắc âm ngoan tiên nhân đang hướng về phía dưới âm hiểm cười ở chung quanh hắn đứng vô số vẻ mặt nghiêm túc huyền kiếm tông đệ tử bọn hắn cho là có người đến huyền kiếm tông gây chuyện nhưng bây giờ xem ra dường như là đối phương đang đánh nhau thời điểm không cẩn thận tiến vào huyền kiếm tông nghĩ tới đây bọn hắn hướng phía dưới nhìn lướt qua ở bên kia có một tòa hình thù kỳ quái đồ vật đang nghiêng cắm trên mặt đất phía trên khắp nơi đều là vết thương có địa phương còn bốc lên hỏa tinh các ngươi nhìn cái gì vậy, cho lão tổ ta lăn lộn xa một chút, không phải vậy đừng trách lão tổ ta xuất thủ vô tình, tiễn đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Áo bào đỏ tiên nhân đột nhiên hướng bốn phía huyền kiếm tông đệ tử hét lớn một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, nơi đây chính là doanh châu huyền kiếm tông, tự tiện xông vào ta huyền kiếm tông, còn mở miệng kiêu ngạo, có chút không tốt lắm đâu. Diệp thiên nhíu mày nói, lúc trước hắn vừa vặn có việc bị kéo kéo dài, chuẩn bị triều chủ phong chạy tới thời điểm, liền gặp nghe được một tiếng vang thật lớn, lúc này mới có thể trước tiên chạy tới nơi này, đến đổi áo bào đỏ tiên nhân tu vi, hắn cũng có thể nhìn ra một hai, hẳn là một tôn đại la kim tiên, nhưng mà diệp thiên cũng không phải rất e ngại, đừng nói hôm nay buổi lễ long trọng, huyền kiếm tông tụ tập sáu bảy mươi cái đại la, coi như không có bọn hắn, có nên kỳ tại, cái này tổ tinh thượng thật đúng là không có người nào có thể uy hiếp được huyền kiếm tông, ta quản ngươi cái gì huyền kiếm tông không huyền kiếm tông, đừng cản lão tổ ta làm việc áo bào đỏ tiên nhân cười lạnh một tiếng sau đó không tiếp tục để ý đám người trực tiếp hướng nữ hoa hào chọc tới muốn tốc chiến tốc thắng chỉ cần nữ hoa hào vừa đến tay hắn lập tức liền rời đi nơi đây nếu không phải là sợ phức tạp giống diệp thiên kiểu người như vậy hắn tiện tay liền bóp chết thà bắt huyền thà bắt huyền thà bắt huyền nữ hoa hào lên loa đột nhiên bị mở ra rồi một lần lại một lần tái diễn ba chữ này tiếng như hồng chung hướng bốn phương tám hướng truyền đi thà bắt huyền diệp thiên nao nao sau đó không kịp ngẫm nghĩ nữa trực tiếp ngăn ở áo bào đỏ tiên nhân trước mặt hướng to lớn quát lên tiền bối thỉnh chậm công ta cũng có đại la lão tổ tiền bối nếu là không thu tay lại hôm nay mơ tưởng rời đi mặc kệ cái này hình thù kỳ quái chi vật cùng ninh kỳ có quan hệ gì tất nhiên nghe được đối phương hô lên ninh kỳ danh hào diệp thiên nói cái gì cũng muốn ngăn lại trước mắt tên này đại la thà bắc huyền trước đây địa tiên bản đệ nhất vị kia kỳ thực không cần diệp thiên mở miệng ngăn cản Áo bào đỏ tiên nhân khi nghe đến nữ hoa hào lên quảng bá phía sau, liền thu tay lại, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Mấy hơi phía sau, mọi người đã chạy tới tiếng vang truyền tới phương hướng, chỉ thấy vô số huyền kiếm tông đệ tử đang cùng một cái thân mang áo bào đỏ tiên nhân dằn co. Ở phía dưới, còn có một cái hình thù kỳ quái đồ vật liếc cắm vào trong đất, đám người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã biết được vừa mới cái kia tiếng vang, hẳn là cái này. Thứ gì đập ra tới, chỉ là, vật này tại sao lại nhắc tới ninh kỳ danh hào đám người sắc mặt có chút cổ quái không tốt nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại la áo bào đỏ tiên nhân lộ ra vẻ kiên dè có chút khó tin hướng cùng yêu lão tổ bọn người nhìn lại cùng yêu lão tổ mấy người cũng đang quan sát áo bào đỏ tiên nhân cùng diệp thiên khác biệt cùng yêu lão tổ bọn người trước tiên thì nhìn ra áo bào đỏ tiên nhân là một cái đại la kim tiên trung kỳ hơn nữa trên người khí tức so với trắng trắng hơn tuyết cùng lý tư đều phải hùng hậu rất nhiều ha ha Nguyên lai like cũng là loại này bất nhập lưu đại la áo bào đỏ tiên nhân trong lòng lập tức có tính toán trên mặt lộ ra một tia vẻ buông lỏng thản nhiên nói ta đang đuổi theo dần dần vật không cẩn thận đi tới quý địa không có ý hắn cầm nó ta lập tức liền đi bây giờ nữ hoa hào như cũ tại không ngừng tuần hoàn quảng bá ninh kỳ danh hào cùng yêu lão tổ vốn định xuất thủ thấy đối phương so với mình mạnh hơn hơn nữa đối phương truy đuổi chi vật một mực tại hô ninh kỳ danh hào lập tức cùng mọi người cùng một chỗ hướng ninh kỳ nhìn lại vật kia không phải là đại ca nói với ta món kia đặc thù tiên thuyền sao tẩu tử tới ứng thật tuyền có chút khiếp sợ nhìn xem nữ hoa hào phi thuyền lý hân xuất thân địa cầu tự nhiên nhìn hiểu nữ hoa hào là cái gì trong mắt mọi người hình thù kỳ quái chi vật ở trong mắt nàng lại cùng trước đây trong phim ảnh phi thuyền liên hành tinh không có gì khác biệt trong nội tâm nàng đã xác định ở trong đó ngồi nhất định là cùng ninh kỳ quan hệ rất gần người mà chiếc phi thuyền chịu nhất định là xuất từ ninh kỳ chi thủ lúc này một đám đại la đột nhiên tách ra áo bào đỏ tiên nhân thấy thế nhướng mày chẳng lẽ còn có người mạnh hơn vật tại chỗ chờ hắn nhìn thấy ninh kỳ phía sau ánh mắt nhưng là cổ quái một cái kim tiên sơ kỳ tồn tại thế nào thấy so tại chỗ những thứ này đại la địa vị cũng cao hơn diệp thiên nhìn thấy ninh kỳ trong lòng thật sâu nhẹ nhàng thở ra ninh kỳ rơi vào nữ hoa hào phía trước thần niệm trong triều đảo qua trong lòng nhẹ nhàng thở ra lạnh thiên thánh phi bọn người mặc dù coi như có chút mỏi mệt nhưng mà cũng còn tốt tốt chỉ là nữ hoa số tổn thương, cũng có chút nghiêm trọng. Áo bào đỏ tiên nhân khi nhìn đến Ninh Kỳ đột nhiên rơi vào nữ hoa hào trước mặt, thần sắc lập tức căng thẳng, lập tức gầm thét một tiếng, thằng nhảy ranh ngươi dám. Không đợi hắn có hành động, Ninh Kỳ cũng không quay đầu lại vung ra một kiếm, áo bào đỏ tiên nhân âm thanh liền im bặt mà dừng, có chút không dám tin nhìn mình cánh tay phải, bây giờ, cánh tay phải của hắn đã cùng cơ thể phân ly, đang hướng trên mặt đất rơi đi, chuyện gì xảy ra? Áo bào đỏ tiên nhân vừa sợ vừa giận, Nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt mang tới một tia sợ hãi, đối phương rõ ràng là Kim Tiên sơ kỳ, như thế nào tùy ý một kiếm, liền chém rụng hắn cánh tay, tại chỗ Đại La nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, liền Đại La Kim Tiên trung kỳ tồn tại cũng có thể một kiếm đánh gãy hắn cánh tay, kiếm thuật này, đã gần như thần, quan trọng nhất là, Ninh Kỳ vẫn chỉ là Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, nếu là sau này chứng được đạo quả, thành tựu Đại La, cái kia chiến lực phải kinh khủng đến loại trình độ nào, người trước ngậm miệng đừng đi, cũng không cần động, bằng không tiếp theo kiếm chém chính là đầu của ngươi. Ninh Kỳ thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có quay đầu nhìn áo bào đỏ tiên nhân một mắt, mà áo bào đỏ tiên nhân nghe được câu này, vừa định phát tác, nhưng lại sững sờ tại chỗ, thần sắc âm tình bất định, nữ hoa, đừng kêu nữa. Ninh Kỳ bất đắc dĩ nói, quảng bá lập tức ngừng, sau một khắc, một vệt bóng mờ tại Ninh Kỳ trước mặt ngưng kết, chỉ thấy nữ hoa vô cùng kích động ôm lấy Ninh Kỳ đùi, chủ nhân, Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi lại trễ một chút, chúng ta liền bị cái kia theo đuôi giết đi. Theo đuôi, áo bào đỏ tiên nhân giận tím mặt, vừa muốn mở miệng, lại cùng Ninh Kỳ ánh mắt đối đầu, chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng đem phía sau lời nói cho nén trở về, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà lại sợ một cái kim tiên sơ kỳ, không đúng, là của hắn kiếm thuật có gì đó quái lạ, ta không phải là sợ, ta chỉ là thận trọng, các loại, hắn vậy mà có thể sai khiến cái này tiên thiên linh bảo khí linh Áo bào đỏ tiên nhân nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt, mang tới một tia vẻ kinh hải, liên tưởng đến vừa mới nữ hoa hào chỗ thông báo tính danh, áo bào đỏ tiên nhân có một cái ngờ tới, chẳng lẽ cái này tiên thiên linh bảo, chính là cái kia thà Bắc huyền, chủ nhân, vậy chẳng lẽ thà rằng sư huynh yêu sủng. Đám người cùng nhau nhìn về phía nữ hoa, lần trước bọn hắn gặp được hồ lô nhỏ, lần này lại gặp được nữ hoa, có cái kỳ lạ phát hiện, Ninh sư huynh xem ra rất ưa thích tiểu hài tử A, hồ lô tinh là đứa con trai, đây là nữ hoa, không biết lại là cái gì tin. Tốt, tên kia ta lát nữa xử lý, mở cửa ra đi. Ninh Kỳ cười nói, nữ hoa nghe vậy, gật gật đầu, nữ hoa số cửa khoan liền từ từ mở ra, nữ hoa hào vô cùng cao, cửa khoan cũng rất cực lớn, làm cửa khoan từ từ mở ra thời điểm, ngày bình thường rất ít sẽ kích động Ninh Kỳ, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia kích động, cửa khoan chậm rãi lên cao, khi mở ra tới trình độ nhất định sau đó, tại chỗ tiên nhân lập tức thấy rõ tình huống bên trong, chỉ thấy lấy lạnh thiên thánh phi cầm đầu đám người, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cửa khoang phía trước, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy Ninh Kỳ cùng nữ hoa cùng một chỗ đứng ở cửa. Thần sắc lập tức trở nên mừng rỡ không thôi, Ninh Kỳ ánh mắt đầu tiên là rơi vào lạnh thiên thánh phi trên thân, gật đầu cười, sau đó từng gương mặt quen thuộc một khắc sâu vào mi mắt, khi hắn phát hiện Lý Mạc Sầu cũng tại thời điểm, lập tức hơi kinh ngạc, cuối cùng, Ninh Kỳ lần nữa đưa ánh mắt rơi vào lạnh thiên thánh phi trên thân, lần này, hắn phát hiện tại lạnh thiên thánh phi. Đằng sau, có một quả cái đầu nhỏ đang dùng ánh mắt tò mò nhìn qua hắn, lúc này, Ninh Kỳ động, từng bước một hướng lạnh thiên thánh phi đi đến, lạnh thiên thánh phi cũng hướng Ninh Kỳ đi tới, phương đông hảo kiếp bọn người có chút kích động theo sau lưng, phu quân. Lạnh thiên thánh phi nhẹ nhàng hành lễ, trên mặt phát ra một tia nụ cười mừng rỡ, Ninh Kỳ hai tay đỡ dậy lạnh thiên thánh phi, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, một màn này, bị tại chỗ chúng tiên để ở trong mắt, bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi đây là thà bắt huyền thê tử cái kia từng đôi ánh mắt lập tức hướng áo bào đỏ tiên nhân ném đi đó là nhìn người chết ánh mắt quả nhiên là tẩu tử tới ứng thật tuyền trong lòng đột nhiên có chút thất lạc nhưng mà ngay lập tức mặt bên trên liền lộ ra nụ cười vui vẻ nàng đã sớm muốn gặp một lần lạnh thiên thánh phi bất quá ứng thật tuyền phản ứng cực nhanh vội vàng hướng lý hân nhìn lại chỉ thấy lý hân thần sắc trên mặt phức tạp khó hiểu ứng thật tuyền thấy thế trong lòng thật sâu thở dài đó là Ninh Sư Huynh Thê Tử. Trước đây ứng trưởng lão trở lại khuyết nguyệt phong, vốn muốn đem tông chủ gã cho Ninh Sư Huynh, lại bị Ninh Sư Huynh dùng sớm đã có thê thất mà từ chối nhã nhặn, không nghĩ tới, Ninh Sư Huynh nói là sự thật. Đằng sau những người kia, cũng đều là Ninh Sư Huynh người nhà A, xem ra Ninh Sư Huynh gia tộc thật đúng là khổng lồ, nhân số không thiếu đâu. Bao quát huyền kiếm tông đệ tử ở bên trong, các đại tông môn thiên kiêu, bây giờ đều đưa ánh mắt nhìn về phía lạnh thiên thánh phi bọn người, mà phương đông hạo kiếp bọn hắn cũng tại đánh giá trước mắt đây hết thảy những thứ này cũng là tiên nhân a à. đoạn anh tuấn cùng đoạn sinh tươi tay trong tay trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc vương lâm vợ chồng xà nhạc mãn tôn chờ cao tầng bây giờ cũng cùng đoạn anh tuấn giống nhau mặc dù không động thần sắc nhưng trong lòng cũng vô cùng chấn kinh trước lúc này bọn hắn đều ở đây gấp rút lên đường chưa bao giờ dừng lại nghỉ ngơi qua dưới mắt mới tính chân chính đặt chân tiên giới thổ địa lập tức nhìn thấy mấy chục vạn tên tiên nhân ở bên tâm bên trong loại kia sợ hãi tháng phục là vô luận như thế nào đều áp chế không được. Tiểu Nguyệt Nhi, Trái Linh Nhi, Ngưu Đại Tráng, La Thiên Hoa, Đại Cẩu Tử, bọn người nếu không phải là sợ quấy rầy đến lạnh Thiên Thánh Phi cùng Ninh Kỳ ôn chuyện, bọn hắn đã sớm nghĩ vọt tới Ninh Kỳ trước mặt, tu vi của bọn hắn giống như không cao lắm. Như thế mới bình thường, trước đây thả Bắc Huyền mới tới Huyền Kiếm Tông thời điểm, cũng chỉ là nhân tiên sơ kỳ. Tại chỗ Đại La liếc mắt nhìn nhau, tự mình trao đổi, Hạo Thiên, nhanh hô cha lạnh thiên thánh phi đột nhiên nở nụ cười đem trốn ở sau lưng ninh hạo thiên kéo ra ngoài cha làm sao còn có hài tử cái này so với biết được ninh kỳ thê tử đến huyền kiếm tông cũng phải làm cho người chấn kinh không thiếu huyền kiếm tông đệ tử cũng là gương mặt mộng bức tiên nhân kết hôn sinh con bình thường đều rất muộn rất nhiều tiên nhân thậm chí sẽ không đi sinh con sống chết tự tỷ như huyền kiếm lão nhân bọn hắn không nghĩ tới ninh kỳ còn trẻ như vậy thì có một đứa bé đều có hài tử a lý hân nhịn không được than nhẹ một tiếng Ninh Hạo Thiên có chút thiên nhiên ngốc nhìn xem Ninh Kỳ, đột nhiên nhảy lên một cái, một quyền đánh vào Ninh Kỳ ngực, kết quả nàng phát hiện mình căn bản không đánh nổi Ninh Kỳ, lập tức có chút sững sờ, Ninh Kỳ cười ha ha một tiếng, thân thể động cũng không động, trực tiếp đem Ninh Hạo Thiên ôm vào trong ngực, cúi đầu một bên dò xét một bên cười nói, nữ nhi ngoan, như thế nào vừa mới nhìn thấy cha, liền động thủ, không hổ là ta thà bắt huyền nữ nhi, có tiền đồ. Đoạn anh tuấn bọn người nghe vậy, trên trán lập tức bốc lên hắc tuyến, có tiền đồ bọn hắn thế nhưng là bị Ninh Hạo Thiên giày vò qua một đoạn thời kỳ rất dài a, à, mấu chốt là đánh lại đánh không lại, coi như đánh thắng được, cũng không cam lòng đánh, cái kia hoàn toàn chính là một cái tiểu tổ tông, có tiền đồ. Ninh Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, nguyên bản đối với Ninh Kỳ còn có chút kháng cự, nhưng ở nghe được Ninh Kỳ đối với nàng khích lệ phía sau, lập tức nảy thanh nải khí đạo, thật sự có tiền đồ sao, anh tuấn thúc thúc bọn hắn đều nói ta là quỷ tinh nghịch. Đương nhiên là có tiền đồ. Ninh Kỳ cười nói: vậy ngươi nhất định là cha ta nương chúng ta rốt cuộc tìm được cha ninh hạo thiên quay đầu hướng lạnh thiên thánh phi hưng phấn nói nha đầu này chính là chỗ này sao nghịch ngợm lạnh thiên thánh phi có chút bất đắc dĩ nói tiểu hài tử đi da một chút cũng không quan trọng ta như lúc nhỏ có thể so với nàng còn da ninh kỳ cười nói đối với ninh hạo thiên yêu thích không nở rời tay hắn càng xem càng vui vẻ nụ cười trên mặt rực rỡ đến cực điểm huyền kiếm tông chúng tiên nhìn thấy một màn này thần sắc đều rất cổ quái trong mắt bọn hắn, minh kỳ mặc dù thường xuyên cười, đều là mỉm cười, cười nhạt. hơn nữa lúc cười rất có thể chính là có người gặp nạn. thời điểm, nơi nào giống như bây giờ, loại này phát đến nội tâm cười, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. ngươi cũng đừng làm hư nàng a. À. lạnh thiên thánh phi cười lắc đầu, sau đó đảo qua bốn phía, ánh mắt rơi vào áo bào đỏ tiên nhân trên thân. bắc huyền, chúng ta vào tiên giới không bao lâu, người này vẫn truy tại sau lưng, muốn đem nữ hoa hào chiếm làm của riêng. không tệ. Đoạn anh tuấn bọn người lập tức phụ họa gật đầu, tức giận hướng cái kia áo bào đỏ tiên nhân nhìn lại, áo bào đỏ tiên nhân nghe vậy, bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ là dùng vô cùng kiên kỳ ánh mắt nhìn chầm chầm ninh kỳ, đến nỗi cùng yêu lão tổ bọn người, hắn cũng không quá để ở trong lòng, vậy trước tiên giải quyết hắn. Ninh kỳ cười nói, cha muốn đánh chết tên bại hoại này sao, cha biết đánh nhau hay không qua a? À? muốn hay không hạo thiên hỗ trợ, nữ hoa tỷ tỷ nói liền mặt sầu A-di đánh tên bại hoại này, tỷ số thắng cũng chỉ là Linh. Ninh Hạo Thiên một mặt ngây thơ nhìn qua Ninh Kỳ, cách đó không xa, Lý mặt Sầu da mặt giật giật, hướng Ninh Hạo Thiên phủi một mắt, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, bất quá, nàng nhưng từ Ninh Kỳ trong câu nói kia, nghe được một chút tin tức, dường như đang Ninh Kỳ trong miệng, tôn này đại la kim tiên tùy ý liền có thể chém giết, Phương Đông Hạo kiếp mấy người cũng phát giác điểm này, trong lòng thở vào nhẹ nhõm đồng thời, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, là không sao, cha không giống nhau, cha đánh hắn, tỷ số thắng là trăm phần trăm. Ninh Kỳ cười nói, Ninh Hạo Thiên nhưng là sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt to lộ ra vẻ hồ nghi, các hạ chính là Thà Bắc Huyền, trước đây địa tiên bản đệ nhất vị kia. Áo bào đỏ tiên nhân gặp Ninh Kỳ tự hồ muốn xuất thủ, không thể lại bị động, chủ động mở miệng nói, ta theo nữ nhi của ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Ninh Kỳ cũng không quay đầu lại đạo, áo bào đỏ tiên nhân sắc mặt giận dữ, nhưng hắn vẫn như củ kiên kỵ tại Ninh Kỳ vừa mới một kiếm kia, cho nên áp chế lại lửa giận trong lòng tận lực khiến cho chính mình bình tĩnh nói ta là ta biết ngươi là ai ninh kỳ ôm ninh hạo thiên mỉm cười nhìn về phía áo bào đỏ tiên nhân phía trước cái kia nụ cười sáng lạng đã không thấy chính là cái này nụ cười tại chỗ không thiếu tiên nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng đây mới là bọn hắn biết thà bắt huyền đi a à, các hạ vậy mà biết ta là ai áo bào đỏ tiên nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng tất nhiên đối phương biết chuyện kia thì dễ làm dưới mắt hắn nhìn không thấu ninh kỳ thủ đoạn, chỉ có thể lựa chọn tạm thời thỏa hiệp một chút, dây dưa một chút thời gian, chờ hắn biết rõ ràng cánh tay của mình vì sao lại bị ninh kỳ chém rụng, lại ra tay cũng không muộn, cho tới giờ khắc này, hắn đều không có ý định từ bỏ đem nữ hoa hào làm của riêng ý nghĩ, ngươi là một người chết. Ninh kỳ vô cùng nghiêm túc nói, người chết. Áo bào đỏ tiên nhân nao nao, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang lóe lên, trắng lập tức truyền đến một trận hàng ý hắn có chút khó tin đưa tay sờ một chút trán trên tay tất cả đều là tiên huyết ngươi áo bào đỏ tiên nhân chật vật hé miệng vừa phun ra một chữ trong đôi mắt sinh cơ liền đã hoàn toàn tán đi thi thể hướng phía dưới cắm xuống tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mặc dù đã được chứng kiến ninh kỳ thủ đoạn nhưng tại tràng đại la cùng với phía dưới tiên nhân nhìn thấy ninh kỳ một kiếm liền đem áo bào đỏ tiên nhân chém chết trong lòng vẫn vô cùng rung động đại la trở xuống tiên nhân đối với ninh kỳ lại là bội phục vừa là hâm mộ mà đại la lại đều cảm thấy một chút xíu ý lạnh trong lòng có điểm sợ hãi dù sao bọn hắn thân là đại la biết một kiếm chém giết đại la độ khó cao bao nhiêu hết lần này tới lần khác ninh kỳ làm được còn hời hợt như thế không có chút nào yên hỏa khí tức như thế bọn hắn đối mặt ninh kỳ thời điểm sẽ không kìm hãm được tưởng tượng nếu như ninh kỳ một kiếm kia là hướng tự chỉ huy tới kết quả sẽ như thế nào sẽ chết này liền chết tất vung núi đám người không dám tin nhìn xem một màn này trong lòng nhất lên một hồi kinh đào hải lãng Đối với tiên giới cảnh giới phân chia, bọn hắn từ Ninh Kỳ trước đây truyền về miệng tin bên trong cũng có hiểu biết, tên này áo bào đỏ tiên nhân đi qua nữ hoa phân tích, ít nhất là một cái đại la kim tiên tồn tại, cảnh giới này, tại trong tiên giới nên tính là cao vô cùng trình độ, mà Ninh Kỳ mới đến tiên giới như thế điểm lúc. Ở giữa, vậy mà liền có thế chém giết đại la, tốc độ tu hành như vậy có phần quá kinh khủng một chút, Ninh Hạo Thiên hai mắt vụt sáng lên, nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái chi sắc, lão đại uy vũ đoạn anh tuấn đột nhiên hét lớn một tiếng tông chủ uy vũ bắc huyền tiên hoàng uy vũ thiếu gia uy vũ lập tức đủ loại xưng hô từ tất vuông núi trong miệng mọi người truyền ra tại chỗ tiên nhân nghe vậy nhìn qua ninh kỳ ánh mắt càng phát cổ quái tiểu tử này sau lưng như thế nào có nhiều như vậy thân phận lại là tông chủ lại là bắc huyền tiên hoàng hắn rốt cuộc là đến từ nơi nào cùng yêu lão tổ trong lòng tò mò giống như mèo trảo thiếu gia Tiểu Nguyệt Nhi cùng trái Linh Nhi một người một bên ôm lấy Ninh Kỳ cánh tay, thân mật vô cùng, a, à, hai vị này sẽ không cũng là Ninh sư huynh thê tử a. Nguyên bản là có không ít tiên nhân đang chăm chú tiểu Nguyệt Nhi cùng trái Linh Nhi, hai nữ trên thân cái kia một tia mị hoặc khí tức, liền bọn hắn có chút cầm giữ không được, không ít tuổi trẻ một chút thiên kiêu, trong mắt đã lộ ra một tia ái mộ, đây là vừa thấy đã yêu biểu hiện, nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy hai nàng này cùng Ninh Kỳ thân mật như vậy phía sau, trong lòng liền phản phất bị người đâm một đao loại đau này là thất tình đau đớn đại ca đây là ứng chân tuyền sửng sốt một chút lập tức đột nhiên hướng lý hân nhìn lại đã thấy lý hân trên mặt mang một tia cười nhạt trong mắt tựa hồ mang theo một tia vẻ tự tin ninh tiểu tử không giới thiệu một chút không cùng yêu lão tổ một cái lắc mình rơi vào ninh kỳ trước mặt ứng chân tuyền thấy thế cũng lôi kéo lý hân bay đến ninh kỳ trước mặt các tông lão tổ huyền kiếm tông cao tầng cơ hồ cùng nhau đuổi kịp cha bọn họ là ai a à? ninh hạo thiên tự hồ có chút thẹn thùng lập tức đem nửa cái đầu dáng tại ninh kỳ lồng ngực vụng trộn dò xét cùng yêu lão tổ bọn người ninh kỳ cười kéo qua lạnh thiên thánh phi hướng chúng nhân nói chư vị đây là ta thê tử phương lạnh trà nữ nhi của ta ninh hạo thiên dừng một chút ninh kỳ hướng lạnh thiên thánh phi bọn người cười nói vị này là cùng yêu lão tổ thạch hà lão tổ doanh châu hoàng bùi trưởng lão từng cái từng cái giới thiệu xong xuôi sau đó ninh kỳ cười nói những thứ này tất cả đều là đại la lão tổ, các ngươi sau này tại tổ tinh cần phải nhận đúng, nếu là gặp gỡ nguy hiểm gì, có thể tìm những thứ này lão tiền bối hỗ trợ. Ha ha, dễ nói dễ nói. Thạch hà lão tổ cười lớn một tiếng, hắn cùng với ninh kỳ quan hệ vốn là thân cận, tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống, đến nỗi khác đại la, cũng lập tức cười gật đầu đáp ứng, loại này hiếm thấy có thể cùng ninh kỳ rút ngắn quan hệ cơ hội không nắm chặt ở, lần tiếp theo, không biết phải đợi tới khi nào tất cả đều là đại la lão tổ phương đông hảo kiếp bọn người ánh mắt hơi đổi nhìn qua cùng yêu lão tổ đám người ánh mắt lập tức sinh ra một chút biến hóa nơi đây xem ra cường giả rất nhiều a à. lý Mạc sầu hai mắt lộ ra một tia chiến ý một bên hồ quả cam tự hồ cảm ứng được vội vàng truyền âm nói sư tôn những thứ này đều là đại la thì tính sao ta cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể thành tựu đại la lý mặc sầu nhướng mày hồ quả cam chê cười nói đúng vậy đúng vậy nhưng trong lòng có chút biểu môi đại la là tốt như vậy thành tựu sao những năm này lý mặt sầu nuốt không biết bao nhiêu ninh kỳ trả lại đang dược cũng chỉ là từ nhân tiên sơ kỳ tiến giai đến nhân tiên đại viên mãn mà thôi đại ca ứng chân tuyền có chút mong đợi nhìn về phía ninh kỳ đám người nghe được nàng đối với ninh kỳ xưng hô phía sau ánh mắt hơi đổi tiểu nguyệt nhi trái linh nhi ngưu đại tráng vương lâm vợ chồng các loại tất cả đều tò mò nhìn về phía ứng chân tuyền tới chân tuyền giới thiệu cho ngươi một chút ninh kỳ cười vẫy tay hướng lạnh thiên thánh phi đạo đây là ta nghĩa muội ứng chân tuyền nay vì huyền kiếm tông tông chủ huyền kiếm tông tông chủ lão đại không phải huyền kiếm tông đệ tử sao cái này há chẳng phải là nói nàng là lão đại người lãnh đạo trực tiếp đoạn anh tuấn bọn người nghe vậy khẽ giật mình lại nhìn ứng chân tuyền ánh mắt sẽ không bình thường chân tuyền gặp qua tẩu tẩu ứng chân tuyền có chút khẩn trương nhìn xem lạnh thiên thánh phi mặc dù nàng có thế nhìn ra lạnh thiên thánh phi tu vi kém nàng rất xa cũng không biết vì cái gì, khi nàng nhìn xem lạnh thiên thánh phi trên mặt loại kia cùng ninh kỳ rất giống nhau cười nhạt, trong lòng cũng có chút bồn chồn, phản phất tại đối mặt một tôn đại năng, lạnh thiên thánh phi mỉm cười nhìn ứng chân tuyền, lập tức gật gật đầu, không cần đa lễ, ngươi đã là bác huyền nghĩa muội vậy chúng ta sau này chính là người một nhà. Ứng chân tuyền nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, nàng phát hiện vị này tẩu tử tự hồ rất tốt nói chuyện, lạnh trà, đây là Lý Hân, địa cầu tới. Ninh Kỳ đột nhiên hướng lạnh thiên thánh phi đạo, Lý Hân cười cười, nhìn xem lạnh thiên thánh phi, tỷ tỷ, chúng ta ở địa cầu thấy qua. Thấy qua. Ninh Kỳ sửng sốt một chút, hắn ngược lại có chút không nhớ rõ, lạnh thiên thánh phi cười gật gật đầu, đích thật là gặp qua, trí nhớ của ngươi muốn so bắt huyền tốt một chút, ngô, nàng trên dưới đánh giá Lý Hân một mắt, hiện nay tu vi của ngươi so với ta cũng cao hơn, cũng sẽ không là lúc trước phàm nhân, chuẩn bị lúc nào cùng bắt huyền thành hôn không chỉ có là Ninh Kỳ ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được câu này, đều có chút ngạc nhiên. Phương Đàn Phương Thư trên mặt lộ ra một tia lo lắng, một bộ muốn mở miệng nhưng lại không dám dáng vẻ, tỷ tỷ ý gì. Lý Hân nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Hạo Thiên, đây là của ngươi tiểu nương, gọi người. Lạnh Thiên Thánh Phi hướng Ninh Hạo Thiên cười nói, tiểu nương. Ninh Hạo Thiên nải thanh nải khí đạo, ngươi ở đây trên địa cầu liền đã là bắt huyền nữ nhân, vậy sau này cũng chỉ có thể làm bắt huyền nữ nhân lạnh thiên thánh phi nhìn qua lý hân cười nhạt nói lý hân nhìn một chút ninh hạo thiên lại nhìn một chút lạnh thiên thánh phi cuối cùng ánh mắt rơi vào ninh kỳ trên thân gặp trong mắt tựa hồ có chút không biết làm sao đột nhiên cười thành hôn có thể bất quá phải chờ chúng ta trở lại trên địa cầu sau đó địa cầu sao có thể lạnh thiên thánh phi mỉm cười gật gật đầu hai ba câu nói hai nữ nhân liền đem sự tình cho quyết định mà ninh kỳ lại chỉ có thể khô cứng ba đứng ở bên cạnh các ngươi giàu gì hỏi một chút ta ninh kỳ ôm ninh hạo thiên có chút cười khổ tỷ tỷ liền có thể làm chủ còn cần đến hỏi ngươi sao đồ hèn nhát lý hân cười nói ninh tiểu tử chúc mừng chúc mừng a à. cùng yêu lão tổ thấy thế lập tức lớn tiếng cười nói chúng ta liền không muốn đứng ở đây đi chủ phong a à. ninh kỳ vừa định gật đầu nhận lời thần sắc nhưng là hơi động một chút quay người hướng nơi xa nhìn lại đám người thấy thế nhao nhao theo ninh kỳ ánh mắt nhìn tại chỗ đại la cơ hồ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh có chút không dám tin, ở bên kia, đang có một cái thanh bào lão giả đạp không mà đến, trong nháy mắt tự ra. Bây giờ trước mặt mọi người, cung nên tiền bối. Cùng yêu lão tổ bọn người sắc mặt biến phải nghiêm nghị vô cùng, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng thanh bào lão giả không mình hành lễ. Kể từ thanh bào lão giả hôm đó một kiếm chém giết khương gió, bọn hắn thì biết rõ, tổ tinh thượng đệ nhất cao thủ đã không còn là ngọc thanh lão tổ, mà là vị lão giả này. Đến nỗi xuất thân của ông lão lai lịch, bọn hắn tự mình cũng có nghiên cứu thảo luận qua, còn điều tra rất nhiều văn hiến cổ tịch, cuối cùng cũng không có kết luận, chuyện này chỉ có thể chứng minh, lão giả có thể cực kỳ lâu liền ở tại tổ tinh, chỉ là ngày thường rất ít đứng ra mà thôi, ta không phải là theo như ngươi nói, để cho ngươi sớm đi rời đi tổ tinh sao. Thanh bào lão giả nhàn nhạt nhìn xem Ninh Kỳ, lạnh thiên thánh phi bọn người nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng biết cái này thanh bào lão giả e rằng kẻ đến không thiện, rời đi, lại trở về tới. Ninh Kỳ mỉm cười nói, thanh bào lão giả nhàn nhạt nhìn qua Ninh Kỳ, sau đó, ánh mắt rơi vào Ninh Hạo Thiên trên thân, ánh mắt hơi động một chút, đạo, đây là ngươi nữ nhi. Chính là, Hạo Thiên, còn không gọi tiền bối. Ninh Kỳ cúi đầu cười nói, Hạo Thiên sinh ra mắt tiền bối. Ninh Hạo Thiên mặc dù nghịch ngợm, bây giờ cũng có thể cảm nhận được thanh bào trên người lão giả khí tức uy nghiêm, càng là một cách tinh quái từ cùng yêu lão tổ đám người trên thái độ, khẳng định thanh bào lão giả không phải thường nhân, liền ngọt ngào mở miệng hô hạo thiên thanh bào lão giả khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói hảo về sau ngươi chính là nhị đệ của ta tử sau này theo ta tu hành t cùng yêu lão tổ bọn người hít sâu một hơi vốn là đối với thanh bào lão giả ý đồ đến còn có chút lo sợ bất an bây giờ lại mười phần chấn kinh ân ninh kỳ ánh mắt hơi động một chút lông mày dần dần nhíu lại tiền bối ngươi không bằng thu anh tuấn thúc thúc làm đệ tử a Hạo Thiên muốn đi theo cha và mẫu thân, ân, còn có tiểu nương. Ninh Hạo Thiên nải thanh nải khí đạo, Lý Hân nao nao, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang tới một nụ cười, cái này của Linh tinh quái, còn tưởng rằng nàng thật sự cái gì cũng không hiểu, nguyên lai like tin đây. Đoạn anh Tuấn vô tội nằm thương, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi nói ta là thiên đạo gia tộc chó săn, vì cái gì lại muốn thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Ninh Kỳ nhìn xem thanh bào lão giả, truyền âm nói. Hai người này có xung đột sao? Ta muốn thu con gái của ngươi làm đồ đệ, coi như nàng không đáp ứng, ngươi cảm thấy các ngươi ngăn được ta. Thanh Bào lão giả nhìn qua Ninh Kỳ, ánh mắt lộ ra một nụ cười, ngăn không được. Ninh Kỳ thản nhiên thừa nhận nói, nếu như thế, vậy liền để nàng bái sư a, về sau, bọn hắn tại tổ tinh thượng an nguy, liền do ta phụ trách, chỉ cần ta tại một ngày, liền không có người có thể có ý đồ với bọn họ, ngươi nên biết, cừu gia của ngươi rất nhiều trước đây bị luân hồi pháp trận đưa đến đã từng một tiễn đem khương u xạ trở thành thái giám ta mặc dù nhưng già một điểm nhưng vẫn là nhớ kỹ tương đối rõ ràng thanh bào lão giả nụ cười nhạt nhòa đạo đám người gặp ninh kỳ cùng thanh bào lão giả nhìn nhau im lặng trong lòng đã biết được hai người ắt hẳn tại truyền âm câu thông chỉ là không biết hai người bây giờ nói đến loại trình độ nào hắn cố ý đến đây muốn thu hạo thiên làm đồ đệ cái này sau lưng thâm ý chỉ sợ có chút phức tạp ninh kỳ nhìn một chút thanh bào lão giả lại nhìn một chút Ninh Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Bất quá, thanh bào lão giả hứa hẹn, lại làm cho hắn rất tâm động, có hắn chiếu kháng, liền xem như Khương U Đích thân đến, cũng đừng hồng động lạnh thiên thánh phi bọn hắn một sợi lông. Hạo Thiên, ngươi có muốn hay không bái tiền bối vi sư? Ninh Kỳ cười nói, Phương Đông Hạo kiếp bọn người nghe vậy, trong lòng đã biết được, vị này thanh bào lão giả là ngay cả Ninh Kỳ cũng không dám trêu chọc tồn tại, nửa vui nửa buồn, phu quân. Lạnh thiên thánh phi liếc mắt nhìn thanh bào lão giả, đối với Ninh Kỳ lộ ra trưng cầu chi sắc, không có việc gì, vị tiền bối này không đến mức đánh ta chờ chủ ý, nghĩ đến thật là hạo thiên tư chất hấp dẫn tới hắn. Ninh Kỳ cười nói, lạnh thiên thánh phi nghe vậy, truyền âm đem trước đây sinh hạ Ninh Hạo Thiên quá trình nói cho Ninh Kỳ, Ninh Kỳ nghe được có một cái nữ tử thần bí xuất hiện, thần sắc lập tức biến đổi, cô gái thần bí kia nghĩ đến chính là trước đây hắn tại Minh Hà Thần Cung thấy qua vị kia, đã như thế. Nữ nhi của hắn thân thế cũng có chút cổ quái, rất có thể là một vị nào đó đại năng chuyển thế quả là thế ninh kỳ trong lòng cảm thán một tiếng lấy thanh bào tu vi của lão giả liền xem như tiên giới tư chất lại yêu nghiệp tồn tại chỉ sợ cũng sẽ không vào tới hắn mắt ta không muốn rời đi cha và mẫu thân ninh hạo thiên liền vội vàng lắc đầu tiền bối người xem ninh kỳ nhìn về phía thanh bào lão giả cái này huyền kiếm tông rất lớn lưu cho ta một gian viện tử ta ở thanh bào lão giả thản nhiên nói tại chỗ tiên nhân nghe vậy một mặt mộng bức hướng thanh bào lão giả nhìn lại, ngay sau đó, đám người liền phản ứng lại, vô số đạo ghen ghét, ánh mắt hâm mộ rơi vào huyền kiếm tông tiên nhân trên thân, mà cùng yêu lão tổ nhưng là một mặt kinh hỉ, cái này huyền kiếm tông rốt cuộc là đi vận cứt chó gì. Kể từ thà bắt huyền đến rồi huyền kiếm tông, huyền kiếm tông khí vận chỉ tại không ngừng dâng lên, bây giờ liền vị này lão tiền bối đều phải ở tại huyền kiếm tông. Ai? Thạch Hà lão tổ chờ Đại La vừa là hâm mộ vừa ghen tị hướng cùng yêu lão tổ trừng đi. Cùng lúc đó, một cổ bàn bạc không dứt tiên linh chi khí đột nhiên từ trong đất tuôn ra, một sát na kia, huyền kiếm tông mỗi góc hẻo lánh đều bị sương mù bao phủ, những sương mù này là tiên linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định phía sau, sinh ra, trước kia chỉ có chủ phong mới có cảnh tượng như vậy, bây giờ liền rắc rửi nhất một chút. Sơn phong, linh khí đều tăng lên mười mấy gấp hai mươi lần không đợi, huyền kiếm tông mấy chục vạn tiên nhân mừng rỡ không thôi cùng nhìn nhau, Đồng thời đối với thanh bào tu vi của lão giả cảm thấy chấn kinh, đối phương chỉ là định ở tại Huyền kiếm tông, Huyền kiếm tông liền bị Thiên đạo ban thưởng như thế khí vận, cái này cần kinh khủng đến loại trình độ nào a, à? thật Tuyền, còn không mau cho tiền bối an bài một chút. Ninh Kỳ hướng ứng thật Tuyền cười nói, là. Ứng thật Tuyền vội vàng gật đầu, chuyện hôm nay, nhưng tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, nhưng mà kết quả sau cùng, nhưng là Huyền kiếm tông mấy chục vạn tiên nhân trước được chỗ tốt không thiếu cảm thấy khuyết nguyệt phong lập tức nhiều mười vạn nữ đồng, đối với mình bọn người tu hành sẽ có ảnh hưởng gia hỏa, bây giờ đã đã không còn ý niệm như vậy, cái này chợt tăng lên vô số lần tiên linh chi khí, đối bọn hắn tới nói, có thể tăng lên tu hành tốc độ tương đương với mỗi ngày đều ở đây phục dụng đang dược, hôm sau, thạch hà lão tổ cùng một đám đại la nhăn nhăn nhó nhó đứng tại khuyết nguyệt phong sơn chân, đi lên. Phong vân trưởng thượng tổ nhìn về phía đám người, cùng một chỗ A. Huyền dương trưởng thượng tổ sờ lên râu riêng loại này cơ hội khó được không thể bỏ qua a à. trước đây vị kia lão tiền bối hành tung phiêu hốt thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bây giờ thật vất vả ở tại huyền kiếm tông lúc này không hơn chờ đến khi nào tinh nguyệt môn lão tổ có chút kích động không thiếu huyền kiếm tông đệ tử đứng ở đằng xa tò mò hướng bên này quan sát trong đó còn có rất nhiều đến từ tổ tinh các châu thiên kiêu cùng yêu không bằng ngươi trước đi lên hỏi một chút bắt huyền doanh châu hoàng đạo cái này cùng yêu một mặt do dự dưới mắt đến từ các châu các đại tông môn lão tổ, lại giống như chờ gã con dâu một dạng, ngại ngùng không thôi, lăng. Khuyết Nguyệt trên đỉnh truyền đến một tiếng hét lớn, cùng yêu bọn người hai mặt nhìn nhau, lập tức tan tác như chim muôn, xem ra sau này ngoại trừ Khuyết Nguyệt phong đệ tử, chúng ta cũng không thể đi. Không thiếu huyền kiếm tông nội môn thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, phát ra một tiếng cảm thán, liền những thứ này đại la cũng không dám đi lên, còn bị mắng đi, bọn hắn lại càng không có tư cách, Khuyết Nguyệt trên đỉnh, ninh kỳ trước đây ở viện tử đã bị thanh bào lão giả chiếm thành của mình coi như ninh kỳ nói cho hắn biết ở đây đã từng ở là quét rác đệ tử hắn tự hồ cũng không có để ý chút nào bây giờ trong sân ninh kỳ hòa hàng thiên thánh phi đứng sóng vai mà thanh bào lão giả thì ngồi ở một trương trên ghế bành ở trước mặt hắn ninh hạo thiên hai đầu gối quỳ xuống đất tay nhỏ giơ một cái chén trà nải thanh nải khí hướng thanh bào lão giả nói sư tôn mời uống trà hảo thanh bào lão giả nguyên bản thần tình nghiêm túc khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên mỉm cười từ ninh hạo thiên trong tay tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch về sau ngươi mỗi ngày đều phải tới đây tu hành ta đưa cho ngươi bài tập lúc nào ta hài lòng ngươi mới có thể trở về cha mẹ của ngươi nơi đó biết sao thanh bào lão giả thản nhiên nói bài tập có khó không a à? ninh hạo thiên trồng mắt đi lòng vòng hỏi ngược lại đối với người khác rất khó thanh bào lão giả quét ninh kỳ một mắt giống cha ngươi tư chất như vậy liền sẽ rất khó dừng một chút hắn hướng Ninh Hạo Thiên cười nói, đối với ngươi mà nói, không tính quá khó, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ta dạy ngươi đồ vật, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không, liền không có bất luận cái gì tình cảm có thể giảng. Sư Tôn, tình cảm có thể ăn không, đây là cái gì mà cây không cây, ta ăn không được cây. Ninh Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, nước bọt tự hồ cũng muốn chảy ra, thanh bào lão giả trầm mặt mấy hơi phía sau, hướng Ninh Kỳ Hòa Hàng Thiên Thánh Phi khoát khoát tay, đi ra ngoài đi, về sau cái tiểu viện này, ai cũng không thể tự tiện vào kẻ tự tiện đi vào dết không tha bao quát các ngươi ở bên trong ta không ưa thích có người quấy rầy hạo thiên ngươi phải ngoan ngoãn cha và nương đi trước lạnh thiên thánh phi hướng ninh hạo thiên cười nói hảo a à, ninh hạo thiên niệm niệm không thôi nhìn xem hai người nhưng mà vừa chờ ninh kỳ hòa hàng thiên thánh phi đi ra tiểu viện nàng liền lập tức chạy đến thanh bào trước mặt lão giả nắm lấy hắn áo bào bệnh sốt rét hơi lung lay một chút sư tôn cha khí lực giống như còn lớn hơn ta trước đây ta tại tất vuông núi, chính là khí lực lớn nhất cái kia, ta hiện. Tại cũng muốn làm khí lực lớn nhất cái kia, ngươi dạy dạy ta được không? Khí lực lớn có ích lợi gì, ngươi cũng không phải cha ngươi dạng như tiên ma song tu. Thanh bào lão giả cười nhạo một tiếng, nếu như câu nói này Ninh Kỳ nghe được, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm, tiên ma song tu. Ninh Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, tốt, không nói những thứ này, ta dạy ngươi là kiếm thuật, lấy mệnh tu kiếm, lấy kiếm tu mệnh, phía trước cha ngươi một kiếm chém giết đại la, nhìn thấy không có, chính là cùng hắn loại kiếm thuật kia không sai biệt lắm, ngươi tốt nhất học. Thanh bào lão giả thản nhiên nói, Ninh Hạo Thiên có chút thất vọng, huy vũ một chút nắm tay nhỏ, mẹ ta kể qua, đạo lý giảng bất quá người khác thời điểm, hay dùng nắm đấm tới nói đạo lý. Thanh bào lão giả trầm ngâm chốc lát, kiếm cũng có thể giảng đạo lý. Ninh Sư Huynh Phương Sư Thư Ninh Kỳ Hòa Hàng Thiên Thánh Phi đi ra tiểu viện, lập tức có khuyết nguyệt phong đệ tử tiến lên chào vị kia lão tiền bối nói về sau cái tiểu viện này ngoại trừ hạo thiên ai cũng không thể vào các ngươi đi đem tin tức truyền xuống kẻ tự tiện đi vào giết không tha lão tiền bối tính khí ngay cả ta cũng không dám trêu chọc tuyệt đối đừng không hề mở mắt nhân lấy thân thử nghiệm đến lúc đó xảy ra chuyện đừng đến tìm ta ninh kỳ phân phó nói là ninh sư huynh mấy cái kia khuyết nguyệt phong đệ tử liếc mắt nhìn nhau liền vội vàng gật đầu hẳn là chờ Ninh Kỳ hòa hàng thiên thánh phi đi xa, bọn hắn lúc này mới có chút hoảng sợ hướng tiểu viện nhìn lại, chỉ sợ khu nhà nhỏ này sẽ trở thành huyền kiếm tông một cái cấm địa, lạnh trà, hôm qua ngươi đối với Lý Hân nói lời nói kia. Ninh Kỳ dắt lạnh thiên thánh phi tay, đột nhiên có chút do dự mở miệng nói, ngươi cầm nhân gia trong sạch, nàng lại đối ngươi có ý định, ngươi còn sợ gì, chẳng lẽ ngươi đối với nàng một điểm ý tứ cũng không có, nếu là như vậy, vậy ta liền làm một lần người xấu lạnh thiên thánh phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem ninh kỳ đi thôi cùng ta cùng đi bái kiến một chút mấy vị trưởng bối ninh kỳ cười ha hả giờ đi chủ đề lạnh thiên thánh phi hé miệng nở nụ cười liền cùng ninh kỳ hướng phong chủ đại điện phương hướng mà đi ứng thật tuyền bây giờ đã là huyền kiếm tông tông chủ ứng lão tự hồ rời đi tổ tinh chậm chạp chưa về bây giờ đã từ ninh kỳ tạm thay khuyết nguyệt phong phong chủ chi vị dựa theo ứng thật tuyền ý tứ vốn muốn đem tạm thay hai chữ cho đi đi thế nhưng ninh kỳ không chịu Hai người tới thời điểm, Vương Lâm vợ chồng đám người đã ngồi ở đại điện bên trong, cùng ứng thật tuyền, Lý Hân, Hách Soái, Bắc Tiêu Bắc Manh nói chuyện hưng khởi, trên cơ bản cũng là tất vuông núi người bên này đặt câu hỏi, tiếp đó Hách Soái cướp đáp, đối với tiên giới, đối với tổ tinh, tất vuông sơn người vẫn như cũ biết rất ít, đi qua một. Cái buổi sáng một hỏi một đáp, bọn hắn cuối cùng có chút hiểu rõ, khi mọi người biết được Ninh Kỳ đi tới tổ tinh phía sau làm hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, bọn hắn liền biết Ninh Kỳ cho dù là đi tới tiên giới dạng này hung hiểm chi địa, cũng có thể như một khỏa kiêu dương một dạng làm người khác chú ý, đại ca. Gặp Ninh Kỳ hòa hàng thiên thánh phi đi vào đại điện, ứng thật tuyền đứng dậy lên tiếng chào, ân. Ninh Kỳ cười gật gật đầu, sau đó cùng lạnh thiên thánh phi cùng một chỗ, đi đến vương lâm vợ chồng, trữ lão thái gia, thà huyền phía đông phía trước, tại một đám vương gia tử đệ, trữ gia tử đệ kích động trong ánh mắt, cùng nhau thi lễ một cái. Tiểu tử những năm này không ở tất vuông núi, làm phiền chư vị trưởng bối. Ninh Kỳ cười nói, Phi Vũ Đình cùng Vương Lâm cười hít mắt nhìn xem Ninh Kỳ, trong mắt lóe lên một tia vẻ cảm khái, hai người chưa bao giờ nghĩ tới, ngoại tôn của mình có thể đi đến giờ này ngày này tình trạng này, khổ cực cái gì nha, ta và ngươi đại bá gia nếu không phải là bởi vì ngươi, đã sớm nhập thổ vi an, muốn ta nói, những năm này ngươi mới là khổ cực, thật tuyền đều nói với chúng ta, trước đây vừa tới tiên giới thời điểm, tình cảnh của ngươi không phải rất tốt, trữ lão thái gia có chút cảm thán. Ninh Kỳ từ trước đây tầng đường đế quốc vô địch hầu phủ con thứ, từng bước một đi đến hôm nay, trong đó gian khổ có thể nói hắn là quá là rõ ràng nhất, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ban đầu tầng đường đế quốc đô đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mà một đời kia trữ phủ tử đệ lại cơ hồ đều sống đến đến nay, hắn. Bên trong công lao, không phải Ninh Kỳ không ai có thể hơn, nhà ngươi lão thái gia nói không sai. Phi Vũ Đình cười gật gật đầu, lấy Ninh Kỳ xuất thân, có thể có giờ này ngày này thành tựu này đối người thường mà nói, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng chuyện, nhưng mà Ninh Kỳ làm được. Kế tiếp, đám người hàng huyên cả một buổi chiều, lẫn nhau chia sẻ một chút những năm này gặp được sự tình, Ninh Kỳ gặp Lý Mạc Sầu không nói tiếng nào, bên cạnh hồ quả cam vô cùng khéo léo ngồi ngay thẳng, trong tay cầm một cái tiểu vất trần, hiển nhiên một cái tiểu Lý Mạc Sầu, lập tức vui vẻ, quyết, ngươi tại sao không nói chuyện, cái này không giống ngươi a à. Ninh Kỳ cười nói, đám người nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn qua giống như là muốn cười lại không dám cười loại kia, bởi vì lý mặt sầu tính khí lạnh nhạt vô cùng, cho nên nàng đối với hồ tranh yêu cầu cũng cực cao, ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm, không thể cười, không thể náo, ngay từ đầu hồ quả cam còn bảo trì không được, cùng thà hạo thiên cùng đi treo cực đoạn anh Tuấn, bị lý mặt sầu sống sờ sờ bắt lại, kết quả chính là lý mặt sầu mặt đối mặt. Cùng hồ quả cam ngồi cùng một chỗ, ngồi một năm tròn, trong lúc đó hồ quả cam nếu là dám động một cái, dám cười một tiếng, dám nháy một chút con mắt, đều muốn bị Lý Mạc Sầu phất trần phục dịch, ta gọi hồ quả cam, không phải quyết. Hồ quả cam trước tiên củ tránh một chút ninh kỳ, nói sai, tiếp đó học Lý Mạc buồn thần thái, thản nhiên nói, ta bây giờ không muốn nói chuyện. Ngươi vì cái gì không muốn nói chuyện? Ninh kỳ cười nói, hồ quả cam dùng ánh mắt còn lại phủi Lý Mạc Sầu một mắt, gặp sư tôn đang nhàn nhạt nhìn qua nàng, bị hù một mặt nghiêm túc nói, chính là không muốn. Ha 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 đoạn anh tuấn nhịn không được trước tiên cười ra tiếng lần này không thiếu tất vuông núi cao tầng nhao nhao nở nụ cười phương đông hạo kiếp vợ chồng liếc mắt nhìn hồ quả cam hướng ninh kỳ cười nói nàng là mặt sầu cô nương đệ tử tự nhiên muốn theo sư tôn ngươi cũng không cần khó xử nàng hồ quả cam thấy mình bị nhiều người như vậy chế giễu trong lòng vốn là có khí lại gặp phương đông hạo kiếp vợ chồng vì nàng nói chuyện lập tức từ băng hàng bên trong cảm nhận được một tia ấm áp chờ mặt sầu cô nương không có ở đây thời điểm nàng cười có thế vui mừng, lời nói cũng nhiều, cùng tiểu hạo thiên cùng xưng là tất vuông núi hai đại tiểu ma đầu, trước đây Nguyệt Nhi cùng Linh Nhi đều không như vậy nghịch ngợm. Phương Đông Ngự La cười nói, đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không còn trước đây như vậy ngây ngô, trên thân mang theo một tia thuộc phụ khí tức, hồ quả tam soạt một cái sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác quay đầu, hướng Lý Mạc Sầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc, hừ. Lý Mạc Sầu lạnh trên một tiếng, mặc dù không nói tiếng nào, vẫn là để hồ quả cam rung một cái. Ninh Kỳ thấy thế, lần nữa vui vẻ, bất quá hắn vẫn là một lần người tốt, hướng lý mặt sầu đạo, quyết tính cách của nàng chính là như vậy, người không muốn quá nhiều khó xử nàng. Quá nhiều tạp niệm bất lợi cho tu hành. Lý mặt sầu thản nhiên nói, đây là lý niệm của nàng, coi như Ninh Kỳ tu vi so với nàng cao, muốn uống nắng lý niệm của nàng cũng gần như không có khả năng. Ninh Kỳ thấy thế, cười dời đi chủ đề, tiên giới thế nhưng là thánh địa tu hành, Ngươi hiện nay đã là nhân tiên đại viên mãn, ta xem tại huyền kiếm tông không bao lâu, liền có thể bắt tay vào làm đột phá địa tiên kỳ, nếu là thiếu đang dược gì, ngươi cứ mở miệng, khuyết nguyệt phong cái khác không có, đang dược bao ăn no. Lý mặt sầu nghe vậy, lực chú ý quả nhiên bị ninh kỳ dời đi, lãnh đạm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, dưới mắt tất vuông núi đám người tu vi cao nhất chính là Lý mặt sầu, gần với nàng là tiểu nguyệt nhi cùng trái linh nhi, đã là nhân tiên hậu kỳ, sau đó là vương lâm vợ chồng, phương đông Hạo kiếp xà nhạc mãn tôn, nhân tiên trung kỳ, những người khác số đông cũng là nhân tiên sơ kỳ, bao quát lạnh thiên thánh phi ở bên trong, còn sót lại mặc dù. nhiên còn chưa tới đạt nhân tiên kỳ, nhưng là cơ hồ cũng là thất kiếp tạo vật chủ trở lên tồn tại, đây đều là ninh kỳ trước đây ít năm dùng ngũ dai buông xuống thuật đem số lớn nhóm lớn linh tuyền hoàng đưa về tất vuông sơn công lao, lần này rời đi tổ tinh đi tới chỗ kia quỷ vực phía trước, ninh kỳ dự định cầm một chút thời gian đi ra, chuyên môn dùng để luyện đan ngoại trừ tất vuông núi lần này tới ước chừng hơn nghìn người, khuyết nguyệt phong cũng nhiều mười vạn nữ đồng, sau này tu hành tài nguyên tất nhiên sẽ bắt cấp bách. Cùng lúc đó, khoảng cách huyền kiếm tông đại khái một nghìn dặm bên ngoài một chỗ trong phường thị, võ trí tính ba người ngồi ở một gian tửu lâu bên trong, thần sắc có chút khó coi. Tin tức này nếu là thật, cái kia thả bắt huyền không ra huyền kiếm tông, chúng ta đời này đều mơ tưởng giết hắn, không giết được hắn, chúng ta liền làm không được nhiệm vụ, làm không được nhiệm vụ. Sư Tôn tất nhiên không cho phép chúng ta rời đi tổ tinh, nơi đây linh khí khô kiệt, móc lâu một chút thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên. Võ Trí Tính, nếu không phải ngươi, sự tình như thế nào tới mức này. Sớm biết như vậy, trước đây ngươi ở tại trong tông môn chính là. Võ Trí Tính cười ha hả nhìn xem hai người, trách nhiệm không thể đều quy về ta, ai biết vị kia sẽ vào ở Huyền Kiếm Tông, sư tôn bên kia thơ hồi âm sao? Hai người gặp Võ Trí Tính bộ dáng này, lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức một người trong đó lấy ra một cái chư thiên phù, liếc mắt nhìn thần sắc trở nên cực kỳ khó coi sư tôn thơ hồi âm kết thúc không thành nhiệm vụ chúng ta đời này đều đừng rời bỏ tổ tinh đã như vậy vậy sẽ phải thật cốt tính toán một chút xem có biện pháp nào có thể đem thà bắt huyền kẻ này dẫn ra võ trí tính vuốt cầm nói hừ dẫn ra ngươi lần trước nhất kích không giết được hắn hắn như thế nào lần nữa mắc lừa một người biểu môi kinh thường là một cái người đều có nhược điểm các ngươi nếu là không hỗ trợ nghĩ biện pháp vậy thì ngậm miệng a Võ trí tính cười lạnh một tiếng, hai người thấy thế, lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, bất quá lần này bọn hắn ngược lại là không có mở miệng, Thanh Huyền phủ người bên kia cũng cần phải đến rồi a, à. nghe nói lần này Thanh Huyền phủ phủ chủ chi tử Lý Tư cũng chết ở Thà Bắc Huyền trên tay. Võ trí tính miễn cười nói, ngươi nghĩ cùng bọn hắn liên thủ, động tĩnh kia quá lớn, nếu như bị Ngọc Thanh lão tổ phát giác được, người ta chết cũng không biết chết như thế nào. Ta chỉ là đề một câu, ai nói muốn cùng bọn họ bên kia liên thủ? bọn hắn có tư cách này sao? Võ trí tính cười lạnh một tiếng, thà bắt huyền tại tổ tinh thượng mặc dù cừu gia so bằng hữu nhiều, nhưng mà, ai còn có thế không có mấy cái bằng hữu? Ý của ngươi là? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã có chút minh bạch, bất quá, loại thủ đoạn này tự hồ có chút bị ổi, nói thế nào bọn hắn dù sao cũng là huyền tiên A, tại tổ tinh, coi như đại la thấy, cũng phải hô một tiếng lão tổ, bày một cục A, nghe nói thà bắt huyền kẻ này vẫn còn tương đối giản nghĩa khí võ trí tính miễn cười, nếu là dẫn tới không phải thà Bắc huyền, mà là ngọc thanh lão tổ đâu, đừng dẫn xà xúc động biến thành dẫn long xúc động. Hai người cao mày nói, cho nên, cái này phải xem là ai tới sắp đặt, nếu như là các ngươi, ha ha, võ trí tính nhếch miệng lên, kinh thường cười nói, võ trí tinh, ngươi chớ có lại bán cái nút, ngươi có tính toán gì, nhanh chóng nói ra, ta hai người xem có thể thực hiện hay không. Chính là, các ngươi hẳn phải biết thà Bắc huyền từng tại một chỗ hóa qua phàm A, Võ Trí Tinh cười nói, kẻ này tuổi còn trẻ, liền đã biết được hóa phàm chi đạo, đích xác có chút lợi hại, bất quá, cái này cùng ngươi sắp đặt có quan hệ gì? Còn nói nói nhảm. Gấp cái gì, ta còn chưa có nói xong đâu. Võ Trí Tinh cười nói, hóa phàm, nhất định phải dung nhập vào trong phàm nhân, ta đã dò hỏi tin tức, kẻ này tại tụ cuộc châu Thanh Thạch Trấn có mấy cái thân cận người, hơn nữa kẻ này đối với Thanh Thạch Trấn cảm tình không phải bình thường, trước đây tòa thứ hai thần mộ mở ra thời điểm, cố ý dẫn thanh thạch trấn người trốn đến một tòa cự. Trong thành, các ngươi nói, nếu như thanh thạch trấn xảy ra chút việc, kẻ này có thể hay không chạy lên một chuyến. Hai người nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, hồi lâu, bọn hắn không thể không thừa nhận, kế hoạch này thật có điểm tác dụng, chỉ là còn cần cân nhắc đến một cái tình huống, nếu là hắn lòng sinh hoài nghi, nhưng Ngọc Thanh Lão Tổ tiến đến dò xét, Ngọc Thanh Lão Tổ đường đường huyền tiên, vẫn là thà bắt huyền sư tôn, như thế nào đi loại địa phương này, chỉ cần qua tầm 10 năm, chúng ta lại bắt đầu động thủ, nghĩ đến tiểu tử kia lòng cảnh giác hẳn là sẽ giảm xuống một chút, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta thì đi nếm thử, bằng không, đời này liền kẹt ở cái này vắt chày ra nước. Chi địa, các ngươi cam tâm ta nhưng không cam tâm. Võ trí tinh cười nói, vượt qua tầm 10 năm sau, đi, thử một lần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nhận lời, ứng chân tuyền làm huyền kiếm tông tông chủ sau đó, huyền kiếm tông bảo khố tự nhiên về nàng tất cả, ninh kỳ cần có luyện đan linh tài trong bảo khố còn có rất nhiều tồn trữ dù sao lấy huyền kiếm tông đang phong tốc độ luyện đan căn bản tiêu hao không được qua nhiều năm như vậy huyền kiếm tông tồn trữ xuống linh tài ninh kỳ không cần lại đi tới các nơi thu mua linh tài trực tiếp từ trong bảo khố lấy dùng đến lúc đó còn lên cùng linh tài giá trị tương đương đang dược liền có thể bất quá có một chút ngược lại để ứng chân tuyền có chút đau đầu huyền kiếm tông đại đa số tu hành tài nguyên đều ở đây huyền kiếm lão nhân trong tay mà lần này cùng yêu lão tổ ngoại trừ mang về tông chủ lệnh bài bên ngoài, những thứ này tu hành tài nguyên nhưng là không lấy được, trong bảo khố sở tồn đủ loại tài nguyên, chỉ đủ để cho huyền kiếm tông vận chuyển 5 năm, mặc dù mỗi tháng huyền kiếm tông đều sẽ có đại bút tài nguyên vận chuyển chí bảo kho, nhưng mà 5 năm chứa đựng quá ít, nhưng ứng chân tuyền có một tia cảm giác nguy cơ, còn tốt, lần này thanh bào lão giả ở lại sau đó, nhưng huyền kiếm tông tiên linh chi khí tăng vọt vô số lần, tăng thêm các đại tông chủ hạ lễ. Ngược lại là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mà ứng chân tuyền, liền muốn nghĩ biện pháp lợi dụng trong khoảng thời gian này tới đem bảo khố mở rộng một chút, những ngày tiếp theo, liền dần dần tương đối bình thản, dị huyền tông tông chủ trước đây lời nói tổ tinh sẽ có đại cơ duyên thời gian, sớm đã vượt qua, tòa thứ ba thần mộ chậm chạp không thấy tâm hơi, rất nhiều đại la đều ngờ tới cơ duyên ngay tại tòa thứ hai thần mộ, thậm chí đã bị người lấy được, kế tiếp, tổ tinh sẽ cùng trước đây. Một dạng, một lần nữa biến thành một cái không thích hợp tu hành cùng ở tinh cầu, tăng thêm có ninh kỳ một cái như vậy tiện tay có thế chém giết đại la tồn tại ngoại giới đại la lần lượt rút lui tám chính thành chỉ còn lại một chút còn lưu lại tổ độ sáng tinh thể lấy đã như thế đừng nói huyền kiếm tông liền xem như tổ tinh đều từ phía trước như vậy cảnh tượng nhiệt náo lần nữa khôi phục bình tĩnh đương nhiên bình tĩnh này chỉ là tương đối mà nói bình tĩnh mặt ngoài phía dưới vẫn như cũ có thật nhiều người đang chém chém giết giết mục đích không ngoài là đoạt bảo báo thù ninh kỳ tại đỉnh cấp tu hành trong sân huấn luyện điên cuồng luyện chế nhất giai tiên đang linh tuyền hoàng, không chỉ có là tất vuông núi đám người cần linh tuyền hoàng, chờ cái kia 10 vạn nữ đồng bước vào con đường tu hành phía sau, cũng sẽ cần chút ít linh tuyền hoàng, nhiều chuẩn bị một chút tóm lại không sai, mỗi tại đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện ngây ngốc một năm, Ninh Kỳ liền sẽ trở lại khuyết nguyệt phong, ôm thà hạo thiên, cùng lạnh thiên thánh phi, Lý Hân hai người nói chuyện phím nhìn mặt trăng, ứng chân tuyền bởi vì quá bận rộn, chỉ có thể ở ngẫu nhiên mấy lần tranh thủ thời gian tới tham gia, trong thời gian này, Ninh Kỳ đem nữ hoa hào một lần nữa dùng cửu ngục rèn luyện thuật đoán tạo một lần, nàng phía trước bởi vì áo bào đỏ tiên nhân mà chịu tổn thương cũng hoàn toàn đền bù tới. Trong lúc này, hồ lô nhỏ ngược lại là thay đổi những ngày qua tính cách, từ hắn ngày đầu tiên phát hiện nữ hoa tồn tại sau đó, liền thường xuyên từ Ninh Kỳ trong thức hải. Tự mình chạy ra, một mực đi theo nữ hoa, muốn cùng nữ hoa tình yêu tình báo, thời gian một ngày một ngày trôi qua, đảo mắt, khoảng cách tất vuông núi đám người đến huyền kiếm tông, đã qua hơn 10 năm thời gian hơn 10 năm này, đầy đủ nhường phương đông hảo kiếp bọn người quen thuộc huyền kiếm tông, quen thuộc toàn bộ doanh châu, không ít người nhao nhao rời đi huyền kiếm tông, mang lên một bút linh tuyền hoàng, bước lên rèn luyện chi. Lộ, chỉ có trữ lão thái gia đám người đã không quá muốn chạy, ngay tại quyết nguyệt trên đỉnh qua lên dưỡng lão một dạng sinh hoạt, 10 năm này ở giữa, ninh kỳ giống như tại tại đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện ngay người hơn 3.000 năm, lưu lại linh tuyền hoàng, địa linh đan, thiên linh đan một số, thật muốn đi. Lý Hân đứng tại Ninh Kỳ bên cạnh thân Cao Mày nói, Lạnh Thiên Thánh phi đứng tại một bên khác, miễn cười nhìn qua Ninh Kỳ, không nói gì. Cha, ngươi muốn đi đâu a? À? Mười năm trôi qua, Ninh Kỳ trong lúc đó vô số lần cho Thà Hạo Thiên lượng thân cao, phát hiện nàng một điểm cao lớn dấu hiệu cũng không có, liền bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn chỉ hy vọng Thà Hạo Thiên là so với người bình thường lớn lên chậm chạp một chút, chờ mong qua mấy trăm năm, nàng có thể lớn lên. Bây giờ Thà Hạo Thiên mới từ thanh bào lão giả bên kia trở về. Từ Ninh Kỳ ôm, lười biến ghé vào Ninh Kỳ chỗ ngực, cha muốn đi tìm sơ ý một chút lạc đường lão đầu. Ninh Kỳ cười nói, "Dừng một chút, hắn hướng Lý Hân gật gật đầu, Huyền Kiếm lão tổ nhường cùng Yêu lão tổ tiện thể nhắn, muốn ta đi tìm hắn, trong đó tất nhiên có chút thâm ý, bất kể là hắn gặp phải nguy hiểm cũng tốt, vẫn là chuyện gì khác, ta đều muốn đi lên một chuyến." "Lấy tu vi của ngươi, đi quỷ vực ngược lại là không nhiều lắm nguy hiểm, ở nơi đó rất khó được mới có thể đụng tới một cái khác tiên nhân, thế nhưng là Lý Hân trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nàng xem lạnh Thiên Thánh Phi một mắt, thấy đối phương trên mặt tựa hồ không có chút nào lo lắng, không khỏi nói: "Tỷ tỷ, ngươi sẽ không lo lắng sao?" Bắt Huyền mình có thể quyết định. Lạnh Thiên Thánh Phi mỉm cười nói: "Lý Hân gặp lạnh Thiên Thánh Phi đối với Ninh Kỳ như vậy tự tin, lập tức ngơ ngẩn: "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, sư tôn ngươi bên kia phái tới Huyền Tiên, có thể ở một bên nhìn chằm chằm, còn có Thanh Huyền phủ bên kia, vẫn không có âm thanh." nhưng có thể chắc chắn thanh huyền phủ phủ chủ đã phái huyền tiên đi tới tổ tinh không biết trốn ở cái xó nào bên trong ninh kỳ cười nói vậy ngươi còn đi lấy thiên phú của ngươi những năm này nếu không phải đang luyện đan có lẽ đã sớm tiến giai kim tiên trung kỳ có vị kia tại không bằng ngay tại huyền kiếm tông tu hành đến huyền tiên lại ra ngoài cũng không muộn đến lúc đó liền sợ thái ất chân tiên nhất thời nữa khắc đều không giết được ngươi lý hân đạo nếu là bởi vậy liền bị khốn tại một chỗ vậy cái này tiên còn đã tu luyện làm cái gì lại giả thuyết, đám người kia có thể hay không phát hiện ta rời đi huyền kiếm tông đều nói không chắc đâu. Ninh kỳ tự tiếu phi tiếu đạo, bác cửu huyền công tầng thứ nhất, Ninh kỳ có thể biến ảo chính loại hình thái, trong đó con rùi hình thái ẩn nấp tính chất cực mạnh, chỉ sợ huyền tiên đều khó mà phát giác, Ninh kỳ có đôi khi hoài nghi, công pháp này có thể đã thuộc về bước thứ ba cấp bậc kia, chỉ là không có con đường xác định điểm này, đã như vậy, ngươi thời điểm ra đi ta cùng ngươi, nếu thật là sư tôn phái tới người, ta có thể nói mấy câu lý hân đạo nàng gặp ninh kỳ tâm ý đã quyết liền không khuyên nữa nói cái kia mục tiêu chẳng phải là lớn hơn nữa ta đi một mình liền có thể ninh kỳ cười lắc đầu cha vậy ngươi phải sớm chút trở về a à? ninh hạo thiên hai mắt phục sáng lên đạo ninh kỳ nhịn không được tại nàng trên khuôn mặt nhỏ bé hung hăng bẹp một cái cười nói đó là đương nhiên hy vọng ta lần sau trở về ngươi có thể cao lớn nhiều như vậy nói hắn duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một cái ước chừng khoảng một cm ninh hạo thiên thấy thế có chút chột dạ đạo khả năng này không được ha ha được hay không đều vô sự ta lại không đánh ngươi cái mông ninh kỳ cười lớn một tiếng ninh sư huynh cách đó không xa phạm tăng bước nhanh hướng bên này đi tới có chút do dự nhìn xem ninh kỳ thế nào ninh kỳ cười cười ninh sư huynh có còn nhớ thanh thạch trấn phạm tăng chắp tay nói ninh kỳ ánh mắt hơi động một chút âm thanh trầm thấp mấy phần thanh thạch trấn thế nào bởi vì nơi đó thà rằng sư huynh đã từng hóa phàm chỗ, cho nên chúng ta một mực có đệ tử ở nơi đó nhìn xem, vừa mới có tin tức truyền về, nói là thanh thạch trấn mấy năm này không ngừng có người không giải thích được mất tích, trong đó thậm chí có một cái chúng ta huyền kiếm tông đệ tử, bởi vì khoảng cách quá xa, hôm nay mới thu đến. Tin tức Phạm Tăng thấp giọng nói, Trần Hoang đâu? Ninh Kỳ thản nhiên nói, mất tích. Phạm Tăng thần sắc có chút khó coi, đường đường huyền tiên, cũng không thể làm như thế bẩn thiểu chuyện A. Ninh Kỳ cười cười, đây là làm tính toán đem ta dẫn qua. Ta đi thanh thạch trấn xem. Lý Hân trầm mặt mấy hơi, mở miệng nói, không cần, bọn hắn muốn gặp chính là ta, ta liền đi gặp gặp bọn họ, nếu như ta không đi, chẳng phải là uổng phí bọn hắn một phen khổ tâm. Ninh Kỳ mỉm cười nói, Lý Hân có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Kỳ, biết rõ nơi đó là cạm bẫy, người đi qua không phải dê vào miệng cọc. Lý Hân bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy có thế bố trí xuống một cái như vậy kinh thiên đại cục gia hỏa nhất định là một người rất tự tin ta muốn nhìn xem hắn đến cùng dáng dấp ra sao ninh kỳ ánh mắt lộ ra một tia vẽ trào phúng phạm sư đệ ngươi đi xuống đi ninh kỳ hướng phạm tăng cười gật gật đầu phạm tăng ánh mắt lộ ra một tia lo lắng muốn nói lại thôi nhưng hắn biết lấy thân phận của mình coi như mở miệng thuyết phục ninh kỳ nghĩ lại mà làm sao cũng vô dụng huống chi ninh kỳ mới vừa thần thái nhưng hắn có chút hoài nghi Ninh Kỳ tự hồ sớm đã có chuẩn bị, Phạm Tăng rời đi sau đó, Ninh Kỳ nhường Lạnh Thiên Thánh Phi mang theo Ninh Hạo Thiên đi xuống nghỉ ngơi, lại đem lý Hân Chi trở về, một người đi đến Thanh Bào lão giả chỗ ở cửa tiểu viện, hắn không có bước vào, dù sao Thanh Bào lão giả nói qua, khu nhà nhỏ này chỉ có Ninh Hạo Thiên có thể đi vào, ngoại trừ nàng, liền xem như Ninh Kỳ cũng không dám tự tiện vào, quỷ mới biết Thanh Bào lão giả có thể hay không liền hắn cũng xử lý, tiền bối, ta có cái vấn đề. Ninh Kỳ chấp tay nói, Ước chừng qua một lúc lâu, trong viện đều không động tĩnh, Ninh Kỳ cười khổ lắc đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, bên trong truyền đến Thanh Bào Lão giả âm thanh nói đi. Ninh Kỳ thân hình có chút dừng lại, quay người vấn đạo, phụ cận đây nhưng có Huyền Tiên tại theo dõi, có một đầu con rùi. Thanh Bào Lão giả âm thanh vang lên lần nữa, đa tạ. Ninh Kỳ mỉm cười, sau một khắc liền thi triển bát cửu huyền công, biến thành một đầu con rùi phóng lên trời, hướng ngọc thanh cửa phương hướng bay đi trong viện lần nữa truyền đến thanh bào lão giả âm thanh, bây giờ là hai đầu con rồi. Ninh Kỳ mặc dù nghe được, nhưng là không nói gì, cái này thanh bào lão giả tính khí như thế, tại huyền kiếm tông, tự hồ ngoại trừ Ninh Hạo Thiên bên ngoài, ai cũng không chào đón, trong sân, thanh bào lão giả đứng chắp tay, nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ rời đi phương hướng, ánh mắt lại trước nay chưa có ngưng trọng lên, bác cử huyền công, đây không phải đâm miệng vị kia giữ nhà công pháp sao. Kẻ này người mang chính đại thiên đạo gia tộc Lạc Ấn, nhưng lại tự xưng Bắc Huyền, tiên ma song tu, ha ha. Thanh bào lão giả cười lạnh một tiếng, trước đây cổ tiên nhất tộc bị thua, rất nhiều pháp bảo cùng công pháp đều rơi vào thiên đạo gia tộc trong tay, liền xem như bác cửu huyền công bị thiên đạo gia tộc nhận được cũng không đủ là lạ. Trong những năm này, thiên đạo gia tộc không phải là không có phái người đến tổ tinh muốn tiếp cận hắn, những người này, cơ hồ đều tu hành lấy cổ tiên nhất tộc công pháp, trên thân cũng không có thiên đạo gia tộc lạc ấn, thậm chí có thể nói ra chính mình nhận được truyền thừa chỗ, có mấy cái, Bản thân liền là cổ tiên nhất tộc Hậu Duệ, người mang cổ. Tiên huyết mạch, lại tư chất một cái sau một cái cao, trong đó không ít người đều bị Thiên Đạo bản liệt vào đệ nhất, nhưng mà, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn từng cái nhìn thấu, không có người nào có thể đi ra tổ tinh. Sau đó, có lẽ là bởi vì dạng này Thiên Kiêu mấy ngày liền đạo gia tộc cũng không dễ tìm, cho nên một đoạn thời gian rất dài cũng không có phái người để tới gần Thanh Bào lão giả, thẳng đến Ninh Kỳ xuất hiện, Ninh Kỳ trên người Thiên Đạo gia tộc lạc ấn cực kỳ rõ ràng nhưng là lại tu cổ tiên công pháp thậm chí còn tự xưng bắt huyền tu hành đến rồi diệt tình kiếm thuật trở thành ngọc thanh lão tổ thân truyền đệ tử những thứ này cơ hồ cũng là tiếp cận thanh bào lão giả điều kiện có chút điều kiện thậm chí thanh bào lão giả cảm thấy không có người thứ ba biết đủ loại cực kỳ mâu thuẫn dấu hiệu đều ở đây ninh kỳ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế theo lý thuyết thiên đạo gia tộc không thể lại phái lạc ấn cực kỳ rõ ràng tồn tại tiếp cận hắn cái này không khác nào là chịu chết nhưng mà cũng có một loại khả năng đây có lẽ là thiên đạo gia tộc mới sáo lộ, phía trước nội tình như vậy sạch sẽ thiên kiêu, đều bị hắn tìm ra sơ hở, lần này dứt khoát trực tiếp phái tới một cái nội tình. Không có chút nào sạch sẽ, thậm chí cũng tại trên mặt viết thiên đạo gia tộc bốn chữ này gia hỏa, lại để cho tu hành cổ tiên công pháp, lấy cái nhường thanh bào lão giả đều không thể không cẩn thận ba phần danh hào, vàng thao lẫn lộn, nếu như đây thật là thủ đoạn của các ngươi, ta chỉ có thể nói, thật là của các ngươi rất lớn mật, nhưng lại rất thành công để cho ta không dám đối với người này hạ sát thủ, chờ đi, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này đứng ở bên nào. Thanh bào lão giả nhìn lên bầu trời, mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi, nếu như Ninh Kỳ biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ vô tội hô to, ta không phải là đang diễn vô gian đạo, thời khắc này Ninh Kỳ đã bay ra huyền kiếm tông chỗ, đối với hắn động tác, một cái một mực tại chú ý huyền kiếm tông gia hỏa nhưng là chưa bao giờ phát giác, bên kia cũng bắt đầu đã lâu như vậy kẻ này chẳng lẽ một mực chưa lấy được tin tức, một cái ăn mặc giống như là anh nông dân trung niên nhân, đứng tại một chỗ đỉnh núi, cao mày, cũng không biết cục này có thể thành công hay không, trung niên anh nông dân lại lẩm bẩm một tiếng, trong lòng có chút thấp thỏm, võ trí tin cục rất đơn giản, chính là đang đánh cược Ninh Kỳ sẽ đi tới Thanh Thạch Trấn, mà chức trách của hắn, chính là ở đây nhìn chầm chầm Ninh Kỳ, xem Ninh Kỳ sẽ đi hay không Ngọc Thanh Môn, nếu là đi Ngọc Thanh Môn, nhìn lại một chút Ngọc Thanh Lão Tổ có thể hay không đi theo thà. Kỳ đi tới Thanh Thạch Trấn, Đến lúc đó lại dựa theo những tình huống này đến xem cục này có cần thiết hay không làm tiếp, đoán chừng còn phải một, hai năm. Hắn lắc đầu, cầm lấy quốc quay người tiến vào khai thẩn đi ra đã khá hơn chút năm ruộng đồng. Sau 15 ngày, một đầu con ruồi bay đến Ngọc Thanh Môn, mới vừa rơi xuống đất, liền hóa thân thành người. Ngọc Thanh Môn cửa đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ, chúng ta gặp qua Ninh Sư Thúc. Không nên đa lễ. Ninh Kỳ cười khoát khoát tay, Ninh Sư Thúc là tới gặp lão tổ sao, những đệ tử này có chút kích động nói, dù sao tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Ninh Kỳ đã trở thành thần tượng của bọn hắn, ngày thường trong âm thầm, 10 cái chủ đề ít nhất có 8 cái cùng hắn có quan hệ, cho dù là Kim Tiên, Đại La cấp bậc kia, chỉ sợ cũng nói không thiếu, đúng vậy a. À. Ninh Kỳ cười nói, dọc theo đường đi hắn thông suốt, tiểu bối thấy hô một tiếng Ninh Sư Thúc, cùng thế hệ thấy số đông cũng là hô Ninh Sư Huynh, nhưng là không ai dám hô Ninh Sư Đệ, tu hành chi đường, người thành đạt là sư, ngoại trừ quan hệ cực kỳ gần gũi, lấy Ninh Kỳ hiện nay thủ đoạn cùng ban đầu chiến tích, ai còn dám ở trước mặt hắn đàm luận. Tư lịch đều ngoan ngoãn từ thấp một đầu, không bao lâu, Ninh Kỳ liền đã đến Ngọc Thanh Lão tổ chỗ ở Tiểu Sơn Cốc, vẫn là tấm kia bàn đá, vẫn là cái kia bàn cờ, Ngọc Thanh Lão tổ chính nhất tay cầm cờ, một tay đặt ở đầu gối, làm trầm tư hình dáng, Ninh Kỳ đi đến bàn đá trước mặt, thi lễ một cái, liền không ra, nhìn xem Ngọc Thanh Lão tổ đánh cờ, ước chừng qua mấy hơi phía sau, bị sương trắng bao phủ trong bàn cờ, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương bi thảm, suýt chút nữa dọa Ninh Kỳ nhảy một cái, ngay sau đó Ngọc Thanh lão tổ lúc này mới cười hít mắt lạc tử đi lên, tiếng hét thảm. Không thấy, sương trắng cũng đã biến mất, bàn cờ nhìn lại trở nên cực kỳ phổ thông, sư tôn, nhà ai như thế không tốt màu, đắc tội lão nhân gia ngài. Ninh Kỳ chấp tay cười nói, Thanh huyền phủ. Ngọc Thanh lão tổ cười nhạt nói, Ninh Kỳ nao nao, trong mắt lập tức thoáng qua một tia chợt hiểu, hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì thanh huyền phủ người một mực không có động thủ, Ngọc Thanh lão tổ 10 năm này ở giữa, sợ không phải tiêu diệt thanh huyền phủ rất nhiều cái thế lực a à, sư tôn, ngài nhưng biết trắng trắng hơn tuyết sau lưng vị kia. Ninh Kỳ có chút hiếu kỳ vấn đạo, hắn hỏi qua Lý Hân, kết quả Lý Hân đối với nàng sư phụ lai lịch, đều biết chi rất ít, nhưng khi sơ trắng trắng hơn tuyết mới tới tổ tinh, liền có thể vào ở Ngọc Thanh môn, có thể thấy được Ngọc Thanh lão tổ cùng hắn sư tôn, phải có chút giao tình mới đúng, trắng thắng tuyết sư tôn, là bạch đế tiên quân thân truyền đệ tử bất quá chuyện này người biết không nhiều ngọc thanh lão tổ mỉm cười đạo bạch đế tiên quân môn nhân ninh kỳ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy là hợp tình lý dù sao chư thiên phù loại thần khí này cũng không phải thường nhân có tư cách khai thác chỉ là ninh kỳ nghĩ đến bạch đế sắc mặt cũng có chút cổ quái ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện tìm vi sư có việc hỗ trợ ngọc thanh lão tổ cười nói hoàn toàn chính xác ninh kỳ cười ngượng ngùng một tiếng nói đi sự tình gì ngọc thanh lão tổ thản nhiên nói ninh kỳ đem thanh thạch trấn phát sinh sự tình nói một lần còn điểm ra có một cái huyền tiên tại huyền kiếm tông bên ngoài theo dõi ngọc thanh lão tổ sau khi nghe xong cười chuyện này ngươi không nói ta cũng muốn xử lý chỉ là mấy tên kia tránh ẩn nấp trong lúc nhất thời ngược lại là không có biện pháp gì như thế rất tốt ngươi tận quản đi thanh thạch trấn chỉ cần bọn hắn dám thò đầu ra sẽ đưa bọn hắn lên đường ninh kỳ nghe vậy Nhìn qua Ngọc Thanh lão tổ ánh mắt sinh ra một chút biến hóa, hắn vị sư tôn này đối mặt Huyền Tiên tồn tại, quả thực có chút quá tự tin, bất quá, tất nhiên đối phương là Bạch Đế Tiên quân môn nhân, chuyện này, đối với sư tôn ngài phải chăng có chút ảnh hưởng. Ninh Kỳ cau mày nói, lại có ảnh hưởng, bọn hắn còn dám tới Tổ Tinh không thành, ta nghe nói vị kia ở đến các ngươi Huyền Kiếm tông đi. Ngọc Thanh lão tổ tự tiếu phi tiếu đạo, điều này cũng đúng. Ninh Kỳ cười gật gật đầu, đại khái qua khoảng một canh giờ, Ninh Kỳ trong lúc đó đi tìm Lỗ Văn trò chuyện một chút bác cửu huyền công sự tình, biết được Ninh Kỳ thật sự tu hành thành công, Lỗ Văn trong lòng vừa mừng vừa sợ, truy vấn Ninh Kỳ thành công quyết khiếu, Ninh Kỳ tự nhiên không có dấu giếm, chỉ là Lỗ Văn có thể hay không tu hành thành công, vậy phải xem chính hắn, sau đó không bao lâu, Ninh Kỳ liền rời đi Ngọc Thanh Môn, hướng Thanh Thạch Trấn chạy tới, tụ quật châu, lệ dương thành, nghe nói không, gần nhất Thanh Thạch Trấn đã xảy ra chuyện. Thanh Thạch Trấn còn có thể xảy ra chuyện, ta nhớ được Thanh Thạch Trấn cùng một tôn tiên nhân quan hệ cực kỳ thân cận, liền chúng ta thành chủ đều thỉnh thoảng đi tới Thanh Thạch Trấn bái phỏng một vị bán tơ lụa thương nhân đâu, chính là vị kia thương nhân, Trần Hoang, hắn trước đây ít năm mất tích, trừ cái đó ra, Thanh Thạch Trấn bên trong thỉnh thoảng có người mất tích, bây giờ rất nhiều người đều chạy tới chúng ta lệ dương thành, toàn bộ Thanh Thạch Trấn, liền cùng tử địa một dạng, 7, 8 năm trước ta còn đi qua một lần, khi đó Thanh Thạch Trấn náo nhiệt, so với chúng ta lệ dương thành chỉ có hơn chứ không kém. Không phải là có bảo bối xuất thế a, à, nghe nói có bảo bối xuất thế, mới có cảnh tượng kỳ dị như vậy. Ngô, hoàn toàn chính xác có thật nhiều tiên nhân lão gia hướng thanh thạch trấn tiến đến, bất quá ta chờ phàm nhân, cũng không cần tới gần thì tốt hơn. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu, Ninh Kỳ nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, hắn không có trực tiếp đi thanh thạch trấn, mà là tới lệ dương thành đi một chuyến. Xem lệ dương thành bên này đối với thanh thạch trấn là như thế nào chấm điểm thông qua hắn thu thập được tin tức, có thể xác định một điểm, thanh thạch trấn nhân. Xác thực mất tích, trong đó cũng bao quát trần hoang toàn gia, trước đây hắn bản đáp ứng mang trần vui bọn người đi tu hành, về sau từ thần mộ bên trong rời đi, liền trực tiếp đến rồi tiên ngục, cho nên trần vui toàn gia những năm này, vẫn như cũ còn ở tại trần hoang bên cạnh, bây giờ cùng trần hoang cùng nhau mất tích, nhưng mà người mất tích cũng không có thi thể xuất hiện. Tại Ninh Kỳ xem ra, đối phương dùng chiêu này dẫn chính mình xuất hiện, vậy chắc là sẽ lưu lại người sống lệ dương thành khoảng cách thanh thạch trấn rất gần ninh kỳ cứ như vậy từng bước một hướng thanh thạch trấn đi đến mỗi bước ra một bước cũng là mấy trăm trượng khoảng cách không bao lâu hắn liền đã đến thanh thạch trấn nhìn lên trước mắt quen thuộc tiểu trấn quen thuộc đường đi ninh kỳ ánh mắt dần dần ngưng trọng lên trong tiểu trấn tự hồ đã không có bất kỳ ai không có để cho bán âm thanh không có tiểu hài đùa dẫn âm thanh bây giờ đã gần đến buổi trưa cũng không có một nhà kia nhóm lửa nấu cơm thậm chí ngay cả người đi đường người đều đi vòng thanh thạch trấn tiểu huynh đệ ngươi là nhà nào tử đệ, cũng là đến nơi đây tầm bảo. Một cái tráng hán cười hiếp mắt đi lên phía trước bắt chuyện đạo, tại hắn sau lưng, còn có bảy tám người đứng chung một chỗ, nhìn xem Ninh Kỳ ánh mắt không quá thân mật, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, tại thanh thạch trấn bốn phía khoảng chừng trên trăm chi, tự hồ cũng là bởi vì thanh thạch trấn dị tượng mà đến, Ninh Kỳ nhàn nhạt nhìn trung niên nhân một mắt, không để ý đến, trực tiếp thẳng hướng thanh thạch trấn nội đi đến, trung niên nhân thấy thế, mắt trung Thiểm quá nhất vẻ tức giận, thân hình hơi động một chút, liền ngăn ở Ninh Kỳ trước mặt, thần sắc âm tình bất định đạo, tiểu huynh đệ, chúng ta đã thương lượng qua, tại không có biết rõ ràng thanh thạch trấn. Dị tượng phía trước, ai cũng không vào thanh thạch trấn. Cùng ta có liên can gì? Ninh Kỳ thản nhiên nói, kẻ này có phải hay không muốn muốn đem thanh thạch trấn nội bảo bối chiếm làm của riêng? Chúng ta tại đây đợi mấy năm, hắn nói tiếng liền muốn tiếng. Nếu là bên trong bảo bối bị hắn cầm, chúng ta chẳng phải là uổng phí một phen công phu. Trung niên nhân kia nghe thế, lập tức hướng Ninh Kỳ đạo, tiểu huynh đệ vẫn là tại bên ngoài đợi chút đi, muốn tiến thanh thạch trấn, liền cùng tại chúng ta đằng sau. Ninh Kỳ phủi hắn một mắt, lại nhìn bốn phía cái kia mấy trăm tên tu sĩ một mắt, lập tức cười, đám người kia đối với thanh thạch trấn nội dị tượng cảm thấy sợ hãi, không dám xâm nhập, lại cảm thấy bên trong có bảo bối, không để người khác đi vào, chỉ sợ bảo bối bị người khác đoạt mất, dự định liền ở đây chờ lấy, hao tổn một tốn thời gian. Ở giữa, ta khuyên các ngươi một câu, trong này không có bảo bối. Ninh Kỳ cười vượt qua trung niên nhân, tiếp tục hướng thanh thạch trấn nội đi đến, cho thể diện mà không cần. Trung niên nhân giận dữ, trong mắt vẻ âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, nhất khẩu phi kiếm hóa thành thanh hồng, hướng Ninh Kỳ hậu tâm chỗ vọt tới, Ninh Kỳ cũng không quay đầu lại đưa tay chọc một cái, phi kiếm liền bị Ninh Kỳ bắt lấy, không cách nào chuyển động. Trung niên nhân kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, chuyện gì xảy ra? cùng trung niên nhân cùng một cái đội ngũ khác bảy tên tu sĩ, nhau nhau liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kiên dè, những đội ngũ khác tu sĩ, tự hồ cũng đối ninh kỳ thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn về phía trung niên nhân thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, đúng lúc này, ninh kỳ nhẹ nhàng hất lên, phi kiếm trong tay đến nay lúc càng nhanh không chỉ gấp mấy lần tốc độ bay ngược trở về, mang theo thế như vạn tấn, cắm vào trung niên nhân trong lồng ngực, càng là mang theo hai chân hắn cách mặt đất, bay thẳng đến đến mấy trăm trượng xa một chỗ vách núi, cắt gao đóng vào trên vách núi đá, trung niên nhân trong mắt sinh cơ tan rã, cúi đầu liếc mắt nhìn miệng vết thương của mình, mắt trung thiển quá nhất ti hối hận chi sắc, sau đó, liền chết đi, cùng hắn cùng một cái đội ngũ bảy tên tu sĩ hoảng sợ hướng Ninh Kỳ nhìn lại, lúc này, Ninh Kỳ đã tiến vào thanh thạch trấn, trong lòng bọn họ lập tức vô cùng may mắn, may mắn vừa mới lên đi ngăn cản Ninh Kỳ, không phải mình, bằng không, dưới mắt chết chính là bọn họ, vị tiền bối này ít nhất cũng là địa tiên A đoán chừng là bất quá ta nghe nói liền huyền kiếm tông đệ tử đều ở đây thanh thạch trấn mất tích hắn đi vào cũng chưa chắc có thế cầm tới chỗ tốt gì có người mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ ghen ghét trong lòng đối với ninh kỳ bất mãn tự nhiên trong miệng cũng không lời tốt đẹp gì các loại các ngươi không cảm thấy vừa mới vị kia thật quen mắt sao một cá nhân tiên đại viên mãn tồn tại đột nhiên hít sâu một hơi có chút hoảng sợ hướng thanh thạch trấn nhìn lại vừa mới ninh kỳ xuất hiện thời điểm hắn đã cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào hồi tưởng, cũng không nghĩ đến cái này nhìn quen mắt lý do rốt cuộc là gì, thẳng đến Ninh Kỳ ra tay, hắn cuối cùng linh quang lóe lên, lần trước thần mộ mở lớn thời điểm, hắn tại địa phương rất xa rất xa, có nhìn qua Ninh Kỳ một mắt, nhìn quen mắt, đó là ai? Đám người có chút cổ quá nhìn về phía tên kia nhân tiên đại viên mãn, Thà Bắc Huyền. Tên kia nhân tiên đại viên mãn hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho ngữ khí bình tĩnh nói, Thà Bắc Huyền, T đám người hít sâu một hơi, vừa mới không thiếu muốn động thủ nhân, chỉ cảm thấy lạnh cả người, càng có một luồng hơi lạnh từ bàn chân chui vào, xông thẳng đỉnh đầu, để cho bọn họ lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, từng khỏa mồ hôi liền không khống chế được tuôn ra, hà bắc huyền ba chữ này, giờ khắc này ở tổ tinh chi bên trên, đã không giống như Ngọc Thanh Lão tổ danh tiếng yếu nhược, tại một ít cấp thấp tiên nhân trong mắt, thậm chí vượt qua Ngọc Thanh Lão tổ ban đầu ở trong lòng bọn họ địa vị, nếu là hắn, vậy thì nói thông, Trước đây hắn tại Thanh Thạch Trấn ngay người gần tới trăm năm, bây giờ Thanh Thạch Trấn xảy ra vấn đề, tự mình chạy lên một chuyến cũng rất bình thường. Đám người có chút bừng tỉnh, hiện tại bọn hắn đối với Thanh Thạch Trấn nội có hay không bảo bối đã không quá coi trọng, bởi vì cho dù có bảo bối gì xuất thế, cũng không khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Ngược lại, bọn hắn càng hy vọng có thể tìm một cơ hội, nếu có thể cùng Ninh Kỳ kéo lên quan hệ, hoặc bái làm sư, cái này có thể so sánh nhận được pháp bảo đều phải tới hoạch. Tính toán Thanh Thạch Trấn Nội Ninh Kỳ đi tới một tòa cửa hàng trước mặt, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ cảm khái, đây là hắn khi xưa kiếm phô, bây giờ đã sớm mông thượng một lớp bụi, có thể thấy được Trần Hoang bọn người mất tích thời gian, cũng không ngắn, bằng không lấy Trần vui mừng tính cách, chắc chắn sẽ để nơi đây bảo trì không nhiễm một hạt bụi trạng thái, bây giờ, khoảng cách thanh thạch trấn có cách xa 300 dặm chỗ, võ trí tính cùng một người khác đứng tại một khối trước gương, trong gương, đang hiện ra Ninh Kỳ thân ảnh, toàn phương vị 365 độ không có bất kỳ cái gì gốc chết, Lý Long bên kia như thế nào không hề có một chút tin tức nào, kẻ này liền đi đến thanh thạch trấn, đường đường một cái huyền tiên, còn xem không được một cái kim tiên sơ kỳ. Võ trí tính bên cạnh người kia khẽ nhíu mày nói, đồng thời, trên mặt hắn tránh quá nhất ti e ngại chi sắc, một mực đang quan sát lấy thanh thạch trấn bốn phía, ngươi ở đây sợ ngọc thanh lão tổ, ha ha, mặc dù sư tôn để cho chúng ta phải cẩn thận hắn, nhưng hắn cùng bọn ta một dạng, cùng là huyền tiên, nếu quả như thật tới đây, không có khả năng ngươi ta đều không phát hiện được nếu thật có thủ đoạn như vậy, những năm này hắn đã sớm tìm được người ta tung tích. Võ trí tính cười nhạt một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ khinh thường, nói thì nói như thế, ngươi cảm thấy bây giờ là chúng ta thời cơ động thủ. Tất nhiên thà bắt huyền tới, vậy cũng không nên bỏ lỡ trước mắt cơ hội, bỏ qua lần này, lần tiếp theo chưa hẳn có thế lại đem hắn dẫn ra. Võ trí tính ánh mắt rơi vào ninh kỳ trên thân, con mắt hơi hơi nheo lại, chúng ta chỉ có một hơi thời gian, dùng một hơi thời gian trong nháy mắt trấn sát kẻ này, sau đó rời đi tổ tinh hai người chúng ta liên thủ không cần nửa hơi thời gian liền có thể trấn sát hắn võ trí tính khóe miệng hơi hơi dương lên sau đó hai người thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất thời điểm xuất hiện lại đã là tại ninh kỳ trên đỉnh đầu trực tiếp dùng hết toàn lực hướng ninh kỳ vỗ tới một chưởng bàn bạc đại đạo chi lực từ trong cơ thể hai người điên cùng phun trào tới tay cánh tay lại đến bàn tay hai người một kích này đừng nói là kim tiên sơ kỳ liền xem như đại la đều phải nhất kích trí mạng nếu là cùng là huyền tiên, cho dù chết không được, chỉ sợ cũng phải trọng thương, dù sao đây là có tính nhẫm vô tâm, còn tưởng rằng các ngươi muốn một mực trốn tránh đâu." Ninh Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, Võ Trí Tính cùng một người khác đột nhiên cảm thấy không thích hợp, sau một khắc, một cổ so với bọn hắn hai người càng mạnh hơn gấp mấy lần khí tức tại hai người trên đỉnh đầu xuất hiện, "Không tốt, là Ngọc Thanh lão tổ." Võ Trí Tính bên cạnh trên mặt người kia lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức thu nhầm vào Ninh Kỳ thế công ngược lại hướng trên đỉnh đầu đạo kia khí tức nghênh đón, nếu như hắn thư khư cố chấp, nhất định phải giết Minh Kỳ, như vậy, hắn cũng sắp bị đạo này khí tức cho trấn áp, đáng chết. Võ trí tính sắc mặt xanh xám, chỉ thiếu một chút là hắn có thể đem Minh Kỳ giết đi, nhưng ở dưới mắt tình huống này, một chút khoảng cách trở nên cách xa vạn dặm, hắn không thể không cùng một người khác một dạng, thu hồi thế công, hai người cùng nhau liên thủ, tính toán ngăn cản đến từ bầu trời đạo kia khí tức, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có một chút hy vọng sống đem so sánh ninh kỳ tính mệnh, bọn hắn càng quý giá mạng của mình, thật vất vả tu hành cho tới bây giờ tình cảnh, có thể nào liền như vậy chết ở tổ tinh, làm hai người khí tức tương liên, liên thủ hướng lên trên phương công tới thời điểm, thấy được một khỏa khổng lồ vô cùng quân cờ phủ đầu rơi xuống, con cờ này nhẹ nhõm nghiền nát hai người thế công, banh một tiếng, rơi vào trên thân hai người, đem hai người gắt gao trấn áp tại trên mặt đất, thanh thạch trấn người bên ngoài cũng nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, nhao nhao phá không dựng lên, hướng thanh thạch trấn bên trong nhìn lại, nguyên lai like là có người bố trí mai phục muốn giết chết thà Bắc huyền. May mắn, may mắn phía trước chúng ta không có tự tiện vào nơi đây, nếu không thì không công đưa tính mạng của mình. Bọn hắn không phải kẻ ngu, nhìn thấy Ninh Kỳ mới vừa vào thanh thạch trấn, bên trong tựu ra hiện tình huống như vậy, có hai cuộc đời không chết minh bị một khỏa cổ quái quân cờ đặt ở trên mặt đất, lập tức minh bạch hết thảy, đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Ninh Kỳ chắp tay nói, bên trên bầu trời, có một đám mây sương mù nhấp nhô, mấy hơi phía sau, một thân ảnh từ trong mây mù mà ra, rơi vào ninh kỳ bên cạnh, chính là Ngọc Thanh Lão Tổ, võ trí tính cùng một người khác cho tới giờ khắc này, ánh mắt mới dần dần trở nên thanh minh, vừa mới một kích kia, đã để hai người bị trọng thương, còn hôn mê thời gian mấy hơi, Ngọc Thanh Lão Tổ. Võ trí tính bên cạnh tên kia huyền tiên nhìn thấy Ngọc Thanh Lão Tổ xuất hiện ở ninh kỳ bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên sợ hãi vô cùng vẹn vẹn từ Ngọc Thanh Lão tổ một chiêu liền đem bọn hắn trấn áp đến xem, bọn hắn sư phụ giao phó tuyệt đối không có nói hoa, ngược lại, Ngọc Thanh lão tổ thực lực so với bọn hắn sư tôn lời nói, còn phải mạnh hơn rất nhiều, nếu không, làm sao có thể một chiêu đem hắn cùng võ trí tính cùng nhau trấn áp, võ trí tính liếc mắt nhìn Ngọc Thanh lão tổ, lại nhìn một chút ninh kỳ, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, thở dài, đạo, lần này là ta hai người cắm, bất quá Ngọc Thanh lão tổ, ta hai người đến từ nơi nào, ngươi cũng cần phải biết được, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta hai người rời đi, lần này đi, không còn đạp. Vào tổ tinh nửa bước. Ngọc Thanh lão tổ nhàn nhạt nhìn xem Võ Trí Tính không có lên tiếng, Ninh Kỳ tiến lên một bước, quét hai người một mắt, Thanh Thạch trấn nhân ở nơi nào? Chết. Võ Trí Tính hướng Ninh Kỳ nhếch miệng cười nói, Ninh Kỳ trả một cái mỉm cười cho hắn, bọn hắn chết một cái, các ngươi cũng chết một cái, bọn hắn chết hai cái, các ngươi liền tất cả đều đi chết. Võ Trí Tính đau nao, bất quá là phàm nhân mà thôi, chúng ta chính là đường đường huyền tiên bọn hắn há có thể cùng bọn ta đánh đồng bị cùng nhau trấn áp tại bên cạnh tên kia huyền tiên nghe vậy trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tức giận gia hỏa này ở tại bọn hắn trước mặt phách lối tự ngạo thì cũng thôi đi bây giờ đã biến thành đối phương tù nhân chỉ cần đối phương tâm ý khẽ động hai nhân mã bên trên cũng sẽ bị trấn sát đến loại này hoàn cảnh còn tại phách lối thực sự là không biết sống chết cho nên hắn lập tức mở miệng nói người không chết nói xong chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phun một cái một khỏa hạt châu trong suốt từ trong miệng hắn bay ra ngọc thanh lão tổ trước tiên vẫy tay hạt châu kia liền bay đến ngọc thanh lão tổ trước mặt lơ lửng ở giữa không trung ninh kỳ xem xét phát hiện trong hạt châu vậy mà cất giấu một tòa mini thành thị mơ hồ còn có thể trông thấy một chút chấm đen nhỏ ở bên trong đi lại lại cẩn thận nhìn lại những thứ này chấm đen nhỏ không phải là thanh thạch trấn người mất tích trần hoang toàn gia cũng đều ở trong đó ngươi làm cái gì muốn hay không như thế sợ chết võ trí tính lạnh lùng quay đầu nhìn lại truyền âm nói Võ trí tính, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta đã thua, không cần tính toán chọc giận đối phương, ngươi cái gọi là mặt mũi, rẻ mạt, nếu là hại ta chết ở nơi đây, lão tử làm quỷ đều phải giết ngươi cả nhà. Một tên khác huyền tiên cuối cùng chịu đựng không nổi võ trí tính tính khí, truyền âm mắng to, đây là cần di châu, nghe nói là tiên quân nhóm căn cứ vào tiên đế ban thưởng tiên quân lệnh nghiên cứu mà chế thành, cốt cần di châu, bên trong chứa không chỉ là một tòa thành, có thể là một khỏa tinh cầu, có thể là một tinh vực, Ngọc Thanh lão tổ mỉm cười nói, đến đổi viên này, hẳn là phẩm giai thấp nhất cửu phẩm cần di châu. Tiên quân lệnh, Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, hắn ban đầu thần niệm hoàn toàn chính xác đã đến tiên quân lệnh nội bộ, bên trong tòa kia trong thành lớn sinh hoạt vô số tiên nhân, bây giờ hắn đã đến kim tiên sơ kỳ, có lẽ có thể nếm thử chân chính luyện hóa khối này tiên quân lệnh, nhường bên trong tiên nhân để bản thân sử dụng, đem ngươi viên này cần di châu khẩu quyết nói ra. Ngọc Thanh lão tổ mỉm cười phủi võ trí tính bên cạnh người kia một mắt, đạo, ngọc thanh lão tổ ta nếu là nói ra khẩu quyết sẽ hay không thả ta rời đi đối phương gắt gao nhìn xem ngọc thanh lão tổ biểu lộ tự hồ muốn từ nét mặt của hắn bên trên đánh giá ra ngọc thanh lão tổ ý tưởng thời khắc này theo lý thuyết ngọc thanh lão tổ không có lý do vì một cái thà bắt huyền được tội bọn hắn sau lưng tồn tại đây chính là trắng đế tiên quân a trong tiên giới mới có mấy tôn tiên quân cấp tồn tại coi như tiên quân không thể tiến vào tổ tinh cái kia tương đối mà nói đắc tội trắng đế tiên quân Ngọc Thanh Lão Tổ cũng đừng hòng rời đi Tổ tin ngươi nhưng có mặt cả trả giá tư cách. Ngọc Thanh Lão Tổ cười nhạt một tiếng, cúi đầu liếc mắt nhìn Cần Di Châu, người viên này Cần Di Châu quá kém, coi như không nói ra khẩu quyết, ta trên hoa nửa năm công phu cũng có thể phá vỡ nó. Đối phương nao nao, sau đó thấp giọng niệm một chuỗi khẩu quyết. Ngọc Thanh Lão Tổ nghe vậy, hướng Ninh Kỳ mỉm cười gật gật đầu. Ngọc Thanh Lão Tổ, đã ngươi vị đệ tử này quan tâm những phàm nhân này đều không có chuyện, các ngươi cũng lấy được Cần Di Châu có thể thả ta chờ rời đi a à. Võ trí tính mở miệng nói, trước đây đánh lén ta vị kia, là các ngươi hai cái trong một cái, vẫn là tại huyền kiếm tông bên ngoài ngốc ngốc trong chừng cái vị kia. Ninh Kỳ mỉm cười nói, là ta, như thế nào? Võ trí tính nhìn qua Ninh Kỳ, ánh mắt cao ngạo bên trong mang theo một tia khinh thường, sư tôn, có thể nhường bọn hắn rời đi. Ninh Kỳ cười cười, hướng Ngọc Thanh Lão tổ chấp tay nói, trắng thắng tuyết sư tôn nếu là trắng đế tiên quân môn nhân, như vậy hai người bọn họ sau lưng tồn tại cũng tự nhiên cùng trắng đế tiên quân có quan hệ không có đạo lý nhường ngọc thanh lão tổ vì hắn được tội trắng đế tiên quân loại tồn tại này lần này thù hận ninh kỳ dự định chính mình gánh chịu ngươi xác định ngọc thanh lão tổ cười cười ân ninh kỳ gật gật đầu võ trí tính cùng một tên khác huyền tiên không nghĩ tới thà kỳ sẽ chủ động mở miệng thả bọn họ rời đi theo bọn hắn nghĩ tất nhiên ngọc thanh lão tổ hôm nay đã trấn áp bọn hắn đổi lại bọn họ thà rằng kỳ quyết định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Ngọc Thanh lão tổ hạ sát thủ, đây mới là đối đãi cừu gia thái độ, đến nỗi có thể hay không liên lụy đến người khác, bọn hắn mới sẽ không quản điểm ấy, ngu xuẩn. Võ Trí Tính trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đã quyết định, lần này rời đi tổ tinh, mặc dù sẽ không lại bước vào tổ tinh một bước, nhưng mà, giết chết thà kỳ nhiệm vụ này, hắn sẽ không từ bỏ, không chỉ có là vì nhiệm vụ, cũng bởi vì hắn bây giờ nhìn thà kỳ vô cùng không vừa mắt, đã mang tới tư nhân thù hận ở trong đó, cũng được. Ngọc Thanh lão tổ gật gật đầu, tâm niệm hơi động một chút, viên kia quân cờ chậm rãi bay cao mấy trượng, võ trí tính cùng một tên khác huyền tiên lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, đa tạ Ngọc Thanh lão tổ, tại hạ cáo từ. Tên kia huyền tiên chấp tay một cái, sau đó không có dư thừa nói nhảm, phá không dựng lên, trong nháy mắt rời đi tổ tinh, đến nỗi huyền kiếm tông vị kia, hắn cũng không có tâm tình đi chào hỏi, Ngọc Thanh lão tổ, mặc dù chúng ta nhiệm vụ lần này xem như thất bại, nhưng mà ngươi cái này đệ tử giết trắng trắng hơn tuyết, đắc tội bạch đế tiên quân, chuyện này, xa xa sẽ không như thế sớm kết thúc. Võ trí tính ung dung đem mình có chút tạp nhạp y phục sửa sang lại một cái, sau đó mới hướng Ngọc Thanh lão tổ cười nói, dừng một chút, hắn nhìn về phía thà kỳ, tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, thân là kim tiên sơ kỳ, mũi tên kia lại bắn không chết ngươi, vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ khinh thường trong tiên giới phần lớn thiên kiêu, bất quá, tư chất lại yêu nghiệt, cảnh giới của ngươi cũng vẫn như cũ chỉ là kim tiên sơ kỳ, nếu là Ngọc Thanh lão tổ không xuất thủ, để cho ngươi cùng ta đơn đã độc đấu một phen, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Thà Kỳ cười nhạt nhìn xem võ trí tính, nếu như ta cũng là huyền tiên, không đúng, ta chỉ cần chứng được đạo quả, thành tựu đại la, hẳn là có thể đem ngươi đặt ở trên mặt đất đánh, ngày đó sẽ không quá lâu. Phải không, ta chờ. Võ trí tính cười lạnh một tiếng, cứ việc mặt ngoài một bộ không tin bộ dáng, nhưng trong lòng biết, thà Kỳ lời nói rất có thể sẽ trở thành sự thật, dĩ ninh kỳ chiến tích dĩ vãng đến xem, kẻ này vượt cấp mà chiến thủ đoạn quả thực quá mạnh bất quá cũng muốn ngươi có thể chứng được đạo quả nếu như ngươi thành đại la phía trước liền chết cái kia hết thảy cũng đều là nói suông ha ha ta đi cũng võ trí tính trước khi đi cười lớn một tiếng ai bảo ngươi đi ngọc thanh lão tổ âm thanh tại võ trí tính vang lên bên tai võ trí tính lập tức sắc mặt đại biến không đợi hắn có động tác khác viên kia quân cờ lần nữa rơi xuống oanh khói bụi tiêu tan sau đó Võ trí tính giống như ban đầu giống như con khỉ bị trấn áp tại quân cờ phía dưới, chỉ lộ ra một cái đầu. Hắn nổi giận vô cùng nhìn qua Ngọc Thanh Lão Tổ. Ngọc Thanh Lão Tổ, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật muốn vì kẻ này đắc tội bạch đế tiên quân không thành. Lấy tiên quân uy năng, ngươi chỉ cần bước ra tổ tinh một bước, liền chắc chắn phải chết. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng Ngọc Thanh Lão Tổ sẽ ra tay giết hắn. Cho nên dưới mắt bị Ngọc Thanh Lão Tổ lần thứ hai trấn áp, nhưng võ trí tính trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Lúc này, đã bay ra tổ tinh tên kia huyền tiên phản phất đột nhiên có cảm giác quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng cùng hả giận chi sắc, vậy ta liền ở tại tổ tinh tốt, ngược lại, ta tại tổ tinh dạo chơi một thời gian cũng đủ dài, mọc lại một điểm, lại như thế nào? Ngọc Thanh lão tổ mỉm cười nói, võ trí tính vội vàng nói, tổ tinh tu hành tài nguyên càng cỗi, nếu như lấy tu vi của ngươi một mực ở tại tổ tinh, sẽ không có chút tiến thêm, tổ tinh lên tiên linh chi khí, có thể đi ra ngươi như thế một tôn huyền tiên, cũng đã là cực hạn muốn đột phá thái ất chân tiên, liền xem như ngươi đem cả viên tổ tinh nuốt vào trong bụng. Cái kia linh khí đều còn thiếu rất nhiều. Liên quan gì đến ngươi? Ngọc Thanh lão tổ cười, võ trí tính sắc mặt khẽ giật mình, lập tức dần dần âm trầm xuống, nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho ta rời đi, là trách ta lúc đầu không cẩn thận bắn bị thương kẻ này, vậy ta có thể xin lỗi. Tại mặt mũi và mạng nhỏ trước mặt, hắn cuối cùng thấp đầu cao ngạo, lựa chọn mạng nhỏ, sư tôn, người này bất quá huyền tiên sơ kỳ, ở nơi này cảnh giới cũng không biết ngay người bao nhiêu năm, không bao lâu, ta liền có thể thành tựu đại la, đến lúc đó, ta tự tay làm thịt hắn chính là, không thể để cho sư tôn ô uế tay. Thà kỳ chắp tay nói, võ trí tính thần sắc xanh xám vô cùng nhìn thà kỳ một mắt, không có phản bác, mặc dù thà kỳ trong lời nói đem hắn làm thấp đi cùng một nhân tiên một dạng, tự hồ muốn giết cứ giết, nhưng mà, hắn bây giờ lại hy vọng Ngọc Thanh lão tổ cũng như vậy cho rằng, nhưng hắn có thể sống rời đi tổ tinh. Bác Huyền, hắn bây giờ đắc tội là Lão Phu, Lão Phu rất chán ghét loại lời này lao, giết, trả thiên địa một mảnh thanh tĩnh. Ngọc Thanh Lão tổ mỉm cười nói, thà kỳ giật mình, có chút nhìn có chút hả hê nhìn võ trí tính một mắt, nguyên bản gia hỏa này có thể rời đi, nhất định phải liếu triếu thả xuống một phen ngoan thoại, kết quả trêu đến Ngọc Thanh Lão tổ không vui, đã như vậy, giống như thế là Ngọc Thanh Lão tổ cùng võ trí tính tư nhân thù oán, võ trí tính tự hồ cũng nghĩ minh bạch điểm này, trong mắt vẻ sợ hãi cũng không còn cách nào che giấu vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ ngọc thanh lão tổ tại hạ nhưng lấy xin lỗi trước đó hắn cho rằng ngọc thanh lão tổ sẽ không vì thà kỳ được tội bạch đế tiên quân nhưng mà nếu như là vì mình ý niệm tới đây võ trí tính toàn thân băng hàng dưới mắt lần này rất có thể là hắn tu hành đến nay gặp được nguy cơ lớn nhất lời xin lỗi của ngươi rẻ mạc ngọc thanh lão tổ cười cười chậm rãi giơ tay lên sư tôn chậm đã thà kỳ vội vàng nói ngươi muốn vì hắn cầu tình Ngọc Thanh lão tổ nhớ mày, võ trí tính lập tức vô cùng mong đợi nhìn về phía Thà Kỳ. Tất nhiên hắn muốn chết, vậy liền để đệ tử ra tay đi. Trước đây hắn bắn đệ tử một tiễn, đệ tử cũng phải trả hắn một tiễn mới đúng. Thà Kỳ cười nói, giết một cái huyền tiên có thể được một ngàn điểm cống hiến. Bây giờ Thà Kỳ đột phá đến kim tiên sơ kỳ, công huân lầu lại đối hắn mở ra một tầng. Thà Kỳ mặc dù còn chưa đi xem qua, nhưng loại này có thể được một ngàn điểm cống hiến cơ hội, có thể nào dễ dàng buông tha? Thà Kỳ tổng cộng điểm cống hiến cũng bất quá là hơn một nghìn ra mặt, chỉ cần giết võ trí tính, vậy hắn giá trị bản thân liền muốn gấp bội, hảo, vậy hắn cái tính mạng này, liền cho ngươi. Ngọc Thanh lão tổ cười gật gật đầu, võ trí tính ngây dại, kẻ này không phải muốn vì hắn cầu tình sao, tại sao phải giết hắn, hắn lập tức hướng thà kỳ truyền âm nói, ngươi giết ta, nhất định sẽ hại sư tôn ngươi đắc tội bạch đế tiên quân, vì ta cầu tình, hôm nay ta nếu có thể còn sống trời đi, trở lại tông nội vì ngươi nói tốt khoảng cách này cũng không sai biệt lắm thà kỳ đi đến võ trí tính trước mặt lấy ra chu tiên cung nhắm ngay đầu của hắn ngay sau đó cửu môn độn giáp cửu môn đều mở sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập tại thà kỳ thể nội chậm rãi kéo ra chu tiên cung bây giờ chu tiên cung khoảng cách võ trí tính đầu bất quá một tấc xa cơ hồ muốn dán lên mà đối mặt võ trí tính cầu xin tha thứ thà kỳ tự hồ hoàn toàn nghe không được một dạng không rảnh để ý thà bắc huyền ngươi thật sự không vì sư tôn ngươi suy nghĩ ta nếu là chết, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, sư tôn ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi quan tâm nhân, toàn bộ đều muốn chết. Ta nghe nói ngươi thê tử cũng tại tổ tinh, ngươi sẽ không sợ liên lụy nàng sao. Không muốn, của người nào cung giống ngươi sử dụng như vậy, ngươi không muốn cầm cung hướng về phía đầu của ta. Võ trí tính một bên không ngừng thuyết phục uy hiếp ninh kỳ, một bên hoảng sợ nhìn qua tru tiên cung, tru tiên trên cung đại đạo khí tức, nhưng hắn vừa sợ vừa giận, bởi vì tru tiên cung phẩm giai, rõ ràng so với hắn trong tay cây cung kia còn phải mạnh hơn một bậc là thượng phẩm đạo khí thượng phẩm đạo khí uy lực nên khủng bố đến mức nào võ trí tính không rõ ràng lắm nhưng mà có một chút hắn tin tưởng vô cùng nếu như ninh kỳ tại như vậy dưới khoảng cách gần phát động chu tiên cung uy năng đầu của hắn tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ, có két chu tiên trên cung truyền đến một hồi chói tai nhẹ vang lên thanh âm này rơi vào võ trí tính trong tai giống như địa ngục truyền tới tiếng ca cửu môn động giáp cửu môn đều mở uy lực là phi thường kinh khủng tăng thêm ninh kỳ bản thân đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ, trấn ngục long tượng công cũng đạt tới tầng 13 đỉnh phong, nguyên bản chỉ có thể kéo một cái một thước chu tiên cung, bây giờ, bị ninh kỳ kéo đến ước chừng hai thước có thừa, chu tiên trên cung đại đạo chi lực, điên cuồng hướng dây cung chỗ phun trào, phía trên đại đạo chi lực càng sôi trào, võ trí tính trong mắt sợ hãi liền càng đục dày, ngươi xạ ta một tiễn, ta cũng xạ ngươi một tiễn, rất công bằng a. À. Ninh kỳ khóe miệng hơi hơi dương lên, đánh rắm, thế nào công bằng ngươi có bản lĩnh giống như ta lúc đầu một dạng cùng ngươi cách biệt mấy trăm dặm lại ra tay võ trí tính nước mắt đều nhanh muốn biểu xuất tới tru tiên trên cung đại đạo chi lực không phải hắn một cái huyền tiên có thể sánh ngang huyền tiên sơ kỳ cũng bất quá là vừa đem đạo quả trứng nở thành đại đạo chi lực mà thôi nơi nào có thể cùng thượng phẩm đạo khí đánh đồng bây giờ kinh khủng đại đạo chi lực cách mình đầu gần như vậy võ trí tính cũng lại bảo trì không được lúc trước cái loại này cao ngạo khinh thường bình tĩnh trong lòng đã có dự tính tư thái ta nói công bằng chính là công bằng ninh kỳ khẽ cười một tiếng ngay sau đó hắn cả người cơ bắp phía dưới tựa hồ có thủy triều phun trào mà qua nổi lên một tia gợn sóng cùng lúc đó dây cung lần nữa bị kéo ra một tấc sau đó ninh kỳ nhẹ nhàng buông lỏng tay ra võ trí tính trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này đặc biệt là khi hắn nhìn thấy dây cung lần nữa bị ninh kỳ kéo ra một tấc phía sau trong mắt lập tức sinh ra một tia tuyệt vọng hà bắc huyền ngươi không thể mãnh liệt đại đạo chi lực ngưng tụ kim sắc mũi tên, trực tiếp đem võ trí tính đầu bắn cái nhão nhuệt, cùng lúc đó, võ trí tính trong cơ thể thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đại đạo chi lực quấy đến nát bấy, hóa thành thiên địa linh khí, tiêu tan tại thiên địa bên trong, đến nước này, đường đường huyền tiên cứ như vậy bị ninh kỳ một cái kim tiên sơ kỳ tồn tại, bắn chết, nếu không phải Ngọc Thanh lão tổ hỗ trợ trấn áp lại võ trí tính, nhưng hắn một điểm thủ đoạn đều không thi triển được, nhạt nhẽo treo lên cái đầu cho ninh kỳ xạ, lấy ninh kỳ thực lực, coi như thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không khả năng giết võ trí tính, một ngàn điểm cống hiến tới tay, đáng tiếc, nếu đều đắc tội, vậy không bằng đắc tội tới cùng. Ninh Kỳ có chút phiền muộn, mặt khác tên kia huyền tiên sớm đã rời đi tổ tinh, bằng không mà nói, hắn lại có thể đạt được nhiều một ngàn điểm cống hiến, võ trí tính sau khi chết, đặt ở trên người của hắn quân cờ cũng dần dần tiêu tan, đi. Ngọc Thanh Lão tổ bắt lấy Ninh Kỳ bả vai, thân hình khẽ động, cơ hồ khoảnh khắc công phu, liền từ tụ cuộc châu đi tới doanh châu huyền kiếm tông phụ cận nhìn lấy trên đất khai khẩn một cái nửa ruộng đồng ngọc thanh lão tổ ánh mắt lộ ra một tia vẽ trào phúng chạy vẫn rất nhanh đúng vậy a à. ninh kỳ có chút thất vọng gật gật đầu ngọc thanh lão tổ dẫn hắn tới chỗ này từ nơi này lại có thể thấy rõ ràng huyền kiếm bên trong tông tình trạng rõ ràng đây chính là một cái khác huyền tiên theo dõi chỗ bất quá đối phương tự hồ lấy được nhắc nhở đã trốn bên kia đã biết nhiệm vụ thất bại trong thời gian ngắn sẽ lại không phái người tới tổ tinh có việc liền đến ngọc thanh môn tìm ta ngọc thanh lão tổ nói xong đem tu di châu đưa cho ninh kỳ lại nói cho hắn biết như thế nào mở ra tu di châu khẩu quyết sau đó hướng huyền kiếm tông liếc mắt nhìn liền biến mất tại chỗ ninh kỳ nắm tu di châu theo ngọc thanh lão tổ hy vọng phương hướng thấy được khuyết nguyệt phong sư tôn vừa mới nhìn là khuyết nguyệt phong hẳn là cảm thấy vị kia thanh bào lão giả ninh kỳ ánh mắt hơi động một chút sau một khắc phá không dựng lên hướng huyền kiếm tông bay đi huyền kiếm tông khuyết nguyệt phong lý hân gặp ninh kỳ hoàn hảo vô khuyết trở lại khuyết nguyệt phong trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lộ ra một tia tò mò thanh thạch trấn sự tình giải quyết giải quyết vừa chết hai trốn ninh kỳ cười nói lý hân theo bản năng hướng lạnh thiên thánh phi nhìn lại nàng rốt cuộc biết vì cái gì lạnh thiên thánh phi sẽ đối với ninh kỳ như vậy tràn ngập tự tin từ một điểm này nhìn lại nàng phát hiện mình đối với ninh kỳ hiểu rõ trình độ vẫn như cũ xa xa không bằng lạnh thiên thánh phi, hạo thiên ở bên kia. Ninh kỳ hướng lạnh thiên thánh phi cười nói, lạnh thiên thánh phi cười gật gật đầu, sáng sớm bỏ chạy đi qua. Coi như chăm chỉ. Ninh kỳ cười cười, lại đối lý hân đạo, lý hân, võ trí tính có phải hay không là ngươi sư huynh? Võ trí tính, là ta sư thúc đệ tử, lần này là sư thúc ta phái người đã đến rồi sao? Lý hân nao nao, hẳn là. Ninh kỳ gật gật đầu, sư tôn môn hạ, cũng chỉ có đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có ta, bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta ngày bình thường không hỏi thế sự, rất ít rời đi tông môn, đại sư huynh cũng tại bên ngoài sông sáo, có lẽ, lần này cũng là sư thúc tự tác chủ trương, phát hiện nhị sư huynh mệnh bài vỡ vụn sau đó, liền phái người đến đây trả thù. Lý Hân như có điều suy nghĩ đạo, bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không phái người tới tổ tinh, huyền kiếm tông có vị kia tại, cũng rất an toàn, ta phải đi, các ngươi bảo trọng ninh kỳ cười ủng liễu ủng lạnh thiên thánh phi dừng một chút hắn hướng lý hân cười nói muốn hay không ôm một chút đi mau lý hân trên mặt đột nhiên thổi qua một vòng đỏ ửng không vội ta đi một chút chủ phong ninh kỳ cười cười phá không dựng lên triều chủ phong phương hướng mà đi lạnh thiên thánh phi nhìn về phía lý hân mỉm cười nói còn thẹn thùng đâu Tỷ tỷ, ngươi chê cười ta lý hân bất mãn đại ca ứng thật tuyền vốn đang xử lý một loạt sự vụ đầu đều có chút lớn, đột nhiên nhìn thấy ninh kỳ đến đây, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. mấy ngày trước đây nàng đi khuyết nguyệt phong, biết được ninh kỳ đã rời đi, trong lòng vốn có chút thất lạc. như thế nào, còn quen thuộc a, tông chủ đại nhân. ninh kỳ cười nói, không bằng đại ca tới làm người tông chủ này tốt. ứng thật tuyền liếc mắt, thế thì không cần, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm huyền kiếm tông tông chủ. huyền kiếm lão tổ ánh mắt rất không tệ, ngươi chỉ cần đem huyền kiếm tông coi như là lúc trước khuyết nguyệt phong nghĩ đến không bao lâu huyền kiếm tông liền sẽ tại trên tay ngươi phát dương quan đại ninh kỳ cười nói ứng thật tuyền cười khổ một tiếng không cần ta phát triển bây giờ huyền kiếm tông tại tổ tinh ai còn dám trêu chọc nha dừng một chút đại ca hôm nay tới đây cần làm chuyện gì nàng từ trước đến nay biết ninh kỳ vô sự không đăng tam bảo điện vì nó mà đến ninh kỳ lấy ra tu di châu miễn cười nói đây là ứng thật tuyền có chút hiếu kỳ ninh kỳ niệm một đạo khẩu quyết chỉ thấy tu di châu bên trên lập tức dâng lên một tia sương mù ninh kỳ lấy tay mà vào ngay sau đó một mặt luống cuốn trần hoang liền xuất hiện ở ninh kỳ trước mặt kỳ thúc thúc trần hoang vừa mừng vừa sợ nhìn xem ninh kỳ chờ ta đem trần hỉ bọn hắn mang ra ninh kỳ cười nói nói xong hắn lần nữa lấy tay mà vào trần hoang thê tử cũng bị ninh kỳ từ tu di châu bên trong mang ra ngoài sau đó là trần hỉ toàn gia ba ngụm. từ lần trước ninh kỳ tiến vào thần mộ được đưa tới tiên ngục trong lúc đó lại qua không thiếu niên Trần Hỷ đứa con kia đã sớm trưởng thành, bọn hắn vừa xuất hiện trong đại điện, đầu tiên là thấy được Trần Hoang, sau đó lại thấy được Ninh Kỳ, trên mặt nhau nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Kỳ Gia Gia. Trần Hỷ ngạc nhiên hô, đám người lúc này đã biết được, nhất định là Ninh Kỳ ra tay đem bọn hắn từ cái kia địa phương cổ quái cứu ra, Thanh Thạch Trấn Ban Sơ mất tích chính là Trần Hoang Toàn Gia, sau đó là Khuyết Nguyệt Phong An bài tại Thanh Thạch Trấn trong chừng huyền kiếm tông đệ tử, bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ. Chỗ, cái chỗ kia bên trong không chỉ có người, còn có rất nhiều yêu thú. Trong lúc hắn nhóm đau khổ ngăn cản những yêu thú này xâm nhập thời điểm, Trần Hoang bọn người phát hiện thanh thạch trấn bên trong người cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở chỗ đó. Lúc này, bọn hắn liền hoài nghi là cái nào đó đại năng đối với thanh thạch trấn hạ thủ. Đến đổi lý do, bọn hắn cũng có thể đoán ra một hai, rất có thể là cùng Ninh Kỳ có liên quan, vốn cho rằng đời này đến chết đều sẽ sống ở đó cái địa phương không nghĩ tới trong nháy mắt, bọn hắn lại lần nữa gặp được Ninh Kỳ, cái này làm sao không để cho người ta kinh hỉ, Ninh Kỳ đem mất tích Huyền kiếm tông đệ tử cũng bắt đi ra, đối phương vừa thấy được Ninh Kỳ cùng ứng thật tuyền, một mặt vui mừng hành lễ, đây là Huyền kiếm tông, về sau các ngươi chính là ở đây tu hành, Tiểu Hoang, Thanh Thạch trấn bên kia, ngươi vẫn là không muốn trở về, giống lần này nguy hiểm, sau này có lẽ còn sẽ tới mấy lần trước. Ninh Kỳ mỉm cười nói, Trần Hoang có chút hổ thẹn, cảm thấy là mình liên lụy Ninh Kỳ Nghĩ đến sau này còn sẽ có nguy hiểm, hắn nhìn thê tử của mình một mắt, cuối cùng gật đầu một cái, Huyền kiếm tông, ở đây chính là Huyền kiếm tông. Trần Hỉ trong lòng mọi người cùng hỉ không thôi, đợi nhiều năm như vậy, bọn hắn cuối cùng có thể tiến vào Huyền kiếm tông, chính thức bắt đầu con đường tu tiên, ta còn có một số việc, các ngươi ngay tại Huyền kiếm tông yên tâm tu hành. Ninh Kỳ nói xong, cùng Ứng Thật Tuyền thông báo vài tiếng, lại cùng Trần Hoang nói mấy câu, liền quay người rời đi đại điện, Ứng Thật Tuyền thấy thế, trong lòng thở dài, Hướng Trần Hoang bọn người cười nói, "Chư vị, các ngươi sau này liền lưu lại chủ phong tu hành xong rồi, chờ sau đó sẽ có đệ tử mang các ngươi đi công việc một chút nhập môn thủ tục, sau này các ngươi chính là ta Huyền Kiếm tông ngoại môn đệ tử." Mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng một chút cũng không có ma diệt Trần Hỷ ý vui mừng, hắn vội vàng mở miệng nói, "Cảm tạ ứng nãi nãi." Brama tiên vực, nơi đây tại rất nhiều tiên vực bên trong, cũng coi như là cực phụ nổi danh, bởi vì trong tiên giới nổi tiếng Vũ Nội Bạch Đế tiên quân động phủ liền tại Brahma Tiên vực Nam Minh Tinh, đây là Brahma Tiên vực bên trong duy nhất một khỏa cấp 8 tinh cầu, vị trí cực kỳ thần bí, ngoại trừ một chút thái ất chân tiên biết như thế nào đi tới Nam Minh Tinh bên ngoài, thông thường tiên nhân căn bản tìm không thấy Nam Minh Tinh chỗ, nhưng coi như như thế, vẫn như cũ có thật nhiều tiên nhân điên cùng thi triển đủ loại thủ đoạn, tìm kiếm triều đại Nam Minh. Tinh, bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội trở thành Bạch Đế Tiên quân môn nhân, đây chính là một bước lên trời cơ duyên, so với các hư vô mờ mịt cơ duyên đây coi như là tương đối dễ dàng đạt thành. Bọn hắn không biết, Nam Minh Tinh, không phải một cái thuần túy tinh cầu, mà là một khỏa vô cùng đặc thù tinh cầu. Đây là một cái từ vô số không gian cùng vị diện tạo thành đặc thù chi địa. Nói nó là tinh cầu, chẳng bằng nói nó là một chỗ đặc thù bí cảnh. Bây giờ, ngay tại Nam Minh Tinh cái nào đó trong không gian, một tòa rộng rãi vô cùng trong kiến trúc, có một mặt tường cao, trên tường cao mang theo từng chiếc từng chiếc lộ ra u lục quang mang đèn lồng. Trong đó một chiếc đèn lồng đã diệt đi, tại tường cao phía dưới, đứng một đạo gầy nhom thân ảnh, hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn qua cái kia chén nhỏ đã diệt hết đèn lồng, nhiệm vụ thất bại. Một thân ảnh, đang gầy gò thân ảnh đằng sau vang lên, gầy còng thân ảnh không quay đầu lại, thản nhiên nói, sớm tại trong dự liệu, vốn cho rằng ba người đều về không được, không nghĩ tới chỉ chết một cái. Nếu như ngươi cái này ba cái đệ tử biết ngươi là cố ý đưa bọn hắn đi tổ tinh thăm dò vị kia, nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Không cần nói nhảm muốn nhiều nói, các ngươi để cho ta ra tay, xem có thể hay không trấn sát thà bắt huyền kẻ này, ta đã ra tay, rõ ràng, chỉ cần hắn một ngày tại tổ tinh, hắn liền một ngày không chết được, này ngược lại là không nhất định, lần này khương gia hai vị lão tổ đều đưa tin xuống, nếu như ai có thể giết kẻ này, liền ban thưởng hắn vào đế cảnh tài nguyên, toàn bộ tiên giới cao tầng, cơ hồ đều bởi vì này thì tin tức sống ngầm mãnh liệt, bất quá, bọn hắn sợ lão già kia gia hỏa sẽ ra tay can thiệp, cho đến nay không hề động. Tỉnh, mà ngươi thì lại khác, sư huynh của ngươi đệ tử chết tại thà bắc huyền trong tay ngươi có quan binh chính đại lý do ra tay báo thù lão già kia gia hỏa cũng sẽ không đối ngươi đệ tử ra tay chỉ cần ngươi đem ngươi vị kia đang bế quan sư huynh kêu đi ra ha ha hắn vị kia thân truyền đệ tử tại huyền tiên bản đệ nhất ngây người nhiều năm như vậy cuối cùng không đến nỗi ngay cả cái ngọc thanh lão tổ đều đối trả không được a à. có hắn đi tới tổ tinh trấn sát thà bắc huyền kẻ này cái kia khương gia hai vị lão tổ khen thưởng nhất định vào ngươi ta trong tay, gầy còng lão giả nghe đến đó, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn lên trước mắt tên trung niên nhân này, thẳng nhiên nói: "Đế cảnh mặc dù mê người, nhưng là không đến mức để cho ta không còn đầu óc, đừng nói hai vị kia ông tổ nhà họ Khương phải chăng có phần này thần thông, có thể để người ta dòm ngó đế cảnh tuyệt diệu, liền nói ta a, à, bằng vào ta tư chất." "Đời này nếu có thể thành tựu cái tiên quân, liền đủ hài lòng, ngươi nếu là muốn chỗ tốt kia, cứ đi tìm ta sư huynh, xin mời." sư huynh của ngươi, trung niên nhân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ sợ hãi, nghiêm mặt nói, ngươi ta nhiều năm lão hữu, ta không nhẫn nhìn ngươi từ bỏ phần này cơ duyên to lớn, dạng này, nếu là ngươi đi đem ngươi sư huynh mời xuống núi, nhưng hắn phái cái kia vị đại đệ tử đi tới tổ tinh ám sát thà bắt huyền cũng tốt, bắt sống hắn cũng được, ta liền đem ta. Tộc chí bảo, lịch long huyết, phân ngươi một giọt, có nó, ngươi ít nhất đột phá trước mắt bình cảnh không có bao nhiêu vấn đề, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ ngươi ở đây thái ất chân tiên sơ kỳ đã đã bao nhiêu năm cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này lịch long huyết ngươi thực sự cam lòng kể từ tiên ma sau đại chiến ngươi cái này một chi mạch lịch long huyết cũng còn thừa không nhiều a à. gầy còn lão giả con mắt hơi hơi sáng lên một giọt ta vẫn cho lên trung niên nhân nhất miệng nở nụ cười hai cây sừng rồng tại hắn trên trán như ẩn như hiện hảo cho ngươi thời gian một tháng đem lịch long huyết đưa tới nếu như ngươi thật sự cam lòng ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi thất vọng gầy còn lão giả thái độ trong nháy mắt bị cái này lịch long huyết chỗ chuyển biến không đến nửa tháng trung niên nhân quả nhiên cho cái kia gầy còn lão giả đưa tới một dọc lịch long huyết gầy còn lão giả đang nghiệm chứng lịch long huyết là thật hay giả phía sau liền đem lịch long huyết thu vào loại này đồ quý báu muốn phối hợp rất nhiều loại trân quý linh tài mới có thể để cho nó giá trị tối đại hóa đến lúc đó đột phá mắt trước bình cảnh vấn đề không lớn lắm lời hứa của ta làm được đến ngươi Trung niên nhân mỉm cười nói, gầy còn lão giả cười gật gật đầu, đã ngươi đều nguyện ý trả giá đánh đổi lớn như vậy, ta như thế nào sẽ để cho ngươi thất vọng. Nói xong, hắn đưa tay ra cánh tay, trung niên nhân thấy thế, tự hồ biết gầy còn lão giả muốn làm gì, đưa tay bắt hắn lại cánh tay, sau một khắc, hắn liền cùng gầy còn lão giả hư không tiêu thất ngay tại chỗ, triều đại nam minh tinh là từ mỗi cái vị diện không gian tạo thành bí cảnh, mà gầy còn lão giả sư huynh, liền tại đây trong đó một cái vị diện trong không gian, không bao lâu, hai người thời điểm xuất hiện lại, cảnh tượng chung quanh đã đã biến thành một tòa tràn ngập chim hóc hoa nở sơn cốc, giữa sườn núi bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ, thỉnh thoảng có chân cầm dị thú bay qua, cảnh sắc xinh đẹp vô cùng, sư huynh của ngươi thực sự là biết được hưởng thụ nhân sinh. Trung niên nhân cười khang một tiếng, ngươi cũng biết ta sư huynh tính khí, cho nên ngươi bây giờ bắt đầu, liền ngậm miệng lại, tốt nhất đừng nói nhiều. Gầy còn lão giả nhàn nhạt phủi hắn một mắt, trung niên nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, bất quá nghĩ đến có việc cầu người, cùng với vị kia tính khí thật sự không tính quá tốt, liền ngậm miệng lại, trong sơn cốc có tòa nhà tranh, hai người tới nhà tranh phía trước, gầy còn lão giả chắp tay nói, sư huynh, sư đệ tới thăm ngươi. Hồi lâu, trong nhà lá đi ra một thân ảnh, trung niên nhân vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt chỗ sâu lập tức thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, theo bản năng lui nửa bước, đối phương thân mang trắng thuần sắc áo bào, cái cầm giữ lại râu dài, nhìn niên linh cùng trung niên nhân không kém bao nhiêu, trên thân lại tản ra một tia nho nhã khí tức trừ cái đó ra trên người của hắn đại đạo chi lực nhưng là tỷ trang gầy lão giả và trung niên nhân chung vào một chỗ đều phải hùng hậu vô số lần người này chính là bạch đế tiên quân môn nhân cũng là trắng trắng hơn tuyết sư tôn gầy còn lão giả sư huynh tại thái ất chân tiên bên trong cũng coi như là cực phụ nổi danh tồn tại thái ất chân tiên bản đứng hàng đệ nhị hiên viên trung thiên tiểu sư đệ người ta đã có mấy ngàn năm không thấy hôm nay mang theo đầu này long tới gặp ta cần làm chuyện gì hiên viên trung thiên nhàn nhạc phủi trung niên nhân một mắt sau đó nhìn về phía gầy còn lão giả mỉm cười nói gầy còn lão giả sắc mặt nghiêm túc đem sự tình nói một lần cũng không có qua nhiều thêm mắm thêm muối nói xong lẳng lặng đứng chờ hiên viên trung thiên đáp lại cái kia gọi thà bắt huyền hậu bối vết trắng hơn tuyết hiên viên trung thiên nao nao tự hồ đối với này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi gầy còn lão giả và trung niên nhân nhìn thấy hắn bộ biểu tình này trong lòng có chút cười khổ làm người ta sư tôn ngay cả mình đệ tử chết tự hồ cũng không biết cái này có chút không quá xứng chức a à, không tệ ngoại trừ trắng hơn tuyết thanh huyền phủ con trai của vị ấy cũng đồng loạt chết ở trong tay hắn gầy còn lão giả gật gật đầu a à, cái kia bại tướng dưới tay nghi tử chết thì chết thiên viên trung thiên cười cười sau đó hắn lời nói xoay chuyển nhàn nhạt nhìn xem hai người tự tiếu phi tiếu đạo khương u cùng khương hạo hai vị lão tổ muốn giết người lại vừa vặn giết ta đệ tử chuyện này có chút đúng dịp a à, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ chỉ là một cái kim tiên sơ kỳ, coi như tư chất lại yêu nghiệt. Lại như thế nào có thể bị bên kia lão tổ để ở trong mắt, cái này trong tiên giới, bọn hắn đã một tay che trời, cần phải cùng một cái hậu bối tính toán, lão tổ ý nghĩ, chúng ta tự nhiên không dám quá nhiều phỏng đoán, bất quá trong thiên huynh ngươi đệ tử cũng chết tại thà bắc huyền trong tay, thù này, hẳn là muốn báo A, à. tất nhiên hai vị lão tổ đều phải người này tính mệnh, chẳng bằng thỉnh trong thiên huynh đem ngươi vị kia đại đệ tử hô trở về, nhưng hắn đi tổ tinh thượng đi một chuyến lấy thực lực của hắn, chỉ cần vị kia không xuất thủ, Ngọc Thanh tên kia há lại đối thủ của hắn. Trung niên nhân mỉm cười nói, coi như như thế, chỗ tốt kia cũng là ta cùng với sư đệ chia lại, lại cùng ngươi đầu này tiểu long có liên can gì. Hiên viên trung thiên tự tiếu vi tiếu đạo, sư huynh, hắn cho ta một dọc lịch long huyết. Gầy còn lão giả vội vàng nói, đối với. Trung niên nhân gượng cười gật gật đầu, ha ha, có ý tứ, liền lịch long huyết đều lấy ra, xem ra ngươi đối với hai vị kia lão tổ hứa hẹn rất có lòng tin a à. hiên viên trung thiên cười lạnh một tiếng sư huynh chuyện này ngươi làm chủ a à. gầy còn lão giả nói như vậy đi các ngươi minh long nhất tộc cũng không thể ngồi mắt ăn bát vàng một dọc lịch long huyết liền nghĩ để cho ta đệ tử kia đi tổ tinh thượng mạo hiểm cái này mua bán quá mức hoa toán ngươi đem nhà ngươi vị kia cũng phái ra theo ta người đệ tử kia cùng đi tổ tinh nếu là không nguyện ý liền ở nơi nào tới thì về nơi đó ta ngược lại thật ra cảm giác được các ngươi tổ tiên từ minh giới đào thoát mà ra thực sự là một cái không sáng suốt lựa chọn minh giới nhưng là một cái nơi tốt thiên viên trung thiên cười nói cái này trung niên nhân thần sắc hơi đổi trầm mặc một lúc lâu sau cuối cùng gật gật đầu hảo thà kỳ rời đi tổ tinh phía sau liền theo huyền kiếm lão nhân cho ra con đường hướng chỗ kia quỷ vực mà đi lần này hắn mang tới nữ hoa dù sao gấp rút lên đường không chỉ có buồn tẻ còn lãng phí thời gian có nữ hoa hào, hắn có thể đưa ra thời gian tới nghiên cứu, hoặc lợi dụng chư thiên phù hỏi một chút có cái gì phương pháp, có thể an toàn cấp. Lấy ma tổ trong lòng ma khí, hắn tiên đạo tu vi là đột phá đến kim tiên sơ kỳ, ma đạo tu vi, hẳn là kẹt tại thiên ma đại viên mãn, nếu là có thể hấp thu ma tổ trong lòng sức mạnh, đột phá bình cảnh nghĩ đến sẽ đơn giản rất nhiều, tiểu tỷ tỷ ngươi đến cùng phải hay không trước đây nữ hoa đầu thai chuyển thế a vì cái gì ngươi thân là khí linh món pháp bảo này cũng không phải tiên thiên linh bảo vì cái gì ngươi cùng nữ hoa tên giống nhau như đúc? Mười vạn cái vì cái gì bảo bảo hồ lô nhỏ, đang ưỡn mặt đi theo nữ hoa phía sau cái mông, không ngừng truy vấn lấy, vấn đề tương tự, hắn đã hỏi mấy ngàn lần ít nhất, bất quá nữ hoa nhận được thà kỳ cảnh cáo, xuất thân của nàng lai lịch không thể tự tiện lộ ra, cho nên đối với hồ lô nhỏ vấn đề tự động loại bỏ, ngươi có thể chớ bám theo ta sao, ta còn muốn làm việc. Nữ hoa không nhịn được quay đầu hỏi, hồ lô nhỏ cười ngượng ngùng một tiếng, bất quá là gấp rút lên đường mà thôi, một bên gấp rút lên đường một bên trả lời ta cũng có thể a à. nữ hoa không tiếp tục để ý hắn bắt đầu phân tích thà kỳ cho nàng con đường này tính nguy hiểm cùng với làm sao có thể đi đường tắt cấp tốc đến chỗ cần đến thà kỳ cười ha hả nhìn xem hồ lô nhỏ cùng nữ hoa thân hình hơi động một chút biến mất ở nữ hoa hào bên trong đi tới đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện đầu tiên hắn lấy ra chư thiên phù tại chư thiên trong diễn đàn liên tục phát mấy cái thiếp mời thu mua long xà thảo mực dương hoa thiên tinh phấn giá cao thu mua có thế phòng ngừa đoạt xác bảo bối thu mua đủ loại đan phương ngũ dai trở lên phát mấy cái này thiếp mời phía sau thà kỳ liền một bên tu hành một bên chờ đợi hồi phục cùng lúc đó có hai thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở tổ tinh chi bên trên bọn hắn vừa xuất hiện ngọc thanh lão tổ cùng thanh bào lão giả cơ hồ cùng một thời gian hướng bọn họ vị trí nhìn lại đây chính là tổ tinh a đều nói đây là tiên nhân nơi phát nguyên nhưng nhìn đi lên cũng bất quá như thế đi một cái thân người đầu rồng tồn tại cười ha hả nói, bởi vì là long đầu, cho nên nhìn không ra dung mạo của hắn niên linh lớn bao nhiêu, tại hắn bên cạnh, đứng một cái nhìn qua mới 18 chín tuổi người trẻ tuổi, lộ ra tương đối nghiêm túc một chút, hắn nhàn nhạt phủi thân người đầu rồng tồn tại một mắt, phổ la đa, người minh long nhất tộc lão tổ không có nói ngươi, cái này tổ tinh bên trên, có thể có đế cảnh tồn tại. Đế cảnh nhân vật, nói đùa cái gì, Long Thành, đừng tưởng rằng ngươi là huyền tiên bản đệ nhất, liền có thể tùy ý đùa bẩn ta, ta giàu gì, cũng tại huyền tiên trong bản sắp xếp để ngủ, không bằng hai chúng ta người sau một lần như thế nào, có thể ta cũng có thể ngồi đệ nhất. Phổ La Đa cười nói, xem ra bộ tộc của ngươi bên trong lão tổ thật không có nói cho ngươi. Long thành thần sắc hơi có vẻ cổ quái phủi Phổ La Đa một mắt, sau đó không để ý đến hắn, trực tiếp thẳng hướng huyền kiếm tông vị trí bay đi. Phổ La Đa thần sắc nao nao, Long Thành mới vừa biểu lộ tựa hồ không giống như là nói đùa, hơn nữa lấy hắn đối với Long Thành hiểu rõ, Gia hỏa này trong ngày thường rất ít nói cười, ý niệm tới đây, phổ la đa thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, chẳng lẽ cái này tổ tinh bên trên, thật có đế cảnh nhân vật, nghĩ đến chính mình rất ít ở tại trong gia tộc, càng thường xuyên việc làm là ở bên ngoài chạy tới chạy lui, quỷ vực cũng không thiếu đi, phổ la đa trong mắt lóe lên nhất ti hoảng nhiên, có lẽ, chuyện này không phải gia tộc không nói cho hắn, mà là không có gì cơ hội nói cho hắn biết, không bao lâu, phổ la đa nhìn qua xa xa huyền kiếm tông, hướng long thành đạo, giết ngư sư đệ gia hỏa ở ngay chỗ này. Long thành mặt không thay đổi nhìn qua huyền kiếm tông, gật gật đầu, đạo, ta có thể cảm thấy, ta tam sư muội cũng ở đây huyền kiếm tông bên trong. Tam sư muội kỳ quái, ngươi nhị sư đệ nếu là bị thà bắt huyền giết, vì cái gì ngươi tam sư muội còn có thể tại huyền kiếm tông bên trong. Phổ la đa có chút không hiểu, Long thành thản nhiên nói, ta cũng muốn biết. Nói xong, hắn phá không dựng lên, hướng huyền kiếm tông bên trong bay đi, phổ la đa thấy thế, cười cười, đi theo mặc kệ tổ tinh phải chăng có đế cảnh nhân vật tồn tại, ít nhất lấy hai người bọn họ tu vi, cái này huyền kiếm tông còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người phương nào đến. Huyền kiếm tông đệ tử nhìn thấy Long Thành cùng Phổ La Đa đứng lặng ở trong hư không, mà chỗ hư không, chính là huyền kiếm tông bầu trời, liền lập tức lên tiếng quát to, tam sư muội. Long Thành nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, thanh âm của hắn, lại như cùng ở tại sơn cốc gõ hồng chung, hướng bốn phương tám hướng đảng đi, mang theo hồi âm, sưu 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 lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, trước hết nhất tới tự nhiên là cùng yêu lão tổ, bất quá hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, Long Thành cùng phổ la đa khí tức trên thân, xem xét sẽ không đơn giản, sau đó ứng chân tuyền cũng đuổi tới hiện trường, ngay sau đó là Lý Hân, Lý Hân sắc khó coi, nàng phủi ứng chân tuyền cùng cùng yêu lão tổ một mắt, bờ môi hơi động một chút, ứng chân tuyền hơi có vẻ do dự hướng Long Thành nhìn lại, mấy hơi phía sau, nàng hướng Lý Hân gật gật đầu, cùng yêu lão tổ tự hồ cũng nhận được đưa tin, cùng ứng chân tuyền cùng nhau rời đi, lúc rời đi, còn đem bốn phía nhìn. Náo nhiệt huyền kiếm tông đệ tử cùng một chỗ mang đi, ngươi chính là Lý Hân cô nương A, cửu ngưỡng đại danh, bạch đế tiên quân môn hạ, chính là các ngươi mạch này kinh khủng nhất, sư tôn là thái ức chân tiên bản đệ nhị, đại đệ tử là huyền tiên bản đệ nhất, tam đệ tử lại là thiên tiên bản đệ nhất, chỉ có cái kia chết đi trắng trắng hơn tuyết, tự hồ, hắc hắc, tóm lại, các ngươi vẫn là rất lợi hại. Phổ la đa cười hiếp mắt hướng Lý Hân đạo, lý hân đối nó gật đầu báo cho biết một chút liền nhìn xem long thành đại sư huynh này tới nhưng là muốn vì nhị sư huynh báo thù không tệ long thành gật gật đầu thản nhiên nhìn xem lý hân bắt huyền đã rời đi tổ tinh các ngươi chậm một bước lý hân mỉm cười nói thật sự phổ la đa hồ nghi nhìn lý hân nghe ngươi đối với hắn xưng hô quan hệ của các ngươi tựa hồ chúng ta rất sớm liền quen biết thế nào lý hân nhàn nhạt nhìn về phía phổ la đa a à, không chút. Phổ la đa sửng sốt một chút, lập tức cười khang một tiếng, ta tin ngươi, bất quá lần này, ngươi phải cùng ta cùng rời đi tổ tinh, ở tại nhị sư đệ chết đi chỗ, ngươi không cảm thấy, thẹn trong lòng sao. Long thành thản nhiên nói, đại sư huynh, nhị sư huynh sẽ chết, là tự tìm. Lý Hân trầm mặt một lúc sau, đạo, Long thành trong mắt lóe lên một tia phức tạp, trắng trắng hơn tuyết là cái gì tính khí, hắn thân là đại sư huynh, tự nhiên nhất thanh nhị sở, chỉ là, trước đây trắng trắng hơn tuyết là hắn tự tay đưa đến triều đại nam minh tinh bây giờ chết tại tổ tinh bất kể là bởi vì nguyên nhân gì tất nhiên biết được chuyện này vậy hắn sẽ vì trắng trắng hơn tuyết báo thù chuyện này vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến đi long thành đưa tay hướng lý hân chộp tới dừng tay một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên ngay sau đó chỉ thấy lạnh thiên thánh phi bọn người phá không mà tới lạnh lùng nhìn long thành cùng phổ la đa các ngươi có thể đi nhưng mà không thể mang lý hơn đi lạnh thiên thánh phi quét long thành cùng phổ la đa một mắt thản nhiên nói ở sau lưng nàng đi theo một đám tất vuông núi cùng quyết nguyệt phong đệ tử phổ la đa nhìn lướt qua trong mắt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường chỉ là một đám người tiên cũng dám mở miệng lưu người nàng hôm nay nhất định phải đi long thành nhìn về phía lạnh thiên thánh phi thản nhiên nói nguyên bản vốn đã rời đi ứng chân tuyền cùng cùng yêu lão tổ bọn người lần nữa bay trở về có chút kiên kỵ nhìn qua long thành hai người các ngươi Huyền kiếm tông coi như toàn bộ cùng tiến lên, cũng không đủ ta Phổ La Đa một đầu ngón tay đánh, cũng không cần quản Long huynh việc nhà, bằng không, hôm nay nói không chừng ta cũng muốn đại khai sát giới. Phổ La Đa tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cùng yêu lão tổ, tại hắn thần niệm dưới sự cảm ứng, toàn bộ Huyền kiếm tông mạnh nhất tồn tại, chính là cùng yêu lão tổ, chỉ là một cái tư chất thấp kém đại la kim tiên sơ kỳ, thật đúng là không bị hắn để ở trong mắt, Long thành ánh mắt đảo qua, nguyên bản hướng Lý Hân chụp tới cánh tay đột nhiên dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hướng ứng chân Tuyền Mi Tâm nhìn lại, vừa mới hắn cũng không quá để ý ứng chân Tuyền, cảm ứng được hắn chỉ là địa tiên phía sau, liền không hề quan tâm quá nhiều, lần này vừa nhìn một cái, lại làm cho hắn thấy được một kiện không có khả năng tồn tại ở tổ tinh đồ vật, ngươi chỗ Mi Tâm khối kia tử ngọc, là nơi nào tới? Long Thành thân hình hơi động một chút, trực tiếp xuất hiện tại ứng chân Tuyền trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn qua Mi Tâm của nàng tử ngọc, có liên quan gì tới ngươi? ứng chân tuyền trong mắt lóe lên vẻ tức giận loại vẻ mặt này nàng đã thấy rất nhiều rõ ràng là loại kia giết người đoạt bảo tồn tại nhìn thấy không phải bảo vật phía sau mới có thể lộ ra vẻ tham lam khối này tử ngọc không phải ngươi có thể thứ nắm giữ là ngươi chính mình giao nó cho ta hay là ta tới ra tay long thành trầm giọng nói huyền kiếm tông bên trong lập tức một mảnh xôn xao đối phương lại công nhiên cướp đoạt bọn hắn tông chủ chi vật tiền bối khối này tử ngọc chính là tông chủ phụ thân ban thưởng hắn là bạch đế tiên quân môn nhân cùng yêu lão tổ đột nhiên mở miệng trầm giọng nói trắng đế tiên quân môn nhân phổ la đa thần sắc trở nên hơi có vẻ cổ quái hướng long thành nhìn lại lấy hắn tại minh long nhất tộc thân phận tự nhiên biết long thành sau lưng chỗ dựa là ai vị kia thái ất chân tiên bản đệ nhị tồn tại chính là trắng đế tiên quân thân truyền đệ tử một trong chỉ là không nghĩ tới tại tổ tinh thường vẫn còn có một vị trắng đế tiên quân môn nhân nữ nhi cái kia hắn bối phận chẳng phải là cùng long thành không kém bao nhiêu long thành nghe được cùng yêu lão tổ câu nói này phía sau trong lòng lập tức xác định khối này tử ngọc lai lịch, chấn kinh sau khi, nhưng là thiên nhân giao chiến đứng lên, đám người thấy thế, thần sắc có chút khẩn trương, bọn hắn nhìn ra Long Thành bởi vì trắng đế tiên quân danh hào, đang do dự không chắc, vật này dây dưa rất nhiều, không thể lại lưu lạc đến nước này, mặc kệ có gì nguyên nhân, còn xin cô nương trước tiên đem nó giao cho ta, nếu như sau này ta tự mình nghiệm chứng, lai lịch xác thực như các ngươi lời nói, vậy ta tất nhiên hai tay hoàn trả. Long Thành trầm mặt một lúc sau, mở miệng nói ứng thật tuyền sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi, không nghĩ tới đối phương nghe được trắng đế tiên quân danh hào phía sau, hay không chết tà tâm, đại sư huynh, ngươi chừng nào thì luôn lạc tới trắng trận cướp đoạt người khác đồ vật, vật này ta có thể làm chứng, lai lịch thanh bạch. Lý Hân nhìn về phía Long Thành ánh mắt, có chút giận dữ, tam sư muội, rất nhiều chuyện, ngươi cũng không biết. Long Thành nhàn nhạt phủi Lý Hân một mắt, nói xong, hắn nhìn về phía ứng thật tuyền, cho ngươi năm hơi thời gian cân nhắc. Tiền bối, nàng là bắt huyền nghĩa muội ngài còn không dự định ra tay sao ban đầu hứa hẹn thế nhưng là đã quên lạnh thiên thánh phi đột nhiên nhìn về phía khuyết nguyệt đỉnh phương hướng mở miệng nói tiền bối long thành ánh mắt hơi động một chút phổ la đa nhưng là cười ra tiếng a các ngươi huyền kiếm tông còn có ngay cả ta đều không phát hiện được tiền bối đại năng kêu đi ra xem chỉ cần không phải thái ất chân tiên ta và long huynh liên thủ thế gian này cái nào huyền tiên có thể địch thật cùng khẩu khí bọn hắn đến cùng lai lịch ra sao dám nghênh ngang tới ta huyền kiếm tông, hiển nhiên là không sợ Ngọc Thanh lão tổ, có thể là huyền tiên trong thiên kiêu. Huyền kiếm tông đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang tới một tia lo lắng, bất quá, trong lòng bọn họ vẫn là tồn lấy vẻ mong đợi, dù sao hiện nay huyền kiếm tông, có thể cùng dĩ vãng khác biệt, khuyết nguyệt trên đỉnh, có một tôn sâu không lường được đại năng tỏa trấn, nếu như vị tiền bối kia ra tay, trước mắt hai người này cũng ác hẳn không phải là đối thủ A, sư, một đạo kiếm quan từ khuyết nguyệt phong mà đến, Tại Phổ La Đa không kịp phản ứng phía dưới, trong nháy mắt chém rụng một cánh tay của hắn, lập tức một thanh âm chậm rãi vang lên. Các ngươi muốn tìm người không ở tổ tinh, cho các ngươi năm hơi thời gian nhanh chóng rời đi, không thể lại đến Huyền Kiếm Tông. Phổ La Đa đầu tiên là ngạc nhiên nhìn mình tay cụt, sau đó nghe thế nói tiếng âm phía sau, thần sắc trở nên kinh nghi bất định. Có thế một kiếm chém rụng cánh tay của hắn, liền xem như tầm thường thái ớt chân tiên sơ kỳ đều khó có khả năng a. Hắn dù sao cũng là Huyền Tiên bản đệ ngũ tồn tại, một thân ác chủ bài ra hết cái kia chiến lực. Hoàn toàn có thể cùng tầm thường thái ớt chân tiên sơ kỳ tranh đấu trăm chiêu mà không bại, Long Thành ánh mắt đại biến, lập tức bắt lấy phổ la đa, nhìn thật sâu ứng thật tuyền cùng lý Hân một mắt, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người, huyền kiếm tông đám người thấy thế, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi thôi. Lạnh thiên thánh phi tiến lên giữ chặt lý Hân, hướng khuyết nguyệt phong bay đi, có vị tiền bối kia tại, sau này cái này huyền kiếm tông cũng không dám có đạo chích tới trước cùng yêu lão tổ hướng khuyết nguyệt phong phương hướng liếc mắt nhìn, trong lòng có chút cảm thán, hắn xuất thân Vũ Hóa Tông tuy là huyền kiếm tông thượng tông, nhưng bây giờ so ra, huyền kiếm tông càng giống Vũ Hóa Tông thượng tông. Tổ Tinh chi bên ngoài, thời khắc sinh tử quả nhiên có vô cùng sự sợ hãi, Phổ La Đa đang nhìn mình tay cục, phía trên huyết nhục đang không ngừng xen lẫn, chỉ cần chung trà thời gian, liền sẽ có một đầu mới tinh như lúc ban đầu cánh tay sinh ra, nhưng mà, so với trước kia thiên truy bách luyện đầu kia, tự nhiên muốn kém hơn rất nhiều có thể nói phổ la đa bởi vì này một kiếm chiến lực ít nhất hao tổn một thành có thừa vừa mới long thành động tác quá nhanh nhưng hắn đều không kịp đem tay cục cho đem về đồng thời cũng có trong lòng sợ hãi nguyên nhân nhưng hắn một hơi cũng không muốn tại huyền kiếm tông lưu thêm có thể nhặt về một cái mạng không tệ long thành thản nhiên nói ngươi nói thế nào cái rốt cuộc là ai vừa mới một kiếm kia cho dù là ngươi cũng tránh không khỏi a à. phổ la đa nhìn về phía long thành có chút ngưng trọng nói tránh không khỏi long thành thản nhiên gật gật đầu tổ tinh thượng quả nhiên có chút cổ quái ngoại trừ đế cảnh nhân vật còn có loại tồn tại này chúng ta hay là trước đi thôi đến nỗi nhiệm vụ kia sợ là không xong được tiên giới to lớn đối phương đã sớm rời đi tổ tinh chúng ta thần thông quảng đại đến đâu đều không chỗ tìm đi vào đi phổ la đa thở dài có lẽ huyền kiếm tông cái kia cùng vị kia đế cảnh nhân vật là cùng một người long thành thản nhiên nói cùng một người phổ la đa ngạc nhiên nhìn về phía long thành lập tức nghĩ lại một phen lập tức hít sâu một hơi cái này loại tồn tại này làm sao sẽ ở tại huyền kiếm tông bên trong hơn nữa nghe nữ tử kia lời nói hắn tự hồ có chỗ hứa hẹn muốn bảo vệ ninh bắc huyền dừng một chút phổ la đa mắng to một tiếng đây không phải để cho ta tới chịu chết sao đáng chết ta ngược lại phải về trong tộc nhìn một chút rốt cuộc là người nào muốn hại ta bảo hộ ninh bắc huyền sao này ngược lại là chưa hẳn ngươi không phải nói tiên giới to lớn tìm không thấy Ninh Bắc Huyền kẻ này. Vừa mới vị kia mặc dù đuổi chúng ta rời đi tổ tinh, nhưng mà, hắn cũng nói cho ta biết Ninh Bắc Huyền phương hướng sắp đi, đoạn đường này tìm đi qua, chắc là có thể tìm được. Long Thành mỉm cười, trong thức hải, nhưng là có một điểm sáng, đây là vừa mới bị in vào trong thức hải của hắn khí tức, chỉ cần càng đến gần thà kỳ, điểm sáng này lại càng hiện ra, còn có loại sự tình này, vị tiền bối kia rốt cuộc là cái này có ý định gì? Phổ La Đa một mặt kinh ngạc, tiền bối đại năng ý nghĩ, người ta có thể nào biết được, chỉ cần hoàn thành sư phụ nhiệm vụ liền có thể, đi thôi, Ninh Bắc Huyền hướng bên kia bay đi. Long Thành mỉm cười, hướng một cái phương hướng điểm một chút, đủ loại linh tài thu mua không sai biệt lắm, ngũ giai đan phương cũng thu đến mấy loại, mỗi loại đan phương luyện chế được tiên đan, đều đối kim tiên có hiệu quả, chỉ là phòng ngừa đoạt sát bảo bối, thật có khó như vậy phải. Thà Kỳ nhìn lấy mình tại Chư Thiên diễn đàn phát thiếp mời, không khỏi trầm tư, trong khoảng thời gian này, linh tài hắn thu một đợt, đan phương hắn cũng thu một đợt đã đem chư thiên tệ không sai biệt lắm hao hết mà phòng ngừa đoạt xác bảo bối lại không có bất cứ tin tức gì phía dưới hồi thiếp người đều ở đây hỏi lại thà kỳ vì sao muốn tìm kiếm bảo bối như vậy trách tâm bất lương không có phòng ngừa đoạt xác bảo bối thà kỳ cũng không dám dễ dàng lấy ra ma tổ chi tâm sử dụng loại này chỉ có một cái bảo tàng tại bên người nhưng không được mà vào cảm giác quả thực làm cho người có chút khó chịu tính toán trước tiên luyện đạo nguyên đan thà kỳ lấy ra thái thượng lão quân đan lô chuẩn bị luyện đan, chư thiên tệ đã còn thừa không nhiều, luyện chế đạo nguyên đan một bộ phận phục dụng, một bộ phận bán ra, có thể đền bù một chút chư thiên tiền hao tổn. Nữ hoa hào đã thiết lập xong con đường, còn có hồ lô nhỏ cái này cực phẩm đạo khí tại, Ninh Kỳ tin tưởng coi như gặp gỡ nguy hiểm gì, ít nhất cũng có thể chèo chống một đoạn thời gian, cho nên hắn rất an tâm tại đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện bên trong luyện chế đạo nguyên đan, ngũ giai đạo nguyên đan, đối với đại la tồn tại đều có cực cao hiệu quả thuộc về đại la kim tiên nhất định dùng mấy loại đang dược một trong luyện chế độ khó cao hơn ninh kỳ lúc trước luyện chế những cái kia tiên đang không chỉ gấp mấy lần khai lò nhóm lửa phóng linh tài một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi nhưng mà mới một khắc đồng hồ trong lò đang liền truyền đến một cổ khói đen luyện đang thất bại lại mở lô nhóm lửa phóng linh tài lần này ninh kỳ chống đỡ nửa ngày có thừa mới có khói đen bốc lên luyện đang thất bại lại khai lò như thế phản phục mười mấy lần hao phí ninh kỳ hai ba tháng công phu hắn cuối cùng thăm dò đạo nguyên đang luyện chế kỹ xảo một tháng sau lò thứ nhất đạo nguyên đang ra lò chỉ có một khỏa phẩm giai vẫn là ngũ giai hạ phẩm bất quá coi như như thế cái này một khỏa đạo nguyên đang giá trị cũng có thể đem phía trước tổn thất linh tài cho bổ túc thậm chí còn có có dư mà luyện đan sư bình thường coi như thiên phú lại cao hơn cũng không có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền nắm giữ một loại ngũ giai đang dược luyện chế kỹ xảo ngắn thì mấy chục năm lâu là mấy trăm năm cũng có thể, Ninh Kỳ dần dần đắm chìm tại luyện đan thế giới bên trong, chẳng phân biệt được ngày đêm, một năm sau, hắn đem đạo nguyên đan tốc độ luyện chế đề cao đến rồi nửa tháng một lò, hơn nửa thành đan hai khỏa, năm năm sau, chỉ cần bảy ngày, Ninh Kỳ liền có thể ra một lò đạo nguyên đan, thành đan ba viên, ba mươi năm sau, Ninh Kỳ đối đạo nguyên đan luyện chế kỹ xảo đã tới đỉnh phong, năm ngày có thể thành đan một lò, mười bên trong lò chí ít có tám lô có thể thành đan bốn khỏa, mà tới được lúc này, Ninh Kỳ dùng để luyện chế đạo nguyên đan linh tài cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hết thảy thu hoạch hơn năm nghìn khỏa đạo nguyên đan, từ hạ phẩm đến cực phẩm không giống nhau. Ninh Kỳ tại chư thiên trong diễn đàn treo một cái bán đạo nguyên đan thiếp mời phía sau, liền lấy ra một khỏa đạo nguyên đan để vào trong miệng, đang dược mới vừa vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cổ bàn bạc vô cùng tiên linh chi khí, như giang hà chảy ngược giống như tràn vào Ninh Kỳ thể nội, phóng tới toàn thân, tục ngữ nói đốn củi không lầm mài đau công việc. Ninh Kỳ bỏ ra 30 năm thời gian luyện chế đạo nguyên đan, cái này viên thứ nhất đạo nguyên đan hiệu quả, liền ít nhất tương đương với Ninh Kỳ ngồi bất động 10 năm tu hành thành quả, hao tốn một ngày thời gian, Ninh Kỳ đem đạo nguyên đan dược hiệu toàn bộ sau khi hấp thu, so với thường nhân lớn hơn vô số lần. Đầu thứ tư tiên mạch, cuối cùng không còn lộ ra trống rỗng, một ngày một khỏa đạo nguyên đan, theo thời gian trôi qua, Ninh Kỳ tu vi cũng tại không ngừng dâng lên, một mực tại đỉnh cấp tu hành trong sân huấn luyện ngây người thời gian 6 năm, Ninh Kỳ Tu Vi cuối cùng đề cao đến rồi Kim Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong, khoảng cách Kim Tiên Trung Kỳ, cũng bất quá cách xa một bước, mà Đạo Nguyên Đan cũng bị hắn nuốt. Hơn 2.000 khỏa, tốc độ tu hành như vậy, nếu là bị tổ tinh thượng Kim Tiên gặp được, nhất định sẽ không ngừng hâm mộ, bởi vì bọn hắn đừng nói Đạo Nguyên Đan, liền xem như Tứ Giai Tiên Đan, cũng không khả năng giống Ninh Kỳ như vậy mỗi ngày phục dụng một khỏa, mà Đạo Nguyên Đan đối bọn hắn tới nói, liền cơ hồ là không thể được đến chân phẩm, liền xem như tiên. Với những địa phương khác kim tiên, cơ bản cũng là như thế, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo gia tộc, hoặc lan gia tiên đế môn hạ, cùng với những cái kia tiên quân chuyên môn coi trọng bồi dưỡng đệ tử, mới có ninh kỳ loại đại ngộ này. Nhưng mà, bọn hắn coi như dùng đang dược cùng ninh kỳ một dạng nhiều, cũng cùng ninh kỳ vô pháp so sánh, ninh kỳ bất luận là nhục thân, hay là kinh mạch, đều khác hẳn với thường nhân, vẻn vẹn cái này đầu thứ tư tiên mạch, e rằng 100 kim tiên sơ kỳ chung vào một chỗ, cũng không có ninh kỳ rộng lớn cho nên cùng giai bên trong, Ninh Kỳ Tiên Linh khí số lượng muốn so những người khác hùng hậu vô số lần, còn dư lại đạo nguyên đan, không thể dễ dàng phục dụng, phải dùng tới gà để trứng trứng sinh gà. Ninh Kỳ tự nói một tiếng, lấy ra chư thiên phù, mở ra chư thiên diễn đàn, hắn phát hiện mình bán đạo nguyên đan phía dưới bài bột, đã nhiều mấy cái hồi phục, đồng thời cũng có số 10 người xin thêm bạn tốt hắn, ngày gần nhất một người, là ở năm canh giờ trước đó gửi tới tin tức, Nam Hải cử quy lão người, lại là ngươi, một khỏa đạo nguyên đan cũng dám bán 200 chư thiên tệ, lật qua khác thiếp mời A, à. những người khác bán đắt tiền nhất ngũ giai cực phẩm đạo nguyên đan, mới thuốc đỏ chư thiên tệ, số lượng còn không nhiều, ngươi lập tức muốn bán ra mấy ngàn khỏa đạo nguyên đan, ta xem muốn so đều giá cả đều phải thấp một chút. Một khỏa 90 chư thiên tệ gói, có ý định liền thêm ta hảo hữu. Hắn là về sớm nhất phục, có lẽ là qua rất lâu, gặp Ninh Kỳ không để ý đến hắn, hắn lại tại phía dưới theo một thiếp, Nam Hải cử quy lão người, chư vị mời chú ý, xem người này phát bài viết lịch sử, đây là một cái con buông lòng dạ đen tối, tâm cũng đã hắc thấu, nếu là có mới tới gia hỏa, tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Ninh Kỳ nhìn đến đây, cười cười, sau đó đem thiếp mời kéo đến thực chất, phát hiện mấy cái có chút tên quen thuộc, năm đó hạnh hoa hơi mưa cũng tại, hắn hồi phục cũng là tại giá hỏi thăm, hỏi Ninh Kỳ phải chăng có thế hơi rẻ, đầu tiên, Ninh Kỳ trước tiên đối với Nam Hải cử quy lão người khởi xướng hảo hữu sinh, đối phương tự hồ vẫn luôn đang chơi chư thiên phù, cho nên lập tức liền đón nhận hảo hữu sinh, Nam Hải cưỡi quy lão người, đại vương huynh. Có phải hay không là đối với ta đề nghị có thể tiếp nhận, nếu như ngươi đạo nguyên đang một khỏa bán 90 chư thiên tệ, ta liền thu bên trên 100 khỏa, ngươi lập tức bán mấy ngàn khỏa, cái này chư thiên trong diễn đàn rất ít có người ra được cái giá này, đây chính là vài kiện hạ phẩm đạo khí chư thiên tệ. Ngươi bán 100 năm đều không bán được. Ninh kỳ phía trước nhìn rồi, một khỏa ngũ giai hạ phẩm đạo nguyên đang giá cả bình thường là 100 chư thiên tệ, ngũ giai cực phẩm đạo nguyên đang giá cả muốn tăng lên gấp bội không chỉ, thuốc đỏ chư thiên tệ, Nam Hải cử quy lão người mở miệng chính là 90 chư thiên tệ, rõ ràng là muốn kiếm tiện nghi, mất mô người, Ninh Kỳ cười cười, đưa vào mình hồi phục, lan gia tiên vực nào đó khỏa cấp 7 tinh cầu bên trên, Nam Hải cử quy lão người kể từ rời đi thần mộ phía sau, liền rời đi tổ tinh, trở lại động phủ mình chỗ ở tinh cầu, bây giờ đang cầm lấy chư thiên phù, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, nếu có thể dùng 9000 chư thiên tệ mua được 100 khỏa đạo nguyên đan, coi như toàn bộ đều là ngũ giai hạ phẩm, hắn cũng có thể kiếm một khoản nhỏ. Đạo nguyên đan giá cả mặc dù đang chư thiên trong diễn đàn là cố định, trên dưới trên lệch không lớn, nhưng mà, tại tiên giới các đại tiên vực bên trong, giá cả nhưng là có cực lớn chập trùng, tỉ như. Tại Nam Hải cửu quy lão người chỗ ở tinh cầu, một khỏa đạo nguyên đan giá trị phải xa xa vượt qua 150 chư thiên tệ tại chư thiên diễn đàn giá trị, đinh, một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, Nam Hải cử Quy lão người vội vàng mở ra tin tức xem xét, sắc mặt nhưng là trở nên xanh xám vô cùng, suýt chút nữa đem Chư Thiên phù cho ngã xuống đất, "Đại vương phái ta tới Tuần Sơn, người nghèo, về sau không muốn tại ta trong bài cuộc hồi phục, bằng không ta sẽ lấy ra 50 vạn Chư Thiên tệ đến mua tính mạng của ngươi, ngươi biết, khoảng này Chư Thiên tệ, ta có thể lấy ra được tới, cảm tạ hợp tác." "Đáng chết a." À, Nam Hải cử Quy lão người vô cùng phẫn nộ muốn hồi phục Ninh Kỳ, nhưng mà nghĩ lại hắn xóa ninh kỳ hảo hữu, lộ vẻ tức giận thu hồi chư thiên phù, nếu là đối phương thật sự nói là làm, hoa 50 vạn chư thiên tệ đến mua tính mạng của mình, vậy liền được không bù mất, chư thiên phù bên trong người biết hắn không nhiều. Nhưng là không thiếu, vì một điểm trong lời nói tranh chấp, không cần thiết để cho mình thân hãm hiểm cảnh, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi, cho lão phu chờ lấy. Nam Hải cửu quy lão người thầm mắng một tiếng, Ninh Kỳ bên kia Nam Hải cửu quy lão người không nói tiếng nào xóa chính mình, mỉm cười, sau đó hướng năm đó hạnh hoa hơi mưa phát một cái tin tức, 3.000 khỏa đạo nguyên đan, từ ngũ giai hạ phẩm đến ngũ giai cực phẩm đều có, 60 vạn chư thiên tệ. Qua đại khái thời gian uống cạn chung trà, đối phương đáp lời, ngũ giai cực phẩm chiếm đoạt tỷ lệ. Cực cao. Thành giao. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, đối phương kiểm hàng sau đó tự hồ cũng có chút hài lòng, năm đó hạnh hoa hơi mưa, phẩm chất không tệ, lần sau còn có đạo nguyên đang bán, trực tiếp tìm ta đại vương phái ta tới tuần sơn có thể hợp tác vui vẻ dừng một chút ninh kỳ tò mò lại gửi một tin nhắn các hạ thân là huyền tiên muốn đạo này nguyên đang làm gì dùng năm đó hạnh hoa hơi mưa ăn chơi bội phục bội phục ninh kỳ cười cười trả lời đến nỗi đối phương nói thật hay giả ninh kỳ cũng không có hứng thú truy đến cùng hắn chẳng qua là ban đầu từ những người khác nhắn lại nhìn lên ra năm đó hạnh hoa hơi mưa người này không quá đơn giản hẳn là huyền tiên tồn tại cho nên trong lòng có chút hiếu kỳ, có cái này 60 vạn chư thiên tệ, Ninh Kỳ tiền vốn lần nữa nhiều hơn, bắt đầu điên cuồng thu mua đạo nguyên đang luyện chế linh tài. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy chư thiên trên diễn đàn có một thiếp mời vô cùng náo nhiệt, hơn nữa thiếp mời tiêu đề cũng bị đánh động, chư thiên diễn đàn 500 năm một lần, thăng tiên sẽ sắp mở ra, lần này thăng tiên sẽ vì offline hoạt động, sẽ tại 3 năm sau, tại Bắc Minh tiên vực hồng hư giới Lam Thủy Tinh tổ chức, đến lúc đó sẽ có số lớn bảo bối thả ra đấu giá nếu là không có cách nào đích thân tới Lam Thủy Tinh, đem không tham ngộ thêm lần này thăng tiên sẽ, thỉnh tất cả. Vị đến đúng giờ, nhiệt huyết tham dự, tiếp lấy, phía dưới chính là một loạt sắp tại thăng tiên trong buổi họp bán đấu giá vật phẩm, Ninh Kỳ thậm chí ở trong đó thấy được mấy khỏa bát giai tiên đan, có một loại tên là độ tiên kim đan, bát giai hạ phẩm tiên đan, chỉ cần đại la phía dưới tồn tại phục dụng, bao quát đại la ở bên trong, cũng có thể đề thăng một cảnh giới, chỉ có hai khỏa. Phía dưới cùng thiếp lip nha lip nhíp đã có mấy chục vạn đầu, vô cùng lửa nóng. Lần này thăng tiên biết vật phẩm đấu giá so với một lần trước chất lượng đề thăng cực lớn, thậm chí ngay cả bát giai tiên đan đều có 4, 5 loại, lần trước ta nhớ được tốt nhất tiên đan, cũng chính là thất giai cực phẩm A. Vẫn còn có thượng phẩm đạo khí, ta xem lần này không thiếu thái ức tiền bối đều phải đi tới, có hay không cùng chung chí hướng giả nói chuyện riêng ta, chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Không hổ là quá sơ thương hội, thực lực quả thực mạnh mẽ, vốn cho rằng chư thiên trên diễn đàn khác ba cái thương hội tới không kém bao nhiêu, nhưng khi nhìn nhìn trước đó bọn hắn chỗ cử hành thăng tiên sẽ, cùng lần này quá sơ thương hội chỗ cử hành thăng tiên sẽ kém cách rất xa a. À. Ninh kỳ đầu tiên là tỉ mỉ nhìn một lần chủ đề bên trên sẽ phải bán đấu giá đồ vật, tiếp đó lại nhìn lướt qua cùng thiếp, đột nhiên phát hiện gần nhất chư thiên diễn đàn người mới nhiều hơn rất nhiều, phát bài viết thời điểm, sẽ có đăng ký thời gian, cũng tức là nhận được chư thiên phù thời gian, mà ở cái bài cuộc này bên trong, rất nhiều người đăng ký thời gian cũng là tại gần 30 năm tả hữu, điều này nói rõ chư thiên phù ở nơi này 30 năm ở giữa, hẳn là bán rất nhiều ra ngoài, chư thiên trong diễn đàn nhân số cũng có cực lớn tăng trưởng. Nhưng chư thiên diễn đàn so những năm qua càng thêm náo nhiệt, quá sơ thương hội, trong tiên giới còn có thương hội hình thức thế lực. Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, mở ra chư thiên diễn đàn kiểm tra công năng, đột nhiên phát hiện chức năng này đã bắt đầu thu lệ phí, Kiểm tra một lần lại muốn 500 Chư Thiên tệ, liên tưởng đến đột nhiên tăng vọt lượng người sử dụng, Minh Kỳ lập tức bừng tỉnh, Chư Thiên phù loại vật này, công năng cực mạnh, nếu như tiên nhân tầm thường lấy được, sẽ là một cái không lớn không nhỏ cơ duyên, tỷ như Chư Thiên trên diễn đàn chợ đen, Chư Thiên trực tiếp bình đài, các loại công năng đều đối tiên nhân bình thường có trợ giúp thật lớn. Khi này dạng đồ vật lượng người sử dụng tăng lên tới trình độ nhất định phía sau, sau này thu lệ phí chỗ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, bỏ ra 500 Chư Thiên tệ Ninh Kỳ kiểm tra ra không ít có quan chư thiên diễn đàn tứ đại thương hội tin tức, trong đó tự nhiên cũng bao quát quá sơ thương hội, những tin tức này bên trong bao nhiêu là thực sự, bao nhiêu là giả, Ninh Kỳ tạm thời không phân biệt được, có tin tức nói quá sơ thương hội hội trưởng, chính là một tôn mai danh ẩn tích không? Nguyện bị lan gia tiên đế sách phong tiên quân cấp tồn tại, có nói quá sơ thương hội sau lưng chỗ dựa, chính là lan gia tiên đế, trong đó có một loại ý kiến đáng tin nhất, cũng nhận được đại đa số người tán đồng, cái thiệp mời đó bên trong, Nói quá sơ thương hội là từ lang Gia tiên vực mấy đại tông môn liên thủ tổ kiến, những tông môn này đều cũng có thái ức chân tiên trấn giữ đỉnh cấp tông môn. Xem xong những tài liệu này, Ninh Kỳ trong lòng đối với lần này thăng tiên sẽ có điểm số, sau đó, hắn lại kiểm tra rồi một lần độ tiên kim đan, có liên quan độ tiên kim đan giá cả, ý kiến không giống nhau, bởi vì không có người tại chư thiên trên diễn đàn bán qua, nhưng mà có một chút Ninh Kỳ có thể chắc chắn, độ tiên kim đan giá cả, tuyệt đối không. Sẽ thấp, nhưng mà, cũng sẽ không quá cao, bởi vì nó đối với huyền tiên trở lên tồn tại, hiệu quả không tính quá mạnh, xem như một loại đối với đột phá bình cảnh có nhất định công hiệu tiên đan, đối với đại la cùng với trở xuống tồn tại, nhưng là thần hiệu, ăn vào đạp đất đột phá, thời gian 3 năm, tại đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện chính là hơn 1.000 năm. Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, hắn tính toán một chút, dùng 1.000 này năm hơn thời gian tới kiếm lấy chư thiên tệ, lấy năng lực của hắn, có lẽ cũng có tư cách tham gia lần này thăng tiên sẽ. Nếu là có thể mua được độ kiếp kim đan, ít nhất, hắn sẽ tránh khỏi rất nhiều tu hành thời gian, mặc dù hắn phục dụng đạo nguyên đang một dạng có nắm chắc có thể tiến giai đến kim tiên đại viên mãn, nhưng mà trong đó luyện đang thời gian, thêm nữa dùng thời gian, cùng với đến cuối cùng, đạo nguyên đang hiệu quả hạ xuống, các loại nhân tố, muốn đột phá đến kim tiên đại viên mãn, không có 50 đến 100 năm dường như rất nhỏ có thể. Mà độ tiên kim đan, có thể đem thời gian này rút ngắn ít nhất gấp 10, mua sắm tiên giới tinh đồ, càng kỹ càng giá cả càng cao. Ninh Kỳ tiện tay phát cái thiếp mời, tinh đồ loại vật này bán nhiều người, bởi vì không cần giá vốn gì, một phần liền có thể bán vô số lần, chỉ cần có người mua, nhưng mà tốt tinh đồ lại thiếu, dù sao rất nhiều khu vực nguy hiểm, chỉ có đi người mới có thể biết được, mà một số người bởi vì đủ loại nguyên nhân, phải không nguyện. Ý đem mình tinh đồ cống hiến ra tới, tỉ như ban đầu triệu vô cực chỗ đóng góp tinh đồ, cũng rất đơn sơ, lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể dùng như thế đơn sơ rác rưởi tinh đồ, thiếp mời mới phát không bao lâu, đã có người tới cửa bán, Ninh Kỳ bỏ ra 3.000 chư thiên tệ, liền được một phần có chút toàn diện địa đồ. Sau đó, hắn thần niệm hơi động một chút, rời đi đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện, đem tinh đồ đưa cho nữ hoa, đạo, ghi vào cái này tinh đồ bên trong con đường, kiểm tra đến Bắc minh tiên vực hồng hư giới lam thủy tinh, tính toán một chút thời gian đến, chúng ta lần này cần đến đó. Chủ nhân, phải cải biến con đường sao, nữ hoa vừa nói, một bên tiếp nhận ngọc giảng, hai mắt lập tức biến thành màu lam nhạt, nhìn kỹ có thể nhìn đến cặp mắt của nàng bên trong thoáng qua từng chuỗi số liệu, liền xem như bình thường tiên nhân đều không cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn xem xong tinh đồ, nữ hoa chỉ sử dụng thời gian một phút, liền đem số liệu ghi vào không kém. Nhiều, chỉ thấy trong phòng điều khiển, bắn ra một mặt màn ảnh giả tưởng, phía trên là một bộ vô cùng phức tạp bản đồ, tại nữ hoa điều khiển phía dưới, bản đồ không ngừng phóng đại, cuối cùng khóa chặt đến rồi bắt minh tiên vực hồng hư giới lam thủy tinh, đó là một khoảng 90% đều bị biển sâu bao vây tinh cầu. Tại tinh đồ bên trong. Tiêu ký vì cấp 7 tinh cầu, tại trong tiên giới, cấp 7 tinh cầu đã coi như là cấp cao nhất tinh cầu, mỗi cái tiên vực cấp 7 tinh cầu cũng không tính là quá nhiều, mà lại hướng lên, chính là tiên quân ở cấp 8 tinh cầu, càng thêm thưa thớt, chính là nó, cùng chúng ta trước đây con đường vẫn rất thuận. Ninh Kỳ cười chỉ chỉ Lam Thủy Tinh, trên hồ lô nhỏ nhìn đằng trước một cái mắt, có chút kỳ quái đạo, ngươi đi Lam Thủy Tinh làm cái gì? Theo ta được biết, đây chính là trước đây Nam Hải Long Vương động phủ. Nói đến đây, Hồ Lô nhỏ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hướng Ninh Kỳ chê cười nói, hay là chớ đi Lam Thủy Tinh a, à, như loại này của tiên để lại động phủ, e rằng đều ở đây Thiên Đạo gia tộc trọng điểm chú ý trong danh sách. Nam Hải Long Vương. Ninh Kỳ ánh mắt hơi động một chút, hướng Hồ Lô nhỏ nhìn lại, người nói Nam Hải Long Vương, chẳng lẽ là ban đầu ở Cổ Thiên Đình nhậm chức, Ti trưởng nước mưa, Lôi Minh, Hồng Tai, Biển động Ngao Khâm. Không phải hắn còn có thể là ai? A, à, ngươi ngay cả Ngao Khâm đều biết hồ lô nhỏ gật gật đầu, sau đó có chút hồ nghi nhìn về phía Ninh Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nữ hoa, hướng lam thủy tinh tốc độ cao nhất tiến phát, Ninh Kỳ đối với nữ hoa phân phó một tiếng, sau đó lôi kéo hồ lô nhỏ ngồi ở trên ghế salon, cười nói, ta biết cổ thiên đình đã từng có tứ hải long vương, ngươi cùng ta nói nói thực lực của bọn hắn, đều mạnh đến loại tình trạng nào, theo ta được biết, cái này trong tiên giới còn thừa lại mấy chi chân long huyết mạch, có thể cùng tứ hải long vương có liên quan bọn hắn vì cái gì không có bị thiên đạo gia tộc thanh lý. Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy làm cái gì, lấy thực lực của ngươi, coi như đã biết những chuyện này, cũng là vô dụng. Hồ lô nhỏ cao mày nói, nữ hoa, về sau chớ để ý tiểu tử này. Ninh kỳ hô, là, chủ nhân. Nữ hoa một bên chế định con đường, một bên vui vẻ trả lời, hồ lô nhỏ thần sắc lập tức biến đổi, chê cười nói, ngươi muốn nghe ta cho ngươi biết chính là, hà tất như thế đâu, nói xong, hắn rõ ràng khục hai tiếng, đạo, cổ tiên nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liền xem như hôm nay thiên đạo gia tộc, cũng bất quá là cái sau vượt cái trước mà thôi, thế gian sớm nhất xuất hiện thần tiên, đó chính là cổ tiên, đồng thời, bọn hắn cũng là sớm nhất một nhóm người tộc tu hành thành tiên tồn tại, cái này còn muốn từ thiên địa sơ khai lúc. Đợi nói đến, bất quá cái kia đoạn cố sự quá dài, ta liền cùng ngươi nói một chút tứ hải long vương. Ninh Kỳ chậm rãi gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp, hồ lô nhỏ, Tứ Hải Long Vương đều là do thiên địa sơ khai một tia tinh khí biến thành, theo tin đồn, thiên địa sơ khai thời điểm, có một tia thanh khí hóa thành đầu thứ nhất Long, được xưng là Thái Sơ Cổ Long, nó vừa xuất hiện, chính là bước thứ tư tồn tại, tất cả thanh khí đều bị nó hút lấy lấy, cũng chính là bởi vậy rước lấy trời ghét. Bị lôi kiếp giết chết, sau đó, nó dù lần hồi quy bản nguyên, hóa thành lục đạo tinh khí, trong đó bốn đạo chính là Tứ Hải Long Vương, còn lại hai đạo, không biết đi nơi nào, cũng không biết đến cùng có hay không hóa Long. Nói như vậy, tứ hải Long Vương chẳng phải là sống cực kỳ lâu, vậy bọn họ thực lực. Ninh Kỳ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, mặc dù hắn hiểu không có thể đem trên địa cầu trong thoại bản thấy cố sự quả thật, nhưng mà hắn cũng rất kinh ngạc, tứ hải Long Vương xuất thân lai lịch sẽ như vậy kinh khủng, lại là tại thiên địa sơ khai thời điểm, vậy bọn họ thực lực, chẳng phải là rất mạnh, đó là tự nhiên. Bọn hắn vừa sinh ra chính là đại năng bước thứ ba, trong đó phía Nam Hải Long Vương Ngao khâm cầm đầu, tại đại năng bước thứ ba bên trong, cũng coi như là người nổi bật, đây vẫn là thái sơ cổ long lục đạo tinh khí biến thành, nếu như bọn hắn có thể tìm về hai đạo khác tinh khí, hợp làm một thể, trước đây cuộc chiến đấu kia, cổ tiên. Nhất tộc chưa chắc sẽ bị thua. Hồ lô nhỏ đối với Ninh Kỳ liếc mắt, sau đó thì sao, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng ở đó cuộc chiến đấu bên trong vẫn lạc. Ninh Kỳ vấn đạo, hắn chỗ đã thấy những hình ảnh kia bên trong, chỉ có tại mộ đêm đang mạch tâm cảnh chi tháp bên trong, có một đầu toàn thân hóa thành xương khô, chỉ có đầu người còn tính hoàn chỉnh kim long, trừ cái đó ra, chưa từng thấy cùng long tộc có liên quan hình ảnh, chết, tứ hải long vương toàn bộ chết sạch, bất quá bọn hắn đã đổi thiên đạo gia tộc chính vị đại năng bước thứ ba, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hồ lô nhỏ thở dài, ninh kỳ trầm mặt hồi lâu, hồ lô nhỏ nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng khi đó chiến đấu sự khốc liệt, hẳn là viễn siêu tưởng tượng của hắn, đi tới tiên giới nhiều năm như vậy, ninh kỳ còn không tính chân chính đặt chân tiên giới, dấu chân của hắn cũng chỉ đi qua chính anh tinh, nam nhạc tinh, hạo nhiên tinh, Tổ Tinh thôi, lần này đi tới Lam Thủy Tinh tham gia Thăng Tiên sẽ, mới xem như chân chính bước vào cái này đại bình đài, có giang hồ chỗ, thì có tranh đấu, sau này có lẽ. Cũng sẽ gặp phải cực kỳ thảm thiết chiến đấu, hắn hiện nay tu vi còn thiếu rất nhiều, ít nhất, muốn tới đột phá đến thái ất chi cảnh, mới có thể tại trong tiên giới có một chỗ ngồi chi vị, tốt, ngươi giúp nữ qua xem tuyến đường có vấn đề hay không, tận lực đi tắt, nếu như cần đi qua truyền tống trận, liền chờ ta mấy ngày, ta cách mỗi 10 ngày liền ra tới một chuyến ninh kỳ vỗ vỗ hồ lô nhỏ bả vai sau một khắc liền biến mất tại chỗ hồ lô nhỏ biểu môi sau đó cười hì hì chạy đến nữ hoa bên cạnh thấp giọng nói chúng ta liền đi chỗ kia quỷ vực a à, làm thủy tinh không có thú vị chút nào hay là chớ đi nghe nói ngươi là một kiện hiền lành đạo khí không biết đánh nhau nữ hoa nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày cái này sẽ không đi đánh nhau ngươi cũng là không đánh nổi ta đừng hơi một tí liền uy hiếp ta được chứ ta và ngươi mới là người một nhà cũng là khí linh thế gian này còn tại hoạt động khí linh, mới còn lại mấy, có lẽ toàn bộ tiên giới, chỉ có hai chúng ta cái khí linh tồn tại, hẳn là muốn lẫn nhau hữu ái. Hồ lô nhỏ cười híp mắt nói, ba, nữ hoa tiện tay một chưởng vung đến hồ lô nhỏ cái kia mập mạp trên mặt, hồ lô nhỏ không kịp đề phòng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hét thảm một tiếng, đừng quấy rầy ta. Nữ hoa thản nhiên nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Ninh Kỳ cách mỗi 10 năm liền từ đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện trở lại nữ hoa hào, xem phải chăng có gặp phải nguy hiểm gì, lấy hắn bây giờ luyện đan thuật, mỗi một năm có thể ra ít nhất 190 khỏa xung quanh ngũ giai cực phẩm đạo nguyên đan, 10 năm chính là gần tới 2.000 khỏa, mà lần này, hắn bán giá cả sẽ không thấp hơn thuốc đỏ, bởi vì trong này không giống lần trước một dạng, trộn một chút ngũ giai hạ phẩm đạo nguyên đan, thời gian 10 năm, chính là 40 vạn chư thiên tệ, chụp tới không đáng kể chi phí. Ninh Kỳ ít nhất sạch kiếm lời 37-38 vạn chư thiên tệ, dựa theo tốc độ như vậy xuống, chờ hắn đến rồi lam thủy tinh tự nhiên là có đầy đủ vốn liếng tại thăng tiên trong buổi họp mua chút đối với mình vật hữu dụng độ tiên kim đan cũng có thể tranh đoạt một phen chư thiên diễn đàn bởi vì thà kỳ trong khoảng thời gian này thường xuyên tại chợ đen bên trong treo bán đạo nguyên đan đã có người đang diễn đàn mở thiếp mời thảo luận thà kỳ càng là tìm ra thà kỳ dĩ vãng đã từng phát qua thiếp mời đủ loại hoài nghi lập tức tuôn ra có nói thà kỳ có thể là cái nào đó tông môn người phát ngôn có nói thà kỳ bản thân liền là một cái thiên mới luyện đan sư các loại, trong đó nhảy vui mừng nhất, chính là Nam Hải cưỡi quy lão người, hắn dùng đủ loại phương thức dẫn đạo đám người, tới ngờ tới thà kỳ chân thực thân phận. Nguyên bản dạng này chiêu số, đối với những người này tin một dạng tiên nhân là vô dụng, nhưng mà, thật sự có rất nhiều tiên nhân đỏ mắt thà kỳ tại chợ đen bán ra một bút bút đạo nguyên đan, chợ đen treo một cái thiếp mời, vốn là bán đi bao nhiêu đan dược, không có người có thể tính tin tường, nhưng mà một ít người đằng trước vừa mua thà kỳ. Đạo Nguyên Đan, phía sau tựu ra tới vạch trần, chỗ tuôn ra những cái kia đạo nguyên đang giá trị đã vượt qua 500 vạn chư thiên tệ, tự nhiên sẽ làm cho lòng người sinh ghen ghét, năm đó hạnh hoa vi vũ, đại vương huynh, xem ra có thật nhiều người đang đỏ mắt ngươi, diễn đàn thiếp mời nhìn sao, kỳ thực liền xem như ta, cũng rất đỏ mắt ngươi hơn hai năm này thu vào, thà kỳ nhìn thấy cái tin tức này, cười cười, đối với đám kia không ngừng bính đạt tiểu nhân, hắn không có tâm tình để ý tới, trả lời thư đạo, vi vũ huynh, ngươi nói bọn hắn bây giờ biết chỉ có chừng 500 vạn chư thiên tệ, nếu là biết ngươi ở đây ta đây cũng tốn nhanh hai 000 vạn chư thiên tệ, chẳng phải là muốn trực tiếp tới treo thưởng. Ta, à, đến đổi đỏ mắt, vi vũ huynh nói đùa, ngươi có thể ở ta nơi này tốn nhiều như vậy chư thiên tệ mua sắm đạo nguyên đan, những thứ này chư thiên tệ đối với vi vũ huynh tới nói, hẳn là chính trâu mất sợi lông mới đúng. Có người đỏ mắt sau đó, thà kỳ liền đem đạo nguyên đan bán cho năm đó hạnh hoa vi vũ một người, bất quá có đôi khi đối phương không online, thà kỳ cũng sẽ chờ đợi một hồi, cứ như vậy chỉ cần năm đó hạnh hoa vi vũ không vạch trần, ai biết hắn bán đạo nguyên đang kiếm bao nhiêu, hơn nữa cũng là đi qua hơn 2 năm này một bút bút giao dịch, thà kỳ đối với năm đó hạnh hoa vi vũ thân phận, càng ngày càng hiếu kỳ, gần tới 2.000 vạn chư thiên tệ, cái này dùng để mua xuống phẩm đạo khí, đều có thể mua 100 kiện A, liền xem như huyền tiên, cũng không quá có thể có cái chủng này tài sản, cho nên thà kỳ có đôi khi sẽ hoài nghi, thân phận của đối phương có thể là cái thái ất chân tiên, chỉ có thái ất chân tiên, mới có thể lấy ra nhiều như vậy chưa thiên tệ dùng để mua sắm đạo nguyên đan cho phía dưới quần áo đệ tử dùng cũng không lâu lắm năm đó hạnh hoa vi vũ tin tức lần nữa truyền đến Chính trâu mất sợi lông đại vương huynh quá để mắc tại hạ vì ăn đại vương huynh trong tay đạo nguyên đan tại hạ đông chuyển tây mượn hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôm mắc nợ từng đống hy vọng đại vương huynh xem ở mức này phía sau đạo nguyên đan có thể hay không tiện nghi hai thành đại vương phái ta tới tuần sơn không thể trở về xong tin tức này, Thà Kỳ liền từ trên ghế salon đứng lên, đi đến nữ hoa trước mặt, nhìn qua pha lê bên ngoài tinh không, cười nói, khoảng cách làm thủy tinh còn bao lâu, khoảng cách quyết định đi tới tham gia thăng tiên hội, đã qua hơn 2 năm, nữ hoa hào cũng đã đến Bắc minh tiên vực hồng hư giới, trong thời gian này Thà Kỳ xuống nữ hoa hào nhiều lần, đều là bởi vì muốn ngồi tinh không đại na di pháp trận, bằng không mà nói, đừng nói 3 năm, liền xem như 30 năm, 300 năm, đều đuổi không. Đến hồng hư giới lại có 5 tháng thời gian liền có thể đến rồi, nếu như nửa đường không phát sinh vấn đề mà nói. Nữ hoa cười nói, 6 tháng sau thăng tiên hội mới bắt đầu, dạng này có thế sớm một tháng đến, không tệ. Thà kỳ cười vỗ vỗ nữ hoa bả vai, sau đó có chút hiếu kỳ vấn đạo, hồ lô nhỏ đâu. Gần nhất si mê trò chơi, tại giải trí khoan thuyền. Nữ hoa đạo, ha ha, tiên thiên linh bảo ưa thích chơi game, gia hỏa này cũng thực sự là linh bảo giới kỳ hoa. Thà kỳ cười lắc đầu, sau đó thân hình hơi động một chút, tiến vào đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện, kế tiếp 5 tháng thời gian, hắn phải dùng đem hết toàn lực luyện đan, tận lực kiếm nhiều một chút chư thiên tệ, đã như thế, mới có thể có nắm chắc 10 phần, cầm xuống độ tiên kim đan, cùng với thăng tiên hội mặt khác một chút đồ tốt, lam thủy tinh thường, một chỗ xa hoa vô cùng trong động phủ, một nữ tử đang tò mò nhìn lấy trong tay đạo nguyên đan, hướng cách đó không xa một vị thần sắc kính cẩn trung niên nhân nói, lý lực, Ngươi nói thế gian này thật có thiên tài như thế luyện đan sư sao? Một tháng thời gian, liền có thể luyện chế ra năm, sáu ngàn khỏa ngũ giai cực phẩm. Đạo Nguyên Đan, Lý Lực nhìn một cái tay cô gái bên trong Đạo Nguyên Đan, sau đó lắc đầu, không có khả năng, liền xem như đem linh tài lợi dụng đến cực hạn, một lò Đạo Nguyên Đan thành đan lượng, cũng nhiều nhất là bốn khỏa, mà bất quá là trên lý luận mà thôi, ta chưa bao giờ thấy qua có cái nào luyện đan sư, có thể đem linh tài lợi dụng đến cực hạn, nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ hao tổn, lại thêm thành đang thời gian, tỷ lệ thất bại, một tháng, nhiều nhất ra bảy, tám quả chính là cực hạn. Nữ tử cười gật gật đầu, vậy ngươi nói hắn từ nơi nào lấy được nhiều như vậy đạo nguyên đan, chúng ta mua lại phải có gần 10 vạn viên A, bình thường đại la một năm phục dụng một quả đạo nguyên đan, cũng đã là xa xỉ vô cùng, hắn có nhiều như vậy đạo nguyên đan, giá trị bản thân e rằng liền huyền tiên cũng không sánh nổi A. Lý lực nhíu mày suy tư nói, có lẽ, sau lưng của hắn có một vô cùng to lớn luyện đan tông môn đang chống đỡ, tiên giới to lớn như thế, cho dù là chúng ta Thái Sơ Thương hội cũng không khả năng đối với tất cả tông môn đều như lòng bàn tay, nữ tử cảm thấy có đạo lý, cười gật gật đầu, đạo, không tệ, hoàn toàn chính xác có khả năng này, bất quá bất kể nói thế nào, lần này từ trong tay hắn thu nhiều như vậy đạo nguyên đan, người này có thể làm trường kỳ phát triển minh hữu, những thứ này đạo nguyên đan phân đến chúng ta các đại phân hội đi, có khả năng đổi lấy giá trị, viễn siêu hai ngàn vạn chư thiên tệ, có thật nhiều địa phương đại la vì đạo nguyên đan, nguyện ý trả ra đại giới, ngay cả ta đều có chút hài lòng, điểm này, cái kia đại vương huynh, nhất định là không biết a. À. Nói xong, nữ tử khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, lý lực thấy thế, thấp giọng nói, lần này thăng tiên hội, có thể cầm một vạn đạo nguyên đan đi ra buộc chặt đấu giá, người trả giá cao được. Không tệ, một vạn đạo nguyên đan, nghĩ đến rất nhiều tông môn đều sẽ cảm thấy hứng thú, đến lúc đó giá cả không cao bên trên gấp 2-3 lần, như thế nào xứng đáng ta lần này tự mình chủ trì thăng tiên hội. Nữ tử miễn cười nói, hô. Hà Kỳ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ngoại trừ lưu lại cho mình một vạn khỏa đạo nguyên đan, chuẩn bị đến lam thủy tinh phía sau, xung kích một chút kim tiên trung kỳ, còn sót lại đang dược, hắn toàn bộ tuột tay cho năm đó hạnh hoa vi vũ, 3.500 vạn chư thiên tệ, nghĩ đến sẽ có một hảo thu hoạch thà kỳ có chút hài lòng liếc mắt nhìn chư thiên trên phù số dư còn lại về tới nữ hoa hào bên trong nữ hoa vừa thấy được thà kỳ xuất hiện lập tức đạo chủ nhân chúng ta đã đến lam thủy tinh ngoại vây tinh vực không có ngươi bước kế tiếp chỉ lệnh ta không dám tự tiện vào lam thủy tinh ta cảm thấy hay là chớ đi vào hồ lô nhỏ biểu môi ngươi lãng lâu như vậy nên trở về trong biển ý thức của ta đi a à? nếu như bị thiên đạo gia tộc người phát hiện ngươi cho ngươi thêm giam lại thà kỳ mỉm cười Hồ lô nhỏ nghe vậy, trong mắt lóe lên một nét sợ hãi, lập tức trên mặt đất lăn một vòng, biến thành một khỏa hồ lô, sau đó bay vào Thà Kỳ trong thức hải. Thà Kỳ đưa tay ở trên mặt nhào nặng động một hồi, không bao lâu, liền đổi một bộ gương mặt, sau đó hướng nữ hoa cười nói, thu hồi nữ hoa hào, ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi Lam Thủy Tinh. Lam Thủy Tinh thượng đại dương chiếm hơn quá cao, Ninh Kỳ cùng nữ hoa tiến vào Lam Thủy Tinh phía sau, bay thẳng đến rất rất xa mới nhìn rõ lục địa. Đây là Lam Thủy Tinh Thượng duy nhất một khối lục địa, diện tích cũng là dị thường khổng lồ, đủ để cùng tổ tinh thượng 3 năm cái châu cộng lại so sánh, thân là cấp 7 tinh cầu, lam thủy tinh thượng linh khí, hoàn toàn chính xác so tổ tinh muốn hùng hậu nhiều, bất kể là đối với cấp thấp tiên nhân vẫn là cao giai tiên nhân, đều có chỗ tốt rất lớn, bởi vậy có thể thấy được, tổ tinh thượng vì cái gì có nhiều như vậy tiên nhân sẽ tìm cầu đường ra, đi tới đẳng cấp cao hơn tinh cầu tu hành, Nam Hải Long Thành. Ninh Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt cái này tòa cổ thành trì, cao lớn vô cùng trên cửa lớn phương mang theo một khối bị rêu xanh trải rộng thạch biển, chữ viết phía trên đều có chút mơ hồ, lộ ra một cổ bị tuế miệt xâm nhập qua khí tức, chủ nhân, ngươi muốn tới chỗ, chính là chỗ này tọa Nam Hải Long thành A. Nữ hoa nhìn về phía Ninh Kỳ, cười hì hì nói, không tệ. Ninh Kỳ cười gật gật đầu, thăng tiên sẽ chính là tại Nam Hải Long thành cử hành, hơn nữa khoảng cách thăng tiên biết mở ra thời gian, hiện nay còn một tháng nữa tả hữu, vào thành thời điểm, cửa thành có hai tôn giao long hóa hình tồn tại, ngăn cản Ninh Kỳ cùng nữ hoa, bất quá khi Ninh Kỳ nói ra mình là tới tham gia thăng tiên biết, cái kia hai tôn giao long hóa hình tồn tại liền lập tức kính cẩn đem Ninh Kỳ hai người nhường tiếng Nam Hải Long Thành, không biết bọn họ là e ngại thái sơ thương hội, vẫn là e ngại chư thiên phù sau lưng đại biểu thế lực. Ninh Kỳ như có điều suy nghĩ hướng cái kia hai đầu giao long hóa hình liếc mắt nhìn, căn cứ vào tinh đồ bên trên đối với Lam Thủy Tinh thế lực khái quát, Ninh Kỳ biết hiện nay Lam Thủy Tinh là từ một đầu thượng cổ giao long nắm trong tay, đầu này giao long thần thông quảng đại, không biết sống bao lâu, đã là thái ức cấp tồn tại, vừa mới thủ vệ cái kia hai đầu kim tiên cấp giao long, hẳn là thủ hạ của hắn, vị huynh đài này, các ngươi cũng là đến tham gia thăng tiên biết. Một thanh âm tại Ninh Kỳ sau lưng vang lên, Ninh Kỳ hai người quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang bạch y thiếu niên tuấn mỹ đang cười hì hì nhìn qua bọn hắn, cách đó không xa, còn có hai nữ một nam đang quan sát bên này, ân. Ninh Kỳ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem thiếu niên áo trắng, thiếu niên áo trắng thấy thế, cười nói: vừa mới vào thành thời điểm không cẩn thận nghe được huynh đài cùng bên này giao binh đối thoại tại hạ cảnh lập xuất thân từ thiên một tiên cung không biết huynh đài xưng hô như thế nào ngô doãn tán tu ninh kỳ miễn cười nói tán tu cảnh lập thần sắc hơi động một chút lập tức cười nói ngô huynh nguyên lai là tán tu tán tu bên trong có thể có được chư thiên phù tồn tại cũng không thấy nhiều a à. ha ha vận khí tốt ninh kỳ miễn cười nói lúc này cái kia hai nữ một nam cũng đi tới, cảnh lập cười hít mắt giới thiệu một chút song phương, trong đó một nam một nữ là một đôi vợ chồng, nam gọi đồng hoáng, nữ tên là cảnh tiên, cái sau là cảnh lập tỷ tỷ, mà khác một nữ tử nhưng là đồng hoáng muội muội, đồng mang, trong bốn người này, tu vi cao nhất giả chính là đồng hoáng, đại la kim tiên đại viên mãn, khí tức hùng hậu vô cùng, cùng ban đầu Khương Duy cũng trên lệch lác đác, mà cảnh tiên yếu một trong trù, đại la kim tiên hậu kỳ, cảnh lập cùng đồng mang thì cũng là lớn la kim tiên sơ kỳ. Hàng huyên vài câu phía sau, cảnh lập đột nhiên nhìn về phía nữ hoa, cười nói, tiểu cô nương này dáng dấp cao cường như vậy, không biết là loại nào tiên thú biến thành. Ta mới không phải tiên thú. Nữ hoa có chút bất mãn đạo, đồng hoán cùng cảnh tiên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, xác nhận suy đoán trong lòng, bọn họ đều là thiên mục tiên cung tu sĩ, tu hành lấy một loại đặc thù thần thông, có thể dễ dàng xem thấu bất kỳ vật gì, chỉ cần tu vi so với bọn hắn thấp, nhưng mà, bọn hắn nhìn thấy nữ hoa thời điểm, lại phát hiện nhóm người mình không có người nào. Có thể nhìn ra nữ hoa rốt cuộc là lai lịch ra sao, lúc này mới có cảnh lập vừa mới bắt chuyện một màn kia. Chư vị, ta hai người còn có một chút chuyện, lần sau nếu có thì giờ rảnh, lại tụ họp. Ninh Kỳ miễn cười chắp tay một cái, liền lôi kéo nữ hoa quay người rời đi. Bốn người nhìn qua hai người bóng lưng, hồi lâu, cảnh lập triều đồng hoáng cười nói, tỷ phu, người có thể nhìn ra tiểu cô nương kia lai lịch. Đồng hoáng nhàn nhạt lắc đầu, cảnh tiên tắc như có điều suy nghĩ đạo, không phải tiên thú, không phải yêu tu, cũng không phải nhân tộc, này ngược lại là có chút cổ quái. Đại ca, tẩu tử, cái kia ngô doãn bất quá là một lần tán tu, tu vi cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi, loại tồn tại này, bên người tiểu cô nương có thể có cổ quái gì, lại cổ quái, ta xem hắn khí tức cũng nhiều lắm là tương đương với nhân tiên thôi, đáng giá chúng ta như thế chú ý sao? Đồng mang thản nhiên nói, chư thiên phù loại vật này, cũng không phải tùy tiện một cái tán tu có thế có, hơn nữa, lần này có thể tới thăng tiên biết tồn tại, không có một cái nào là đơn giản, ngươi cảm thấy một cái kim tiên sơ kỳ, sẽ vì xem náo nhiệt, liền thật xa chạy tới lam thủy tinh sao. Đồng hoáng miễn cười nói, đồng mang nao nao, đồng hoáng tiếp tục nói, cái tiểu cô nương kia lai lịch thật có chút kỳ lạ, bất quá chúng ta hiện nay hay là trước đi thái sơ thương hội đem tên cho báo, qua một tháng nữa, thăng tiên sẽ lại bắt đầu, xem có thể hay không trong một tháng này, kiếm nhiều một chút chư thiên tệ. Cảnh tiên tu vi một mực kẹt tại dưới mắt bình cảnh này. Nếu là có độ tiên kim đan, ác hẳn có thế nhất cử đột phá đến đại viên mãn. Tỷ phu nói rất đúng, đi, ta đi hỏi hỏi đường, xem báo danh điểm ở nơi nào. Cảnh lập vội vàng cười nói, chủ nhân, vừa mới mấy tên kia ánh mắt, rất chán ghét. Cách xa đồng hoáng bốn người phía sau, nữ hoa đột nhiên mở miệng nói, cái này trong tiên giới, năng nhân dị sĩ đích xác rất nhiều, tại tổ tinh thượng không có người phát giác được nữ hoa thân phận đặc thù, mà tới được lam thủy tinh, lại lập tức có bốn người nhìn ra một chút manh mối, Ninh Kỳ trong lòng cảm thán một tiếng, bất quá nghĩ lại, huyền kiếm tông vị kia thanh bào lão giả hẳn là có thể nhìn ra nữ hoa lai lịch, bất quá đối phương lại không có bất luận cái gì cử động, hiển nhiên là không đem nữ hoa để ở trong mắt, thậm chí không có để ý chút nào, cái này đặt ở một cái tiên đế trên thân, cũng không quá bình thường, liền xem như. Tiên đế phát hiện khí linh, cũng sẽ nhịn không được ra tay cướp đoạt A, trừ phi, cái kia thanh bào lão giả tầm mắt cách cục, cao hơn bình thường tiên đế quá nhiều, ngươi vẫn là về trước ta thức hải a. À. Ninh Kỳ hướng Nữ Hoa cười cười, Nữ Hoa gật gật đầu, trực tiếp chui vào Ninh Kỳ trong thức hải. Đại La Kim Tiên Ninh Kỳ không sợ, nhưng nếu là có Huyền Tiên cũng phát hiện Nữ Hoa là khí linh, vậy thì có chút phiền toái. Lần này Thăng Tiên sẽ mặc dù chỉ cho phép nắm giữ chư thiên phù tồn tại tham gia, bất quá Thái Sơ Thương Hội tự hồ cũng không có dấu giếm ý tứ. Ninh Kỳ tùy tiện hỏi mấy người đi đường, liền đã đến báo danh điểm, Dương mắt nhìn lên tại báo danh chút xui xẻo phía sau, chính là một tòa đảo giữa hồ, hồ kia tâm đảo tự hồ rất lớn, đứng thẳng. Từng tòa lầu các đài tạ, có người ghi danh, đã được mời leo lên một chiếc thuyền nhỏ, hướng đảo giữa hồ mà đi. Ninh Kỳ nhìn một hồi, liền hướng báo danh điểm đi đến, các hạ là tới tham gia thăng tiên biết, phụ trách ghi danh tiên nhân có chút hiếu kỳ nhìn xem Ninh Kỳ, lần này tới tham gia thăng tiên biết tồn tại, cơ hồ cũng là lớn la trở lên, giống Ninh Kỳ dạng này kim tiên sơ kỳ, vô cùng ít thấy, dù sao, Kim tiên sơ kỳ mua sắm năng lực có hạn, mà lần này thăng tiên hội sở bán đấu giá bảo bối, cũng là cực kỳ đắt giá. Chính là bởi vậy, tên này thái sơ thương hội tiên nhân mới có thể hiếu kỳ như vậy, chính là. Ninh kỳ miễn cười nói, như vậy thỉnh các hạ đưa ra chư thiên phù. Đối phương cười gật gật đầu, phụ trách ghi danh tiên nhân mặc dù là đại la kim tiên, nhưng cũng không có bởi vì ninh kỳ kim tiên sơ kỳ tu vi, mà lộ ra cao ngạo, có thể tới tham gia thăng tiên biết tiên nhân, cũng không đơn giản, Kim Tiên Sơ Kỳ liền có thể tới tham gia Thăng Tiên Sẽ, kỳ liền càng không đơn giản, Ninh Kỳ lấy ra Chư Thiên Phù, đối phương nghiệm chứng một chút Chư Thiên Phù thật giả, không có yêu cầu Ninh Kỳ bất kỳ tin tức gì, trực tiếp cười nói, có thể, có người chuyên mang theo các hạ đi tới đảo giữa hồ, trên hòn đảo giữa hồ lầu các các hạ có thể tùy ý chọn lựa, chỉ cần giao bên trên một chút Chư Thiên tệ liền có thể. Ninh Kỳ thu hồi Chư Thiên Phù, có chút hiếu kỳ vấn đạo, không phải nói lần này Thăng Tiên Sẽ nhất định phải tự mình đến nơi đây? nếu là không đăng ký tính danh, cái kia có một số người cho dù không tới Lam Thủy Tinh, cũng có thể tham gia đấu giá, đối phương cười, tự hồ ninh kỳ vấn đề này sớm có người đề cập qua, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta thái sơ thương hội cùng chư thiên phù có hợp tác, đến rồi đảo giữa hồ, tất cả mọi người liền sẽ tiến vào một cái mạng nội bộ, đến lúc đó thăng tiên biết bảo bối ngay tại mạng nội bộ bên trong đấu giá, không tới đây mà tiên nhân, là không có có đấu giá tư cách. Mạng nội bộ, cục vực võng, Ninh Kỳ trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, sau đó chấp tay cáo từ tên kia phụ trách ghi danh tiên nhân, liền do một cái sắc mặt kính cẩn vô cùng thiên tiên dẫn lên một chiếc thuyền nhỏ, hướng đảo giữa hồ mà đi, giống như vậy thuyền nhỏ, trên mặt hồ chừng mấy trăm chiếc đang tại vừa đi vừa về đi xuyên, mỗi chiếc trên thuyền nhỏ cũng đứng lấy. Một vị tiên nhân, đại gia quan sát lẫn nhau, ánh mắt chỗ sâu đều lộ ra một tia cảnh giác, đi tới thăng tiên sẽ, vậy tất nhiên là có toan tính, cho nên trừ mình ra, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, cảnh giác một hai cũng đúng là bình thường. Ngô Huynh, vị tiểu cô kia nương đâu? Ninh Kỳ thuyền nhỏ cập bờ phía sau, cảnh lập bốn người ngồi thuyền nhỏ trùng hợp cũng theo đó đuổi tới, cảnh đang đứng chút hiếu kỳ nhìn một chút Ninh Kỳ bên cạnh, phát hiện không thấy nữ hoa thân ảnh, liền mở miệng dò hỏi, cảnh Huynh, không biết ngươi đối với ta tiểu muội chú ý như vậy, cần làm chuyện gì? Ninh Kỳ cười hỏi ngược lại, cảnh lập nghe vậy nao nao, sau đó cười khang một tiếng, đây không phải nhìn xem tiểu cô nương kia xanh nhu thuận khả ái đi, ngược lại để ngô Huynh có chút hiểu lầm, tại hạ sai, tại hạ sai ninh kỳ cười nhìn cảnh lập một mắt lại phủi đồng hoáng ba người một mắt sau đó chắp tay cười nói cáo từ nói xong ninh kỳ quay người liền đi không có chút nào dừng lại nói chuyện với nhau ý tứ đồng mang lạnh lùng nhìn xem ninh kỳ bóng lưng cười lạnh nói người này bất quá kim tiên sơ kỳ cảnh lập liên tục mấy lần chủ động chào hỏi đều lộ ra lãnh đạm như vậy cao ngạo cũng muốn biết nơi nào tán tu sẽ như vậy ngạo khí ta xem hắn không phải tán tu đồng hoáng cười lắc đầu Dừng một chút, tiếp tục nói, đi thôi, hắn có thể đã phát giác được, chúng ta phát hiện tiểu cô nương có chút không đúng, cho nên tiểu cô nương lần này mới không có đi theo bên cạnh hắn, đổi lại người ta cũng sẽ cảnh giác một phen, không sao, lần này Thăng Tiên sẽ muốn liền xử lý 10 ngày 10 đêm, chúng ta hay là trước. Nắm lại chỗ tìm xong, nếu là chậm một bước, chỉ sợ được đến ngoài đảo đi, Ninh Kỳ tại đảo giữa hồ đi dạo một hồi, người ở bên ngoài xem ra, hắn dường như đang thưởng thức phụ cận cảnh đẹp, trên thực tế Ninh Kỳ là muốn xem hồ này tâm ở trên đảo có bao nhiêu cấm pháp, nếu như cần thoát đi, con đường kia mới là an toàn nhất, làm được trong lòng hiểu rõ, Ninh Kỳ mới tùy tiện tìm một tòa nhìn thuận. Mắt lầu cát, chuẩn bị vào ở, có lẽ là trùng hợp, Ninh Kỳ làm vào ở thời điểm, lại thấy được đồng hoáng bốn người, bất quá lần này cảnh lập không cùng Ninh Kỳ chào hỏi, chỉ là cười cười, bốn người liền từ Ninh Kỳ bên cạnh sượt qua người, lúc này, đi ở cảnh tiên bên người đồng mang, đột nhiên lạnh lùng phủi Ninh Kỳ một mắt, trùng hợp Ninh Kỳ cũng tại nhìn bọn hắn, liền cùng đồng mang ánh mắt đối đầu, đồng mang trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét cùng vẻ khinh thường, lạnh lùng cùng ninh kỳ nhìn vài giây đồng hồ phía sau, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, tiền bối, thiên địa nhân, ngài muốn ở đâu cái phòng. Trong quầy một cái mà tiên nữ tu đang một quan lấp lánh nhìn qua ninh kỳ, lầu các này bên trong, ngoại trừ khách trọ, còn lại nhân viên công tác liền một cái nam cũng không có, cũng là một chút nữ tu, tu vi không cao, cao nhất bất quá là thiên tiên kỳ thôi không biết cái này ba loại gian phòng như thế nào thu phí. Ninh Kỳ cười nói, tên kia mà tiên nữ tu nghe vậy, vội vàng cấp Ninh Kỳ giới thiệu, thiên phòng ở một đêm 20 chư thiên tệ, mà phòng 10 chư thiên tệ, người phòng 5 chư thiên tệ, nhìn tự hồ không cao lắm, thế nhưng là người phòng ở lại một tháng, cũng đủ để mua sắm một khỏa đạo nguyên đan, mà thiên phòng càng kỳ quái hơn, thăng tiên sẽ còn có một tháng mới mở, tăng thêm mở 10 ngày, hết thảy 40 ngày, đây nếu là ở lại 40 ngày, phải 800 chư thiên tệ, có thể mua lấy không sai biệt lắm bốn khỏa ngũ giai cực phẩm đạo nguyên đan, số tiền kia, đối với lớn bình thường la tới nói, đều có chút cao, Ninh Kỳ hoài nghi đây có phải hay không là thái sơ thương hội thừa cơ làm thịt heo, có hay không kho củi. Ninh Kỳ mỉm cười nói, kho củi sao, ân. Ừ. Tên kia mà tiên nữ tu một lát sau mới phản ứng được, có chút ngạc nhiên nhìn xem Ninh Kỳ, tới một gian phòng chữ nhân. Ninh Kỳ cười nói, tên kia mà tiên nữ tu thấy thế, lúc này mới có chút xấu hổ cho Ninh Kỳ làm một chút thủ tục nhập cư, chư thiên tệ trực tiếp là dùng chư thiên phù vạch tới, đối phương dùng đồ vật, rất giống trước đây trên địa cầu POS cơ, cái này đồ vật không cần phải nói, nhất định là phát minh chư thiên phù cái kia lập trình viên làm ra. Đã như thế, thái sơ thương hội cùng chư thiên phù có hợp tác, cũng coi như là chuyện ván đã đóng thuyền, xong xuôi thủ tục, lập tức có một cái mặt tương đối khêu gợi nữ tu mang theo ninh kỳ đi tới gian phòng, sau đó, trong đại sảnh khác nữ tu nhau nhau bao vây quầy hàng, hướng ninh kỳ rời đi phương hướng chỉ rõ vừa mới còn tưởng rằng ta nghe sai rồi đâu, vị tiền bối kia còn trẻ như vậy, còn tới ở đây tham gia thăng tiên sẽ, cũng không giống là ở kho củi chủ, quả nhiên là nói cho ngươi cười đấy, đây có phải hay không là ám chỉ nha. Tiểu Lang, ngươi vừa mới trên mặt một màn kia ý xấu hổ vừa đúng, nếu có thể câu bên trên vị tiền bối này, sau này tiền đồ vô lượng a. Mặc dù không bằng vừa mới cái kia bốn cái chỗ ở chữ phòng tiền bối, bất quá vị tiền bối này nhìn trẻ tuổi hơn một chút, chữ nhân phòng ở 40 ngày cái kia cũng muốn 200 chư thiên tệ, có thế mua được tu hành tài nguyên, đủ chúng ta dùng tới mấy trăm năm. Các ngươi cũng chớ nói lung tung, chờ sau đó bị vị tiền bối kia nghe được, sẽ không được rồi, nhân gia làm sao lại vừa ý chúng ta dạng này nho nhỏ mà tiên, giúp ninh kỳ xử lý thủ tục nhập cư mà tiên nữ tu có chút xấu hổ đạo, tiểu lan, ngươi nếu là nhát gan, vậy chúng ta nhưng là lên A, hì hì ha ha. Tiền bối, đây cũng là phòng của ngài, vãn bối gọi hà lị, một chút việc vặt vảnh có thể gọi vãn bối tới làm chính là. Dẫn đường nữ tu hướng Ninh Kỳ nhẹ nhàng hành lễ, trong mắt hình như có sóng nước lưu chuyển, Ninh Kỳ cười cười, ném cho đối phương một khỏa địa linh đan, ta muốn bế quan tu hành, nếu có việc vặt vảnh, ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, hắn liền vào gian phòng, đại môn lập tức đóng chặt, Hà Lị nhìn một cái trong tay địa linh đan, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ đối với nàng dạng này địa tiên tới nói, địa linh đan có thể tăng cao tu vi, có giá trị không nhỏ cho dù là tại thái sơ thương hội bên trong làm việc, tiền lương so với nàng phía trước tại tông môn thời điểm, mỗi tháng có thế phân đến tu hành tài nguyên cũng cao hơn. Một khỏa địa linh đan, cũng gần như tương đương với nàng nửa tháng tiền lương, hơn nửa nàng phát hiện, viên này địa linh đan phẩm giai cực cao, chính là nhị giai cực phẩm, cái này khiến trong nội tâm nàng càng là vui vẻ, kinh hỉ đi qua, hà lị nhưng là có chút thất vọng liếc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, ninh kỳ phía trước nói muốn bế quan. Điều này nói rõ trong khoảng thời gian này, nàng cũng không có cơ hội cùng Ninh Kỳ gặp mặt, không có cơ hội gặp mặt, tự nhiên là không lấy được chỗ tốt cơ hội. Ninh Kỳ vào phòng phía sau, liền tại trên cửa phòng bày ra một cái cấm pháp, cái này cửa phòng bản thân thì có cấm pháp tồn tại, lại thêm Ninh Kỳ cái này cấm pháp, liền xem như Đại La đi vào, cũng không thể để cửa phòng hoàn hảo vô khuyết, nếu có ai tiến vào gian phòng của hắn, Ninh Kỳ cơ bản đều có thể biết được, đỉnh cấp tu hành sân huấn luyện từng khỏa đạo nguyên đang nuốt vào trong bụng bàn bạc vô cùng tiên linh chi khí tràn ngập tại ninh kỳ thể nội không ngừng du tẩu, tiếp đó bị Ninh Kỳ hấp thu, hóa thành đầu thứ tư tiên mạch trong giọt giọt thật dịch. Kể từ đột phá đến Kim Tiên Sơ Kỳ phía sau, Ninh Kỳ liền phát hiện chính mình hấp thu tiên linh chi khí tốc độ, so với dĩ vãng phải nhanh hơn ít nhất gấp 20 lần có thừa. Cái này có lẽ chính là 13 đạo tiên quốc kiếp sau đó mang đến chỗ tốt, căn cốt cùng ngộ tính cùng nhau đều có đề thăng, hấp thu tiên linh chi khí tốc độ, liền quyết định bởi. Tại căn cốt, một khoảng ngũ giai cực phẩm đạo nguyên đang có khả năng sinh ra lượng linh khí, nếu là trước kia ninh kỳ, không thiếu được cũng muốn một tháng mới có thể hấp thu, dưới mắt một ngày liền có thể hoàn toàn nạp làm chính mình dùng, nếu không phải là như thế, phía trước ninh kỳ cũng không thể nhanh như vậy liền đem tu vi tăng lên tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, dựa theo một ngày một khỏa đạo nguyên đang tốc độ, một vạn đạo nguyên đang vừa vặn đủ ninh kỳ dùng tới 30 năm tả hữu, có thể hay không đột phá đến kim tiên trung kỳ, liền quyết định bởi nơi này, ngoại giới thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo thăng tiên biết tới gần, trên hòn đảo giữa hồ tiên nhân càng ngày càng nhiều, Ninh Kỳ ở tòa này, bích trúc lầu nhỏ, tất cả gian phòng đều bị người trụ đầy, bao quát chữ thiên phòng cùng mà chữ phòng, mà có thể ở lại phóng lên trời chữ phòng tồn tại, ít nhất cũng là huyền tiên tầng thứ đại năng. Vị tiền bối kia tự hồ vẫn luôn trong phòng, chưa bao giờ đi ra, hà lị, người có muốn hay không đi qua gõ cửa một cái, nhắc nhở một chút tiền bối ngày mai thăng tiên sẽ liền muốn bắt đầu. Tiền bối nói hắn đang bế quan, ta đi qua quấy rầy không tốt a. À. Hà lị có chút khó khăn, một nữ tử cười nhạo nói, ngươi sợ cái gì, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở phụ cận đó đi dạo, cho là chúng ta không thấy sao. Hà Lị lơ đỉnh cười cười, đạo, đi dạo thế nào, ai bảo vị tiền bối kia ra tay hào phóng, cho ta một khỏa địa linh đan, các ngươi nếu là hâm mộ, cũng đi đi dạo a. À? chúng nữ lập tức có chút ghen ghét hâm mộ, bất quá loại cảm giác này cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, các nàng một tháng tiền lương, liền có thể chống đỡ lên hai khỏa địa linh đan, chỉ là một khỏa địa linh đan, mặc dù giá trị khá cao, nhưng là không tính là cơ duyên chân chính, các nàng nghĩ là, nếu như cái nào tiền bối có thể nhìn trúng các nàng. Đem các nàng thu làm nha hoàng các loại, vậy sau này mỗi tháng ít nhất đều có mười mấy khỏa địa linh đang có thể phục dụng, đây mới gọi là một bước lên trời, có khách tới. Trong quầy tiểu lan đột nhiên mở miệng nhắc nhở, đúng lúc này, một lão giả chậm rãi đi vào bích trúc lầu nhỏ, tại hắn sau lưng, đi theo một đầu khổng lồ vô cùng rùa đen, nhắm mắt theo đuôi, theo sát lão giả, ta muốn nhà ở các ngươi nơi này kho củi nhưng còn có còn lại. Nam Hải cưỡi quy lão người thản nhiên nói, xem trọng ngữ khí, không giống như là muốn ở kho củi, ngược lại là muốn ở chữ thiên phòng một dạng. Hắn kể từ nhận được thăng tiên sẽ muốn tại Lam Thủy Tinh cử hành tin tức phía sau, liền lập tức hướng Lam Thủy Tinh chạy đến, đáng tiếc, hắn sở tại chi địa, khoảng cách Lam Thủy Tinh rất xa, thật vất vả mới chạy tới nơi này, kết quả đã quá muộn, vừa mới liên tục hỏi vài tòa lầu nhỏ, liền kho củi đều bị người cho ở lại, cái này bích trúc lầu nhỏ, là hắn tới chót nhất, nếu là không có gian phòng, cũng chỉ có thể ở đến đảo giữa hồ bên ngoài, đây đối với hắn tới nói, là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, chẳng lẽ nói mỗi tham gia xong một ngày thăng tiên sẽ, liền rời đi đảo giữa hồ, ở đến ngoài đảo, ngày thứ hai lại đi vào, cái này quá mất mặt, kho củi. Tiểu Lan sửng sốt một chút, sau đó gặp lão giả không giống nói đùa, vội vàng gật đầu, tiền bối, kho củi đúng lúc là trống không. Vậy mau giúp ta làm vào ở, còn chờ cái gì? Nam Hải Cửu Quy lão người trừng mắt mắt dọc, quát lớn, tiểu lan sợ hết hồn, nơm nớp lo sợ giúp Nam Hải Cửu Quy lão người làm xong vào ở, Hà Lệ mấy người cũng có chút giữ im lặng, nhìn về phía Nam Hải Cửu Quy lão người ánh mắt, có chút sợ hãi, giống như vậy tính khí lớn khách nhân, các nàng đương nhiên không dám nắc tội, tiền bối, mời đi theo ta. Hà Lệ liếc mắt nhìn tất cả đều núp xa xa đồng liêu, trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng, theo phía sau mang mỉm cười, hướng Nam Hải Cửu Quy lão nhân đạo. Nam Hải cửu quy lão người trên dưới đánh giá nàng một mắt, chậm rãi gật gật đầu. Tại Hà Lệ dẫn dắt phía dưới đi tới bích trúc lầu nhỏ kho củi. Hà Lệ thấy thế, theo bản năng liền nghĩ quay người rời đi, kết quả bị Nam Hải cửu quy lão người ngăn lại. Tiền bối, nhưng còn có chuyện. Hà Lệ ngượng ngùng cười nói, ngươi xem không dậy nổi ta. Nam Hải cửu quy lão người lạnh lùng nhìn qua Hà Lệ, Hà Lệ sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, tiền bối ngài đừng nói như vậy, vãn bối sao dám như thế vậy ngươi gấp gáp cái gì? Nam Hải cử quy lão người cười lạnh một tiếng, tiện tay ném cho Hà Lị hai khỏa địa linh đan, bất quá cùng Ninh Kỳ đưa cho nhị giai cực phẩm khác biệt, chỉ là hai cái phẩm chất vô cùng thấp kém, mặt trên còn có một chút pha tạp tạp chất nhị giai hạ phẩm địa linh đan. Hà Lị sau khi nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn, đang định rời đi, Nam Hải cử quy lão người lại trầm lặng nói, ta còn có một số việc hỏi ngươi, theo ta đi vào. Nói xong, Nam Hải cử quy lão người vào phòng, cửa phòng nhưng là mở rộng, không có đóng lại ý tứ, dường như đang chờ Hà Lị đi vào. Đầu kia lão quy duỗi ra cổ, nhìn Hà Lị một mắt, giờ khắc này, Hà Lị tự hồ theo nó trên mặt, nhìn ra vẻ cổ quái vô cùng nụ cười. Hà Lị sắc mặt bá một cái, trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể nhịn không được run rẩy. nếu là thay cái trẻ tuổi điểm tồn tại, nàng có lẽ liền tiến vào. Thế nhưng là Nam Hải cưỡi quy lão người toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khí tức mục nát, trừ cái đó ra tính khí lại rất táo bạo, Hà Lị trong đầu không khỏi nghĩ tới từng trải qua nghe nói một ít chuyện, một ít tiên nhân vụn trộn vô cùng kinh khủng, động một chút lại đem một vài nha hoàng tùy ý giày vò đến chết, bởi vậy, Hà Lị Tiến cũng không được, đi cũng không được, còn không đi vào. Nam Hải cưỡi quy lão thanh âm của người trở nên vô cùng âm trầm, đúng lúc này, cách đó không xa vỗ một cái đại môn từ từ mở ra, Hà Lị thấy thế, trong mắt lập tức toát ra vẻ khẩn cầu, Ninh Kỳ vừa đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Hà Lị đứng tại cách đó không xa, một mực nhìn lấy mình, cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó chuẩn bị rời đi. Lần này một vạn đạo nguyên đang vào bụng, chung quy là đuổi tại thăng tiên hội phía trước, xông phá kim tiên sơ kỳ bình cảnh, tiến nhập kim tiên trung kỳ. Ngày mai thăng tiên hội liền muốn mở ra, Ninh Kỳ sợ bỏ lỡ độ tiên kim đan, liền sớm một ngày xuất quan, gặp Ninh Kỳ muốn đi, Hà Lệ trong mắt lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, Ninh Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, cước bộ có chút dừng lại, Hà Lệ thấy thế, trong mắt vội vàng lần nữa lộ ra khẩn cầu chi sắc, nhưng cũng không dám mở miệng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được ninh kỳ trên người pháp lực ba động, tự hồ. Muốn so nam hải cử quy lão người yếu hơn rất nhiều, tiểu cô nương, ngươi muốn lão phu tự mình đi ra mời ngươi không thành. Nam hải cử quy lão người âm chắc chắc âm thanh vang lên lần nữa, nghe thế đem âm thanh, ninh kỳ khóe miệng lập tức hơi hơi dương lên, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới lão già này cũng tới tham gia thăng tiên hội, đối với hà lị tình trạng hiện tại, ninh kỳ cũng có mấy phần ngờ tới, hắn cười cười, đi đến hà lị trước mặt cười nói hồ này tâm đảo có chút lớn ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo một vòng hảo hà lị ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ trong lòng dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được xúc động cứ như vậy nàng cũng không cần lại đi đối mặt cái kia lão tiền bối vị đạo hữu này nàng muốn giúp ta chỉnh lý gian phòng tới trước tới sau đạo lý ngươi có hiểu hay không chứ nam hải cửi quy lão người đi ra cửa phòng có chút bất mãn hướng ninh kỳ nhìn lại đồng thời trong bóng tối quan sát tỉ mỉ ninh kỳ phát hiện ninh kỳ cũng không quen mặt cũng chỉ là một cái kim tiên trung kỳ trong lòng lập tức có tính toán trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên lạnh lẽo nhìn ninh kỳ hà Lệ trong mắt lóe lên một tia kinh hoảng theo bản năng trốn đến ninh kỳ sau lưng nam hải cửi quy lão người thấy thế trong lòng càng bất mãn nhìn về phía hà lị ánh mắt đã mang tới một tia dữ tợn vừa vặn có mấy cái hà lị đồng liêu phát hiện nàng chậm chạp không có trở về lặng lẽ núp ở phía xa quan sát Nghe được Nam Hải cưỡi quy lão người câu nói kia phía sau, thần sắc lập tức biến đổi, chỉnh lý gian phòng, câu nói này sau lưng thâm ý, các nàng nơi nào có thể không hiểu, cái kia lão tiền bối giống như coi trọng Hà Lị. Hà Lị tự hồ không quá nguyện ý. Làm sao bây giờ, không bằng đi thông tri lâm quản chuyện một tiếng. Ngươi nghĩ hại chết Hà Lị a, lâm quản chuyện từ trước đến nay đối với mấy cái này tiền bối a du nịnh hót, trước đây có bao nhiêu tỷ muội cũng là bị lâm quản chuyện tự tay đưa người, nếu là hắn biết được chuyện này, Hà Lị chắc chắn không có kết cục tốt. Đầu tiên chờ chút đã, vị công tử kia dường như đang vì Hà Lị ra mặt. Chúng nữ theo bản năng nhìn về phía Ninh Kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ninh Kỳ cười hướng Nam Hải cửu quy lão người trong phòng nhìn một cái, sắc mặt cổ quái đạo, nguyên lai là kho củi, ta xem bên trong ngược lại là sạch sẽ gọn gàng, không cần thiết lại thu thập A. Kho củi thế nào? Nam Hải cưỡi quy lão người nhìn lấy tức giận, ngươi là nhà nào tử đệ, nhìn ta một chút phải chăng cùng ngươi sư tôn nhận biết ta là nhà nào tử đệ, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chỉ là đại la, cũng không tư cách cùng ta sư tôn nhận biết a. À. Ninh Kỳ chế nhạo cười nói, chỉ là đại la, Nam Hải cưỡi quy lão mặt người sắc hơi đổi, nhìn qua Ninh Kỳ ánh mắt lần nữa trở nên kiên kỵ, nhưng mà, hôm nay nếu như hắn nhìn trúng nữ nhân cứ như vậy bị Ninh Kỳ mang đi, lan truyền ra ngoài, mặt mũi này mặt còn muốn, trước khi đến, là hắn biết hắn tại chư thiên phù hảo hữu trong clip, có mười mấy hảo hữu đều có tới tham gia thăng tiên hội, nếu là bị bọn hắn biết mình bị một cái kim tiên trung kỳ cho làm mất mặt còn không phải chê cười hắn một ngàn năm ý niệm tới đây nam hải cửu quy lão người âm u lạnh lẽo nở nụ cười nguyên lai các hạ sư tôn là huyền tiên đại năng tại hạ thất kính thất kính bất quá liền xem như huyền tiên đại năng cũng muốn giảng quy củ giảng cấp bậc lễ nghĩa hôm nay ngươi vô lễ như vậy xem ở sư tôn ngươi mặt trên ta sẽ không so đo nhanh chóng rời đi a à. vậy thì cám ơn tiền bối đi ninh kỳ nở nụ cười giữ chặt hà lị cánh tay quay người liền đi hằng nhảy ranh ngươi dám nam hải cử quy lão người cuối cùng nhịn không được nổi giận dựng lên một cái lắc mình ngăn ở ninh kỳ trước mặt cái kia đầu rùa đen cũng sắp tốc bò ra đối với ninh kỳ quy nhìn chằm chằm hà lị bị hù co rụt lại đầu đều nhanh muốn khóc ninh kỳ thì nhàn nhạt nhìn qua nam hải cử quy lão người khuyên ngươi một câu niên linh đều đúng chỗ cũng đừng tai họa nhà khác cô nương muốn thu thập gian phòng để cho ngươi đầu này con rùa thu thập đi muốn để cho người ta làm ấm giường cũng làm cho nó đi ấm. Núp ở phía xa vài tên nữ tử nghe vậy, lập tức nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, Nam Hải cử quy lão người quay người nhìn các nàng một mắt, ánh mắt cực kỳ khủng bố, giống như ác quỷ, lập tức để các nàng tâm như hến, xoay người chạy, nếu không chạy, có khả năng đem mình đều bồi đi vào, các ngươi mau mau táo táo làm cái gì. Một tiếng âm trầm âm thanh vang lên, cái kia vài tên nữ tử nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình trước mặt nhiều hơn một cái thần sắc vô cùng âm lãnh trung niên nhân phía sau hắn còn đi theo vài tên hộ vệ, Lâm Quảng Chuyện. Chúng nữ có chút sợ đạo, Lâm Quảng Chuyện hướng Nam Hải Cửi quy lão người cùng Ninh Kỳ vị trí liếc mắt nhìn, hắn là mới vừa bị Nam Hải cưỡi quy lão người quát lớn âm thanh hấp dẫn tiến vào, lăn đi làm việc, chớ có biến nhát. Lâm Quảng Chuyện khoát khoát tay, sau đó hướng Nam Hải cửu quy lão người đi đến, cái kia chúng nữ thấy thế, như được đại xá, vừa mới dơ chân lên, nhưng lại để xuống, liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ ăn ý nút ở phía xa, hướng ninh kỳ bọn hắn nơi đó nhìn lại nam hải lão ca lần này tới đến đảo giữa hồ như thế nào cũng không thông tri tiểu đệ một tiếng lâm quản chuyện vừa đi một bên cười to nói chúng nữ nghe vậy thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi nguyên lai lâm quản chuyện cùng này lão đầu tử nhận biết đây chẳng phải là nói hà lị nguy hiểm hà lị nhìn thấy lâm quản sau đó sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ trắng bệch lâm huynh nam hải cửi quy lão người có chút ngạc nhiên xoay người nhìn như thế nào, ngắn ngủi 500 năm không gặp, Nam Hải lão ca nhận không ra ta. Lâm quản chuyện tự tiếu phi tiếu phủ ninh kỳ cùng hà lị một mắt, hướng Nam Hải cưỡi quy lão người cười nói, làm sao lại nhận không ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đây mà gặp phải Lâm Huynh, Lâm Huynh tới đây cũng là vì thăng tiên hội. Nam Hải cưỡi quy lão người tốt kỳ đạo, đây cũng không phải, ta bây giờ tại Thái Sơ Thương hội nhậm chức, tòa này bích trúc lầu nhỏ, liền về ta quản, không biết Nam Hải lão ca gặp phiền toái gì, có thể cùng tiểu đệ nói một chút. Lâm quản chuyện vừa cười, một bên nhìn về phía Ninh Kỳ. Nam Hải cử quy lão người nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh hỉ, ngay sau đó âm trầm nở nụ cười, đem sự tình nói một lần. Nam Hải lão ca, người ta hiếm thấy tương kiến một lần, lần này ngươi xa tới là khách, không có lý do để cho ngươi ở kho củi. Như vậy đi, Lâm quản chuyện cười cười, hướng hà lị đạo, còn không mang Nam Hải lão ca tiến gian phòng. Hắn liếc mắt nhìn Ninh Kỳ, đem hắn căn phòng cùng Nam Hải lão ca đổi một chút.